từ nhỏ bé săn bắt các loài sinh vật cổ quái đều nằm cả trong vòng thâu tóm của 18 cánh tay này. Trác Mộc Cường Ba lại quan sát những sinh vật kỳ dị ấy, có con đang xòe cánh, có con rẽ nước bơi, mặc dù hình ảnh rất trừu tượng, nhưng đại để thì là như vậy, gã liền hiểu ngay ra tắp lự, ồ, có phải ý anh muốn nói, hình ảnh này biểu thị rằng dưới ánh hào quang của Phật, con người chiến thắng được các loài ma quỷ đúng không, vậy nên những thứ này bề ngoài đều hết sức hung ác đáng sợ. Nói thì nói vậy, nhưng chắc Mộc Cường Ba vẫn ngấm ngầm cảm thấy không phải như thế, màu sắc của tượng Phật khổng lồ dường như tươi mới hơn nhiều, mà kỹ xảo của người vẽ cũng tinh tế hơn một cách rõ rệt, tựa như là sau này mới vẽ thêm vào, còn những hình người nhỏ màu đen kia lại hết sức cổ phát cục mịch, đó mới giống tranh vẽ bằng than của cổ nhân từ vạn năm về trước. Hình dáng của tượng Phật ở đây lại giống hệt như tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh người làng đa cắt bảo vệ, mà Lạt Ma Á La cũng từng nói qua, có nghĩa là di tích này tồn tại trước cả cổ cách. Vậy thì những tượng Phật này, nếu không phải tượng bản giáo thời vương triều tượng hùng thì cũng là sản phẩm của thời kỳ Phật giáo và bản giáo tranh đoạt giáo đồ. Còn phong cách hội họa và tính chất tùy ý của hình vẽ người kia, và cả những người sống trong hang mà Lữ Cánh Nam từng nhắc đến, khiến Trác Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến bích họa từ thời viễn cổ. Không phải, Trác Mộc Cường Ba lại nói, tượng Phật này là sau này mới vẽ thêm vào, những người nhỏ màu đen kia là tranh vẽ trên vách đá từ thời kỳ trước đó nữa, á à la đại sư, ngài cảm thấy thế nào? Ừm, uhm. Lạt ma á là tán đồng, những hình màu đen kia có lẽ là tranh vẽ trên vách đá, có khả năng là do người cổ sống trong hang động từ thời đồ đá hoặc sớm hơn nữa để lại, chắc là đều vẽ cảnh săn thú mà người cổ thích vẽ nhất, chỉ có điều về mặt thể hình có hơi khoa trương lên một chút mà thôi. Bọn họ lại đi qua mấy gian thạch thất nữa, bích họa trong mỗi gian lại mỗi khác, càng đi vào trong, bích họa càng ngay ngắn nắn nót, đường nét càng thêm tinh tế, tựa hồ như được vẽ lên vào những thời kỳ lịch sử khác nhau vậy bọn họ trông thấy những bức trang săn bắn lớn hơn, các loài động vật có quan hệ chặt chẽ với người thời xưa như châu, ngựa và một số quái thú cỡ nhỏ hơn dần chiếm vị trí trung tâm trong bích họa, các biểu hiện cũng rõ rệt hơn trước, có con đang chạy, có con đang kêu réo, gào thét, ngoảnh đầu nhìn lại, một số bức thậm chí còn khiến người xem cảm nhận được sự vùng vẫy của những con thú bị thương cùng tiếng thở phi phi của chúng. Ngoài ra còn một số tranh vẽ cảnh nhảy múa của người nguyên thủy, những cô gái trong bầu ngực đầy đặn, mông nảy nở, cánh tay nhỏ nhắn, hai chân đứng choái, một số ký hiệu sinh thực giản lược vẽ hai hình tròn thêm một đầu mũi tên, và những ký hiệu khác nữa. Khi bọn họ đi tới gian thạch thất thứ tư, Trác Mộc Cường ba trông thấy một số hình rất kỳ quái, vẽ hình người nhỏ mặc áo giáp, trong tay hình như cầm trường thương, trụy đồng, cung tên, trông như đang đấu võ với nhau. Đây là tranh gì vậy? Đa Cát cũng lấy làm tò mò với loại tranh trên đá này. Lạt Ma Á La lại tỏ vẻ xúc động lạ thường, đây là diễn võ trình chiến đồ, là bích họa chiến tranh của người xưa để lại. Trinh chiến đồ, có liên quan gì đến đạo quân ánh sáng không? Trác Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến bộ tộc Qua Ba và đạo quân ánh sáng thần bí kia. Lạt Ma Á la lắc đầu đáp, không rõ nữa, có điều xét về nội dung của bích họa thì dường như chúng ta đã đi từ thời đồ đá cũ đến thời đại của các vương triều rồi, nhìn cách ăn mặc của người trong tranh không giống vương triều thổ phồn cho lắm, lẽ nào? Là vương triều tượng hùng, thánh sứ đại nhân, đến xem cái này này. Đa cát ở phía bên kia cũng có phát hiện mới. Trác Mộc Cường ba sải bước tiến lại gần, một bức bích họa còn khiến người ta kinh ngạc hơn nữa liền xuất hiện trước mắt gã. Trong tranh, một bên có lẽ là đàn bò yắc Tây Tạng, nhưng không vẽ bừa bãi như trong các bức bích họa trước đó, mà được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề thành một hình mũi tên, do con bò to lớn nhất dẫn đầu, đi ở đầu đội hình mũi tên đều là những con bò thân thể cường tráng nhất, sừng sắc nhọn nhất, còn những con nhỏ hơn thì theo sát phía sau, cả đàn bò này đều là bò đực, tuyệt không có lấy một con bò cái nào, trông tựa như đang tung vó lao vút về phía trước. Còn mảng bên của bức bích họa là một quần thể sinh vật có vóc dáng nhỏ bé hơn một chút, nhìn bề ngoài có nét giống chó sói hay báo gì đấy, trong tranh thể hiện nhấn mạnh vào bộ vuốt sắc và hàm răng nhọn hoắt của chúng. Đàn thú này hình thành thế bao vây hình bán nguyệt sẵn sàng nghênh đón quân địch. Nhưng người sáng tạo nên bức bích họa này còn vẽ thêm rừng núi cây cối ở phần rìa tranh với một nhóm sinh vật nhỏ hơn ẩn nấp, hình thành thế gọng kim. Trong đàn động vật nhỏ hơn kia cũng có một con to hơn hẳn những con khác dẫn đầu, con vật này đứng giữa vòng vây, đối mặt với con bò yắc đầu đàn, tựa hồ như đang phát lệnh. Đồng thời ở những điểm đối diện với mũi nhọn của đàn bò yắc, vòng vây hình bán nguyệt của loài thú nhỏ hơn kia có rất nhiều con đang ngoảnh đầu về phía sau, cơ hồ như đang chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Toàn bộ bức tranh được vẽ hết sức sống động, ý đồ của người vẽ tranh cũng rõ mồn một, đàn bò yắc muốn xông thẳng vào giữa bầy động vật nhỏ hơn kia, còn bầy động vật nhỏ hơn kia chỉ làm ra vẻ bao vây, chỉ cần đàn bò yắc xông vào chúng sẽ tức khắc tản ra, khi ấy hai cánh phục kích trong rừng sẽ như hai lưỡi kiếm sắc thọc vào phần giữa phòng ngự tương đối yếu hơn của đàn bò yắc, khi trận thế của đàn bò rối loạn, bọn đã tản ra kia sẽ áp trở lại. Xem ra đây giống như một bức vẽ cảnh hai quân giao chiến, đôi bên đều có tướng lĩnh, có thế trận, vừa toát lên cái khí khái đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng ắt thắng, lại vừa có cái dụ địch như câu binh bất yếm trá, nếu xem như là trên chiến trường thực, cũng có thể coi là một trận chiến kinh điển hiếm có trên đời. nhưng hai bên giao chiến lại là hai loài động vật hoàn toàn không có hình người, đây quả là lần đầu tiên Trác Mộc Cường ba trông thấy một bức bích họa như thế này. á là đại sư, ngài đến xem xem đây là gì thế? Trác Mộc Cường ba gọi vị sư già lạt ma á là xem qua một lượt rồi nói, đây là thú chiến. trời ơi, không ngờ vẫn còn có bích họa lưu lại, thật là không thể tin nổi. thú chiến, thú chiến là gì thế? là các loài thú chiến đấu với nhau à? Chắc Mộc Cường Ba cũng chú ý thấy, hình vẽ và màu sắc của bức bích họa này có lẽ là cùng một thời kỳ với bức diễn võ trình chiến đồ kia. Không, Lạt Ma Á la lắc đầu phủ nhận, đây không phải tranh đấu giữa động vật với nhau, mà cậu có thể để ý thấy không, trong tranh này vẽ toàn bò được, không có bò cái và bê con, tất cả bọn chúng đều là binh sĩ cả đấy, cả đàn sói kia cũng là binh sĩ, đây là chiến tranh của con người. Chiến tranh của con người Trác Mộc Cường Ba nhìn lại bức bích họa không có lấy một hình người ấy thêm lần nữa, lờ mờ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra. Đúng thế, đàn bò hắc Tây Tạng và đàn sói mà Lạt Ma Á là nói đến đều đang thủ vững trận địa của phe mình, trận thế quy củ như vậy, tuyệt đối không phải là cảnh vây bắt và đột phá vòng vây trong tự nhiên, bức tranh này rõ là vẽ cảnh hai đội quân đang đối chiến. Đại sư, thú chiến nghĩa là sao? Trác Mộc Cường Ba hỏi dồn. Nhưng Lạt Ma Á La lại lắc đầu nói, nhất thời không thể nói rõ được khi nào về tôi sẽ giải thích cho cậu sau. thú chiến là một hình thức tác chiến rất cổ xưa, đã thất truyền từ rất lâu rất lâu rồi. nhưng giờ tôi có thể nói với cậu một điều là đạo quân ánh sáng năm xưa đã sử dụng hình thức này để tác chiến đó. hả? chắc mộc cường bao ôm đầy một bụng nghi hoặc. chẳng lẽ người bộ tộc qua ba đều là động vật hết cả sao? không, sống chung với sói, thú chiến, có lẽ nào? bọn họ lại xem thêm các bức bích họa trong mấy gian thạch thất nữa, trong đó có một bức vẽ cảnh thuyền đi giữa khe sâu hun hút núi cao hai bên dốc đứng nhọn hoắt dị thường, mặt phía sau khe vực thì bị tô màu đen kịt. Còn những con thuyền, nếu so với hình người, thì rõ là hơi quá cỡ một chút, hai bên thân thuyền chia ra hàng mái chèo đều tăm tắp, hết thuyền này đến thuyền khác nối nhau đi vào vùng tăm tối vô cùng tận. Lại có một gian vẽ 18 tòa tháp lộn ngược trên tay tượng Phật lớn, bên cạnh mỗi tòa tháp ngược ấy đều có hình người, có vẻ như là các tăng lữ, có ngồi có nằm, tư thế rất khác biệt, lạt ma á là đoán đây chắc là các phương thức tu hành khác nhau. Nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh này, Trác Mộc Cường Ba mới có thể hình dung rõ về pho tượng Phật khổng lồ mà bọn họ đang ở bên trên. Pho tượng khổng lồ 18 cánh tay ba mặt ba đầu này thực ra chỉ có nửa phần thân nhô ra khỏi vách đá, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, 18 cánh tay cùng xòe ra như những chân nhện, từ trên xuống dưới, khoảng cách giữa hai tay trái phải càng lúc càng lớn. Còn nửa phần thân dưới của tượng Phật, chính là nơi bọn Trác Mộc Cường Ba đang đứng thì chìm hẳn trong vách đá này thành một khối tựa như có một đường đao khoét thành hình chữ liễu xiên xiên vào trong. Lạt ma á la mê mẩn quan sát những bức tranh diễn tả cảnh tu hành, hai mắt lồi hẳn lên, tựa hồ muốn khắc sâu tất cả những bức bích họa ấy vào trong đại não. Bọn họ cứ thế xem hết bích họa trong các gian thạch thất, lạt ma á la vẫn còn chưa muốn rứt ra, nhưng chắc một cường ba thì không còn hứng thú nhiều với những tranh tượng này nữa, chỉ muốn mau mau chóng chóng lên cho hết những thang treo dựng đứng này, rồi liên lạc được với đường mẫn và những người khác. Gã phải thúc giục mãi, ba người mới lần lượt leo lên cao dần. Chạy vòng vèo đến nối đầu váng mắt hoa, Merkin và Sox đến được một gian thạch thất khổng lồ lớn chưa từng thấy, thiết bị chiếu sáng của bọn y vặn lên hết cỡ cũng không nhìn thấy được đến chân. Chính giữa gian phòng đá rộng mênh mông là một cột trụ hình vuông, bên trên đỡ một quả cầu hình tròn đường kính phải đến 50 mét, nhìn xa trông như viên minh châu khảm trên pháp trượng. Cả hai bước vào gian thạch thất, lập tức thấy mình trở nên nhỏ bé, trong này còn ẩm ướt hơn tất cả những chỗ khác, nước thấm trên tường chảy ra thành dòng, động thành vũng lác đác dưới đất. Một con bồ câu trắng của Sauce dừng lại bên dưới quả cầu, vẻ như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm. Mặc cho Sauce có dùng điện kích thích não bộ của nó thế nào, nó cũng không chịu bay lên. sos lấy làm kỳ quái nói: chỗ này chắc là nguồn gốc của hơi ẩm xung quanh đây phải không? Hừm. Tạc ra quả cầu lớn thế này để làm gì nhỉ? Merkin kích động thốt lên: tìm thấy rồi, chính là ở đây. Đây chính là mặt trăng đó người ta đem một mặt trăng trên trời giấu vào bóng đêm, duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến nó một lần nữa có được sức mạnh, mở ra tòa cung điện của người dũng sĩ. Y thầm nhầm lại một lượt bài ca cổ của Dakar, cảm giác không thể sai đi đâu được nữa. Sos nhìn chăm chú rồi nói, mặt trăng, mặt trăng này sao lại mấp mô lồi lõm như thế? Chẳng lẽ đám người này từ thời cổ đại đã quan sát được những dãy núi hình cung trên mặt trăng rồi à? Merkin nói, ai mà biết được, Chí tuệ của cổ nhân cao thấp thế nào không phải chuyện hôm nay tôi với anh có thể ước đoán được. Giống như thứ thu hút côn trùng kia kia, chẳng phải anh luôn cho rằng đó là thủ đoạn điều khiển sinh vật mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra hay sao? Vậy mà người ta đã sử dụng từ cả ngàn năm trước rồi. Nói đoạn, y bước lại gần cột đá, chuẩn bị bám vào trèo lên. Đợi chút đã, Sauce nói, chỗ này dường như có điều gì cổ quái. Anh nhìn con bồ câu kia xem, nó còn chống lại cả tín hiệu điện tử tôi phát ra nữa. Merkin cười khẩy, trong vách núi này có khoáng vật làm nhiễu tín hiệu vô tuyến, chắc là tác dụng của từ trường mạnh, cũng có khả năng hệ thống điều khiển con bồ câu của anh bị nhiễu loạn, không chịu sự khống chế nữa chứ, phải không? Đâu đó trên cái trụ đá này chắc hẳn phải có chỗ để lắp con mắt bạc, chúng ta chỉ cần tìm được nó mà lắp vào, có lẽ là sẽ có thể nhìn thấy thứ mà chúng ta muốn sở hữu đó. Sauce lấy ống nhòm nhìn đêm ra, điều chỉnh tiêu cự rồi đưa lên quan sát quả cầu khổng lồ trong bóng tối, lẩm bẩm, không đúng, đây không phải tượng điêu khắc đá, đây là, đây là cái khỉ gì quấn lại vậy. Ghét thật, chỗ này tối quá, chẳng thể nào nhìn rõ được. Quả cầu mà Sauce nhìn thấy giống như một búi nhựa lớn, toàn là những giải dây quấn quang quấn dọc chẳng chịt, hết tầng này đến tầng khác, trong bóng tối vẫn lờ mờ nhìn ra những tầng lớp cách biệt, ngoài ra còn có rất nhiều sợi thường to hơn vươn ra cả bốn phương tám hướng, đầu mút chìm sâu vào vách đá ở bốn phía xung quanh. Merkin nói, ở bên dưới tất nhiên là không nhìn rõ được rồi, chúng ta lên trên xem sao, lỗ khóa để lắp con mắt bạc này cũng nhất định là ở chỗ nào đó trên trụ đá, chúng ta cùng lên thôi. Sos nhíu mày, rồi cùng trèo lên theo Merkin, dù xung quanh trụ đá đều có nước rỉ ra, nhưng cứ cách chừng 1-2 mét lại có khe hở có nước thấm ra, có thể nhét vừa ngón tay, thành thử trèo lên cao không hề khó khăn. Cứ trèo lên được chừng 1-2 mét là Merkin lại đảo một vòng quanh trụ đá quan sát, xem có lỗ để lắp con mắt bạc vào hay không còn Sos thì chỉ một lòng muốn tìm hiểu xem quả cầu khổng lồ rốt cuộc là cái thứ gì, thế nên chẳng mấy chốc y đã trèo đến chỗ cao nhất. Lên đến gần, Sos mới phát hiện ra, trái cầu này không ngờ lại do những sợi nhỏ như dâu ngô trong hang đá kia kết lại với nhau mà thành. Mấy chục sợi nhỏ quấn thành một bó dây, sau đó mấy chục bó dây ấy kết thành sợi như sợi thường to bằng đầu ngón tay, cuối cùng mấy chục sợi như thế lại quấn vào với nhau thành bó to như cánh tay người, Cả trái cầu này chính là các bó sợi quấn thành từng lớp từng lớp một, chẳng trách từ dưới nhìn lên trông y như một bó nhợ. Lại có vô số sợi thừng to bằng cánh tay người răng ra, lút hẳn vào vách đá, cả trái cầu này nhìn như núi liền với trụ đá, không có bất cứ khe hở nào ở giữa. Sauce dứt khoát bò luôn lên trái cầu, chỉ thấy bên trên cũng có vô số sợi thừng to chìm vào trần gian thạch thất, chắc chắn như thể mũi khoan thép đâm sâu vào đá tảng. Sauce lấy tay vỗ vỗ rồi bóp bóp vào khối cầu, cảm thấy cứng như bọng cây cổ thụ lại gõ gõ thêm mấy lượt, cảm giác nó còn cứng hơn cả tưởng tượng của y, thầm đoán đao búa bình thường khó mà làm nó suy xuyển được, cuối cùng y trầm ngâm lẩm bẩm, đây rốt cuộc là cái gì nhỉ? Trên cột đá, ở độ cao cách mặt đất chừng 4 chục mét, Merkin cũng đã tìm được vị trí lắp con mắt bạc. Đó là một cái hốc hình lục giác, ở giữa có cái lỗ to bằng ống nước, đang giống hệt một vòi nước không có van đóng, chảy tràn trề, lượng nước không hề ít. Merkin trụ vững, lấy con mắt bạc trong ba lô ra, dơ lên gần cái hốc so sánh ngắm nghía một lượt, nếu đặt con mắt bạc vào đó, sẽ vừa hay bịt kín lối nước chảy, cả sáu múi của hình lục giác đều có rảnh có thể xoay con mắt bạc chuyển động 180 độ, gắn chặt vào trong. Đặt con mắt bạc vào đây rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Merkin cho rằng cần làm rõ chuyện này trước rồi mới đặt con mắt bạc được, liền gọi sóc xuống, chỉ tay vào cái hốc nói, anh nhìn xem, nước ở đây rất nhiều, nếu đặt con mắt bạc vào sẽ biết kín lối thoát luôn, kỳ lạ thật, nước ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Nếu ở trên đầu chúng ta đúng là di chỉ cổ cách, thì xung quanh đây không có dòng sông ngầm nào mới phải chứ nhỉ? Sos nói, đây là nước ngầm ở mấy nghìn mét bên dưới, tít bên trong khe vực sâu không thấy đáy này. Y liếc mắt nhìn Merkin, trong mắt toát lên vẻ kính sợ, có vẻ như bọn họ đã lợi dụng hiện tượng bình thông nhau, dẫn nước từ độ sâu mấy nghìn mét dưới kia lên đây, đám người này. Thật đúng là do người từ một nghìn năm trước làm ư. Merkin nói, nhưng mà, nước này có tác dụng chứ? ở đây chẳng có gì hết cả mà. Sos nói, nguyên lý giống như trong địa cung Aegis, là để hình thành chuỗi sinh vật, lợi dụng bọn côn trùng kia để bảo vệ nơi này không bị con người quấy nhiễu. Nơi nào có nước thì mới có sự sống được, nếu tôi đoán không lầm, bọn họ dùng nước để nuôi dưỡng vi sinh vật, các vi sinh vật ấy chính là thức ăn của bọn bọ cạp trắng, có nước lại có cả thức ăn, thế nên bọ cạp trắng ở đây mới sinh sôi nảy nở nhiều như vậy được. Merkin nói, vậy thì bịt kín đường thoát nước này sẽ xảy ra tình huống gì? anh có dự đoán được không? Sos nghĩ ngợi dây lát, đoạn nói, nước, lẽ nào là, y ngẩng đầu lên nhìn trái cầu, lẽ nào là lợi dụng áp lực nước tăng dần, để phần bên trong quả cầu phía trên kia tách bung ra, còn thứ mà chúng ta muốn tìm thì đặt bên trong quả cầu ấy. À, có lẽ đúng là như vậy rồi, chắc anh biết hiệu ứng vỏ trứng phải không nhỉ? Từ bên trong vỏ trứng mổ ra thì tách vỏ trứng rất dễ dàng, còn nếu dùng lực từ bên ngoài, vỏ trứng lại rất cứng chắc, đây là đặc tính hình thành ở các loài sinh vật đẻ trứng trong quá trình tiến hóa để bảo vệ đời sau sinh trưởng trong trứng của chúng có thể dễ dàng phá vỏ chui ra đồng thời cũng không dễ dàng bị sinh vật ngoại lai tấn công, lẽ nào đám người cổ đại này cũng vận dụng nguyên lý này. Merkin cười khổ nói, đây, đây thật sự là trí tuệ của người tạng cổ ư, vi sinh vật, ống si phông, hiệu ứng vỏ trứng, thật không thể nào tin nổi, vậy giờ tôi nhét con mắt bạc này vào đấy nhé. Sos gật gật đầu, cả hai đều nhìn chòng chọc vào tay Merkin, nhìn bàn tay đưa con mắt bạc to tướng vào lỗ xoay chuyển nhích động con mắt bịt kín lối nước chảy ra sau đó thời gian chìm vào trạng thái tĩnh lặng dài rằng giặc không có bất cứ âm thanh gì đời chờ chờ đợi bọn trác mộc cường ba vẫn đang tiến lên trong thông đạo bên dưới đột nhiên lạt ma á la dừng bước đứng yên lặng trong thông đạo trác mộc cường ba đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì đại sư đã hất tay ra hiệu cho gã chú ý lắng nghe đa cát và trác mộc cường ba thấy thế cũng dừng lại cuối cùng, hai người họ cũng cảm nhận được những chấn động hết sức khẽ khàng khó mà phát giác. Mấy người giáo sư Phương Tân đã rời khỏi cung điện ba tầng lầu tam giác, đi vào đường hầm dốc sâu xuống vách núi, lối rẽ chẳng chịt bên trong khiến chưa đi được mấy chốc đầu óc đã chìm vào cảm giác mơ hồ mê hoặc. Lần theo dấu vết bọn Merkin để lại, họ tới được gian thạch thất có lũ bỏ cạp trắng, có điều giáo sư Phương Tân và những người còn lại nhìn thấy thấy cảnh tượng vô số bỏ cạp trắng đang chen chúc tranh nhau chui vào các lỗ nhỏ trên tường, rất nhiều con bị hất xuống đất, nhưng lại nhảy bật lên, cố dẫm lên thân thể đồng loại để chui vào những cái lỗ nhỏ xíu ấy. Ra giữa gian thạch thất, họ phát hiện ra ba xác chết đau đớn vặn vẹo, bị hút sạch máu thịt chỉ còn lại trơ lớp da bọc xương, nhìn ba lô đeo trên lưng có thể nhận ra được thân phận lính đánh thuê của chúng. Thế nhưng, rốt cuộc là thứ gì đã khiến bọn bỏ cạp trắng hung tàn độc ác kia hoảng hốt bỏ chạy như vậy? Giáo sư Phương Tân cẩn thận quan sát, thấy các vũng nước dưới sàn nhà gợn lên những làn sóng nhẹ lăn tăn, khẽ rung động như sóng vi ba vậy. Ba Tang lại hướng ánh mắt về phía những sợi dế cây đã trở nên mềm mại trên vách tường, những sợi mảnh vốn khô khốc vào đến đây đã biến thành to như đầu ngón tay, mềm mềm dính dính. Dường như anh ta cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng thứ gì đã ra lệnh cho ký ức không chịu quay về. Ba Tang đứng đó, ngẩn ngơ thầm nhủ, tại sao toàn thân mình đều đang run rẩy? Đây rốt cuộc là thứ gì? Trước đây có phải mình đã nhìn thấy nó không? Tại sao lại không thể nhớ nổi nhỉ? thời gian trôi qua chậm một cách dị thường tựa như ngưng động lại ở trạng thái đặc quánh, Merkin và Sos lặng lẽ đợi chờ kỳ tích xảy ra, toàn bộ tinh thần đều tập trung cả vào búi tròn khổng lồ trên đỉnh đầu. Không biết bao lâu sau, bỗng nghe xì một tiếng khẽ khàng, như tiếng xì hơi các lò cao áp cỡ lớn phát ra đúng vào khoảnh khắc bật mở. Merkin và Sos đều giật thoát mình, mở rồi, sắp mở ra rồi. Thế nhưng, kế tiếp đó, cây cột đá bọn y đang bám vào bỗng rung lên bần bật, Cả Merkin lẫn Sauce đều cảm giác thấy đầu ngón tay mình đang rung dữ dội, rung đến nối ngón tay tê dần dần, gần như mất hết cảm giác. Thế nào vậy? Chuyện là thế nào vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Merkin hỏi Sauce. Sauce lắc đầu, không biết nữa, nếu tiếp tục chấn động thế này thì chúng ta không bám được trên trụ đá nữa đâu, chỉ bằng xuống dưới đợi thì hơn, từ độ cao này ngã xuống không phải chuyện đùa được đâu. Hai người liên mau chóng trượt xuống trụ đá, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác rung nhẹ nhẹ xuống đến chân trụ đá, sauce bỗng chợt cảm thấy có gì đó nhích động. đúng thế, tựa như là có một sinh mệnh mới đang bắt đầu nhích động. có quy luật, từng nhịp từng nhịp một, như thể trái tim đập bơm máu đi khắp cơ thể. sauce giật mình kinh hãi, loạn choạng lùi hai bước, vừa ngước lên liền nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của morgan. thế nào rồi? đã mở ra chưa? sauce nói, tôi làm sao biết được? nhưng mà cảm giác này, con mẹ nó là cái quái gì vậy? ngẩng đầu nhìn lên khối cầu đường kính chừng 50 mét kia không ngờ đã co rút một cách rõ rệt, thu nhỏ lại thành hình cầu đường kính chỉ khoảng 3 chục mét và vẫn còn tiếp tục nén nhỏ lại nữa. Sos biết rõ phần vỏ ngoài hình dạng như những bó thường cuộn của khối cầu ấy cứng rắn kiên cố thế nào, là sức mạnh gì mà khiến được khối cầu ấy rút nhỏ lại như vậy, y trầm ngâm suy nghĩ mãi, lẽ nào lại là nước. Chỉ cần một giọt nước, liền tỉnh lại từ giấc ngủ nghìn năm, tựa hồ như một sinh vật đói khát, sau nghìn năm nhẫn nại đợi chờ, lại một lần nữa nếm được mùi vị máu tanh. Khối cầu khổng lồ ấy bạo phát ra lực hút kinh người, mạnh đến nỗi khiến trái cầu đặc ruột co rút lại chỉ còn một nửa, nó muốn hút nước từ mấy nghìn mét sâu bên dưới vào bên trong mình, sức mạnh đã tích tụ đủ đầy, chỉ còn chờ đợi một đòn công kích cuối cùng. Chuyện tiên hiệp Ken, dường như có vật kim loại nào đó bị tách ra, cả Merkin và Sauce đều cảm thấy rất rõ ràng, một thông đạo ở đâu đó được mở thông, đồng thời có thứ gì đang từ dưới đất ùn ùn dâng trào lên. Bọn y đâu hề hay biết, dưới vực sâu mấy nghìn mét kia, ở nơi tất thảy mọi người đều không nhìn thấy, có mấy chiếc bánh xe nước bằng sắt tráng vật liệu chống gì đã được thả xuống nước một cách chậm rãi mà trầm ổn nhờ sức của hệ thống máy móc, dòng nước xối mạnh mẽ khiến những cỗ máy từ ngàn năm trước từ từ chuyển động, bơm càng nhiều nước hơn lên phía cao. Merkin giờ ống nhòm lên, không ngừng điều chỉnh tiêu cực, cuốn cuồng nói, hình như không mở ra, liệu có lầm không nhỉ? Hay là có chỗ nào khác mở ra rồi? Sau suy nghĩ đăm chiêu, y cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nhưng cả y lẫn Merkin đều biết rằng, đích thực là đã có thứ gì đó được mở ra. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đám thường bện thành khối cầu kia lại phình to ra, như quả bong bóng thổi căng lên vậy, chẳng mấy chốc đã đạt đến kích thước ban đầu, rồi lại còn tiếp tục phìm to nữa, càng lúc càng lớn hơn. Hai người đứng bên dưới cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, như thế quả cầu khổng lồ kia muốn trực rơi khỏi trụ đá đỡ bên dưới vậy. Khối cầu nhanh chóng phình to gấp đôi kích cỡ ban đầu, hai người đứng bên dưới không cần dùng đến ống nhòm cũng có thể nhìn thấy nó rất rõ những sợi như sợi thường bện rõ ràng là to hơn mềm hơn một phần bắt đầu từ từ nhu động cả khối cầu giống như một sinh vật ngoài hành tinh không biết gọi tên thế nào do vô số ống tròn vặn vẹo quấn chẳng chịt lại với nhau mỗi ống lại dường như có sự sống của riêng mình chen chúc nhau tranh giành nhau muốn thoát ra khỏi sự bức bách trong khối cầu ấy bọn y đều là hạng kiến thức quảng bác huyên thâm nhưng xưa nay cũng chưa từng trông thấy sự việc gì khủng khiếp như thế cả, cứ như vừa mới đánh thức một con thú khổng lồ trỗi dậy. Con thú này dài đến hơn trăm mét, thân cuộn lại thành một khối cầu, lại có vô số xúc tu vươn ra cả bốn phương tám hướng. Khóe mắt Merkin giật giật, gã đứng nấp sau lưng Sos theo bản năng, thần sắc hết sức khó coi, cất tiếng hỏi Sos, đây là cái thứ gì vậy? Khối cầu này rốt cuộc là thứ gì vậy? Sos cũng không khá hơn Merkin là mấy, hai chân dần mạnh xuống đất như thể mọc dế ở đó vậy, muốn nhắc lên cũng không được, gắng hết sức hồi tưởng lại tất cả các tình tiết nhỏ nhặt nhất, và những thứ y từng nhìn thấy chạy lướt qua óc như đoạn phim thua ngược. Họ giấu một mặt trăng trên trời vào bóng tối, duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến nó khôi phục lại được sức mạnh, mở ra cung điện của người dũng sĩ. Đây là lời của Đa Cát, ở môi trường ẩm ướt, đám sợi dẻo mà mỏng mảnh như dâu mô kia nở ra to mềm nhung nhúc như sâu thịt, khắp nơi đâu cũng là những cơ quan chưa được khởi động, những xác chết bị quấn chặt, khi ghép nối những đầu mối hoàn toàn không thể lý giải ấy lại với nhau, Sauce lập tức hiểu ra bọn y vừa làm điều gì. Y kêu lên, chó chết thật, đây là tổng cơ quan, mở ra cung điện của người dũng sĩ. Chính là mở ra tất cả các cơ quan trong hang động này. Merkin giờ mới hiểu ra, hắn giận dữ gầm lên, chó má, thằng lùn ấy lại dám lừa cả ta. Sauce nói nhanh, còn đợi gì nữa, mau lấy con mắt bạc đó ra đi, ngăn không cho đám cơ quan này khởi động. Nhưng tất cả đều đã muộn từ các khe hở trên trụ đá ấy đã thỏ ra vô số lưới cưa tròn liên tục xoay tròn xung quanh trụ đá theo những hướng khác nhau, leo lên đó đã trở thành việc không thể thực hiện được. Khối cầu đã trở nên mềm nhũn, biến thành hình bán cầu, phủ lên trụ đá như miếng bọt biển, thể tích lớn hơn lúc ban đầu khoảng 2 lần rưỡi, sở dĩ chưa rơi xuống là vì vẫn còn vô số sợi xúc tu dâm ngập sâu vào vách đá. Khối bán cầu dạng như bọt biển ấy bắt đầu có rút một cách có quy luật, hệt như là trái tim đang đập vậy, mỗi lần có rút lại đầy nước ngập vào những thông đạo tua tuổi những sợi mảnh như dâu ngô kia toàn bộ các thông đạo. Trong khoảng khắc ấy, bức tượng Phật khổng lồ cao cả nghìn mét, với sức nước làm động năng, nhờ vô số bánh răng và các kết cấu dẫn động, đã sống dậy. sau so sợ hãi nhìn những xúc tu như sâu thịt hút đủ nước mà sinh trưởng điên cuồng, đang dần dần lấp kín cả gian thạch thất lớn. Bản năng thôi thúc, cuối cùng y cũng khôi phục được chút thần trí, vội kéo giật mất kinh một cái, lớn tiếng quát, chạy mau, lối thông mà bị bịt mất thì không chạy được đâu mấy người trong nhóm của giáo sư phương tân vừa giao chiến với bốn năm tên lính đánh thuê cầm cự rằng co vừa đánh vừa rút ba tang đột nhiên phát hiện ra những sợi mảnh trên tường hơi nhúc nhích liền lấy ngón tay khều một đoạn vật thể dạng như sợi thừng mềm mại ấy lên tức khác cảm giác rõ ràng rằng chúng đang đập một cách có quy luật nhịp nhàng chẳng khác gì mạch máu trong cơ thể người vật thể như sợi dây leo khô cằn trên tay ba tang dần khôi phục sự sống quấn lấy ngón tay anh ta đồng thời thiết chặt lại hai mắt ba tang lồi hẳn ra thành hình cầu một cảm giác sợ hãi xuất phát từ tận sâu thẳm trong lòng khiến anh ta hét lên như xé họng rồi giật sợi thường ấy ném xuống đấy nổ súng bắn điên cuồng đạn bay tung tóe sợi dây bị bắn trúng vãi ra be bét nhu tương những người còn lại thấy ba tang đột nhiên nổi khùng cũng kinh hoảng cuống cuồng cả lên ba tang bắn hết một băng đạn trương lập và nhạc dương liền chia nhau xông lên giữ chặt anh ta quát hỏi anh đang làm cái gì thế anh ba tang anh sao thế mau tỉnh táo lại đi Ba Tang đã khôi phục lại thần trí, đột nhiên kêu lên, "Tôi nhớ ra rồi. Ở nơi đó, chính là ở nơi đó. Chính là bọn chúng, chúng giống như rễ cây cổ thụ, vừa cứng vừa dai, chỉ cần gặp nước là liền sống dậy như rắn, bọn chúng có thể quấn chặt, có thể quấn chặt tất cả mọi thứ, đừng nói là con người, đến cả cây đại thụ cao trăm mét cũng bị chúng thắt cho gãy lìa đấy. Chạy mau, bằng không tất cả đều sẽ chết trong đây mất." Sáu người vội vàng tìm đường cố gắng tránh xa đám xúc tu đang phình to lên với tốc độ chóng mặt kia đi qua một chỗ vách đá liền thấy một tên lính đánh thuê bị cố định trên tường những sợi xúc tu mềm mại ấy thắt vào cổ hắn cả gương mặt bị thiết cho biến thành màu tím tái đồng thời vẫn còn vô số xúc tu đang vươn dần về phía hắn mềm mại ve vuốt quấn xung quanh dường như hắn muốn nhắc tay lên tự cứu mình nhưng cánh tay lại cũng bị rất nhiều xúc tu giữ chặt cả vách đá như biến thành một khối bọt biển khổng lồ bọc kín tên lính đánh thuê vào bên trong rồi chúng lại vung vẩy vươn ra những hướng khác. Tất cả thông đạo trong hang động khổng lồ đều sống dậy, như thể bọn chúng muốn thanh tẩy phần bên trong mình trên quy mô lớn, thanh trừ tất cả cặn bã, các loại ký sinh trùng bên trong hang động đi, không để lại bất cứ thứ gì sống sót. Nhìn tên lính đánh thuê đang dần biến mất trong đám xúc tu nhu động nhung nhúc, lữ cánh nam đột nhiên hạ lệnh, dừng lại, không thể đi tiếp dược nữa. Bọn nhạc dương xuống lại xung quanh cô, lữ cánh nam nói, từ lúc vào đây chúng ta đi được bao lâu rồi? Cả hang động toàn những xúc tu thế này, nhìn tốc độ bành trướng của chúng, nếu giờ quay lại chắc chắn là không thể tránh được, chúng ta buộc phải tiến lên thôi." Trương Lập lo lắng nói, nhưng phía trước có biết đường lối ra sao đâu? Lữ Cánh Nam đáp, đám người vừa nổ súng với chúng ta lúc nãy đâu rồi? Nhạc Dương đáp, bọn chúng chạy sang hang động thứ hai liền không thấy đâu nữa. Lữ Cánh Nam nói, đi, theo chân chúng, đồng đội mất mạng mà vẫn dám tiến vào bên trong." nhất định là chúng đã phát hiện ra điều gì đó trong hang động tăm tối vòng qua hai lối ngoặc thông đạo phía trước bỗng trở nên rộng rãi hẳn luồng sáng đèn pha không ngờ cũng không chiếu được hết nhạc dương mừng rỡ thốt lên chúng ta thoát ra rồi những chỗ ánh sáng chiếu tới đã không còn thấy đám thân dễ chẳng chịt ấy nữa ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy bức tường có lối cửa thông họ vừa chạy ra được vẽ thành một bức tượng bán thân đại huy đức kim cương khổng lồ cửa ra chính là cái miệng đang há lớn của cái đầu ở giữa trong chín đầu của ngài bên trong đã bị đám dây leo nhung nhúc kia bịt kín đây là một hành lang dài hình chữ nhật cũng giống hệt như chính điện ở bên ngoài chất đầy xương người chết hai bên tường nhuộm màu đỏ sẫm điển hình của kiến trúc tây tạc vẽ chi chít bích họa tình trạng không được tốt lắm có nhiều chỗ bị chóc lả tả còn cả những vết máu khô giải rác nữa mé tường phía bắc vẽ một nhóm tranh quần thể kiến trúc theo kiểu quyền đài những kiến trúc kỳ diệu lớn nhỏ không đều số tầng khác nhau trùng trùng điệp điệp nằm san sát bên nhau trong tranh vẽ phía nam thì hầu hết đều là các hình vẽ biểu thị cát tường may mắn. Nhạc Dương nói, đây là bản đồ kết cấu kiến trúc này. Giáo sư Phương Tân vội lấy máy tính sách tay ra, lưỡi Cánh Nam bảo Ba Tang và Trương Lập phụ trách chiếu sáng, ngón tay cô lần trên bức tranh tìm kiếm vị trí hiện tại của họ. Đây tượng Phật khổng lồ 18 cánh tay nâm đảo huyền không tự, đây là đầu Phật, chúng ta tiến vào từ chỗ này, đây là đại điện sau cánh cửa khổng lồ, đây là thông đạo trong hang động, đây là... Đây là trái tim của tượng Phật khổng lồ này, Cơ quan được khởi động ở đây, chúng ta vẫn đang ở trên thân pho tượng vĩ đại này, giờ đã ra khỏi chỗ sau gáy. Không sai đâu, giữa sau gáy tượng Phật và vách đá có một hành lang dài nối liền, đây chính là chỗ chúng ta đang đứng, cái gì đây nhỉ? Lữ Cánh Nam nhìn hình vẽ vô số bát đĩa xếp chồng chất lên nhau trong bức bích họa rồi bỏ qua luôn, thấy phía sau là tám cánh sen, bên trong có Phật tượng ngự, cô lập tức khẳng định, nơi chúng ta cần đến ở chỗ này. Thứ chúng ta muốn tìm lần này chắc chắn là ở đây. Giáo sư Phương Tân, đã ghi lại hết chưa? Chúng ta đi thôi. Cả bọn theo hành lang dài tiến lên, giáo sư Phương Tân mở máy tính tìm đường. Đi hết hành lang, bọn họ xuống dưới ở đoạn ngoặt thứ hai, tiến vào một gian đại điện có 10 tấm cây trụ đá rất lớn chống đỡ, bên trong có vẻ tương đối sạch sẽ, đám xương cốt bên dưới lộ ra đường theo hai hướng dọc ngang, nhưng hiện tượng này lại khiến họ cảnh giác, đặc biệt là mặt sàn gian đại điện này lại dùng kết cấu gạch lát, loại kết cấu dễ dàng bố trí cơ quan nhất. Lữ Cánh Nam ngước nhìn lên trên, đèn pha không chiếu được đến trần, chỉ thấy một vùng tối đen mù mịt, mang đến cho người ta cảm giác thần bí mà căng thẳng lạ thường. Cô cất tiếng hỏi, "Giờ chúng ta đang ở đâu vậy?" Giáo sư Phương Tân giơ máy tính lên chỉ cho cô xem. Nhìn kiểu dáng kết cấu trong bản đồ kiến trúc, Lữ Cánh Nam nói, "Đây là thập tướng tự tại điện." Theo những gì hiển thị trên bản đồ kiến trúc, qua thập tướng tự tại điện là đến quần thể kiến trúc kỳ quái kết cấu dạng bát đĩa xếp chồng lên nhau còn mạn đà la tám cánh ở phía bên kia của kiến trúc ấy. đúng lúc này nhạc dương chợt lên tiếng giáo quan có kẻ địch lữ cánh nam trao mày nhạc dương lại nói lúc nãy chúng không tìm được đường trong hành lang giờ thì bắt kịp chúng ta rồi giáo sư phương tân hỏi có bao nhiêu người nhạc dương áp tai vào vách tường đáp không rõ nữa nghe tiếng bước chân thì không ít đâu lữ cánh nam nói chúng ta không thể khẳng định dưới lớp gạch này có cơ quan gì không con đường giữa đám xương cốt chất chồng kia rất có khả năng là do thứ gì đó rất lớn quét giặt ra, đi sát vào tường. Trên tường toàn là bích họa, sau lưng họ là những hình vẽ tượng Phật xếp thành hàng lối hết sức chỉnh tề ngay ngắn, trên dưới đều có ba hàng tượng Phật nhỏ, ở giữa là đạp Phật tôn, giữa các hình đại Phật tôn lại có hình vẽ tượng Phật nhỏ, gây cho người ta cảm giác dày đặc cả gió cũng khó lọt qua. Ngoạt qua góc gian đại điện đi tiếp về phía trước, trong bích họa trên bức tường phía trái họ xuất hiện vô số kỵ sĩ cưỡi ngựa tập trận, vô số binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm thuẫn bài và binh khí xếp thành các loại trận thế. Nhìn những bức bích họa này, giáo sư Phương Tân chỉ hận mình không thể thu hết tất cả vào máy tính sách tay đem về từ từ nghiên cứu. Nhưng ông cũng biết, giờ bọn họ không đủ thời gian và cả tinh lực để làm những việc này, kẻ địch đã ở sát phía sau rồi. Nhạc Dương lẩm bẩm một mình, sao tôi cứ có cảm giác ba lô nặng nặng thế nhỉ? Khi họ sang đến điện trước, vách tường là một khung vuông có đường vân kỳ quái ngoằn nghèo, những đoạn phản văn bên trong khung vuông ấy ghép lại thành các hình vẽ quái dị. Lữ cánh Nam biết đây chính là đồ ăn thập tướng tự tại, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ suy gì nhiều, đã nghe nhạc Dương thấp giọng nói, con đường này cũng đã được dọn dẹp qua rồi. A, à, một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau vẳng tới, Lữ cánh Nam điềm tĩnh nói, bọn chúng dẫm phải cơ quan rồi. Nhạc Dương nói, tiếng kêu thảm thiết ấy vọng theo đường parabol, hình như có kẻ nào bị hất văng lên thì phải, đó có thể là cơ quan như thế nào nhỉ? trương lập chợt ngẩng mặt lên nhìn vùng tối đen trên đầu nói trên cao lữ cánh nam vội quát nằm xuống cô nằm phủ phục xuống đất đột nhiên sờ thấy những vết xước rất mảnh trên sàn lại cuống quýt nói nhanh lên mau áp sát vào trụ đá không được để lộ mình trên con đường này kế đó cô lăn mấy vòng liền sang bên cạnh áp người cạnh trụ đá nhưng cô cũng tức khắc cảm nhận được lăn lộn như vậy khá tốn sức lực cảm giác của nhạc dương không hề sai chút nào giáo sư phương tân đeo máy tính sau lưng vốn đã không tiện lăn lộn như thế, lúc này lại có cảm giác như có người ra sức kéo mình lại, nghe tiếng động từ xa lại gần mà không kịp né tránh. Đúng lúc then chốt ngàn cân treo sợi tóc ấy, đường mẫn không hiểu lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm, bỗng kéo giật giáo sư phương tân một cái, một vật to tướng đen ngòm trượt sát qua bên cạnh thân thể ông. Giáo sư phương tân nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một khối cầu đen đường kính khoảng chừng 2 mét, lầm trầm toàn gai nhọn hoắt, gắn với một sợi xích sắt lớn, vù 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 đung đưa từ bên này sang bên kia gian đại điện. Trong khoảng khắc, cả gian đại điện đâu đâu cũng thấy những khối cầu khổng lồ gắn đầy gai nhọn màu đen đung đưa qua lại, phát ra âm thanh chói tai. Trương Lập thốt lên, con lắc chùy, anh chàng biết rõ, con lắc chùy là một loại cơ quan đơn giản mà cổ nhân thường hay sử dụng nhất, dùng dây thường hoặc xích sắt gắn với khối đá hoặc vật thể bằng sắt lớn, cố định ở chỗ cao. Chỉ cần có người chạm phải cơ quan, chúng sẽ đung đưa qua lại trên tuyến đường cố định, sức mạnh như ngàn cân sập xuống. Vì loại cơ quan này lợi dụng ra tốc trọng trường 9,8 m 2 người bình thường khó mà kịp phản ứng khi bị đập chúng, chẳng những thế trọng lượng khổng lồ kia cũng có thể đảm bảo rằng tỷ lệ sống sót của người bị đập chắc chắn vô cùng thấp, huống hồ truy sát ở đây lại còn gắn cả mũi gai nhọn nữa. Trương Lập an ủi mọi người, không sao đâu, tuy rằng con lắc chùy này uy lực rất lớn, nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, một thời gian sau, cả tốc độ lẫn biên độ dao động đều sẽ thu nhỏ lại. Chẳng mấy chốc chúng sẽ tự dừng lại hết cả, lúc ấy thì an toàn rồi. Đúng lúc ấy Nhạc Dương phát hiện ra mảnh sắt có ký hiệu anh cho vào túi khi nãy đã tự rơi ra ngoài, chầm chậm nhích động trên mặt đất. Nhạc Dương ngạc nhiên chố mắt ra nhìn, chỉ thấy mảnh sắt càng dịch chuyển lại càng nhanh, đột nhiên vù một tiếng, tựa như bị thứ gì đó hút đi, ngay sau đó là quả cầu đen ngòm đu qua, mảnh sắt đã biến mất tâm mất tích. Sắt nam châm, khốn thật, chẳng trách tôi lại thấy ba lô nặng hơn hẳn. Giữa con đường này có nam châm, Nhạc Dương sực hiểu ra thốt lên, trong ba lô của họ có rất nhiều vũ khí bằng sắt thép, bị anh em châm hút vào, không nặng mới là lạ. Nam châm, bọn họ dùng sắt nam châm làm gì chứ? Giáo sư Phương Tân thắc mắc. Trương Lập đã hiểu ra, khó nhọc nói, tôi hiểu rồi, không phải sắt nam châm, mà là đá nam châm. Dưới sàn nhà là đá nam châm, khối cầu đung đưa kia cũng là đá nam châm, chúng cùng cực với nhau, mỗi khi khối cầu nam châm gắn gai nhọn kia lướt qua mặt đất. Sàn nhà sẽ cung cấp lực đẩy nó lên độ cao của lần rời xuống đầu tiên, cứ thế nó sẽ không bao giờ dừng lại. Nhạc Dương phản bác, không thể nào thế được, năng lượng nhất định sẽ bị tiêu hao. Nếu nói như anh, chẳng phải đã thành động cơ vĩnh cứu rồi à? Trương Lập lắc đầu, không, cậu không hiểu rồi, sau khi nghe Đại sư Á la nhắc đến loại cơ quan này, tôi đã dành thời gian để đi tìm đáp án. Trên trần gian đại điện này chắc là còn có hai khối đá nam châm nữa trái dấu với con lắc chùy mỗi khi con lắc trùy lên đến điểm cao nhất, chắn sẽ sinh ra lực hút quả chùy lại, góp thêm một phần giúp nó trở về vị trí ban đầu, những con lắc này ban đầu cũng chính là bị chúng hút vào mà cố định trên không trung. Giữa con lắc và khối đá nam châm lại có một phiến đá dày hoặc thứ gì đó có thể làm giảm sức hút của nam châm với con lắc, thứ này lại do một cơ quan khác điều khiển, và tần suất mở ra đóng vào của phiến đá và tần suất dao động của con lắc trùy là như nhau. Thế họ dùng lực gì để điều khiển những phiến đá đó? Giáo sư Phương Tân hỏi. Trương lập đáp, thủy lực, hoặc là lực gì đó khác. Anh đột nhiên há hốc miệng kêu lên, "Đám, đám dây leo ấy, đám dây leo nhu động nhung nhúc ấy, chúng lấy động năng từ nước, vậy thì có thể coi như một loại năng lượng sinh vật đi. Cũng có nghĩa là cổ nhân đã chuyển hóa năng lượng nước thành năng lượng sinh vật, dùng năng lượng sinh vật để khống chế năng lượng cơ giới, mà năng lượng cơ giới lại khống chế lực từ, đây mới chính là loại cơ quan cảm bẫy mẫu mực điển hình." Tôi còn nhớ đại sư Á la từng nói, sở dĩ kim chỉ nam được liệt vào tứ đại phát minh, không chỉ vì nó có thể chỉ ra phương hướng mà quan trọng hơn là, nó nói lên sự phát hiện và sử dụng của cổ nhân với một loại lực. Ngày nay sắt nam châm nhân tạo có thể giữ được 100.000 năm không mất đi từ tính, còn đá nam châm tự nhiên thì cũng giữ được từ tính khoảng mấy nghìn năm, các loại lực tương tác lẫn nhau thì chính là một nguồn năng lượng không bao giờ cạn chứ còn gì nữa. Trương Lập đã hơi có chút kích động, chỉ một cơ quan điều khiển con lắc chùy đơn giản như thế, đến nơi này không ngờ lại biến thành sự ứng dụng và khả năng vận dụng thành thạo bốn loại lực khác nhau, đây đúng là trí tuệ mà cổ nhân nghìn năm trước sở hữu sao. Rốt cuộc đám người cổ đại này còn có thể đem lại cho họ bất ngờ gì nữa đây. Lữ cánh nam nói, giờ thảo luận những chuyện này cũng chẳng ích gì, có nghĩ được cách nào rời khỏi đây không hả? Trương lập lắc đầu nói, vô dụng thôi, giáo quan, cô nhìn những con lắc chùy này mà xem, quỹ đạo của chúng đều đã được thiết kế chuẩn xác, ở giữa tuyệt đối không có khe hở nào cho người lách qua được, hơn nữa trong bóng tối mịt mùng này, đến cả con lắc chùy ở đâu cô cũng không thấy nữa tốc độ chạy của người có nhanh đến mấy, cũng không thể vượt được ra tốc trọng trường 9,8 m 2 của trái đất, gian đại điện này lại cũng khá cao, khi con lắc này đu xuống dưới, tốc độ của nó e rằng đã đến hơn trăm mét một giây rồi. Lữ cánh nam nói, chẳng lẽ chúng ta bị vây khốn ở đây à? Trương Lập đành nói với giọng đầy cam chịu, chắc là phải thế thật, có điều, kẻ địch của chúng ta cũng bị giam hãm ở đây rồi. Lữ cánh nam lắc đầu, chúng ta cần phải ra khỏi đây. Lúc này, đường mẫn chợt lên tiếng, tôi có cách đấy. Cách gì? Đường mẫn nói, cơ quan này không thể cứ đung đưa thế mãi được, nếu nói đây là một cách để cổ nhân tu luyện, vậy thì sau khi vượt qua những con lắc chùy này, chắc chắn là có cách để đóng nó lại. Với vị trí hiện nay của chúng ta, con lắc không thể đung đưa tới được, giữa mặt sàn và con lắc chùy vẫn còn một khe hẹp nhất định, chỉ cần thân hình đủ nhỏ bé. Không được, tôi không thể để cô mạo hiểm thế được lữ cánh nam không đợi đường mẫn nói hết lời đã biết cô muốn làm gì rồi phải đấy cô mẫn mẫn ạ à, trương lập cũng lên tiếng mặc dù giữa con lắc trùy và mặt đất có khe hở nhưng bên trên nó còn gắn rất nhiều gai nhọn đấy nhé mà trên gai ấy ai biết được là có độc hay không cô phải biết ở đây với cánh cửa sinh mệnh là cùng một mối mà ra những người đã chế tạo ra các cơ quan này đồng thời cũng rất dành sử dụng cổ độc nếu chúng ta suy đoán theo chiều hướng xấu nhất bị xước một cái chỉ e hậu quả khó mà tưởng tượng nổi hơn nữa cô căn bản không hề biết cách đóng cơ quan lại, ngộ nhớ. Ngộ nhớ cô gặp phải chuyện gì, cường ba thiếu ra hỏi đến, cô bảo chúng tôi phải làm thế nào đây? Vừa nhắc đến chắc một cường ba, ánh mắt đường mẫn ngược lại còn quyết liệt hơn, cô kiên định nói, nhưng chúng ta cần phải ra khỏi đây, mà tôi lại là người có thân hình nhỏ nhất, nếu cả tôi cũng không thể đi qua được, vậy thì mọi người lại càng không thể được rồi, chẳng phải thế hay sao? Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, chúng ta rời khỏi đây sớm chút nào, nói không chừng lại được gặp anh Cường ba sớm chút ấy. Cô đang nhoẻn miệng mỉm cười, nhưng lại khiến người ta nhìn mà giàu nấu ruột. Mấy phút sau, đường mẫn đã tháo bỏ tất cả các trang thiết bị không cần thiết, áp sát người vào mép trụ đá, nằm dạp xuống bỏ lên phía trước. Mỗi lần con lắc truy lướt qua người cô, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, toát mồ hôi lạnh thay, phải đến lúc nó văng qua rồi, đường mẫn bình yên vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn pha của đường mẫn khuất dần phía trước, Lữ cánh nam liền sắp xếp lại chiến thuật chiến lược nghe đây, một khi con lắc chùy ngưng lại, chúng ta phải rời khỏi gian đại điện này với tốc độ nhanh nhất có thể, tìm mẫn mẫn trước tiên. Ba Tang, Nhạc Dương, hai người phụ trách trận kẻ địch, tôi và Trương Lập yểm hộ hai cánh, giáo sư Phương Tân dẫn đường cho cả nhóm. Nhạc Dương chợt hỏi, vậy còn ba lô của mẫn mẫn thì ai cầm? Vác mấy chục cân đồ kim loại chạy trên sàn đá nam châm, trọng lượng ắt tăng lên một phần đáng kể. Lữ cánh nam nói, hỏi hay lắm, cậu phụ trách luôn đi. Nhạc Dương cứng mồm cứng lưỡi, hồi lâu cũng không thốt lên được lời nào. Chốc lát sau, tiếng vù vù của con lắc chùy trên không trung đã ngừng lại, lữ cánh nam vội nói, hành động. Đi, đi. Nhạc Dương đeo ba lô trên lưng, tay sách theo ba lô của đường mẫn, không thể không vận hết sức vào chân, đột nhiên thấy cánh tay nhẹ bấm, chỉ thấy ba tang đã giật cái ba lô của đường mẫn khoác luôn trên vai, gương mặt lạnh lùng vô cảm tiếp tục bước đi. Nhạc Dương lý nhí nói, cảm ơn. Nhạc Dương, nhìn cái gì đấy? Cậu tụt lại rồi, Lữ Cánh Nam giận dữ gắt. Nhạc Dương đang định đuổi theo mọi người, nhưng một người lướt qua từ trong bóng tối lại khiến anh ngẩn đờ ra, cái bóng lưng ấy khiến anh không dám tin vào mắt mình nữa. Nhạc Dương, giọng Lữ Cánh Nam tuy gấp, nhưng ngữ điệu đã hết sức nghiêm khắc. Trương Lập chọc chọc vào người Nhạc Dương, gọi, Nhạc Dương, ngẩn to te ra đấy làm gì? Nhưng ý thức của Nhạc Dương đã chìm ngập vào hỗn loạn, căn phòng nhuốm đầy máu tanh, những thi thể nát bấy be bé bét, từng cảnh tượng hiện lên rõ mồn một trước mắt, anh gầm lên như muốn bùng nổ, Trần Văn Kiệt. Ba tang đột nhiên thụi mạnh cho nhạc dương một quả, cơn đau khiến anh giật mình tỉnh khỏi ảo giác, chỉ nghe Trương Lập đang kinh hoàng thốt lên, cậu làm cái gì vậy? Sẽ dẫn bọn địch tới đây mất. Quả nhiên, tiếng hét của nhạc dương đã được đổi lại bằng một loạt tiếng súng trong bóng tối, đạn bắn vào trụ đá, hoa lửa tung tóe. Nhạc dương vội phục người thấp xuống, luôn miệng xin lỗi dối rít, xin lỗi, cho tôi xin lỗi lữ cánh nam nói đợi lát nữa sẽ nói chuyện với cậu ai giáo sư phương tân vội lên tiếng mẫn mẫn đấy mẫn mẫn cháu phát hiện ra cơ quan ở đâu vậy trương lập nói may mà có cô đấy cô mẫn mẫn ạ lữ cánh nam cũng hỏi có bị thương không đường mẫn nói cháu không sao cái cái cơ quan ấy không phải cháu đóng lại đâu cháu đang ở giữa chừng thì những con lắc chùy đó đã đột nhiên ngưng lại nên cháu quay lại luôn lữ cánh nam nói có kẻ địch phải cẩn thận, đừng để chúng bao vây. Ken, lại một viên đạn nữa sượt qua trụ đá, ba tang liền dương súng phản kích, hai bên bắt đầu rơi vào hỗn chiến. Lúc này, ba người bọn Trác Mộc Cường ba đang đi trong thông đạo hình ống chia thành từng khúc từng khúc một. Đoạn thông đạo này hệt như bên trong sâu kẹo táo ngào đường vậy, cứ hai ba bước lại phải qua một cái gờ, những cái gờ này chẳng phải thứ gì khác, mà chính là do những sợi nhỏ mảnh như dâu ngô ấy kết lại mà thành. Trác Mộc Cường ba lầm bẩm nói, sao ở đây lại lắm cái giống này thể nhỉ, cũng chẳng biết là có cây quái gì, đốt không cháy mà giật cũng chẳng đứt. Bọn họ cũng cảm nhận được rung động nhẹ nhẹ, cũng biết tình hình có điều bất ổn, và đang dốc hết tốc lực chạy về phía trước. Bước chân của đa cát nhỏ, mỗi lần bước qua gờ đều khó khăn hơn người thường, cứ chạy mãi chạy mãi, bỗng nghe bịch một tiếng ngã lăn ra đất. Trác Mộc Cường ba quay lại đỡ anh ta lên hỏi, không sao chứ? Có cần nghỉ một lát không? Đa cát lắc đầu, không sao ạ, à, lạ thật đấy, mặt đất này sao mềm thế nhỉ? Nghe đa cát nhắc thế, chắc Mộc Cường ba mới nghĩ lại, hình như nền đất dưới chân càng lúc càng mềm hơn, dẫm lên nhẹ băng băng không hề có cảm giác chịu lực, giống như dẫm vào cái xăm xe cao su bơm được một nửa vậy. Gã không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, vội kéo đa cát tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ một lúc sau đó, Lạt Ma Á La cũng phát hiện ra điều gì bất ổn, quay đầu lại nói, hai người có phát hiện gì không, mặt đất mềm nhũn ra rồi. Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát Đồng Thanh nói, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. Lạt ma á la xua tay bảo, dừng lại, hình như không ổn. Lạt ma á la đứng lặng mấy giây, kinh ngạc nhìn bọn Trác mộc cường ba, đoạn hỏi, hai người có cảm thấy gì không? Trác mộc cường ba và đa cắt cũng hết sức ngạc nhiên, mới rồi chạy nhanh quá nên cả hai cùng không để ý, giờ đứng yên một chỗ liền cảm giác được ngay là mặt đất tựa như mặt biển, cồn lên từng lớp từng lớp như sóng. Mới chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà như đã có mấy con sóng đi qua dưới chân Trác Mộc Cường Ba, thân thể gã cũng theo đó mà nhồi lên nhồi xuống. Lạt ma á la ngồi xổm đưa tay sờ thử đám rễ cây dưới chân, cái thứ giống như rễ cỏ này phìm to ra rồi, không ngờ lại còn mềm nhũn nữa. Sao lại như vậy nhỉ? Đa cắt giật một đoạn rễ lên, lấy làm lạ nói, đúng là to ra rồi này. Mọi người xem, chúng đang cử động, đúng thật mà, đang động đậy đây này. Quái lạ thật, đây là cái gì nhỉ? Lạt ma á la như sực hiểu ra, liền nhón một sợi dễ mảnh, nhổ nước bọt vào đấy, sợi dễ mỏng mảnh vốn chỉ như sợi tóc trong nháy mắt đã to bằng cái bắc đèn, đồng thời bắt đầu trở nên mềm mại, khe khẽ vặn mình động cưa. Lạt ma á la nắm hai đầu sợi bắc đèn ấy, dùng sức kéo mạnh, sợi bắc dài chưa đầy 5cm bị kéo ra thành gần 60cm, lúc lạt ma á la buông tay ra, sợi bắc liền đàn hồi trở lại như sợi dây thun. Sắc mặt lạt ma á la lập tức biến đổi, trầm giọng nói, quả nhiên là vậy. Đa cát thấy sự việc lạ lùng ấy, cũng bắt trước nhón một sợi mảnh lên, ra sức nhổ nước bọt vào, sợi dễ mỏng mảnh ấy lập tức hút nước phình ra, không ngờ lại quấn luôn vào ngón tay đa cát. Đa cát rằng giật hai ba lần mà không giật ra được, ngón tay lại còn bị quấn đến nỗi đổi cả màu. Đa cát giơ ngón tay lên nói, quấn chặt thật đấy. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, đại sư, chuyện là như thế nào vậy? Lạt Ma Á La nói, cái thứ này giống như là mì ăn liền vậy, gặp nước liền phình ra, hơn nữa còn có khả năng đàn hồi, tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi, có lẽ chúng chính là nguyên liệu để chế tạo huyết trì đó. Hả, Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt lên một tiếng, cánh cửa đá ấy mới chỉ có một chút sợi thôi mà lực kéo mạnh đến thế rồi, vậy mà trong hang động này, thông đạo nào cũng đầy dẫy thứ sợi kỳ lạ này. Đồng thời, gã cũng nhớ ra những sợi từng bị ngâm trong nước ở cánh cửa sinh mệnh, chúng phình to ra phải đến mấy lần, hơn nữa còn nhu động như cơ thịt vật thể sống, gã mặt biến sắt thốt lên, đại sư, nếu tất cả những sợi này đều bị ngâm nước, vậy chẳng phải sẽ biết kín cả thông đạo vào hay sao? Lạt ma á la tái mặt gật đầu, lại đưa mắt nhìn ngón tay bị quấn chặt đến biến màu của đa cát mà nói, chỉ e không chỉ như thế, cái thứ này có chút giống với loại dây leo vô ý thức, gặp phải cái gì thì quấn chặt lấy cái ấy, có lẽ không cần đợi đến khi thông đạo bị biết kín thì sinh vật bên trong đã bị chúng thiết chết rồi. Có lẽ ai đó đã khởi động cơ quan tổng ở đây, giờ thì các dũng sĩ phải tiếp nhận khảo nghiệm thực sự rồi. Đi nhanh lên, nhân lúc chúng còn chưa hút đầy nước, đi cho nhanh. Luyện ngục của Bậc Dũng sĩ X1. Lúc này bước đi đã không còn như lúc nãy, những chuyển động như từng đợt sóng dồn dập kia càng lúc càng rõ rệt hơn, hết nhồi phía trước lại đẩy ra sau, khiến người ta đứng trong thông đạo mà như đứng trên nệm nước, đến giữ cho cơ thể thăng bằng đã là vấn đề rồi, ba người chạy mà chẳng khác nào vừa lăn vừa bò theo đúng nghĩa đen của hai từ ấy. Vài sợi rễ ở thấp bên dưới đã hút đủ nước, bắt đầu lúc nhúc vươn xúc tu về phía những sinh vật đang đạp chân lên thân chúng nhìn như có vô số con run đang chuẩn bị phát động tấn công, khiến ba người đều kinh hồn hoảng vía. Phía trước đã xuất hiện lối ra, ba người đều biết, đấy là một gian thạch thất, mà bên trong thạch thất thì không có đám dây nhựa này. Cả ba hoan hỉ chạy vào bên trong, chỉ là không ngờ lần này vừa mới đặt chân vào, phía sau đã rơi sầm xuống một cánh cửa, trong thạch thất vang lên những tiếng lách cách, không hiểu còn ẩn tàng thứ gì nữa. Lạt ma á là giật mình thốt lên, hỏng bét rồi, những nơi chúng ta đi qua vừa nãy đều vào lúc các cơ quan chưa được khởi động giờ tất cả cơ quan bẫy dập đều đã đi vào hoạt động mỗi gian thạch thất đều là một khảo nghiệm dành cho chúng ta đó đa cắt hỏi giờ phải làm sao đây trác mộc cường ba nghiến răng cứ đi bước nào hay bước ấy thôi thạch thất đã đóng kín cửa hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của đám dễ nhung nhúc bên ngoài tĩnh lặng đến độ cả tiếng gió thổi cũng nghe thấy được những phiến đá lát trên sàn nhà cùng bốn vách tường không có lấy một khe hở nhưng tất cả khung cảnh lại mang đến cho Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là một cảm giác thấp thỏm bất an. Bởi vì không nhìn thấy cơ quan bất kỳ cơ quan nào chỉ cần có thể phát hiện ra thì át có thể ít nhiều hiểu được công dụng của nó, rồi thông qua phương pháp suy đoán cách nghĩ của người thiết kế cơ quan mà tránh được đòn chí mạng của nó trước một bước. Nhưng gian thạch thất này đã bị đóng cửa, xung quanh kín mít không có bất cứ lỗ hổng hay khe hở nào, căn bản không thể biết cơ quan bẫy dập sẽ phát động ở phía nào hướng nào đấy là cơ quan kiểu gì loại gì cũng hoàn toàn không hay biết. Ba người chỉ biết đứng thần người ra ở cửa, nhất thời hoàn toàn bất động. Đa Cát nghi hoặc đưa mắt nhìn lạt ma á la và chắc mộc cường ba, lên tiếng thắc mắc, hai người bị làm sao thế? Tại sao không đi nữa? Lạt ma á la đáp, có cơ quan đấy, chứ có vọng động. Đa Cát vỗ vỗ lên cái vai đã bó bặt một lớp giày sù sụ của mình, thoải mái nói, tôi thấy căn phòng này đến cả một cái lỗ nhỏ còn chẳng có, làm sao mà có cơ qua được. Lạt ma á la nói, còn nhớ tình cảnh của tôi ở thụ kiếm địa ngục không? Cổ nhân đã học cách ngụy trang cơ quan phía sau tường đá rồi, hơn nữa, những phiến đá lát sàn này cũng có khả năng thụt xuống, nếu chưa làm rõ tình hình đã đi bừa. Nhưng mà, cứ bế tắc ở đây mãi cũng không phải cách đâu, ngộ ngỡ đám dây mây có thể phình to ra ngoài kia bịt kín hết cả đường đi lối lại thì tính sao bây giờ? Đa cát đột nhiên nổi cơn ương ngạnh, nếu có cơ quan, thì cứ để tôi dùng thân thể này mở đường cho thánh sứ đi tiếp nói đoạn liền sải chân bước luôn hai bước dài mới chỉ có hai bước mà thôi chỉ nghe bình một tiếng nổ lớn ba người như có sấm động bên tai đa cát tựa hồ bị một chiếc xe tải lao thẳng vào cả người bốc lên cao rơi bịch xuống đất lăn liền hai vòng rồi nằm yên bất động trác mộc cường ba kêu lớn đa cát nhưng anh ta không có phản ứng gì lạt ma á la nói đừng hoảng hốt chỉ bị ngất đi thôi cường ba thiếu ra vừa nãy cậu có nhìn rõ là thứ gì tấn công đa cát không Trác Mộc Cường ba hoang mang lắc đầu, gã chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tựa như có thứ gì đấy nổ tung ra, kế đó liền thấy đa cát bị hất văng lên không trung, lăn tròn dưới đất. Nhưng rốt cuộc đa cát bị thứ gì đập vào thì quả thực là gã không nhìn thấy, hơn nữa thứ đó đập chúng đa cát xong, liền tan biến vào hư không, không hề có chút dấu vết hay tăm hơi gì để lại. Lạt Ma Á La nói, được rồi, tôi cũng thử một lần xem sao. Trác Mộc Cường ba vội can, đại sư, để tôi. Lạt ma á la xua tay lắc đầu, cậu tự lượng thân thủ có nhanh nhẹn được hơn tôi không? Cứ ngoan ngoãn đứng yên đấy đừng cử động, gian thạch thất này tổng cộng có 5 cánh cửa, chúng ta cần đến chỗ cánh cửa phía đông nam kia, thông đạo phía sau cánh cửa ấy tương đối rộng, có đủ thời gian và không gian để tránh khỏi cái mớ quấn chân kia. Nói tới đây, ông ngưng lại một chút rồi tiếp lời, cường ba thiếu ra, lúc tôi xong ra, cậu phải chú ý xem hoàn cảnh xung quanh có gì thay đổi, sau đó nghĩ cách lao thật nhanh đến trước cánh cửa ấy. Tôi đoán là xông ra đến nơi thì cánh cửa ấy sẽ mở ra, cơ quan bên trong tất sẽ đóng lại. Chắc Mộc Cường ba nghe giọng lạt ma á la, cảm giác dường như ông cũng không nắm chắc mười mươi về các cơ quan cạm bẫy trong gian thạch thất này, không khỏi lo lắng thay cho vị sư già. Đại sư bước lên hai bước, tiếng nổ vang lên, ông mặc không để tâm xem đó là gì, cứ xông lên một bước dài, kế đó tựa như bị công kích bất ngờ, đột nhiên nghiêng người né tránh, lại chạy thêm hai bước nữa, đoạn nhún mình nhảy lên, đồng thời lại nghe một tiếng nổ nữa. Lạt ma á la ở trên không lột nhào một vòng, bỗng nhiên huệ một tiếng, cả người liền như con nhặng va phải lưới nhện, bị đánh cho tứ chi chói hết cả ra, rơi bịch xuống đất, khóe miệng dỉ máu tươi, nhìn tình hình thì thương thế không hề nhẹ chút nào. Trác Mộc Cường ba thấn thờ ngơ ngẩn, từ đầu chí cuối gã vẫn chú ý quan sát, mặc dù cùng lúc tiếng nổ vang lên, gã cũng có nhìn thấy thứ gì đó tách đôi vách tường ra, nhưng khi nó kích chúng người lạt ma á la thì lại không thấy gì hết nữa. Lạt ma á là có đội mũ nến, ngoài ra còn bật cả thiết bị chiếu sáng nữa cho dù là ám khí nhỏ tới đâu cũng khó mà tránh khỏi cặp mắt của trác mộc cường ba được nhưng lần này gã thực sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì hơn nữa gã còn để ý thấy mỗi lần đều chỉ có một tiếng nổ vang lên nhưng âm thanh lại phát ra từ các góc độ khác nhau cũng có nghĩa là có nhiều nơi cùng lúc phát ra tiếng nổ trác mộc cường ba trong lòng nôn nóng vừa bước lên một bước liền nghe bùm một tiếng thứ ấy còn chưa đến thì đã cảm thấy gió táp lạnh buốt gã vội vàng rút chân về chỉ thấy chỗ vừa dẫm chân đột nhiên bị thứ gì đập trúng, mặt đất khẽ rung rung chấn động. Gã liền cúi người xuống quan sát, chỉ thấy trên sàn có bụi cát bay lên, tạo thành một hình elip, ở chỗ đoạn một phần ba hình elip ấy, mặt sàn không ngờ lại xuất hiện một vết nứt. trác Mộc Cường ba cả kinh thốt lên, rốt cuộc là thứ gì vậy? Lạt ma á la ngọ nguệ nói, không khí, không khí nén cường độ lớn. trác Mộc Cường ba nhắc lại, không khí nén cường độ lớn. Lạt ma á la nằm dưới đất, chỉ vào vách tường nói, không sai, trong bức tường này chắc là một khoảng không gian trống khổng lồ, ở một đầu của không gian đó, phủ đầy thứ dây leo có thể phình to ra ấy, khi nước chảy qua, dây leo đó sẽ nén không khí trong không gian trống lại chỉ còn một phần trăm thể tích ban đầu, hình thành một khối khí có áp suất lớn. Mỗi viên đá lát sàn đều ứng với lỗ mở trên vách tường tương ứng, chỉ cần dẫm lên, sẽ có không khí áp suất lớn từ các góc độ khác nhau bắn ra, bị chúng bắn phải cũng chẳng khác gì bị trùy sắt trực tiếp đập vào đâu, Lạt Ma Á La ngừng lại lấy hơi, rồi nói tiếp, đường đạn của những khối khí nén này chắc chắn đã được thiết kế đặc biệt, hoàn toàn phong tỏa kín tất cả không gian hành động, chỉ người nào thân thủ hết sức phi phàm thì mới vượt qua được thôi. Sắc mặt chắc mộc cường ba tái mét đi, loại pháo khí bắn ra bất thình lình này đến cả Lạt Ma Á La cũng không tránh nổi, lại chẳng thể nhìn thấy, đợi thân thể có cảm giác thì đã trúng đạn mất rồi, thế này thì phải làm cách nào mới qua được đây. Chắc mộc cường ba đưa mắt nhìn đa cát và Lạt Ma Á La, trong lòng lấy làm nghi hoặc, tại sao nằm dưới đất thì không sao. À, phải rồi, diện tích tiếp xúc giữa thân thể và mặt đất tăng lên ngược lại sẽ giảm áp lực nén lên đá lát sàn, như vậy thì sẽ không đến mức khiến cơ quan phát động. Cổ nhân xây dựng gian thạch thất này là để tu luyện thân pháp nhanh nhẹn khinh khoái, vì vậy các dũng sĩ thời cổ đại sẽ không nằm dưới đất mà trườn qua làm gì. Trác Mộc Cường ba chầm chậm ngồi xổm xuống, lạt ma á la dường như đã biết gã muốn làm gì, vội vàng ngăn lại, gượm đã cường ba thiếu ra, không được đâu. Thân thể nằm trên sàn nhà không động đậy thì có thể khiến đá lát sàn cân bằng áp lực mà không phát động cơ quan, nhưng nếu cậu muốn bỏ qua, át cần phải dùng sức. Vừa nãy tôi đã thử rồi, dù là một chút lực rất nhẹ thôi cũng có thể khiến không khí nén bắn qua. Đến lúc ấy cậu đang bò dạp ra đất, thì càng khó mà né tránh được. Chắc một cường ba nhớ lại khi ở đáy hồ nạp bạc tháp từng trông thấy lữ cánh nam và lạt ma á la đi trên bùn lầy, lập tức tỉnh ngộ, công phu làm nhẹ mình của cổ nhân hẳn cũng cao siêu dị thường như thế, mà điều này thì người thiết kế ra gian thạch thất hẳn đã phải nghĩ đến từ đầu rồi. Thời gian chính là sinh mạng, giờ tổng cơ quan của cả pho tượng Phật khổng lồ này đã khai mở, nếu không sớm ra khỏi gian thạch thất này, chỉ sợ bọn họ khó mà đi khỏi được tượng Phật này luôn. Hơn nữa, điều khiến chắc Mộc Cường ba sốt ruột như có lửa đốt trong lòng là không hiểu giáo sư Phương Tân và Mẫn Mẫn đã đến đâu, nếu bọn họ cũng ở bên trong tượng Phật này. Lạt Ma Á La nói, không cần lo lắng, đợi tôi khôi phục được một chút thể lực, rồi sẽ xông ra thêm một đoạn nữa là có thể dùng dây móc tự kéo mình qua rồi. Hỏng bét, chỉ sợ đến lúc ấy phải mượn thiên châu của cường ba thiếu ra để sử dụng rồi. Chắc một cường ba không nghe thấy câu sau, dây móc. Lời nhắc nhở của lạt ma á là khiến hai mắt gã sáng bừng lên, dù sao thì bọn gã và cổ nhân cũng không giống nhau, cổ nhân sử dụng gian thạch thất này để rèn luyện bản thân, còn bọn gã thì chỉ muốn nghĩ cách mau mau chóng chóng đi khỏi đây, Trác Mộc Cường ba nhìn lên Trần Thạch Thất, không được, cao quá, ngoảnh sang nhìn vách tường bốn phía và cánh cửa đá sau lưng, gã đã có chủ ý khác. Lạt Ma Á là kinh ngạc phát hiện ra, Trác Mộc Cường ba đang bám vào vách tường leo lên, khi đạt đến độ cao 30 mét, gã liền trụ vững thân hình, tựa như định chậm chậm xoay người lại, ông cũng không hiểu Cường ba thiếu gia này định làm gì nữa. Chỉ thấy Trác Mộc Cường ba đột nhiên đạp mạnh hai chân một cái, tung mình nhảy vút lên, kế đó lấy thăng bằng trên không, giang rộng hai cánh tay, Nằm hướng cánh cửa đá bọn họ đã chọn sẵn, lợi dụng áo cánh rơi thực hiện kỹ thuật bay lượn trong không gian hẹp một cách chuẩn xác. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Trác Mộc Cường ba bay là là sát mặt đất được chừng hơn chục mét thì dừng lại, vẫn còn cách cánh cửa đá kia chừng 20 mét, mặc dù gã đã gắng hết sức thẳng người ra, nhưng vẫn có mấy tiếng bình bình. Trác Mộc Cường ba cảm thấy lưng mình nặng trĩu xuống, cũng ngay là ba lô trên lưng đã hấp thu hết lực công kích của pháo khí nhưng một quả pháo từ mé bên đột nhiên bắn vào cái ba lô to tướng suýt chút nữa đã khiến gã ngã lật nhào. Pháo khí chỉ bắn có vài phát là ngừng, chắc một cường ba ngắm lại phương hướng cánh cửa, dây móc bắn vù ra, ghim vào cánh cửa hết sức chuẩn xác, sau đó gã bắt đầu cho dây móc tự cuộn về, thân thể liền như bị sợi dây kéo lê đi, hoàn toàn ngăn ngừa được hệ thống cơ quan tàng hình đáng sợ ấy. Đến trước cửa, chắc một cường ba ngước lên nhìn, rồi hỏi, sao cửa vẫn chưa mở ra nhỉ? Lạt ma á la liền nói, đứng lên, đứng lên. Trác Mộc Cường ba không hề do dự đúng ngay lên, cánh cửa ấy cũng rất biết nghe lời, quả nhiên đã ứng tiếng mở ra, kế đó các cửa đá còn lại cũng mở ra bằng hết. Lạt ma á la hân hoan mỉm cười, ông cũng không nghĩ trong lúc nguy cấp này Cường ba thiếu ra lại cơ trí như thế. Ba người đều đã đến gần cửa, đa cát cũng dần dần tỉnh lại, Trác Mộc Cường ba giúp hai người đồng hành kiểm tra thương thế, có vẻ như vẫn chưa đến nỗi gãy xương, nhưng chắc chắn là cả hai đều bị nội thương không nhẹ. Gã không khỏi đau lòng tự nhủ, nếu có mẫn mẫn ở đây thì hay quá, thương thế của đại sư và đa cát cô ấy chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Gã lại đưa mắt nhìn về phía thạch thất, giật mình vã cả mồ hôi, thầm nghĩ, không, tốt hơn là không ở đây thì hơn. Lạt ma á là nghiêng người dựa vào cột cửa, cảm khái thở dài, may là chúng ta đã đi được hơn nửa lộ trình rồi, bằng không thật không biết có thể đi xa thế này được hay không nữa. Mặc dù bị thương khá nặng, nhưng Lạt Ma Á La và Đa Cát đều có nghị lực sắt đá, vẫn kiên trì nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Thông đạo rộng rãi này cũng không khác gì thông đạo trước đó họ vừa đi qua, trên vách đá mọc đầy những dây leo nhung nhúc chuyển động từng đợt như sóng cồn, có điều chúng to hơn ở thông đạo vừa nãy nhiều, mặc dù đám dây leo này chỉ trực quấn vào chân, nhưng cứ giữ được tốc độ tiến lên thật nhanh thì sẽ không bị quấn chặt lôi lại. Pháp Sư Đại Nhân, sao ngài biết là đến bên cạnh cửa thì cửa sẽ tự động mở ra? Đa Ca tỉnh lại sau cơn hôn mê được nghe Trác Mộc Cường ba kể lại trải nghiệm ngắn ngủi mà hung hiểm đó, liền nêu lên nghi vấn của mình. Lạt Ma Á la nói, "Ừm, chủ yếu là vì đã có kinh nghiệm lần ở cánh cửa sinh mệnh. Hai người có phát hiện gì không? Ở chỗ cửa ấy có hai tấm bảng kim loại, giống hệt như bầy bố trong điện Đức Gia Xoa Long Vương ở cánh cửa sinh mệnh, cũng có nghĩa là thiên châu mà hai người đeo trên mình cũng có tác dụng như ở đấy, tức là để nhận định thân phận dũng sĩ đồng thời khởi động cơ quan nữa." Đa Cát gồ lên một tiếng, lấy làm cao hứng vì thiên châu của mình cũng có tác dụng như vậy. Còn Trác Mộc Cường ba lại hết sức thán phục đôi mắt sáng như đuốc của Lạt Ma Á La, trong hoàn cảnh như vậy, chỉ liếc nhìn một cái thôi mà đã nhìn được lối ra và cả phương pháp ra vào. Trác Mộc Cường ba diều Đa Cát vừa đi vừa nói, Đại sư, hình như tôi nghe thấy tiếng nước chảy thì phải. Gương mặt lạt ma á la không lộ chút biểu cảm gì, tôi đã nghe thấy lâu rồi, bên cạnh thông đạo này chắc là có vô số lối cho nước chảy nữa, chính là những thủy thông đạo đã làm cho cái thứ giống dây leo này sống dậy. Cậu xem kia, dây leo dưới chân và xung quanh chúng ta càng lúc càng mềm rồi, nhu động cũng nhanh hơn nữa. Trác Mộc Cường Ba vẫn không hiểu, nói, những thông đạo này cũng thật cổ quái, cái đám nhà sư cổ đại, ồ không, những giáo đồ ấy xây dựng hang động thành kiểu như vậy để làm gì nhỉ, khảo nghiệm thì cũng không cần phải làm thế chứ, cứ như thể muốn giết sạch tất cả các sinh vật bên trong thông đạo vậy. Gã vừa nói đến đây, bỗng nhiên một cái xác lính đánh thuê dịch chuyển lướt qua bên cạnh với tốc độ khá lớn. Cái xác ấy tím bầm như gan lợn, mà cũng có thể nói là nát bấy nát be, bắt đầu giữa nát, lộ ra xương trắng ẩn, lại bị vô số dây leo quấn chẳng chặt chẳng chịt. Cả đám dây leo ấy tựa hồ như rất hiểu nhau, cứ chuyển từ sợi này sang sợi kia, nhanh chóng vận chuyển thi thể đi. Trác Mộc Cường ba nhìn mà kinh hãi khiếp hồn, lắp ba lắp bắp hỏi, đại sư, ngài cũng nhìn thấy rồi, đó, đó là chuyện gì vậy? Đám dây leo này, xác tên lính đánh thuê kia, cái xác ấy sao lại thành ra như thế? Đây, Lạt Ma Á là bước chân không ngừng, đầu óc cũng không ngừng suy nghĩ, đột nhiên thốt lên, trời đất, tôi biết rồi, trí tuệ của cổ nhân thật đúng là vô cùng vô tận. Đồng thời ông cũng thầm hét lên với chính bản thân mình, đáng sợ thật, thật là đáng sợ. Đây chính là thực lực của tổ tiên chúng ta hay sao? Trí tuệ của một nghìn năm trước, từ một nghìn năm trước đã có trí tuệ như này. Ôi Đức Ma Hê Thủ La Vĩ Đại, ôi giấc ma hê thủ la toàn năng. Trác Mộc Cường ba nhấn giọng hỏi, đại sư, ngài biết đây là chuyện gì rồi phải không? Rốt cuộc là như thế nào vậy? Lạt ma á là đưa ánh mắt phức tạp liếc nhìn Trác Mộc Cường ba một cái, đoạn nói, nếu tôi không nhầm, thì cổ nhân đã dựa theo cấu tạo bên trong cơ thể người để thiết kế nên phần ruột pho tượng Phật khổng lồ này. Hả, gì cơ ạ? À? Trác Mộc Cường ba và đa cắt cùng lúc kinh ngạc thẳng thốt kêu lên. Lạt ma á la chỉ tay vào vách tường nói, Nhìn những thông đạo dạng ống này mà xem, những dây leo nhu động theo một hướng này nữa, giờ chúng ta đang ở trong ruột của tượng Phật khổng lồ đó. Vì vậy những dây leo này sẽ đẩy tất cả vật thể trong ruột xuống phía dưới, hoàn thành quá trình thanh tẩy nội bộ. Thi thể kia có lẽ là ngã từ trên cao xuống, vì va đập mạnh nên xương cốt mới biến dạng như vậy, nó đã đi qua dạ dày của tượng Phật nên đã rửa nát đến không thành nhân dạng nữa. Còn tiếng nước mà chúng ta nghe thấy, chắc có thể coi là âm thanh huyết quản của tượng Phật khổng lồ này phát ra cũng được đấy gian thạch thất phía trước mỗi lúc một gần hơn hai bên thông đạo đều rất hẹp xem chừng có khi chỉ có thể lao thẳng qua mà thôi trác mộc cường ba kinh ngạc nói đại sư ngài không nói đùa đấy chứ cổ nhân từ nghìn năm trước thiết kế phần bên trong pho tượng phật này giống nội tạng của con người chuyện này hình như không có khả năng lắm thì phải lạt ma á la không hề dừng chân tiếp tục nói nghĩ lại một chút nhé từ lúc chúng ta bắt đầu đi vào hang động này những lối rẽ nhánh và đường hầm thông thành vòng tròn ấy có lẽ căn bản không phải hệ thống thoát nước gì, mà chính là chỗ chắp nhọn ở đầu mũi chân đấy. Còn những đường rẽ nhánh mà chúng ta phát hiện sau đó cũng chẳng phải đường nhánh đường rẽ chi, mà chính là vô số mạch máu, tức là chúng ta đã đi từ mạch máu nhỏ sang mạch máu lớn. Thạch thất có lẽ là nơi giao huyệt hoán vị, chúng nối liền tuần hoàn bạch huyết, tuần hoàn máu và tuần hoàn tiêu hóa với nhau, những cánh cửa khác nhau sẽ dẫn đến những hệ thống tuần hoàn khác nhau. Ba người vừa vào thạch thất, cửa đá liền đóng sầm lại, Cả ba đứng lại bên cánh cửa nghỉ tạm trong giây lát. Trác Mộc Cường Ba cảm thán, "Trời ạ, à, đây rốt cuộc là tôn giáo gì thế? Bọn họ hiểu cấu tạo bên trong cơ thể người đến thế hay sao?" Lạt Ma Á La nghiêm túc nói, "Còn nhớ vị sứ giả mang tín vật đến trí ở ở thế giới bên ngoài, mà có liên quan đến Bạc Ba La hay không?" Trác Mộc Cường Ba gật đầu, "Vâng, người đó là giáo đồ bản giáo cổ đại phải không?" Lạt Ma Á La nói, "Thực ra, nghiêm khắc mà nói, người đó không hoàn toàn là giáo đổ bản giáo cổ đại, ông ta thuộc một giáo phái sản sinh ra từ nhiều tôn giáo hỗn tạp khác nhau, mà giáo phái thần bí này đã hoàn toàn thu nạp được một số tri thức của bản giáo cổ đại. Vẫn là vấn đề đó, con người thời nay hiểu biết quá ít về bản giáo cổ đại. Đây là một tôn giáo hình thành từ hơn 5.000 năm trước, các chuyên gia của chúng ta đã tiến hành khảo sát, rút ra được kết luận rằng, bản giáo cổ đại, có lẽ là tôn giáo đầu tiên trong lịch sử loài người nghiên cứu giải phẫu cơ thể người một cách tỉ mỉ, đồng thời nó cũng là tôn giáo đầu tiên nghiên cứu vi sinh vật học, ngoài ra nó còn là tôn giáo đầu tiên nghiên cứu sinh hóa học nữa. Có rất nhiều hắc phù thuật của bản giáo đề cập đến một lượng lớn các tri thức vi sinh vật học và sinh hóa học, tuyệt đại đa số các kiến thức trong đó đến ngày nay vẫn còn khiến phần lớn các nhà khoa học phải đau đầu vắt óc. Trác Mộc Cường ba hít sâu một hơi không khí lạnh, đa cát thì hoàn toàn chẳng hiểu thánh sứ đại nhân và vị pháp sư đại nhân như trưởng lão này đang thảo luận vấn đề gì nữa. Lạt Ma Á la lại tiếp lời quy mô của cánh cửa sinh mệnh và đảo huyền không tự thế nào cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, có thể tưởng tượng ra khi đó tôn giáo này đã phồn thịnh đến nhường nào. Mặc dù chúng ta không thể tưởng tượng bọn họ đã biến mất khỏi lịch sử thế nào, nhưng chúng ta không thể phủ định rằng họ đã từng có một thời huy hoàng rực rỡ. Có lẽ, họ là, phái hệ tôn giáo huy hoàng nhất Tây Tạng cổ xưa cũng không chừng đó. Khi nói tới câu này, Lạt Ma Á La đã hoàn toàn chìm đắm trong suy tư, không kiềm chế được về tự hòa toát lên trong mắt ông. Thánh sứ đại nhân, chúng ta có thể đi được chưa vậy? Tiếng gọi của Đa Cát làm chắc Mộc Cường ba sực tỉnh. Không thể tiếp tục dây dưa trì hoãn ở đây được nữa, gã gật đầu nói, ừm, um, vậy thì xem xem gian thạch thất này huấn luyện gì đã. Audio điện tử võ tấn bền Biết được cơ quan này khai mở thế nào qua lạt ma á la, chắc Mộc Cường ba đặc biệt lưu tâm chú ý, quả nhiên, khi gã đi qua hai tấm bảng sắt ở hai bên vách đá, trong thạch thất liền có tiếng cách cách vang lên, tất cả các cơ quan bên trong đều nhất loạt khởi động. Lần này thì cơ quan bày ra trước mắt họ, vô số viên gạch trên tường tự động dịch chuyển mở ra, để lộ những hốc sâu lớn, bọn chắc một cường ba đang thầm than lại là ám kích không nhìn thấy gì rồi, thì cả gian thạch thất bắt đầu cuộn lên những trận gió lạnh buốt. Gió thổi ra từ những khe hốc ấy như thể mang theo vô vàn mũi băng, lạnh lẽo đến độ khiến người ta dựng hết cả lông tóc, toàn thân da gà gai ốc nổi lên dần dần. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trận gió đột nhiên tăng tốc, mới đầu thì chỉ rít lên u u u, về sau thì âm thanh nghe như đao thép cứa vào đá mài vậy, xem ra vượt quá cực hạn chịu đựng của tay người. Gió thổi tạt qua mặt, rát như dao cạo lướt qua. Bụi mù trên sàn bắt đầu tụ lại theo hướng gió, chẳng mấy chốc trong thạch thất đã hình thành một cơn lốc xoáy rõ rệt khiến ba người lại thêm một lần nữa cảm nhận được năng lực quỷ thần mạt chắc của đám người thời cổ đại này. Đa cát lần trước đã nếm mùi đau khổ, lần này đã tinh minh hơn rất nhiều, trước tiên là thử ném ra một cái móc tròn bằng thép dòng chuyên dùng để leo núi tổng trọng lượng chắc chắn không dưới hai cân rưỡi vậy mà ném vào trong cơn gió chẳng khác gì tờ giấy mỏng trôi nổi dập dềnh giữa không trung móc thép thuận theo thế gió xoay một vòng sau đó bị cuốn vào giữa trung tâm cơn lốc xoay vun vút với tốc độ cực cao chẳng mấy chốc đã như bị một đại lực sĩ ném vứt đi mang theo tiếng rít rợn người văng thẳng vào chỗ bọn trác mộc cường ba đang đứng ba người bọn trác mộc cường ba vội hoảng hồn tránh né chỉ nghe choang một tiếng đanh tai cái móc thép đập mạnh vào cánh cửa đá, làm mẻ ra một mảnh lớn. Đa cắt xanh mày tái mặt, thẫn thờ nói, mẹ của tôi ơi, đây, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Trác Mộc Cường ba lắp bắp nói, hang gió, hang gió từ một ngàn năm trước ư, gã cũng biết, hang gió là đề tài nghiên cứu của những nhà nghiên cứu khí động lực học, đóng vai trò không thể thiếu trong công tác nghiên cứu máy bay, hỏa tiễn. Đừng tưởng đây chỉ là một cái hốc nhỏ bé tầm thường, gió lốc trong ấy thổi ra, có muốn nhấc vật cả tấn lên cũng chẳng phải vấn đề gì. Lạt ma á la thầm nhủ, không, đây không phải hang gió, đây là nơi cổ nhân tu luyện phương pháp hô hấp. Điều hóa nhịp thở của bản thân, để cơ thể thuận theo hướng gió mà tiến lên, gian thạch thất huấn luyện này so với gian thạch thất có pháo khí chỉ huấn luyện thân thủ kia cũng phải cao hơn một bậc. Bọn cường ba thiếu ra đến cả phương pháp hô hấp cơ bản còn chưa nắm được, xem ra chỉ còn ta thử một phen coi sao vậy, với năng lực hiện nay của ta, rốt cuộc là có thể đi trong cơn lốc xoáy này được bao nhiêu bước đây. Lạt ma á la quay sang bảo đa cát, đây là tường gió, bất cứ vật thế nào cũng không ngượng ép mà đập phá, mà chỉ có cách thuận theo hướng gió, điều chỉnh hơi thở của mình và nhịp gió sao cho đồng điệu thì mới có thể đi ra khỏi cơn lốc vòi rồng cỡ nhỏ này được. Đa cát, đưa thiên châu của cậu cho tôi. Đa cát ngơ ngác không hiểu đưa mắt nhìn lạt ma á la thất nhân thiên châu. Lạt ma á la phải nhắc lại lần nữa đa cát mới lấy thánh thạch ra đưa cho ông. Đại sư trang trọng đeo viên thánh thạch lên cổ mình, sau đó nặng nề dịch chuyển về phía tường gió. Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát nhìn theo Lạt Ma Á La đang khó nhọc cất bước tựa như người đi trong cơn bão tuyết, thân thể gần như nghiêng với mặt đất một góc 30 độ, cơ thịt trên mặt người bị gió thổi dần giật như tờ giấy mỏng. Nhà sư già đã tiến lên được ba bước, đúng vào lúc Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát đều cho rằng ông đang dần quen với nhịp độ của tường gió thì đột nhiên dưới sàn nhà toác ra một cái hốc đại sư hụt chân rơi xuống đó rồi lại bị một luồng lực khổng lồ hất bổng lên. Tình huống vô cùng tệ hại, mắt thấy lạt ma á la đã bị cơn lốc vòi rồng cuốn vào, kế đó sẽ bị bắn văn ra khỏi tâm cơn lốc hệt như cái móc kim loại vừa rồi, với tốc độ ném văng như vậy, không ai đủ khả năng đón bắt lấy ông cả. Có điều phản ứng của lạt ma á la vẫn còn nhanh nhẹn, hai chân vừa rời khỏi mặt đất liền biết ngay tình cảnh thập phần nguy cấp, thân thể xoay chuyển, không cần ngắm chuẩn đã vung tay phóng dây móc vào bên cạnh cửa đá. Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát liền vội vàng hợp sức kéo Lạt Ma Á La trở lại. Gương mặt già nua của Lạt Ma Á La bị gió thổi cho biến dạng, lờ mờ tím tái cả đi, nhiệt độ thấp bên trong tường gió cũng khiến người ta không dễ chịu đựng chút nào. Vị sư già lắc đầu nói, không được, không qua được, không qua được đâu. Trác Mộc Cường Ba giờ mũi khoan thép và dây thừng trong tay mình lên nói, vậy thử cách của tôi nhé. Lạt Ma Á La chợt mỉm cười, không ngờ ông lại quên mất giờ đang là thế kỷ 21 rồi. Trong khu vực có gió mạnh, sử dụng cách dắt dây leo núi, không nghi ngờ gì nữa, chính là phương pháp tốt nhất. Những vận động viên leo núi khi đi vào vùng có gió mạnh, liền dùng dây thường bảo hiểm nối tất cả thành viên trong đội lại với nhau, mà sợi dây ấy lại được móc vào các mũi khoan thép ghim sâu xuống đất. Bọn họ chỉ cần đi qua, chứ không phải đến đây để tiếp nhận khảo hạch, mà bản thân ông cũng biết, nếu muốn tiếp nhận những bài huấn luyện kiểu địa ngục này, rồi lấy cứng trọi cứng để thông qua khảo hạch, cả ba người bọn họ đều không đủ tư cách thậm chí cả 18 tòa thánh luyện đường họ cũng không qua nổi chứ chẳng đua. Có điều, nếu chỉ muốn đi qua nơi này, thêm nữa lại còn có cả đầy một ba lô chứa các thiết bị hiện đại, tình hình hẳn phải khác đi nhiều rồi. Lạt ma á la lại thêm một lần nữa tán thưởng cơ trí của Trác mộc cường ba. Cuồng phong thổi xuống đất so với trực tiếp từ hang gió thốc ra thì uy lực đã yếu đi khá nhiều rồi, Trác mộc cường ba ghim chặt chắc chắn từng mũi khoan thép xuống nền đá, mặc dù tốc độ hơi chậm một chút, song dùng phương pháp này ba người cuối cùng cũng miễn cưỡng bỏ qua được chỗ tường gió. Lúc ra khỏi cánh cửa ấy, cả ba đều hơi run rẩy, đúng là gió lạnh thấu xương mà. Thời gian không còn nhiều, những mũi khoan thép và dây thừng đã dùng kia không thể rút mang đi được nữa, dù sao thì cũng không chỉ có mỗi một bộ trang bị như thế. Trong các thông đạo bên trong hang lớn này họ lại phải chạy đua tốc độ với đám dây leo không mắt kia. Lần này thì chưa chạy được mấy chốc, Đa Cát đã phát hiện lòng thông đạo bỗng trở nên trơn hơn rất nhiều, đám dây leo bám trên vách tường cũng bắt đầu dỉ nước ra đa cát nói nước đã thấm qua rồi hay sao ấy nhỉ không biết có uống được không nữa nói xong liền định vươn tay giật một đoạn dây leo mà mút nước đã nhọc nhằn suốt cả mấy ngày trời nước và thức ăn của ba người đều hết sạch người nào người nấy đều khô ran nước cả miệng còn đám dây leo này thì vẫn chưa hoàn toàn trở nên to mập vươn ra lấy nước chúng uống dường như cũng không phải là việc gì quá đáng cho lắm cả trác mộc cường ba cũng định làm theo đa cát Lạt ma á la dõi mắt nhìn một cái ba lô vải buồm rách nát do đám dây leo đưa đẩy qua chỗ họ, trông chẳng khác gì một cánh buồm đã ngâm trong nước biển không biết bao nhiêu năm, chỗ nào cũng rách dưới nát bươm nát bả, những vật liệu bằng thép bên trong dì hoen dì hoét, ông chợt giật thoát mình, đây là... Không được chạm vào, lạt ma á la hét lớn một tiếng, khiến cánh tay đa cát dừng sướng lại giữa không chung. Lạt ma á la bóp chặt cổ tay đa cát, hất ra xa khỏi bức tường có đám dây leo, Nghiêm trọng nói, cũng không nhìn thử xem chúng ta đang ở chỗ nào, nước ở đây có thể tùy tiện chạm bừa vào được hay sao hả. Nói đoạn, ông liền lấy ống tay áo quệt lên dìa đám dây leo nhẫy nước kia, nước như dầu thấm vào cải bố, chẳng mấy chốc đã loang cả vạt áo lạt ma á la, để lại một mảng ướt khá lớn. Ông dùng tay khẽ vê vê vạt áo, phần vừa dấp nước kia không ngờ đã bay bay tan biến ra như cho đốt giấy, trên ống tay áo để lại một lỗ thủng lớn. trác mộc cường ba vốn định lên tiếng thanh minh cho Đa Cát. Nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến không thốt nên được lời nào nữa. Sắc mặt Lạt Ma Á La trầm xuống, chúng ta đang ở đoạn mô phỏng ruột người, có lẽ là đã tiến vào vị trí của tá chàng rồi, dịch tiết ra trên vách tường này toàn bộ đều là cường toan đấy, cậu còn muốn uống nữa không? Chỉ cần một giọt nhỏ vào tay là đủ khiến cả bàn tay cậu nát bét ra rồi. Ba người đành cố nhìn cơn khát, tiếp tục tiến lên phía trước. Đa cát vẫn còn chưa hết kinh ngạc hỏi, pháp sư đại nhân, sao ngài lại phát hiện ra thế? Lạt ma á la đáp, dây leo ở đây đều đã hơi ngà vàng, cũng không phình to lên, dường như không giống với những chỗ khác lắm. Sau đó tôi lại nhìn thấy cái ba lô vải buồm kia, rõ ràng đó chính là đồ của bọn lính đánh thuê, nhưng nhìn bề ngoài lại chẳng khác gì thứ đã bị vứt bỏ nhiều năm rồi, chỗ nào cũng thấy dấu vết bị ăn mòn. Hơn nữa vị trí của chúng ta hiện nay chính là phần ruột trong kết cấu mô phỏng theo cơ thể người của cổ nhân, vì vậy tôi cho rằng dịch thể tiết ra trên vách tường này có điều cổ quái. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng mà chỗ này chẳng phải đã bỏ hoang phế gần nghìn năm rồi hay sao? Những người cổ đại ấy làm sao giữ được cường toan trong cả nghìn năm như thế? Lạt Ma Á La khẽ cười nói, không phải giữ cường toan, bọn họ chỉ cần bôi loại bột sinh ra cường toan lên vách thông đạo này là được rồi, những hóa chất ấy gặp nước là tự nhiên sẽ thành cường toan thôi. Sau khi cơ quan đóng kín, chúng sẽ lại khô thành bột phấn, bám vào vách tường. Về điểm này thì không cần phải nghi ngờ đối với một tôn giáo cổ đại từ mấy nghìn năm trước đã thực hiện phân loại một cách có hệ thống ngành hóa sinh học, chuyện này có thể thực hiện rất dễ dàng. Trác Mộc Cường Ba chỉ biết cười khổ, ngoài ra gã cũng không còn tìm được phương thức nào để thể hiện tâm trạng của mình lúc này nữa. Trong thông đạo bốn phía đều dỉ ra dung dịch cường toan, tiến lên một bước là cái chết gần thêm một bước, không ai biết được đôi giày dưới chân mình có thể ngâm trong cường toan bao lâu. Cũng may là đoạn thông đạo này không đến nỗi dài lắm, chỉ mấy phút sau họ đã đến cuối đường. Đây là một đoạn ống hình tròn thẳng đứng, lối ra là một cửa hang tròn đường kính chừng 30 mét, cách mặt đất khoảng 2-30 mét, đường ống không thẳng 90 độ xuống, mà lại vặn vẹo uốn khúc, vách ống cũng có rất nhiều nếp nhăn hình tròn. Nhìn dòng dung dịch axit không ngừng chảy ra nhơm nhấp, Trác Mộc Cường ba hỏi, giờ phải làm sao đây? Chúng ta làm sao leo lên đó được? Lạt ma á là thở trầm chậm, chậm bình ổn, lối ra này đích thực là to đến lạ kỳ, nhưng nếu muốn leo lên mà không chạm vào bốn vách tường thì gần như là không thể thực hiện được cho dù giày của họ còn cầm cự được thêm một lúc nữa, nhưng bốn vách tường đều là đám dây leo ngoe nguẩy chỉ trực quấn lấy người ta, đến đây đã là cùng đường tuyệt lộ rồi. Đa cát đột nhiên chỉ lên vách tường, nhìn kia, trên tường có một cái hang, chúng ta có thể đi sang thông đạo khác cũng được. Trác Mộc Cường ba nheo mắt nhìn thử, nước trong hang đó nhễu ra còn nhiều hơn những chỗ khác nhiều, chảy xuống thành dòng, liền lắc đầu nói, lối ấy chắc là không đi được. Lạt ma á la hài lòng gật đầu, đúng vậy, lối đó có lẽ là đường lên túi mật và tuyến tụy, đi vào thì chỉ có đường chết. Đa cát bắt đầu phát cuống, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ở đây chờ chết mà. Lạt ma á là quan sát tỉ mỉ đám dây leo bị ngập trong dung dịch cường toan, ngoài đặc điểm hơi vàng và không phình to ra quá nhiều thì hình như vẫn đang sinh trưởng rất mạnh mẽ, quả thực không thể hiểu nổi chúng là cái giống gì nữa. Lạt ma á là nghĩ ngợi dây lát rồi nói, thông đạo này không thẳng đâu, chỗ nào cũng có những nếp nhăn, có thể dùng dây móc leo lên được đấy. Đa cát băn khoăn, nhưng cái đám như dây thường kia có để chúng ta qua không ấy chứ? Lạt ma á la nói, cậu có nhìn thấy không kìa, tốc độ sinh trưởng của đám rễ cây bị ngâm trong dung dịch kia có giảm đi rõ rệt, chất cường toan này có vẻ cũng có tác dụng khắc chế nhất định với bọn chúng. Vậy thì chúng ta cứ lấy vật khắc vật đi. Đa cát vẫn chưa hiểu ra, đến lúc lạt ma á la lấy một mảnh vải lanh cắt ra thành hình miếng lót dày, rồi dùng dây thép không gì buộc chặt dưới để dày, anh ta mới sực hiểu ra. Giờ thì đế giày ba người toàn là dung dịch cường toàn bám vào, quả nhiên, khi dấm chân lên đám dây leo xúc tu kia, những sợi dễ nhỏ đã biết điều mà không quấn lấy chân, khó khăn nhọc nhằn mất một lúc, cuối cùng cũng leo được lên đến nơi. Lúc đi qua cửa hang khi nãy nói là lối vào túi mật, liền nghe bên trong có tiếng đá lăn cục 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 cục, có trời mới biết trong ấy lại để huấn luyện cái gì nữa. Đa cắt hỏi, Pháp Sư Đại Nhân, không phải nói bên trong ấy là đường chết, đi vào là chết chắc. Sao bên trong lại vẫn còn đá lăn qua lăn lại thế? Trác Mộc Cường ba đáp lời, ngu, chưa từng nghe đến sỏi mật bao giờ à? Đa cắt nghe mà hoang mang chẳng hiểu gì hết. Cuối cùng cũng được trên bậc thềm, theo lạt ma á la, đây có lẽ là môn vị của dạ dày, vậy thì trước mắt họ chắc là dạ dày rồi. Nhưng cái dạ dày họ trông thấy ở đây khác hẳn với dạ dày mà Trác Mộc Cường ba đi bệnh viện nội soi nhìn thấy, có thể nói đây là một quần thể vô số các gian thạch thất lớn nhỏ liền kề nhau, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy đỉnh viện sâu thẳm, cửa đá trùng trùng. Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm nói, cái này, cái này cũng gọi là dạ dày ư. Lạt Ma Á là nghiêm túc nói, chỉ là mô phỏng bên trong cơ thể người thôi, ai bắt buộc là nhất định phải y như đúc đâu, mà làm gì có ai làm được y như đúc chứ. Trác Mộc Cường ba nghĩ lại thấy cũng phải, nếu có thể tạo ra y xì như đúc, vậy thì đây chẳng phải một pho tượng Phật khổng lồ nữa, mà là một người khổng lồ hàng thật giả thể cao hơn 1.000 mét, trăm phần 100 trăm giống như người thật, dù là với khoa học kỹ thuật của ngày nay, chuyện ấy cũng chỉ có thể nói là vọng tưởng mà thôi. Kế đó Lạt Ma Á La lại nói, phải hết sức cẩn thận, xem ra đây là một khu thạch thất huấn luyện liên hoàn, nhìn những cảnh cửa đá này xem, không biết có bao nhiêu gian phòng nhỏ nối liền với nhau nữa, vượt qua một phòng huấn luyện sẽ tức khắc bước ngay vào phòng huấn luyện tiếp sau nó, xem ra chúng ta đang dần tiếp cận đến bài huấn luyện khiêu chiến cấp cao nhất rồi. Trác Mộc Cường Ba bước lên một bước, cánh cửa sau lưng đóng lại đánh sầm một tiếng, ngoảnh đầu nhìn, liền thấy những cánh hoa đá xoắn ốc lại với nhau khóa chặt thông đạo hình tròn, trông như một đóa sen tám cánh. Đã được nghe Lạt Ma Á là nói về cửa đá ở cánh cửa sinh mệnh, Trác Mộc Cường Ba biết rõ đây chính là Bạch Trì, chỉ cần dùng nước là có thể mở ra hoặc đóng lại chứ không cần dùng tới máu. Quan sát Bạch Trì ở cự ly gần, Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là đều ngầm hiểu, khẽ gật đầu. Quả nhiên những sợi trong bạch trì này và hệ thống dễ dây leo chẳng chịt khắp các chỗ khác trong hang động này là cũng một loại vật chất, chỉ có điều sợi ở đây ngắn hơn và phân bố dày đặc hơn, chẳng những thế hình như lại còn được nhuộm thành màu đỏ nữa, trông như cơ thịt của vật sống đang khẽ nhu động vậy. Đa cát thử bước trên nền đá, tiếng động ầm ầm vang lên, các phiến đá lát nền lần lượt tách ra, để lộ những khoảng trống không đồng đều. Mỗi phiến đá lát ước chừng khoảng 4 mét vuông, bên dưới những phiến chưa bị lật là trụ đá cũng to bằng ngần ấy, một số trụ đá đã bắt đầu tụt xuống, tiếng động ầm vang vừa rồi chính là do những trụ đá này phát ra. Còn bên dưới những phiến đá đã lật ra là một cái rảnh sâu chừng 30 mét, dưới rảnh là một chất lỏng màu xanh vàng nhạt, bong bóng nước chốc chốc lại sủi lên những làn khói vàng mù mịt. Chắc một cường ba không thể cưỡng mình không nghĩ đến một từ ngữ đáng sợ khiến người ta lạnh hết cả sống lưng hồ vương thủy. Mặc dù vẫn chưa dám khẳng định đó là vương thủy có thể hòa tan cả vàng, nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ cũng không hơn kém nhau là mấy, loại axit có tính bay hơi rất mạnh này không thể giữ được cả nghìn năm, vậy tức là chúng cũng vừa được đổ nước vào mà chế ra. Sắc mặt Trác Mộc Cường ba hơi tái đi, cất tiếng hỏi, đại sư, đây là vương thủy đúng không? Ánh mắt lạt ma á la lại càng nghiêm túc hơn trước, chỉ nghe ông nói, không biết nữa. Nhưng có một điều rất rõ ràng là, tính bay hơi của nó rất mạnh, nấn ná ở đây lâu cũng không phải chuyện hay hớm gì, chẳng mấy chốc nữa cả chỗ này sẽ biến thành một gian phòng hơi độc đó. Nhìn khoảng cách giữa những trụ đá thì dường như gian phòng này chỉ để khảo nghiệm khả năng nhảy nhót của chúng ta thôi, nghĩ cách nhảy qua rồi tính sau. Chỉ là để khảo nghiệm khả năng nhảy nhót, chắc một cường ba muốn khóc không được mà muốn cười cũng chẳng xong, khoảng cách giữa những trụ đá này gần thì 5m 3m, xa thì đến hơn chục mét, hơn nữa lại cao thấp không đều, mà lại chỉ có 2m để chạy đà, dù là vận động viên nhảy xa chuyên nghiệp chắc cũng không thể nhảy xa được đến vậy. Trác Mộc Cường ba không khỏi nhớ lại chuyện nhảy lên trụ đá vượt qua cái đầm ở Bạch Thành, lần đó so với lần này thật đúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, rơi xuống đầm còn có thể được người khác kéo lên, chứ ở đây mà rơi xuống thì một chút hy vọng cũng không có nữa. Tuy vậy, với thân thủ của Lạt Ma Á là cùng sự giúp đỡ của dây móc, lần này cũng vượt qua được, chỉ có kinh hãi thôi chứ chứ cũng chưa nguy hiểm gì, đại sư ở bên kia rãnh cho cửa mở ra, các phiến đá lát sàn lại tự động trở về trạng thái ban đầu. Trác Mộc Cường Ba và Đa cắt Gión ra gión rén rồi cuối cùng cũng chạy sang. Gian thạch thất thứ hai còn lớn hơn gian đầu tiên, khoảng cách giữa các trụ đá xa hơn, chẳng những vậy, bốn phía vách tường còn vang lú in tiếng phách phách đặc biệt của pháo khí nén, bắn vào các trụ đá nghe bùm bùm bùm. Trác Mộc Cường Ba và Đa cắt nghe mà hãi hùng khiếp vía, thì thoảng lại có quả pháo khi bắn trượt lao thẳng xuống hồ axit, lập tức làm tóe lên một quầng bọt nước, mặc dù đã cách một quãng xa, nhưng quả tim hai vị khán giả dường như vẫn bám chặt theo lạt ma á la đang dựa vào dây móc treo người giữa các trụ đá kia. Điều làm chắc Mộc Cường ba lo lắng nhất là, nếu cứ tiếp tục thế này phát triển lên, vậy thì gian thạch thất tiếp theo chẳng phải sẽ có gió mạnh siêu cấp hay sao? Không thể dựa vào dây thừng và móc bò qua đó được, ba người chết là cái chắc. Có điều, chắc Mộc Cường ba và đa cát bước đến cửa gian thạch thất thứ ba mới nhận ra, nơi này hoàn toàn không như họ nghĩ. Bên trong gian thạch thất thứ ba này không hề lát đá phiến hình vuông, mà được khoét thành từng đường rảnh một, không chỉ dưới mặt đất có, mà cả bốn vách tường cũng toàn là các đường rãnh như thế. Lòng rãnh thì bị những thứ như rễ cây hay dây leo lấp kín, nhưng ở rất nhiều chỗ lại như bị ăn mòn, để lộ ra khoảng trống lớn, còn lại thì đa phần bên trong các rãnh ấy đều là dây leo đang không ngừng bành trướng với tốc độ kinh hoàng. Bước vào thạch thất, đứng bên mép, nhìn những khe ngang rãnh dọc trải dài, cảm giác tựa hồ như trở về từ chiến trường nơi đồng bằng, mỗi rãnh rộng chừng 3 đến 5 mét, nhưng khoảng cách giữa các khe rãnh thì ngược lại chỉ chưa đầy 50 phân. Chắc Mộc Cường ba không nén nổi buồn miệng hỏi, đại sư, những thứ này dùng để làm gì vậy? Lạt ma á la lắc đầu nói, không biết, dù sao cũng phải cẩn thận. Lời vừa mới dứt, bỗng nghe dầm một tiếng lớn, cánh cửa đá bọn họ chuẩn bị sẽ đi ra bỗng nổ tung. Một làn khói bốc lên, chắc một cường ba và lạt ma á la tức khắc có phản ứng, có người bọn họ liền kéo ngay đa cát nhảy xuống một cái rãnh rộng rãi trống không, mặc dù đám dây leo ở rãnh bên cạnh không ngừng khua khối ngúa may, có thể nói là gần trong gang tắc, nhưng cũng không đến nỗi vượt qua khoảng cách giữa các chiến hào này. Phục người bên trong rãnh, chắc một cường ba nhìn thấy rất rõ ràng, một phần tử vũ trang cầm đuốc tiến vào gian thạch thất, họ khục khạc kiểu như hít phải bụi. Kế đó là một bóng người cao lớn bước vào, ngoảnh lại phía sau hô quát, mau vào đây, cổ lực. Chó chết, ở trong này cũng có cái thứ chó chết ấy lại một người tương đối nhỏ con lách vào tay còn kéo theo một người khác người đó chống mũi súng xuống đất yếu ớt lên tiếng anh quân cảm ơn anh người cao lớn gọi là anh quân kia giơ khẩu súng trong tay lên nói nói ít thôi trong này hình như tương đối an toàn tránh đi một lúc rồi tính sau người đầu tiên bước vào chửi ầm lên long quân cổ lực chúng mày còn đứng đấy lèm bèm cái gì nữa muốn chết hả còn không mau kéo trần mau ra đây trác mộc cường ba nhìn thấy hết sức rõ ràng ở phía sau lưng bọn họ những sợi dây leo to bằng cổ tay người tựa như xúc tu của một con bạch tuột khổng đang lăm le len vào qua cánh cửa. Đám lính đánh thuê săn trộm đã bị đánh tàn ở khả khả Tây Lý này do một đội trưởng tên là Cam Đức Giang dẫn đầu, khi đó bị bọn bỏ cạp trắng đuổi cho hết cả đường chạy, đã phải tách đôi ra chia đường mà chạy. Hắn và mắc mỗi người dẫn chừng 10 người, tất nhiên mắc dẫn theo chùm săn trộm ở khả khả Tây Lý thủa trước là Tây Mễ và Mãnh Tướng Lôi Ba, còn cả 9 người đội này toàn thuộc loại trung bình yếu. Cam Đức Giang hết sức hoang mang bối rối, lại lỗ mãng đi sai hướng, cứ thế lao luôn vào giang thạch thất ở gần mình nhất. Không có thiên châu làm tín vật nhận diện, đám người này chẳng khác gì không mang theo thẻ công vụ đi lại trong Tổng cục An ninh Quốc gia Mỹ. Các cơ quan trong thạch thất liền tấn công chúng một cách điên cuồng, đến giờ đã chết mất 5 tên, lại còn một tên trần mao sống dở chết dở. Mà thạch thất ở đây thì đi hết gian này lại đến gian khác, cơ hồ đi mãi cũng không đến tận cùng, cả bốn người đều đã sức cùng lực tận, sắp gục đến nơi rồi, lúc này tốt xấu gì cũng tìm ra được một gian thạch thất không có cơ quan mà lại có khoảng trống, cả bọn không hề phát hiện ra bên trong đã có người, cứ dựa tường ngồi phịch luôn xuống, há miệng thở hổn hển. Trác Mộc Cường ba thật ghét chiến tranh, nhưng gã không cho rằng mình tay không đi ra vẫy chào người ta là có thể vượt qua ải khó, bất đắc dĩ vẫn rút khẩu tiểu liên giảm thanh nòng 5.8 ly kiểu QCW05 cầm trong tay. Đa Cát cũng biết hai vị thánh sứ đại nhân và bộ hạ của họ là oan gia đối đầu, tuy không muốn đối kháng, nhưng vẫn không kìm được mà vân về chuôi đao rắt nơi thắt lưng. Merkin hít sâu mấy hơi liền, ghim giọng bình tĩnh nói, có phải là cung điện của ma quỷ hay không thì tôi không dám nói, nhưng từ lúc bước vào khe sâu tăm tối dưới lòng đất này, tôi đã biết rằng chúng ta phải đối mặt với một thế giới kỳ quái hoàn toàn chưa biết đến. Chúng đã được chôn vùi sâu dưới lớp bụi lịch sử hơn nghìn năm nay, nguyên nhân chúng đột nhiên biến mất thì chỉ có trời mới biết được, nhưng tôi có thể khẳng định, đó nhất định là một trận đại nạn. Bốn chữ cuối cùng của Merkin buông ra vừa hẳn học lại pha lẫn sợ hãi, chứng tỏ cuối cùng hắn cũng bị tôn giáo hệt như một câu đố này khiến cho chấn động tột độ rồi. Hai bên cách nhau chừng 150 mét. Chác Mộc Cường ba cầm súng ngoảnh sang nhìn Lạt Ma Á La, Lạt Ma Á La vừa khéo cũng đưa mắt nhìn sang phía gã, cả hai cùng lắc đầu. Bốn tên lính đánh thuê đó ngồi ở chỗ rất khuất, nửa thân dưới và sau lưng đều ẩn trong rảnh thì không nói, cái tên Trần Mao chỉ con hơi mà không còn sức kia vừa hay lại chặn đúng góc chết trong tầm mắt ba người còn lại, chỉ cần xử lý hắn, ba kẻ kia sẽ tức khắc cảnh giác, vẫn còn đủ thời gian phản ứng. Đám lính đánh thuê này quả nhiên không phải một đám tầm thường. Nhìn tình hình này thì bốn tên đó nhất thời chắc cũng chưa dịch chuyển, chắc Mộc Cường ba đang chờ đợi, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, chỉ cần tên Trần Mao để lộ ra một khoảng trống nhỏ, gã sẽ có thể liền một mạch giải quyết hai tên, còn lại hai tên vậy là bọn trác mộc cường ba và chúng sẽ ở thế cân bằng đang rình mò chờ đợi bỗng nghe cộp một tiếng trác mộc cường ba cảm giác sau lưng mình bị ai đó vỗ vỗ vào cứ ngỡ là đa cát liền nói đây là chuyện liên quan đến tính mạng đừng làm ồn nữa đa cát đa cát ở phía trước trác mộc cường ba ngó đầu lại hai mắt mở to nhìn thánh sứ đại nhân lấy làm kỳ quái với cách nói của gã trác mộc cường ba giật thoát mình đa cát ở phía trước lạt ma á la cũng ở phía trước vậy thì sau lưng là. Trác Mộc Cường ba vội xoay đầu lại nhìn, đúng lúc ấy, bốn tên phần tử vũ trang ở đằng xa đột nhiên kêu rú lên, âm thanh đầy vẻ kinh hoàng, rõ ràng là bọn chúng đã bị dọa cho vỡ mật. Merkin và Sos xài chân chạy thục mạng, điên cuồng lao vút đi với tốc độ vượt quá giới hạn chịu đựng của người thường, cuối cùng cũng thoát được cái thứ mập mạp giống dây leo mà chẳng phải dây leo, giống xúc tu mà cũng chẳng phải xúc tu kia. Đoạn đường này dường như lại trở về cung điện ba tầng ban đầu, nhưng cả Merkin và Sos đều biết rõ tuyệt đối không phải chỗ ấy, vì hai bọn y đã vòng qua vật thể như bọt biển chạy về phía sau, từ đầu chí cuối vẫn đi sâu thêm vào bên trong vách đá, nơi đây chắc chắn là một nơi hoàn toàn mới mẻ. Không có dây leo, thông đạo lại được mài cho vuông vắn thẳng thớm, bốn phía được sơn thêm một lớp đỏ thấm, trên tường vẽ đủ kiểu đồ án màu sắc rực rỡ mỹ lệ. Vừa có tranh vẽ Phật sinh song thụ, quan em mờ tọa liên, Phật tổ niêm hoa của Phật giáo, lại có cả thiên mẫu cống môn kiệt ma giảng pháp, Ba vĩ đề thanh ma gây hấn, nữ thần tư tất mặc phục ma của bản giáo. Ngoài ra còn có các hình vẽ ngũ tinh tài thần, nguyên thủy lão mẫu, hắc long thần gieo rắc ôn dịch của người tạng. Đối với Merkin và Sos, tất cả các hình vẽ này trông khủng bố tà ác, dáng vẻ nhân vật hầu hết đều hung dữ đáng sợ, lại thêm cả những vệt máu khô phun tóe lên tường. Hai bọn y cũng chẳng muốn quan sát cho kỹ càng làm gì. Dưới sàn lát loại ván gỗ giống như ở bên trong tòa tháp ngược đầu tiên cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Mấy trăm năm trôi qua rồi mà những tấm ván gỗ này vẫn đỏ rực đến gây người như thế, đỏ tươi như màu máu. Bước đi trên sàn gỗ, nghe phát ra những tiếng cót két cọt kẹt, lại còn không thấy cửa giả gì. Hai người bọn mất nhìn lên chỉ thấy một màu đỏ máu, dưới ánh đèn vàng vọt u ám cảm giác cứ liên tục có máu thấm ra. Trong thông đạo lại bắt đầu xuất hiện xương cốt, những xương cốt không hiểu đã có từ mấy trăm năm trước, nhưng nghiêng ngả ngả dựa vào chân tường, giải kín khắp dưới đất. Ở đây có vẻ như chưa từng có bất cứ sinh vật nào xuất hiện, những bộ xương vẫn giữ nguyên trạng thái lúc chết, hầu như đều xài tay trói chân nằm chết thẳng cẳng, cũng có những bộ bóp cổ nhau, có bộ tự bóp cổ mình, hoặc dùng vũ khí đâm chém nhau, thậm chí còn có cả cắn nhau. sauce nhìn xuống chân nói, xem ra thì đám giáo đồ mật giáo này tự tàn sát lẫn nhau hoặc đánh nhau với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài vào rồi. Merkin nói, xâm nhập, không, ở đây ẩn mật thế này, những người này không có khôi giáp, trên tay không có vũ khí, hầu hết những thứ dùng để tấn công đều là pháp khí cả, tôi nghiêng về phía bọn họ tự tàn sát lẫn nhau hơn. Có điều, đây là chuyện từ mấy trăm đến cả nghìn năm trước, nhất thời cũng khó mà đoán ra được. Giờ đã hết đường lui rồi, chúng ta chỉ còn cách xem phía trước có lối ra không, từ nãy đến giờ chúng ta vẫn đi trong lòng núi lên phía trên phải không? Sos gật gật đầu đồng ý, Merkin lại nói tiếp, cứ tiếp tục thế này, chắc là sẽ lên đến mặt đất trên kia thôi. Sos nói, bên trên chính là gì chỉ cổ cách rồi, Merkin gật đầu, đúng vậy, có trời mới biết trên đó là phần nào của di chỉ cổ cách, mong là không phải chỗ lắm người. Đi được vài phút, ánh mắt Soas sáng bừng lên, phía trước có cánh cửa. Merkin chỉ tay xuống đất nói, ừm, um, phía trước còn có người nữa. Sương cốt dưới đất cũng bắt đầu nhiều lên, có một đống tán loạn rõ ràng là mới bị đá văng lung tung. Sos nói, chẳng lẽ đây đã vào phạm vi của di chỉ cổ cách rồi à? Merkin lắc đầu, không giống cho lắm, mà đám người ấy là đi từ bên trong ra, chẳng lẽ? Chẳng lẽ chúng đã đi trước chúng ta một bước rồi à? Sos nói, chưa chắc, cũng có khả năng là bọn thằng mắc, lúc tách ra ở chỗ lũ bỏ cạp trắng chúng ta đi đường dưới vòng một vòng lớn cơ mà. Đương nhiên, cũng có khả năng là bọn chuột đã đi trước chúng ta rồi, tùy cơ ứng biến vậy. Bên trong và bên ngoài cánh cửa là hai không gian khác hẳn nhau. Phong cách kiến trúc ở đây hoàn toàn khác với ba tầng lầu gác ở miệng pho tượng Phật khổng lồ, có vẻ không dính dáng chút gì đến kiến trúc kiểu Tây Tạng thông thường, nếu không phải thi thoảng vẫn thấy phần còn sót lại của vài pho tượng Phật hình dáng quái dị, Merkin và Sauce đã ngỡ mình đến pháo đài của ác quỷ hút máu trong truyền thuyết rồi. Cánh cửa vừa mở ra, đầu tiên là một dãy bậc thang dài dẫn thẳng lên trên, mọi thứ trong này tựa như không hề liên quan đến hình vuông hay các hình góc cạnh, mà đều là các kiến trúc có đường biên tròn trịa, đến cả bậc thang cũng là những thanh tròn trồng ghép lên nhau. Treo lên bậc thang, cảnh tượng trước mắt bọn y lại càng kỳ lạ hơn nữa, các kiến trúc cao thấp chẳng chịt hoàn toàn không nằm trên một mặt phẳng, tất cả phòng ốc nhà cửa không ngôi nào có mái, tựa như chiếc xe đua hạng sang đã gập mui lại, có thể thấy hết toàn bộ những gì bên trong. Các gian phòng này đều được nối liền bằng những bậc thang lên xuống, giữa các phòng và vách đá lại có khoảng cách rõ rệt. Nhìn kỹ ra mới phát hiện, những gian phòng ở giữa đều sâu trên một trụ đá khổng lồ, giống như những con ngao sò sâu trên que tre vậy, còn các gian phòng ở bốn phía thì vươn ra khỏi vách đá lơ lửng như những sạn đạo, chỉ khác là trên sạn đạo toàn các phòng ốc, nhưng không có mái. Ngoài ra còn cả những cây đuốc ethylene cắm ở khắp nơi, nhắc nhở hai người bọn Merkin rằng ít nhất đã có một nhóm thuộc phe bọn y đã tới đây trước rồi. Merkin và sauce đang từ trên cao nhìn xuống, chỉ liếc một cái là có thể thu hết toàn bộ kiến trúc như một pháo đài này vào trong tầm mắt, phong cách kiến trúc kỳ dị khiến cả hai người thêm một lần nữa được mở rộng tầm nhìn. Khóe miệng Sos giật giật một hồi, lẩm bẩm nói, trời ơi, đây là một tòa pháo đài chạm giống, bọn họ đục giống cả một tòa núi thành pháo đài. Nhìn những gian phòng kia đi, cả những bậc thang hình trụ tròn núi liền chúng nữa, toàn bộ đều núi liền một thể, nguyên một quả núi khoét ra điêu khắc thành đấy. Không, không thể nói là điêu khắc được, phải nói là đào khoét mới đúng. Trời đất, kỹ thuật quái quỷ gì thế này, tôi chưa từng gặp kiến trúc nào thế này cả. Nét mặt mất không hề bộc lộ cảm xúc, nhưng lắng nghe kỹ thì không khó nhận ra, hàm răng hắn đang run lên, chỉ nghe hắn khó nhọc nói, đây chưa phải là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất. Anh thử quan sát kỹ những gian phòng này xem, nhìn phần bên trong ấy, chúng làm anh nghĩ đến cái gì? Giờ source mới để ý thấy, dường như cũng không nên gọi những gian phòng không có nóc này là phòng ốc, gọi là những cái bể lớn thì có vẻ chính xác hơn, vì chúng đều có hình quả trứng, hoặc hình cái thùng, hay cái bát, hoặc thậm chí là hình con nhộng, hình cái khay, những thứ thùng, chậu, bát, đĩa, khay này xếp chồng chất lên nhau, khiến cho kiến trúc vốn dĩ đã kỳ dị lại càng thêm phần quái đản mới đầu còn chưa cảm thấy gì, nay nghe Merkin nhắc nhở, Sos mới nhìn ra đầu mối bên trong, địa hình như nước chảy qua cầu, lại như hố trúng ở ca nạp tư một đây chẳng phải là. Sos thần người ra một lâu mới run run giọng nói, huyết trì, một cái huyết trì dài rộng đều trên 200 mét, cao đến hai chục tầng lầu. Trời ơi, điên mẹ nó rồi, đây là cung điện của ma quỷ rồi. Cả một tòa pháo đài lập thể khoét vào lòng núi đá. Không ngờ lại lại là một cái huyết trì siêu cấp do hàng trăm hàng nghìn huyết trì nhỏ hơn tổ hợp lại mà thành. Merkin hít sâu mấy hơi liền, gìm giọng bình tĩnh nói: "Có phải là cung điện của ma quỷ hay không thì tôi không dám nói. Nhưng từ lúc bước vào khe sâu tăm tối dưới lòng đất này, tôi đã biết rằng chúng ta phải đối mặt với một thế giới kỳ quái hoàn toàn chưa biết đến. Chúng đã được chôn vùi sâu dưới lớp bụi lịch sử hơn nghìn năm nay. Nguyên nhân chúng đột nhiên biến mất thì chỉ có trời mới biết được. Nhưng tôi có thể khẳng định, đó nhất định là một trận đại nạn." Bốn chữ cuối cùng của Merkin buông ra vừa hằn học lại pha lẫn sợ hãi chứng tỏ cuối cùng hắn cũng bị tôn giáo hệt như một câu đố này khiến cho chấn động tột độ rồi. Lên tới hàng hiên dẫn vào huyết trì, máu trong cơ thể hai người như sôi lên sùng sục. Họ bước đi trên những hành lang hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, cảm giác như đang tiến đến rất gần tế đàn của tôn giáo thần bí ấy, còn bản thân mình chính là những tế phẩm được dâng lên. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một đốm lửa lập lè như ánh sao, không thể xác định vị trí của bọn lính đánh thuê, còn đi lên đi xuống giữa những gian phòng lửng lơ lơ lửng này mấy vòng, thì khiến người ta hoàn toàn mất hết cả phương hướng. Mỗi lần bước vào một căn phòng là Merkin và Sos lại đều hết sức kinh hãi. Mỗi gian phòng này y như một cái huyết trì nhỏ, bên trong có rất nhiều thứ hình dáng kỳ dị mà bọn y chưa từng thấy bao giờ. Trong phòng gió thổi vù vù lạnh toát, theo lý thì không gian biết kín thế này không nên có gió mới phải, cách giải thích duy nhất chính là những vong linh nghìn năm kia vẫn còn bị giam cầm trong những gian phòng nhỏ này, oán niệm nghìn đời không tan khiến chúng hóa thành những cơn gió lạnh, gào thét mang mùi máu tanh đến với mỗi kẻ lạc bước đến đây. Những gian phòng huyết trì ấy đều đóng cứng một lớp vảy máu khô dày bên trong, như nói một cách rõ ràng chân thực cho mỗi một người đến đây rằng, chúng phải uống bao nhiêu máu tươi mới đủ để tích được độ dày như ngày hôm nay. Máu trong huyết trì cuối cùng chảy vào một cái rãnh trong phòng, giữa các phòng với nhau có rãnh nối liền, cũng có nghĩa là máu từ mỗi huyết trì đều có thể chảy từ gian này sang gian khác. Kết cấu dẫn nước được bố trí tinh vi và ở mỗi gian huyết chỉ lại hoàn toàn khác nhau khiến mất liên tưởng đến một xưởng hóa chất khổng lồ, nơi mọi thứ đều kỳ bí huyền diệu, cả thế giới dưới lòng đất này như điên cuồng trong máu và lửa. Sos hít sâu một hơi khí lạnh, một nơi thế này khiến người ta phát điên lên mất. Không biết đã bao nhiêu năm rồi mà tôi ngửi trong không khí vẫn còn tanh máu, gió ở đây đúng là khiến linh hồn con người phải run rẩy sợ hãi, nơi này chỉ nên dành cho loài ma quỷ dưới địa ngục mà thôi. Đám giáo đồ của tôn giáo này rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Bọn họ tạo ra nhiều huyết trì như thế để làm gì? Cả một cái huyết trì khổng lồ cao 20 tầng lầu, cần bao nhiêu máu người thì mới đủ đầy đây? McKin xoay xoay cổ một cách không được tự nhiên cho lắm, ngồi xổm xuống bên mép một cái huyết trì, lắc đầu nói, "Đây không hẳn là huyết trì đâu. Anh nhìn kỹ mà xem, nhìn kỹ những chỗ này xem, bên dưới đây là một cái bếp lò, có thể đốt lửa đun nấu, còn cả đây nữa." anh có biết những cái rãnh có bánh xe lăn này để làm gì không ở trung quốc thứ này gọi là máng nghiền dùng để nghiền các vị thuốc thay cho cối say còn cả đây những thứ trông giống cái cối say này nữa và rất nhiều thứ chúng ta không biết là cái gì chúng đơn giản chỉ là huyết trì thôi không sao cảm giác nó mang đến cho tôi là nơi đây tựa như một dây chuyền sản xuất mỗi gian phòng giống như một phân xưởng nhỏ tất cả các phân xưởng này đều có thể chuyển nguyên liệu qua các rãnh loại dây chuyền sản xuất tinh vi vừa có lửa nung lại vừa có nước rửa ngoài ra còn có cả cối say thế này, chỉ có công nghiệp hóa chất mới dùng đến mà thôi. Merkin đứng thẳng người lên, nói với giọng bí hiểm, không sai, tôi có cảm giác đây như thể là một dây truyền sản xuất mà đám giáo đồ của tôn giáo cổ đại kia dùng để sản xuất hóa chất một dây truyền sản xuất hóa chất dùng máu làm nguyên liệu chính. Chú giải, một, gọi theo tiếng Anh là Caner, khu vực ở Tân Cương, hồ nước ngọt sâu nhất của Trung Quốc. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại nhìn, lập tức trông thấy thứ đang bám trên lưng gã. Ở rừng rậm Nam Mỹ gã từng gặp qua không ít quái thú, vậy mà lần này vẫn bị dọa cho giật mình đánh thoát, một cảm giác kinh tởm và buồn nôn từ sâu thẳm dân trào lên, khiến toàn thân gã dùng mình nổi cả gai ốc, suýt chút nữa thì kêu toáng lên giống tên lính đánh thuê kia rồi. Cái thứ trên lưng gã có thể nói là một con run lớn nhẵn bóng múp míp, nhưng nó không có các phần tròn giống con run bình thường mà trơn tuồn tuột như da trẻ sơ sinh, bên trong ánh lên sắc hồng phấn như mặt trẻ con, to chừng bằng cánh tay đàn ông trưởng thành con chiều dài, chỉ riêng phần bám trên lưng chắc một cường ba thôi đã hơn một mét rồi, ngoài ra còn cả một phần lẫn trong đám dây leo bên dưới một rãnh khác. Có lẽ thứ này rơi từ trên cao xuống, nhìn điệu bộ thì có vẻ như nó đang thục mạng rời xa thân thể chắc một cường ba. Nếu không phải nó có thể hình bồ tượng như thế, chắc chắc một cường ba đã phán đoán đây là một con run đũa rồi. Con run dài đến mấy mét này không có ngũ quan, khẩu khí một trên đỉnh đầu vừa hay lại đúng hình chữ khí, bốn cánh môi nhầy nhầy thịt mở ra khép vào, cánh môi lại còn co vào giãn ra theo quy luật, tựa như đang dò đường trong không khí. Bên trong cái miệng ấy hình như lại có vô số xúc tu nhỏ đang nhu động, một thứ dịch thể dầm dề từ trong miệng không ngừng tuôn dọc theo thân thể nó, cuối cùng dính hết lên lưng Trác Mộc Cường Ba. Ngay khi nhìn thấy con run đũa khổng lồ, Trác Mộc Cường Ba liền mặc xác cả chuyện ẩn nấp, nhảy bắn lên, kinh hoàng luống cuống hệt như con gái nhìn thấy rắn vậy, chỉ muốn mau mau chóng chóng hắt đi cái thứ đáng sợ ấy ra khỏi người mình cho nhanh. Đa Cát cũng hét lên một tiếng, nhảy bật dậy. Quần áo ngoài của Trác Mộc Cường Ba chỉ dính phải một chút thứ dịch thể từ con run ấy, không ngờ đã tan dã đi hết, lượt ngoài rơi chóc xuống như vỏ trứng, để lộ ra áo giáp chống đạn bên trong. Cũng còn may, mặc dù đã để lộ vị trí, nhưng bốn tên lính đánh thuê kia đã không còn hơi đâu mà liếc nhìn sang phía này nữa, bên phía chỗ bọn chúng cũng có mấy con run đũa to y như thế. Một con trong đó đang há to miệng, chất dịch tanh nồng màu vàng phun vọt ra, chúng ngay vào người tên Trần Mao đang thoi thóp dở sống dở chết, Trần Mao rú lên một tiếng kêu nát gan xé phổi, điên cuồng lấy hai tay phủi phủi lên lồng ngực bị dính phải cái chất nhân nhất ấy, vừa chạm vào một cái, một miếng da người liền chóc ra như mảnh lụa, để lộ những khúc xương sườn trắng hiếu bên dưới cơ thịt đang nhu động. Bị chất dịch đậm đặc màu vàng ấy thấm vào, cơ thịt liền hóa thành nước máu, nước máu nhiều lên xương trắng, xương trắng liền chuyển sang màu vàng, rồi nhanh chóng từ vàng chuyển sang đen kịt, tan đi như cục format để dưới ánh mặt trời vậy. Cam nước giang nhảy tót ra một quãng xa, ngoác miệng kêu toáng, chạy, cường toan đấy. Bọn run đúa không có mũi chỉ dựa vào bốn cánh môi trên miệng để cảm giác, dường như đã ngửi thấy mùi máu người tanh nồng, liền có thêm nhiều con run nữa không ngừng ùn ùn kéo về phía cái xác bị hòa tan kia. chân Mao chỉ kêu được nửa phút liền đổ gục xuống như một cái cọc gỗ, đồng thời lúc này lại có nhiều con run khổng lồ khác nữa đang uốn éo mình, vươn đoạn thân rầm rề axit, bên ngoài như mọc một lớp vỏ lạp xương ra khỏi đám dây leo bên trên. Cổ lực thân hình tuy lùn nhỏ, nhưng lại chạy cực nhanh, đứng đằng xa xả một loạt đạn vào bọn run đũa trên vách tường. Một con bị đạn bắn tung, đang bay trên không trung lại bị một loạt đạn khác bắn cho thân thể vỡ tung vỡ tué, bên trong nó không ngờ lại còn vô số con run con to chừng bằng đầu ngón tay cái, dài độ 15-20cm, rơi tung tué bỏ nhung nhúc khắp nơi. Chắc một cường ba được lạt ma á là kịp thời nhắc nhở mới không lỗ mãng nổ súng. Lạt ma lớn tiếng nói, cố gắng tránh xa những thứ này ra, bọn chúng sống trong môi trường axit mạch, thân thể ít nhiều cũng có chỗ dị thường. Còn bọn lính đánh thuê phía bên kia sau khi phát hiện ra ba người, liền vừa lẩn tránh bọn run đúa vừa dương súng lên bắn tỉa, áp chế bằng hỏa lực, căn bản không cho họ cơ hội thảo luận hay phán đoán gì cả. Trác Mộc Cường ba hét lớn, dừng lại, tiêu diệt bọn sâu này trước đã. Kết quả là đổi lấy một chàng súng hồi đáp, làm đa cắt tức tối ngoác miệng ra chửi, bọn này điên hết cả rồi nhiều quá cả gian thạch thất lớn đầy rãnh sâu giường như được thiết kế đặc biệt cho bọn run đũa khổng lồ này chúng nhung nhúc chui ra từ sau đám dây leo vặn vẹo thân thể béo nẫn chẳng mấy chốc đã chiếm hết toàn bộ chiến hào một số con có nề nếp quy củ cứ phun ra từng đợt từng đợt mủ vàng giải lên đám dây leo những vệt vàng kỳ dị sau đó thuận theo những vệt vàng ấy mà nghiến đám dây leo trong cái miệng khi đóng khi mở kia đám dây leo gặp cái gì liền quấn chặt lấy cái ấy hoàn toàn không làm gì được bọn run đũa này Ngoài ra một số con khác dựa vào cái miệng để cảm ứng máu tanh thì cứ nghền nửa thân trên lên cao, cánh môi thịt nhăn vào rũi ra không ngừng thu thập các tín hiệu làm chúng hưng phấn. Phần thân thể con run nhỏ vừa rơi khỏi cơ thể mẹ, gặp phải bọn run đã trưởng thành liền bị chúng không hề khách khí mà nuốt hết vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau cả hai bên đều phát hiện ra, chỉ cần không đứng trên đoạn đường mà bọn run nhất định sẽ đi qua, lũ sinh vật không mắt không mũi không tai này sẽ tựa như hoàn toàn không hề hay biết, ung dung nhàn nhã mà ăn đám dây leo kia, vậy là tất cả dồn toàn bộ sự chú ý lên phía đối phương. Vũ khí của đám lính đánh thuê này tuy rất tốt, nhưng súng tiểu liên giảm thanh loại QCW-05 của Trung Quốc sản xuất cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, chiều dài khi lắp nòng giảm thanh vào là nửa mét, nặng 2,2 kg, cách 150 mét có thể xuyên thủng mũ sắt, băng đạn lớn 50 viên của nó thuộc vào nhóm công nghệ hàng đầu trên thế giới. Hai bên vừa tránh bọn run khổng lồ và đám dây leo biết cuốn người, vừa dựa vào địa hình để khai hỏa khá nhiều run bị ăn phải đạn lạc bung bét ra hai bên trận địa, dịch thể thanh thanh màu vàng phun ra khiến người ta khó bể tránh kịp, còn thân thể chúng thì lại bị đám đồng loại không phân biệt gì hết nuốt sạch sành xanh. Trác Mộc Cường ba bị chọc giận, lưỡi lửa nơi nòng súng khẩu tiểu liên giảm thanh phun ra không ngớt. Gã cầm súng đứng hẳn lên, nhằm về phía ba tên lính đánh thuê bắn rát một hồi, đến đây, cái bọn cần tiền không cần mạng chúng mày. Bắn hết sạch cả băn đạn, Trác Mộc Cường ba mới ngồi thụp xuống bọn cam nước giang ở bên kia đang lần dò mồi xổm tiến lên phía trước, ngoác miệng ra chửi, thằng ngu, bắn lung tung như vậy cũng trúng được hả? Long quân đi giữa đưa tay sờ bên má nóng rát, chửi một câu, con mẹ nó, mẩu đá dưới đất bắn vé lên cào rách mặt rồi. Cam nước giang quay đầu lại nhìn, thấy trên má Long quân có vệt máu, mặc dù vết thương không sâu, nhưng một giọt máu đã nhiều ra ngoài. Hắn cũng cùng lúc phát hiện, mười mấy con run xung quanh đã ngừng ăn dây leo, nghển phần thân trước lên cao cả mét, không hẹn mà cùng chĩa miệng về phía Long Quân, tựa hồ như hưởng ứng lại một lời kêu gọi nào đó. Tuệt một bãi mủ vàng vàng phun lên đùi Long Quân, sắc mặt hắn lập tức tái mét đi, chân run run, ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Còn bọn cam nước giang và cổ lực thì không nói một câu thừa thãi nào, co giò chạy thẳng, gắng tránh xa chỗ nguy hiểm này ra. Long Quân gào khóc kêu lên, đừng bỏ tao lại, câu trả lời của cổ lực cũng hết sức dứt khoát, hắn giật luôn ba lô của Long Quân, đá tên kia một cú lăn bỏ ra đất, chỉ thoáng sau đã vang lên tiếng kêu la ầm ĩ của tên họ Long, rồi mau chóng chỉ còn lại tiếng rên rỉ như mũi vo ve. Cam Đức Giang còn không quên ném về phía bọn trác mộc cường ba mấy quả lựu đạn, bản thân hắn càng lúc càng gần một cánh cửa khác rồi. chú giải một giác quan hai bên mép của động vật thân đốt có tác dụng cảm giác và tìm kiếm thức ăn. tiếng nổ đùng đoàng làm cả gian thạch thất rung lên mấy chập, khói bụi mù mịt, có điều cũng dọn ra được một khoảng trống không có bọn run kia. Trác Mộc Cường Ba lắc rơi bụi đá trên đầu, hỏi: "Á La Đại sư, ngài không sao chứ?" "Đa Cát, cậu có sao không?" Lạt Ma Á La và Đa Cát chui ra khỏi đống bụi đá. Trác Mộc Cường Ba liền dẫn hai người dịch vào cái hốc do lựu đạn phá ra. Đa Cát nói: "Bọn chúng dùng cái gì vậy?" Tiếng nghe còn đanh hơn tiếng sấm nữa. Trác Mộc Cường Ba phủi phủi bụi bám trên người Đa Cát, giải thích: "Đây là một loại mìn cầm tay ném ra, gọi là lựu đạn, chỉ không cần bị thương là tốt rồi." vừa rồi hình như tên cao lớn bị thương, xem ra đám run kinh tởm này có cảm ứng với máu thì phải. Lạt ma á la vừa nổ súng hiểm hộ, vừa nói, chưa chắc, trên người chúng ta đều bị thương, nếu chúng có thể cảm ứng được mùi máu tanh, chúng ta đã toi mạng từ lâu rồi. Nấp vào trong hốc đá do lựu đạn phá ra, chắc một cường ba vẫn còn chưa hết dùng mình, á la đại sư, ngài nói xem. Có phải bọn run sinh ra trong này không? Tôi thấy có vẻ như là cổ nhân đã cố ý nuôi thả chúng vậy, Nuôi nhiều cái loại sâu bọ đáng sợ này để làm gì nhỉ? Lạt Ma Á La nhìn chằm chằm về phía bọn Cam Đức Giang, trong đầu thầm nhớ lại cách thức khảo nghiệm dũng sĩ mình từng tìm thấy trong thư tịch cổ. Sau khi vượt qua bao cơ quan cạm bấy, phát huy thể lực đến mức cực hạn, cuối cùng người dũng sĩ còn phải đánh bại một con mãnh thú tạ ác, đồng thời mang một phần thân thể của con mãnh thú ấy trở về làm chứng nhận cho thân phận dũng sĩ của mình. Những sinh vật trông rất tà ác này, có lẽ chính là thứ để chứng nhận đó. Lạt Ma Á La kinh hãi thầm nghĩ. Đa cát chợt hỏi, nhưng mà nếu không có động vật vào đây, đám run ấy chỉ ăn dễ cây, thế chẳng phải là đã gặm hết sạch sẽ từ đời nào rồi hay sao? Một câu nói này đã làm Lạt Ma Á La sực tỉnh, mấy ánh lửa lóe lên, ông cũng bắn trả lại mấy phát, rồi lẩm bẩm nói, phải rồi, nếu bọn sâu này cứ ăn mãi một thứ, vậy thì chỗ này phải bị gặm hết sạch rồi mới đúng, Từ Phi. Ông nhặt một mẩu dây leo đã bị rứt lìa lên nói, chúng có thể tự sinh trưởng, cái đám này là vật sống. Lời ông vừa mới dứt lại nghe một tiếng nổ lớn nữa vang lên, Cam Đức Giang đã cho nổ tung một cánh cửa khác, hắn thực sự không muốn vừa phải đối mặt với bọn run đông nhung nhúc này lại còn cả hai kẻ đối đầu cầm súng phía bên kia nữa. Cổ lực hét lên, Cam Đức Giang, cho nổ cửa cũng không nói một câu, con mẹ nó, hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói, vội hoảng hồn khiếp phía cúi đầu xuống, máu. Là máu, cánh tay hắn chảy máu rồi, cổ lực giơ súng lên ngoác miệng ra chửi, thằng chó chết. Ông bắt mày đền mạng, mà. Cam Đức Giang sớm đã lách sang một bên, đạn của Cổ Lực bắn ẩm ý một trận, thảy đều rơi vào khoảng không. A, à, tiếng kêu thảm thiết của Cổ Lực bị bọc trong đám bụi mù mịt. Cam Đức Giang khinh thường nói: Hừ, ai bảo mày không cẩn thận, còn muốn trả thù tao hả? Nằm mơ đi mày. A, à, a, à, Cổ Lực khản giọng gào thét bổ nhào về phía mấy người bọn Trác Mộc Cường ba. Khi hắn xông ra khỏi quầng bụi, cả ba người Trác Mộc Cường ba đều nhìn thấy rõ, hai cánh tay Cổ Lực mỗi quên quấn một con run dài hơn 2 mét chất ngủ vàng nhỏ xuống đầu hắn, như cây kem tan chảy, da thịt đều đã tan hết cả, nửa gương mặt lộ hết cả xương trắng ra, tròng mắt tròn lông lốc chừng như có thể rơi bất cứ khi nào vẫn đang đảo tròn trong hốc mắt. Hắn vừa phát hiện ra hốc đá nơi mấy người bọn chắc mộc cường ba ẩn thân liền liều mạng xông tới. Lạt ma á la thở dài, giơ súng lên, một viên đạn chuẩn xác ghim vào đầu cổ lực. Thân hình lùn nhỏ đã lộ cả xương vai ra ngoài nhưng vẫn chưa ngã xuống, nửa gương mặt còn nguyên vẹn của hắn gắng gượng nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười cảm kích rồi mới đổ gục bạn đang đọc truyện được tải trải qua một màn tàn nhẫn nhường ấy tâm trạng ba người hồi lâu sau cũng không bình tĩnh lại được đa cát không nén được kêu lên a một tiếng trác mộc cường ba ngoảnh đầu lại nhìn thấy chỗ vết thương đã băng lại có máu thấm ra trận đỏ súng ác liệt vừa nãy và vụ nổ lựu đạn đã khiến vết thương của đa cát lại toác miệng ra cả trác mộc cường ba lẫn lạt ma á la đều luống cuống chân tay lạt ma á la vội vàng bịt vết thương cầm máu cho đa cát Trác Mộc Cường Ba thì dối rít nói, cậu, cậu, sao cậu lại làm vỡ vết thương ra thế? Ha ha, tiếng cười như cú kêu của cam nước giang vang lên trong đám bụi mù chưa tan hết. Các vị, cứ từ từ chơi với đám sâu thịt ấy đi nhé. Ông đây không ở lại chơi chung nữa đâu. Nói đoạn, hắn liền nhảy sang một gian thạch thất khác. Đa cắt nhìn cam nước giang chạy qua cánh cửa đá, đột nhiên hét lên như phát bệnh thần kinh, đừng đi vào. Nguy hiểm. Cam Đức giang nghe không hiểu đa cắt hét cái gì, mà cũng không thèm nghe đa cát. Hân vừa dẫm lên phiến đá lát sàn, mặt sàn liền ầm ầm tách ra, để lộ kết cấu nguyên hình của gian thạch thất đó. Cam nước giang cũng thuộc loại phản ứng nhanh nhẹn, vừa thấy không ổn liền luôn lên, rơi xuống một trụ đá hình vuông, Kế đó lập tức chuẩn bị nhảy luôn sang cây trụ thứ hai, thân thể còn đang lơ lửng trên không trung thì nghe bùm một tiếng, pháo khí vô hình bắn xuống như đập ruồi, hất văng thân thể cam nước giang đập mạnh lên một cây trụ hình vuông khác, lại nghe vù vù, một luồng khí lưu cực mạnh hất luôn thân thể hắn xuống bên dưới trụ đá, nhẹ nhàng như quét rác vậy, tóm, thân thể nặng nề rơi thẳng vào nước vàng vàng nổi bong bóng lõm bóng. Chẳng bao lâu sau, một cánh tay xương trắng còn lẫn cả gân thịt đột nhiên nhô lên, bám chặt vào góc một cây trụ đá vuông, sau đó lại chìm xuống, cuối cùng không nổi lên nữa. Cảnh tượng trước mắt hết sức kinh khủng, vô số con run mấp máy cái miệng khiến người ta phát tẩm lợm ùn ùn kéo đến. Ba người không để cho bất cứ con nào lại gần mình trong phạm vi 5 mét, súng tiểu liên bắn hết đạn thì chơi súng lục ném hết lựu đạn thì chuyển sang dùng lựu đạn sáng ánh lửa bùng lóe giữa người và đám côn trùng sau khi bọn họ đánh tan được lũ run vây xung quanh lũ ở chỗ khác lại kéo đến đông hơn nữa tham lam ăn sạch thi thể của đồng loại con nọ quấn lấy con kia thành một khối cầu thịt khổng lồ nhung nhúc mà vẫn còn vô số con ở vòng ngoài đang cố rút đầu vào trong nữa bọn trác mộc cường ba đã tiêu hao sạch sẽ vũ khí trong trận chiến với bọn run này giờ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng Quả lựu đạn khói cuối cùng ném ra, màn khói xì xì tàn trong không trung, thậm chí đến cả nó cũng như có vẻ còn hơi mà chẳng còn sức nữa. Trác Mộc Cường ba lật người nằm xuống, chỉ đợi bọn côn trùng tẩm lợm kia đến. Gã đột nhiên thấy hối hận, lúc đầu sao lại không nghĩ đến chuyện giữ cho mình một viên đạn nhỉ. Đa Cát mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường ba, ánh mắt tràn ngập thần sắc băn khoăn và nhục nhã, cất tiếng hỏi, nơi này thật đáng sợ quá. Còn khủng khiếp hơn rãnh bỏ cạp, gò đỉa, đầm lầy đen cộng lại nữa. Thánh Sứ Đại Nhân, ngài cho tôi biết đi, đây chính là thánh địa mà thôn công bố chúng tôi đời đời canh giữ đấy hay sao? Đây thực sự là nơi thờ cúng chư Phật hay sao? Trác Mộc Cường Ba không biết nói sao, cảm nhận đối với tất cả những gì đang diễn ra của vị Thánh Sứ Đại Nhân ngay cả thân phận của mình cũng chưa rõ ra sao này còn sâu sắc hơn đa Cát gấp bội. Gã còn đang định hỏi Đa Cát thì anh ta đã hỏi ngược lại gã rồi. Lạt Ma Á là điềm đạm nói, không phải các trưởng lão trong thôn đã nói rồi sao, đây là chốn tu hành của các thánh nhân, từng là vùng đất khởi nguồn của ôn dịch, tai họa, độc trùng, vì vậy mới phải xây tạo tượng Phật khổng lồ để trấn áp lũ quái thú đáng sợ ấy chứ. Vì vậy mới để bậc dũng sĩ chân chính đến khiêu chiến, tiêu diệt bọn sinh vật tà ác này. Đây mới là ý nghĩa thực sự của thánh địa, tiếp nhận sự khiêu chiến của luyện ngục là sứ mệnh cả đời của những dũng sĩ bảo vệ thánh địa. Có phải các trưởng lão nói như vậy không, Đa Cát? Đa Cát giờ mới định thần lại, mở miệng ra, ngập ngừng nói, nhưng mà, những thứ này, căn bản không phải thứ chúng ta có thể chiến thắng được mà. Lạt ma á la liền an ủi, đúng rồi, đúng rồi, thế mới nói chúng ta chưa thể xem là dũng sĩ chân chính được. Dũng sĩ chân chính là phải có ý chí như sắt thép, có sức mạnh hùng sư như bò mộng, nhanh nhẹn như chim ưng chim cắt. Chúng ta có thể đến được đây cũng là khá lắm rồi. Đa cát cúi đầu nói, nhưng tôi đã là thợ săn giỏi nhất trong thôn rồi, chẳng lẽ tôi vẫn còn chưa đủ dũng cảm hay sao? Anh ta đột nhiên ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba hỏi, Thánh Sứ Đại Nhân, có phải tôi sắp chết rồi không? Trác Mộc Cường Ba giật mình, vội nói, nói bậy cái gì thế, vết thương của anh có nặng đâu, sao mà chết được? Đa Cát nhìn tấm vải băng vết thương đang không ngừng dỉ máu, thấp giọng nói, tôi biết chứ, tôi sắp chết rồi. Bọn sâu sán kia đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người tôi rồi, tôi sẽ bị chúng ăn thịt giống như cái người vừa nãy thôi. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là đều kinh hãi, không ngờ khả năng quan sát của đa cát lại sắc bén đến thế, bọn họ còn hy vọng đa cát chưa phát hiện ra đặc tính này của bọn sinh vật kia. Cảnh tượng ấy quả thực rất đáng sợ, bọn run nhung nhúc hệt như vua ăn có dạ dày không đấy, dù có ăn thế nào cũng không thể thỏa mãn được ham muốn thèm ăn của chúng, mà ai bị dính phải cường toan chúng tiết ra thì đúng là sẽ bị ăn đến cả khúc xương cũng chẳng còn. Chắc một cường ba không còn gì để nói, gã lầm bẩm chửi, mẹ nó, pho tượng Phật khổng lồ mô phỏng cơ thể người này cũng giống thật quá nhỉ, cả ký sinh trùng cũng có nữa, rồi gã bỗng dưng nhảy dựng lên nói, run đáng lẽ phải ký sinh trong ruột mới đúng chứ nhỉ? đây là dạ dày cơ mà. lạt ma á là cười khổ nói, sai rồi, có biết rồi châu không? ấu trùng của chúng ký sinh trong dạ dày ngựa, đồng thời cũng kết nhộng luôn ở đó đó. ba người bị một đám cầu thịt tựa như sinh vật ngoài hành tinh bao vây, muốn xông ra ngoài thì buộc phải đạp lên thân thể lũ run khổng lồ ấy đã chứng kiến kết cục của ba tên lính đánh thuê, mấy người bọn Trác Mộc Cường ba thực sự không lấy đâu ra dũng khí để làm việc ấy. Đạn đã bắn hết, lại thêm một lũ run đến ăn thịt đồng loại, lựu đạn cũng có khả năng sát thương rất lớn, lũ run đã quấn thành một đám lớn, hơi cay, lựu đạn sáng, lựu đạn âm thanh, súng điện cao áp, mấy thứ này tác dụng không lớn lắm, bọn run đã tụ tập nhung nhúc cách chỗ ba người chỉ chừng răm 3 mét. Đa cát run dẩy đứng lên, nhếch mép nở một nụ cười thê thảm, quay sang nhìn Trác Mộc Cường ba nói, thánh sứ đại nhân tôi tôi sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng hai người chạy khỏi đây đi di hà trác mộc cường ba không dám tin vào tai mình nữa đa cát lấy đâu ra dũng khí lớn như thế bán mạng mình chỉ vì một người vừa quen biết chưa đến một ngày trong đầu đa cát rốt cuộc đang nghĩ gì vậy ngay vào khoảng khắc trác mộc cường ba còn đang ngẩn người ra ấy đa cát đã có chân lên chạy nhưng lại bị lạt ma á la giữ lấy gót chân kéo giật ngược trở về đợi đã làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết Cậu cho rằng cậu có thể chạy được bao xa, ở đây chỗ nào cũng có bọn run này, chỉ cần bị bất cứ con nào quấn phải là cậu không chạy đâu được nữa. Chẳng những như vậy, cánh cửa kia cũng không phải là nơi chúng ta có thể đi vào được. Ông ngước mắt nhìn lên, cánh cửa đá mà bọn lính đánh thuê đi vào đây đã bị một búi dây leo phình to đến cực đại chiếm cứ. Nhìn từ xa, trông tựa như giả dày một con quái thú, đi vào đó và tự tìm đường chết trong trường hợp này đã biến thành từ đồng nghĩa. Bộ não lạt ma á là xoay chuyển nhanh như chấp. Gian đại sảnh này có lẽ là thách thất lớn nhất mà bọn ta từng đi vào rồi, nếu là minh chứng cuối cùng của các dũng sĩ cổ đại, vậy thì ở đây phải có lối ra trực tiếp mới đúng. Cánh cửa đá mà tên lính đánh thuê kia đi vào không phải là một lối ra tốt đẹp gì, điều này thì không cần nghi ngờ, vậy thì còn những cánh cửa khác. Ừm, xem ra cũng không dễ đi, chúng ta có bỏ sót điều gì không nhỉ? Nếu là tiến hành khảo nghiệm cuối cùng tàn khốc nhất, vậy thì cũng phải có thời điểm ngưng lại chứ. Nếu đã mở ra được, thì chắc chắn phải có chỗ nào đó đóng lại bằng không chỉ riêng đám dây leo quấn chặt lấy người ta trong các thông đạo kia thôi cũng chẳng có ai vượt qua nổi rồi thông đạo hình lòng ruột và hồ cường toan chắc đều là dấu hiệu để đánh dấu đường còn nơi đây thì đích xác là dạ dày cơ quan có thể mở ra ở đâu được nhỉ tim đúng thế nếu ta là người xây dựng nên nơi này nhất định ta sẽ đặt chốt khai mở tổng cơ quan tại vị trí của trái tim nhưng còn để đóng các cơ quan lại có lẽ là phải thông qua toàn bộ khảo nghiệm đã nhưng trong hoàn cảnh này căn bản không có cách nào để tìm kiếm cách đóng các cơ quan lại, không phải. Gượm đã nào, chất cường toan mà bọn run này tiết ra gần như không thể chống đỡ lại được, các bậc tiên hiền cổ đại lợi hại đến đâu chăng nữa cũng không thể đồng thời đối mặt với nhiều con sâu thịt khiến người ta phải nôn mửa này mà vẫn an toàn rút lui được. Có phải bọn run này về sau mới có không? Không, kết cấu rãnh dưới đất này chính là để nuôi dưỡng chúng, chẳng lẽ trải qua một nghìn năm, đã khiến bọn chúng sinh sôi này nở quá nhiều hay sao? Không giống lắm, những dây leo cần nước mới sinh trưởng này chỉ có hạn, chúng có thể hạn chế số lượng của bọn run. Hay là, người xưa có cách gì để ngăn chặn bọn run này? Nếu nói chúng khát máu, thì ba người bọn ta đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, không có lý do gì chúng lại không tấn công chúng ta ngay từ đầu cả. Toàn bộ những ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc, Lạt Ma Á là đã phân tích khái quát tình cảnh ba người đang phải đối mặt lúc này, mấy hình ảnh bỗng nhiên chạy lướt qua óc ông, hình ảnh giải phẫu dạ giả dày con người, thi thể nát bấy nát bè của tên lính đánh thuê nhìn thấy trong đoạn thông đạo mô phỏng ruột, con run từ đâu rơi xuống người cường ba thiếu ra lại dãy ruột thoát ra xa, cầm cự một hồi lâu mà cũng không thấy bọn run ấy tấn công, khi tất cả những hình ảnh ấy sâu chuỗi lại với nhau chạy qua như đoạn phim tua ngược. Lạt ma á la liền tự tin đứng lên. Chắc một cường ba lại càng kinh hoàng, chẳng lẽ lạt ma á la cũng giống như đa cát, định dùng thân thể mình để mở ra một con đường máu hay sao? Lạt ma á la dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng của gã, thản nhiên nói, yên tâm, tôi còn chưa ngốc đến mức lấy cứng trọi cứng với lũ run đáng sợ ấy đâu, tôi chỉ đi kiểm chứng lại quan điểm của mình một chút thôi, nếu không được sẽ rút lui về ngay. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, Lạt Ma Á La chậm rãi bước về phía trước từng bước một, mỗi bước đều như tiến lại gần thêm một bước đến vực sâu địa ngục, mặc dù bước đi trên đất bằng, nhưng quả tim chác Mộc Cường ba lúc này còn lửng lơ thấp thỏm hơn cả lúc đại sư nhảy thang treo ngược. Một cảnh tượng kỳ quái đã xảy ra, khi khoảng cách giữa lạt ma á la và lũ run còn chưa đầy một mét rõ ràng chúng đã cảm thấy được điều gì đó nên nhất loạt ngóc cao đầu cái miệng đầy nếp thịt hít hít trong không khí sau đó bỏ lại thi thể của đồng loại nhường ra một con đường lạt ma liền ngoảnh đầu lại nói nhìn thấy chưa chúng ta không cần sợ chúng đợt tấn công vừa nãy trăm phần trăm là lãng phí hỏa lực đi thôi tôi biết đường nào có thể ra khỏi đây rồi trác mộc cường ba liền cùng đa cắt đứng lên lấy làm kỳ quái hỏi thế này thế này là thế nào vậy Lạt Ma Á La nói, đáng lẽ ra chúng ta đã phải chú ý đến từ khi con run đầu tiên rơi lên lưng cậu rồi, nó không hề tấn công cậu, mà trên người chúng ta ít nhiều gì cũng đều có vết thương, khoảng cách gần như vậy, lũ run ấy sao lại không tấn công cậu chứ? Còn nữa, nếu đây là nơi người xưa dành cho dũng sĩ tu luyện, vậy thì các dũng sĩ cổ đại làm sao có thể vượt qua được lũ run này đây? Vì vậy, tôi mới phải thử một phen, xem có phải chúng ta mang trên mình thứ gì khắc chế được bọn run này hay không, quả nhiên, ha! Trác Mộc Cường ba đỡ Đa Cát đi tới bên cạnh Lạt Ma Á La, thắc mắc, đó là cái gì vậy? Lạt Ma Á La nói, cậu thử nghĩ xem, có thứ gì mà chúng ta sở hữu, đồng thời đã nhiều lần giúp chúng ta rồi. Trác Mộc Cường ba tức khắc tỉnh ngộ, đặt tay lên cái túi bí mật ở ngực áo, Thiên Châu, bọn run này không ngờ lại có thể cảm ứng được Thiên Châu. Lạt Ma Á La nói, phải, tôi cũng không thể ngờ, hạt châu nhỏ bé này lại là vật thông hành của cả khu vực tu luyện này, Người nào không có thiên châu mà xông vào đây coi như cầm chắc cái chết, cũng may là có hạt châu ấy thì chúng ta mới rời khỏi đây được đó." Đa cát đưa mắt nhìn quanh, hỏi, "Nhưng mà chúng ta làm sao mới rời khỏi đây được vậy?" Lạt Ma Á La ngẩng đầu lên vùng tối bên trên, lên trên kia. Vì đã bị thương, động tác leo trèo vốn rất đơn giản giờ với ba người đều trở nên khó nhọc vô cùng, tốn mất khá nhiều sức lực mới tìm được lối ra trong bóng tối. Thật hoàn toàn không thể ngờ được gian thạch thất khổng lồ ấy ngoài bốn cánh cửa ra trên trần nhà tối om còn có lối ra khác nữa đa cắt đã phục nay lại càng thêm phục vị lão pháp sư này lạt ma á la nói nhờ có thi thể bị ngã đến xương cốt gãy liền lúc đầu tôi mới nghĩ đến điều này tôi nhớ lại lúc đó đã nói hắn bị rơi từ chỗ cao xuống về sau nghĩ lại dạ dày đương nhiên là có hai lối ra một trên một dưới nếu cứ đi quanh vô số gian thạch thất huấn luyện như thế kết cục cuối cùng của chúng ta khẳng định là sẽ giống như bọn lính đánh thuê kia thôi giếng thẳng này cao đến cả trăm mét, đứng trên một bình đài mới, thạch thất bên dưới đã hoàn toàn bị chìm vào bóng tối mịt mùng. Gian thạch thất bên trên này cũng rất lớn, có điều lại chống huếch chống hoác, chỉ có một cái bàn xoay khổng lồ ở chính giữa, những văn tự cổ xưa trên bệ nền phảng phất như vết tích của thời gian. Chính diện phía trước gian thạch thất có hai cánh cửa lớn bằng đồng đóng chặt, tựa hồ không thể mở ra. Sau khi không còn hy vọng mở được cửa, sự chú ý của ba người tập trung cả lên cái bàn xoay lớn ở giữa phòng sau một hồi quan sát kỹ lưỡng cái bàn xoay đường kính lên tới cả 10 mét ấy, Lạt Ma Á La nói với giọng khẳng định, tốt rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Bàn xoay này chắc là để đóng toàn bộ các cơ quan lại, đây là trạm cuối cùng của quá trình tu luyện rồi, các dũng sĩ phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể đóng toàn bộ cơ quan bên trong tượng Phật khổng lồ này lại. Nào đến đây, chúng ta cùng hợp sức đóng nó lại. Lạt Ma Á La và Đa Cát ở một bên nâng tay nắm bằng đồng lên, chắc một cường ba ở bên kia ấn xuống, dưới chân gã có một cái bệ nhỏ một cái chải đồng có thể xuyên qua bệ đỡ này vừa hay có tác dụng giữ chặt tay nằm của bàn xoay cũng không biết cái bàn xoay này rốt cuộc nối liền với máy móc ở đâu tóm lại là nặng đến độ sức người tưởng chừng như không thể đóng lại được ba người tốn hết sức lực chín châu mười hổ mới nhích được một nấc mà chắc mộc cường ba đã phải vội gác tay cầm bằng đồng vào bệ đỡ nghỉ ngơi một lát để hồi phục thể lực rồi cả nhóm mới lại cùng vặn thêm được một nấc nữa cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã nghe thấy một chút hiệu quả trước tiên là tiếng một lượng khí thể lớn xì ra, kế đó tiếng nước ồ ồ chảy đã biến mất, cuối cùng thì dưới bệ phát ra tiếng lách cách, tựa hồ đã cố định vững chắc vào đâu đó. Ba người bọn chắc mộc cường ba đều như sắp tụt huyết áp đến nơi, mệt mỏi dựa lưng vào bệ đỡ mà thở hồng hộc. Không hề có người nào lại gần, nhưng cánh cửa phía trước thạch thất đã tự động mở ra, đồng thời các cửa đá khác dường như cũng đều tự mở ra hết, nhất thời tiếng các loại cơ quan khôi phục vị trí ban đầu vang lên liên miên bất tuyệt. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, Trác Mộc Cường Ba đã hồi phục được phần nào sức lực, liền vội vã đừng lên nói, đi thôi, chúng ta đi tìm giáo sư và những người khác. Lạt Ma Á La và Đa Cát cũng đứng lên theo, Trác Mộc Cường Ba đi trước dẫn đầu, Đa Cát không ngờ thể lực cũng tốt đến kinh người, khấp kha khấp khỉnh theo sau Thánh Sứ Đại Nhân. Lạt Ma Á La mỉm cười thở dài, già Dà rồi, đúng là già thật rồi. Mơ và So thoát lên thoát xuống bên trong khối lập thể huyết trì, không nghe thấy tiếng súng nào, không biết là thuộc hạ của bọn y đã xử lý gọn kẻ địch, hay kẻ địch đã tiêu diệt bọn thuộc hạ kia rồi, hoặc có thể đám kia cũng đang lạc lối trong cái mê cung lên lên xuống xuống này giống hệt hai bọn y. Cả cái huyết trì khổng lồ tĩnh lặng như cõi chết, chỉ có những ngọn lửa bập bùng trong cơn gió thê lương nói với hai bọn y rằng từng có người đi qua đây. Mùi máu tanh vương vất lại từ ngàn năm trước và cái lạnh trong không khí kéo căng dây thần kinh, những bộ xương khô, những tượng ác ma tạp Phật đổ nát bị ánh lửa trao động hát bóng lên tường như chọc vào thị giác, tất cả đều nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn y, tất cả đều tà dị khủng khiếp. Merkin nắm chặt bàn tay lại, cũng có lúc chẳng thể dựa dẫm vào vũ khí được, chỉ có thân thể mới thuộc về bản thân mà thôi. Sauce nghiến răng ken két, sự tĩnh lặng ở đây khiến y sởn hết cả tóc gáy, bầu không khí quen thuộc kích thích thần kinh y, khiến y cảm thấy thấy cực kỳ ức chế, chỉ muốn giết người, muốn nhìn thấy cảnh tượng con người đã bị dã thú côn trùng cắn xé tơi tả, máu me đầm đìa, không có mảnh da nào lành lặn tựa hồ chỉ có khát vọng được nghe thấy tiếng họ lăn lộn gào rú vì đau đớn mới khiến y không cảm thấy sợ hãi nữa, và cảm giác tất cả vẫn nằm trong tầm khống chế của mình. Thế nhưng, cái lạnh lẽo nặng nề trong không khí không hề thuyên giảm, càng xuống sâu bên dưới, cảm giác ức chế càng thêm nặng nề, như thể có một tên địch vô hình đang theo sát bọn y, rình dập thời cơ để đánh lén. Mỗi tiếng động vang lên. Mỗi cơn gió lạnh thổi qua đều khiến bọn y thêm phần căng thẳng, cả hai cùng nhìn thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi của chính bản thân mình vừa nãy đứng trên đỉnh không thể nhìn rõ những gian phòng huyết trì trùng trùng điệp điệp, giờ đã ở bên trong lại càng như người giữa mây mù không biết đang ở nơi đâu, cứ đi qua hai chỗ rẽ, xuống một tầng lầu, ngoảnh nhìn lại là đã không thấy gian phòng mình vừa đi qua đâu nữa. Thì thoảng xa xa có bóng người thấp thoáng, nếu gắng sức lần theo, chỉ đi qua vài gian phòng là cái bóng đã biến mất đâu không rõ. Merkin cũng không dám lớn tiếng gọi, ai mà biết y sẽ nhận được tiếng trả lời của đồng bọn hay là phát súng chuẩn xác của kẻ địch cơ chứ mà trong lòng núi này lại có từ trường nhiễu sóng rất mạnh, thiết bị truyền tin nào cũng đều bị tê liệt hoàn toàn. Vòng qua vòng lại rồi cũng xuống được đến đáy huyết trì, chính giữa vô số huyết trì nhỏ, có một kiến trúc hình quả trứng dựng đứng trông như một cái tổ ong khổng lồ, trên đỉnh kiến trúc này có rãnh nối trực tiếp với rất nhiều huyết trì bên trên, khắp chung quanh nó đều có lối mở, bao quanh nó có 8 huyết trì, ở vòng bên ngoài nữa thì có trước năm sau 7, hai bên trái phải mỗi bên 30 cái huyết trì, càng ra xa thì lại càng nhiều mặc dù không hiểu tại sao lại sắp xếp như thế, nhưng các lối mở của cái tổ ong ở giữa khiến hai người bọn kin không khỏi nghĩ nếu các huyết trì phía trên đổ đầy máu tươi rồi chảy xuống dưới, vậy chẳng phải cái tổ ong này sẽ phun tóe ra như suối phun nước nóng hay sao? kin lắc mạnh đầu một cái, ngăn mình không nghĩ tiếp nữa. Sauce lên tiếng, chỗ này e là không có thứ mà chúng ta muốn tìm mới phải. kin đáp, ừm, um, xem ra không giống lắm, đây không phải là chỗ để đặt vật phẩm gì quý báu lúc đi qua cái tổ ong cao bằng 10 người ấy, Merkin vô ý liếc nhìn một cái, nhưng chính cái liếc hờ hững ấy lại khiến hắn phải dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bệ đỡ tổ ong. Trong mắt Sauce, chỗ đó chỉ khác một ký hiệu kỳ quái, nhưng Merkin biết rõ, đây là một cái tên. Đông bản 3, y nhanh chóng xoay sang phía bên kia, quả nhiên cũng khác một cái tên trại bản 3, hai mặt còn lại lần lượt là đảng bản 3 và mạc bản 3. Trông Merkin lúc này như một ông già tuổi cổ lai hy, đưa hai bàn tay run run ra sờ mó lên những ký hiệu cổ xưa, đột nhiên khóe miệng dần giật liên hồi một chặp. Sos nhìn thấy liền hỏi, sao vậy? Merkin lập tức giấu vẻ mặt kỳ quái đi, nghiêm nghị nói, không có gì, đi thôi. Có điều trước khi bước lên một cầu thang khác, hắn lại ngoảnh đầu nhìn cái tổ ong một lần nữa, ánh mắt mơ màng run rẩy. Sos chỉ lộ ra một nụ cười khinh miệt. Đi thêm chừng 10 phút nữa thì Sos bắt đầu nổi giận. Những cầu thang này lúc lên lúc xuống, có phòng chỉ nối với hai cầu thang nhưng lại có phòng có đến bốn cái cũng có những ngõ cụt chỉ có một cầu thang dẫn đến cảm giác đi mãi mà cũng vẫn như đứng nguyên một chỗ vậy muốn lùi ra khỏi đây cũng khó khăn vạn phần chỉ có thể nhìn mà không thể đến đến lúc thấy kết cấu tổ ong dưới đáy sắc mặt Mưa Kim lại càng thêm u ám cứ trầm ngâm bước theo từng bậc thang khi lên khi xuống khi xuống khi lên đi qua các gian phòng mà hoàn toàn chẳng buồn để mắt đến xương cốt giải rác và những tượng Phật hình dáng quái dị nhanh ác nhưng nhìn ánh mắt của hắn có thể nhận ra một điều, hắn đang tính toán điều gì đó, vẫn không ngừng bôi lên cạnh cầu thang những dấu hiệu để nhận ra. Thấy những hành vi kỳ dị này của Merkin, Sos cũng chẳng buồn hỏi han gì cả. Lách cách, tiếng kéo chốt súng làm hai người giật mình cảnh giác, liền nhanh chóng chọn nơi ẩn nấp. Merkin lật tay ra phía sau rút khẩu M5 ra, còn Sos thì không nói tiếng nào nhét tay vào ba lô lấy ra một con chuột bạch béo nần nẫn. Merkin bình tĩnh kéo chốt an toàn, phát ra tiếng động rất khẽ, chỉ trong cự ly gần mới nghe thấy được, con chuột bạch cũng đeo một vật như hộp diêm nhỏ, nhằm hướng Sauce vừa ném hạt quả đuổi theo. Bạn đang đọc chuyện được tại. Ồ, chuột bạch đây mà, ông Sauce, ông chủ, em mờ thanh vọng tới, Merkin liền lơi tay, gài súng lại phía sau, thập giọng hỏi, mắc, chúng mày còn bao nhiêu người? Trong bóng tối xuất hiện một đám người, chính là mắc và sáu tên nữa, có hai tên đã bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Mắc mừng rỡ nói, tôi đã bảo mà, ông chủ và ông Sos chắc chắn không có chuyện gì mà, một chút vấn đề nhỏ này làm sao gây khó khăn cho hai người được cơ chứ. Merkin chẳng buồn để tâm đến mấy lời nịnh nọt nâng bốc của Mark, nhạt giọng hỏi, chỉ còn lại mấy người này thôi à. Mark trông thấy sắc mặt ông chủ không tốt, vội cuống lên nói, ông chủ, là thế này, sau khi chúng ta tách ra lại có lối dễ nữa, người nhiều hang lại nhỏ, chen chúc một chỗ không tiện, nên chúng tôi đã tự động tách thành hai nhóm. Sau đó lại có đường rẽ nữa, Tây Mễ lại dẫn theo 5 người tách ra, 6 người tôi dẫn theo đều ở đây cả, một người cũng không rất lại. Hắn đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ tự động, Merkin đưa mắt liếc nhìn 6 người, thấy toàn đám hảo thủ như lôi ba, như nhị hoa, không cần nói cũng biết bọn thuộc hạ này phân chia đội ngũ thế nào. Đám còn lại quá nửa là đã bị dùng làm vật hy sinh cả rồi, nhóm do Tây Mễ dẫn theo chắc may ra còn tàn dư. Có điều chính y và Sos đã tách đội ra đầu tiên, nên y cũng không tra hỏi nhiều, chỉ nói, bọn mày đến đây bao lâu rồi. Mắc vội đáp, chúng tôi đuổi theo bọn người ở Tây Tạng đến đây, cứ vòng lại ở chỗ này một hồi, không hiểu đám kia biến đâu mất rồi. Nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, hư, chắn chắn cả đám đã bị thịt sạch rồi. Sauce thu con chuột bạch về, chỉ khiến mũi khinh thường trước sự tự đại của Mắc. Mark. Mắc lại hỏi, bọn chúng cũng ở đây hả? Chúng có bao nhiêu người? Không phản kháng gì hả? Mắc nói, hình như chúng còn 6 người, vừa nãy còn ở phía trước chúng tôi, có lẽ là cách chừng 3-4 tầng lầu gì đó phản kháng ấy à, ha ha, vũ khí trang bị và nhân số của chúng đều không bằng chúng tôi, sao mà dám phản kháng chứ, chỉ thi thoảng bắn bừa bắn bậy vài phát, không dễ chúng tôi đến gần quá mà thôi. Merkin tức giận quát, dám chó, mày tưởng chúng nó sợ mày thật chắc. Tao đã bảo mày nên đi làm lính đánh thuê mới đúng, sao lại hiếu chiến thế, mày có biết người ta đang làm cái gì không hả? Hắn chộp lấy cổ áo mắc, gần giọng nói, người ta đang tìm bản đồ, tìm đường ra, không có thời gian dỡn chơi với chúng mày chỉ có cái loại như mày trong đầu lúc nào cũng chỉ có giết người với cả giết người, chẳng còn nhớ cái đếch gì nữa. Mày nói xem, mày đã tìm thấy đầu mối nào để tìm bản đồ chưa? Mày nhìn những kiến trúc này, những tượng Phật này xem, có gợi ý gì không hả? Có dấu vết gì không hả? Có hay không? Ông chủ vừa gầm lên, mồ hôi mắc đã túa ra như tắm. Trước một loạt câu hỏi mất vừa nêu, hắn ta ngoài câu không biết ra, thực sự không còn tìm ra đáp án nào khác nữa. Sos thấy thế liền khuyên can, bỏ đi, có thể theo đám người kia đến cũng không tệ rồi, nói không chừng bọn chúng có thể dẫn chúng ta đi tìm bản đồ đó. Khục khục, sáu người hả, lúc chúng vào đây có chín đứa cơ mà. Merkin lạnh lùng nói, chúng nó không muốn giao chiến chính diện với chúng ta, đó là vì chúng sợ đụng đầu chạm chán, sẽ hủy hoại kiến trúc ở đây. Hừ hừ, đây là ưu thế của chúng ta, ừm, nghĩ cách theo chân chúng đi. Kế đó hắn lại dùng tiếng chung nói với Nhiêu Nhị Hoa, nói theo cách của người Trung Quốc chúng mày thì thế nào ấy nhỉ? Ném chuột sợ vỡ đồ, kha kha. Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát đều rất đối vui mừng. Không ngờ đã cùng đường mạt lộ rồi mà vẫn sống sót. Trước mắt giờ chỉ có những cánh cửa đã hoàn toàn rộng mở, họ hoàn toàn không chú ý đến gì khác nữa. Tất cả đều đã phục hồi nguyên dạng, và bọn họ cũng đã leo lên hết cả pho tượng Phật khổng lồ, nói không chừng chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ tìm thấy giáo sư Phương Tân và những người khác tâm trạng chắc Mộc Cường ba bắt đầu sao động, đi qua hết gian thạch thất này đến gian thạch thất khác, hai người đàn ông tương đối trẻ dần kéo giãn cự ly với Lạt Ma Á La. Thế nhưng, ở gian thạch thất nhỏ rộng chưa đầy 50 mét vuông cuối cùng, cả hai người đều không chú ý đến sàn nhà bằng đồng dưới chân và vòng tròn trên sàn. Khi một chân chắc một Cường ba dẫm lên mặt sàn bằng đồng vốn tưởng đã không còn bất cứ cơ quan nào nữa, bỗng nghe chen một tiếng, vòng đồng bên dưới sàn liền biến thành hai nửa vòng bán nguyệt bật tung lên, kẹp lấy một chân chắc một cường ba khóa chặt vào sàn nhà như bẫy chuột. Đa cát trông thấy thế, không cần nghĩ ngợi gì đã xông ngay đến định giải cứu cho thánh sứ đại nhân, chen, cả anh ta cũng bị một vòng đồng khác trên sàn khóa chặt luôn. Cái khóa hình bán nguyệt chỉ hở ra một lỗ nhỏ ở giữa, bám chặt vào mắt cá chân chắc một cường ba, còn những chỗ khác đều khít dịt, gần như không thể nào tìm ra được mối ghép. Chắc một cường ba nhắc chân lên, cái khóa bán nguyệt cũng sủng sẻng nhắc lên theo, lôi theo một đoạn xích sắt dài. Bên phía đa cắt tình hình cũng tương tự, anh ta thử bước đi mấy bước, được chừng 3 mét thì không thể kéo đi tiếp được nữa. Có điều đa cắt không biết, đó là khi anh ta nhấc chân bước thứ hai, dây xích dưới chân chắc mộc cường 3 đã bị kéo xuống bên dưới. Lạt ma á là bước đến cửa, vừa hay trông thấy đa cắt kéo khóa đồng và một đoạn dây xích to tướng lên, còn chắc mộc cường 3 thì đang ngồi sổm dưới đất, vận hết sức lực thử tách đôi khóa đồng ra. Lạt ma á là như bị sét đánh, đứng sững sờ trong gian thạch thất, trong lòng thâm than, đây là đây là sàn quyết đấu cuối cùng mà. Sợ ý quá, sợ ý quá. Cùng lúc ấy, Đa Cát đã kéo hết sợi xích, đang chuẩn bị dùng sức giật đứt nó ra, bỗng nghe cách một tiếng, bốn vách tường thạch thất đều có cát chảy trào ra, bốn cánh cửa gian thạch thất và mái trần đều bắt đầu chậm chậm ép xuống. Lạt Ma Á la thét lên, là sàn quyết đấu hạn định thời gian. Khốn thật. Ánh mắt Lạt Ma Á la quét qua, trong thạch thất này có 8 chỗ sàn nhà bằng đồng và sàn đá bình thường xen kẽ nhau xếp thành hàng, liền thấp giọng lầm bầm, sàn quyết đấu tối hậu có thể chứa 8 vị dũng sĩ. Đột nhiên ông kêu lớn, nhanh lên, mau nghĩ cách mở khóa ra, có lẽ chúng ta còn 15 phút, không. Có lẽ chỉ còn 10 phút nữa thôi, bằng không, tất cả sẽ chết hết đó. Đa cát lê sợi xích gắn bên dưới khóa đồng ra, nghi hoặc hỏi, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy pháp sư đại nhân? Lạt ma á la nghiêm giọng nói, sàn quyết đấu cuối cùng là nơi dùng sinh tử để phân định thắng thua những cái khóa này một khi đã chập lại thì không có chìa khóa nào mở ra được. Hai người chắc cũng chú ý đến dây xích bên dưới khóa đồng rồi, chỉ cần số người bị khóa vào lớn hơn một, dây xích bên dưới sẽ tự động bị buộc vào với nhau. Cơ quan duy nhất có thể mở khóa chính là kéo dây xích dưới chân, giật khóa đồng của đối phương xuống dưới đất, khóa của người khác chính là chìa khóa để mở khóa của mình. Đa Cát nói, nhưng mà, chân bị khóa bên trên, làm sao mà kéo được cả chùm khóa xuống bên dưới sàn được giọng lạt ma á la toát lên vẻ lạnh lùng tàn khốc không sai cách duy nhất để tự cứu mình chính là chặt đứt chân đối phương nơi đây là sàn quyết đấu dùng tính mạng đem ra làm vật cược không giết chết hoặc chặt đứt chân đối phương thì bản thân không có cách nào thoát ra cả cuối cùng tất cả những người ở trong đây đều khó thoát khỏi cái chết bởi vì nó còn hạn chế thời gian nữa có thấy những bức tường kia hay không nhìn theo hướng tay lạt ma á la chỉ thấy cát rơi lả tả trên không trung dần dần tạo thành phần đáy hình tam giác trên tường ông nói tiếp đây là một dụng cụ đếm giờ tương tự như đồng hồ cắt vậy khi hình tam giác trên tường bị cắt lấp đầy vách đá trên đầu và cửa đá ở bốn phía sẽ rơi xuống với tốc độ nhanh hơn bây giờ mấy lần không ai thoát nổi cả không còn thời gian nữa đâu hai người có cách gì không vũ khí đã tiêu hao toàn bộ lúc đương đầu với bọn lính đánh thuê và run chẳng còn lấy một viên đạn trác mộc cường ba lấy cái cuốc chim leo núi ra dùng đầu nhọn ngoắc vào mắt xích nói bẻ đứt xích sắt được không Lạt ma á la thở dài, chỉ có thể thử thôi. Chen, sau 5 lần bổ vào sợi xích, và lần thứ 6 dốc toàn lực bổ xuống, hai tay lạt ma á la tê dần dần, cái cuốc chim leo núi không ngờ đã gãy lìa ra, còn xích sắt thì vẫn y nguyên. Khắp người lạt ma á la nhễ nhại mồ hôi, hai mắt lồi ra, đây. Đây, tuyệt đối không phải xích sắt bình thường, cả mũi cuốc làm bằng thép dòng cũng không làm gì nổi nó. Cát đã chảy ngập hơn nửa hình tam giác, Trác Mộc Cường ba cũng quín quáng đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả lưng, chỉ có đa cắt là trầm mặc không lên tiếng, tựa hồ như đã chấp nhận số mạng. Lạt Ma Á la lật tìm trong ba lô, không ngừng lẩm bẩm, còn công cụ nào khác nữa không nhỉ? Còn công cụ nào khác nữa không nhỉ? Trác Mộc Cường ba đột nhiên kêu lên, bật lửa, bật lửa hàn cắt, chúng ta có thể đun chảy nó ra. Gã và lạt ma á la liền tức khắc tìm bật lửa trong ba lô, loại bật lửa đặc trùng có thể phun ra ngọn lửa nóng đến 3.000 độ này vừa hay có thể phát huy công dụng trong trường hợp này. Lạt ma á la đốt dây xích cho đa cát, còn chắc một cường ba thì tự lo cứu mình. Gã hướng ngọn lửa vào đúng móc xích, để mặc nó thiêu đốt, hơi nóng chẳng mấy chốc đã lan đến mắt cá chân, cả cổ chân gã cũng bắt đầu bốc mùi khói trắng, mùi thịt cháy bốc lên sộc vào mũi, chắc một cường ba nghiến răng chịu đựng. Nhưng lạ một điều, mặc cho ngọn lửa nung đốt thế nào, tính dẫn nhiệt của sợi xích sắt vẫn giữ nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu gì là sẽ bị nung chảy ra cả. Trác Mộc Cường ba cuống hết cả lên, một chân giẫm lên đầu kia sợi xích sắt, vừa nung đốt, vừa dùng chân ra sức giật giật, nhưng vẫn không hiệu quả gì, ngược lại chỉ càng đau thêm mà thôi. Bên kia Lạt Ma Á là cũng bế tắc, ông lớn tiếng dục rã, "Đa cát, dùng sức giật đi." Tức thật, sao lại không chảy ra nhỉ? Khí nén cao áp chỉ đủ dùng trong 5 phút đã tiêu hao sạch sẽ, giờ thì cả ba người đều hoàn toàn ngây ra nhiệt độ lên đến 3.000 độ, sắt thép bình thường chỉ trần dùng nhiệt độ bằng nửa con số ấy là đã tan chảy ra rồi, 3.000 độ C, đến cả đá cũng bị nung chảy, vậy mà lại chẳng làm sợi xích này đỏ lên nổi. Trác Mộc Cường ba phẫn nộ thốt lên, đây căn bẩn không phải là xích sắt, đây là cái quái quỷ gì vậy. Gã bi phẫn hất văng chân lên, máu chảy xối ra từ chỗ vết thương vỡ, ngoài cảm giác đau đớn vì bị bỏng ra, không ngờ lại có cả cảm giác tê tê nữa. Lúc này, trần nhà đã hạ thấp xuống chỉ còn một nửa độ cao, cửa đá giờ phải kho người mới chui qua được. Lạt ma á la ngước nhìn kim tự tháp cắt trên tường, hình tam giác đã đầy lên 3 phần tư, chỉ còn lại mỗi cái chóp nhọn. Đa cắt nhắm mắt lại nói, Pháp Sư Đại Nhân, ngài đi đi, e rằng tôi và Thánh Sứ Đại Nhân không đi được nữa rồi. Trác Mộc Cường Ba cũng nói, đúng đấy, Á La Đại Sư, ngài rời khỏi đây trước đi, chúng ta không thể chết cả ba ở chỗ này được. Lạt Ma Á La tức giận nói, đi, tôi làm sao mà đi được cậu bảo tôi bỏ lại hai người mà đi hay sao? Vậy tôi biết ăn nói thế nào với họ đây? Tôi biết nói với đường mẫn tiểu thư của cậu thế nào đây? Tôi biết nói với đức nhân lão gia thế nào đây? Đa cát khẩn cầu, cầu xin ngài đấy, hãy đi đi, pháp sư đại nhân. Anh gào lên, ngài đi ra đi. Lạt ma á la phảng phất như đã đọc được trong ánh mắt đa cát một sự quyết tâm, ông rằng xé đau khổ trong khoảng khắc, cuối cùng vẫn lựa chọn lặng lẽ rời đi. Ông đã biết quyết định của đa cát, nhưng quyết định này không thể nói với cường ba thiếu ra được. Lúc vị sư già ra khỏi gian thạch thất thì đã phải quỳ cả hai chân xuống mới bỏ qua cửa được. trác một cường ba thở phào nhẹ nhõm nói, tốt quá rồi, cuối cùng đại sư cũng chịu đi ra rồi. Thánh sứ đại nhân, đa cắt đối mặt với trác một cường ba, Lý nhí nói, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã đưa tôi đi, trong giờ khắc đen tối nhất, ngài cũng không buông tay ra. Nhờ có ngài, mà cuộc đời tôi có ý nghĩa, không còn là một câu nói xuông nữa. Trác Mộc Cường Ba cũng biết Đa Cát muốn làm gì, gã vội kêu lên, đừng làm chuyện ngu ngốc, Đa Cát, chưa đến giờ khắc cuối cùng thì đừng buông bỏ hy vọng. Đa Cát trợn tròn đôi mắt to hơn người thường của mình lên, mỉm cười nhìn Trác Mộc Cường Ba, có lẽ tôi nên buông tay sớm một chút, Thánh Sứ Đại Nhân và Pháp Sư Đại Nhân cũng không phải vì tôi mà chịu khổ nhục nhiều đến thế. Phật Tổ Vạn Năng đã có an bài từ trước, Phật Tổ Vạn Năng đã có an bài từ trước, từ khoảng khắc Thánh Sứ Đại Nhân chộp lấy tay tôi tôi đã quyết định vận mệnh thuộc về ai. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, không có tác dụng gì trong hành trình tìm kiếm thánh địa của thánh sứ đại nhân. Giờ đây, hãy để tôi dùng tình mạng nhỏ nhoi này của mình mà mở đường cho ngài đi. Con dao đi rừng lóe lên sắc lạnh, đa cát vận tối đa sức lực chém mạnh xuống chân mình. Trong tiếng gào thét xé ruột của Trác mộc cường ba, máu tươi bắn tóe, cơn đau khủng khiếp khiến đa cát ngất đi trong khoảnh khắc, rồi ngay sau đó cảm giác đau dớn còn dữ dội hơn lại làm đa cát sực tỉnh khỏi cơn hôn mê, trong một cái nháy mắt đó, Đa Cát đã từ sống chuyển sang chết, rồi lại từ chết chuyển về sống. Sương chân đã đứt hẳn, nhưng chân anh chưa lìa ra, vẫn còn ít nhiều da thịt dính lại, gương mặt Đa Cát vặn vẹo vì đau đớn, chỉ thấy anh nghiến chặt răng, đạp mạnh vào khóa đồng, lấy thân mình làm trọng tâm, ra sức giật mạnh một cái, cẳng chân đã gãy lìa. Sắc mặt Đa Cát tái nhợt như tờ giấy trắng, máu từ vết thương chảy ồ ồ ra như cái vòi nước. Trác Mộc Cường ba kinh hãi sững sờ, lạt ma á la ngoảnh mặt đi không nỡ nhìn cảnh tượng ấy. Đa cắt nghiến răng chịu đựng, gượng nở nụ cười, giúp chân ra khỏi khóa đồng, kế đó, dùng thân thể nhỏ bé của mình hút cả trác mộc cường ba đang hoàn toàn ngây ngẩn lao về phía cảnh cửa đá đang sắp đóng sập lại, sợi xích dưới chân gã cũng theo đó mà kéo ra. Quả nhiên, khi cái khóa dưới chân đa cắt chìm vào sàn nhà bằng đồng, cái khóa nơi chân trác mộc cường ba liền cách một tiếng, mở tung ra, kế đó cơ quan dưới sàn liền cách một tiếng, mở tung ra, kế đó cơ quan dưới sàn liền xoay quấn dây xích lại, chuẩn bị kéo khóa đồng về vị trí ban đầu. Lạt Ma Á La sớm đã có chuẩn bị. Khi Trác Mộc Cường ba loạn choạng lại gần cửa đá, ông liền thò tay vào kéo mạnh, tức khắc khiến gã ngã nhào, rồi kéo ra bên ngoài. Lúc này cửa đá chỉ cách mặt đất một quãng đúng bằng đầu người. Đầu Trác Mộc Cường ba đập mạnh vào mép cửa đá, ngất xỉu luôn tại chỗ. Lúc này Đa Cát có muốn ra thì đầu anh cũng đã không thể chui qua cửa đá được nữa, mà anh cũng chẳng còn sức nào mà bò đến bên cửa được nữa. Đa Cát ném ra một vật nhỏ, nói lời cuối cùng với Lạt Ma Á La pháp sư đại nhân, xin ngài hãy mang thánh thạch giao cho ca ca. cả thứ này nữa, bảo cô ấy đừng đợi tôi ở cổng thôn làm gì nữa. cánh cửa đá trầm chậm, chậm hạ xuống. Đa Cát cũng cảm thấy nhiệt độ và thể lực theo dòng máu từ từ chảy ra khỏi cơ thể. một tia ý thức còn tỉnh táo cuối cùng của anh phảng phất như quay trở về với quá khứ mấy năm về trước. dưới gốc cây bách lớn, cả đám trẻ con đang vui đùa ầm ý. điệt bất, điệt bất, Đa Cát điệt bất, điệt bất, điệt bất, Đa Cát điệt bất. đứa bé trai gầy gò quỳ dưới đất toát lên vẻ quật cường quyết không để nước mắt chảy ra vẫn lớn tiếng cãi tao không phải điệt bất tao không phải đúng mày rồi đúng mày rồi bố mày là điệt bất mày cũng là điệt bất mãi mãi mày cũng vẫn là điệt bất đợi mà xem đi tao sẽ trở thành thợ săn giỏi nhất làng này thánh sứ đại nhân đến thôn làng sẽ chỉ dẫn mình tao đi thôi đứa bé trai thọc tay sâu xuống bùn bóp thật chặt sau khi bọn trẻ con đã đi hết nó đứng lên kinh ngạc nhìn cô bé gái trước mắt mình bực dọc hỏi, "Này, con bé kia, sao mày vẫn không đi? Vừa nãy không phải chính anh trai mày đầu tiêu bắt nạt tao hả? Cẩn thận tao đánh mày đấy." "Ư, ừ, cái, anh không làm thế đâu." Đôi mắt cô bé rất sáng, tựa như biết nói chuyện vậy. Cô rụt rè nói, cúi đầu mặt đỏ bừng, "Xin lỗi, em thay anh trai xin lỗi anh." "Hôm ấy, cái con dê con ấy, ư, ừ, em biết là anh đã cứu nó, cái, ư, ừ, cảm ơn anh nhiều lắm." Đứa bé trai cười ác độc, "Hay cảm ơn thì phải có thành ý chứ ừm phải làm thế nào nhỉ thế này đi nhé sau này làm vợ tao đi làm vợ là cái gì vợ ấy hả chính là có bánh bơ thì cùng ăn có trà sữa thì cùng uống ngày ngày đều chơi chung thật không hả hay quá đi anh phải giữ lời đấy nhé được nào móc tay nào không được hối hận đâu nhé nhưng mà giờ tao phải vào rừng đây a ba bảo rồi chỉ có rừng sâu mới dạy chúng ta thế nào để trở thành thợ săn ưu tú nhất ở trong thôn thì không học được đâu. Tao nhất định sẽ cho mấy lão già trong thôn ấy biết, đa cát này mới là thợ săn giỏi nhất thôn công bố, đa cát này mới là người thánh sứ đại nhân coi trọng, hừ. Ừ, vậy em sẽ ở cổng thôn đợi anh về nhé, đừng quên lời hứa của chúng ta đấy. Những mảnh vụn ký ức băng qua dòng sông năm tháng, âm thanh của đá hạ xuống nặng nề khiến cả gian thạch thất chìm vào tăm tối, phảng phất như cảm giác được trần đá áp lên cơ thể mình, đa cát thấy thân thể mình lạnh buốt, lạnh hơn bất cứ lúc nào. Trong bóng tối, không có ánh sáng, đầu gác lên sàn nhà băng lạnh, thật yên tĩnh, đa cát chậm chậm nhắm mắt lại. Sáu người đã có bốn người ủ rũ mệt mỏi không phấn chấn lên nổi. Trương Lập, Nhạc Dương vai trái vai phải đều không thể nhấc lên, chân giáo sư Phương Tân xương Vù, bất đắc dĩ đành phải rạch quần ngoài ra, tránh để nén căng quá sẽ gây thành bầm huyết còn nghiêm trọng hơn, ba tang mặt mũi bầm dập, cơ bắp cánh tay cầm súng không ngừng co giật, đường mẫn đã thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, trở thành nữ chiến sĩ không biết gục ngã, gương mặt như búp bê sứ ấy trắng nhợt đến đáng sợ, thân thể mảnh mai như công chúa thiên Nga vẫn kiên cường đứng vững như thể bên trong là cốt thép cân đồng. Không hiểu là tín niệm gì đã chống đỡ cho cô như thế, một người phụ nữ khác đang lau đi vết máu trên trán, đôi mắt không ngớt nhìn chăm chăm về phía trước, nhìn gương mặt nghiêm nghị và tư thế oai hùng ấy của cô khiến người ta hoàn toàn không thể nhận ra cô bị thương nặng nhẹ thế nào, nếu cả nhóm người này đều phải ngã xuống, chắc chắn cô sẽ là người cuối cùng khi cùng lúc bị đám dây leo và bọn lính đánh thuê tấn công tập kích chính người phụ nữ này với trực giác và năng lực phân tích kinh người của mình đã dẫn cả nhóm xông ra khỏi con đường chết chóc ấy đồng thời còn vòng ra phía trước đám người do mắc dẫn đầu mặc dù trên đường có giao chiến với ba nhóm phần tử vũ trang bị tách ra nhưng hai bên vừa tiếp cận nhau đã tức khắc tản ra nổ súng bên trong cái hang động như cái máy nghiền thịt đó thật chẳng khác nào tự sát cả nhạc dương sau khi nổi cơn khùng điên gào thét kiệt kiệt gì đó ở thập tướng tự tại điện đã bình tĩnh trở lại. Sự thực thì từ sau lúc ấy, bọn họ đều vừa đánh vừa rút, Lữ Cánh Nam cũng không tra hỏi sâu hơn, còn Trương Lập thì đã hỏi hai lần, nhưng Nhạc Dương đều lảng sang chuyện khác. Bị bọn tên mắc bám giết không rời, bọn họ vừa chạy qua chạy lại khắp xung quanh huyết trì lửng lơ giữa không trung ấy, vừa đồng thời tìm kiếm lối ra và tấm bản đồ có khả năng xuất hiện. Theo chỉ thị của Lữ Cánh Nam, họ cố gắng hết sức không nổ súng giao chiến với đối phương tránh được thì tránh, đến lúc bất đắc dĩ mới bắn vài phát súng để giãn cự ly. Ba tang rụt đầu vào trong cửa, lắc nhẹ nhẹ, tỏ ý là tạm thời không có người bám theo. Lữ Cánh Nam đảo mắt quan sát xung quanh, tựa hồ đã không còn con đường nào khác, từ đây đi tiếp lên chừng 7, 8 tầng nữa là hình như lại trở về gần chỗ ban đầu đi xuống khối lập phương này rồi. Cô bình tĩnh phân tích, nhóm 7 người đầu tiên và hai bóng đến sau đó có lẽ đã gặp nhau rồi, nhưng họ không nổ súng, vậy thì đó là cùng một bọn. Giờ chúng ta phải đối mặt với 9 tên có vũ trang, có lẽ đây là số người còn lại cuối cùng của chúng rồi, không tách ra chiếm lĩnh các vị trí quan trọng chứng tỏ chỉ huy của chúng bất lực, e là Ben không ở trong đám này. Chúng ta cần phải tìm thấy bản đồ trước bọn chúng, phòng ốc ở đây chúng ta đã kiểm tra hết cả, rõ ràng không phải là nơi để các đồ vật quý trọng, phía trước là đoạn rẽ cuối cùng rồi, nếu vẫn không thể tìm ra đường nào khác thì chúng ta đành phải rời khỏi đây thôi. Giáo sư Phương Tân chỉnh lại gọng kính, Chỗ này có lẽ là nơi sâu nhất của tượng Phật rồi, muốn rời khỏi thì chỉ còn cách đi ngược đường cũ mà trở lại đó. Lữ Cánh Nam không nói năng gì, đi ngược đường cũ trở lại tức là thế nào, chuyện này cô không cần giải thích nữa. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cô cũng buông một tiếng, đừng dừng lại. Cách cách, giáo sư Phương Tân giẫm gãy một bậc thang hình tròn, phát ra tiếng động lớn. Trương Lập và Nhạc Dương đứng sau vội vươn tay ra kéo ông lại, kẻ địch bên dưới lập tức có phản ứng lữ cánh nam cảnh giác quan sát bên dưới một lượt, rồi vung súng lên nói: cẩn thận một chút, để tôi đi mở đường cho. đường mẫn cũng giật chốt an toàn, nói: tôi đoạn hậu. bốn người đàn ông đi giữa đều lấy làm ngượng ngùng. trác mộc cường ba tỉnh lại, nhận lấy di vật của đa cát từ tay lạt ma á la, một cái thiên châu và một cái kèn ngọc, trầm mặc trước cánh cửa đá suốt 10 phút đồng hồ, cảnh cửa hoàn toàn không hề có vẻ gì là sẽ mở ra lần nữa cả. kể từ hôm nay, cái mạng này của đa cát chính là của Thánh Sứ Đại Nhân rồi, Đa Cát sẽ theo Thánh Sứ Đại Nhân đi khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Dù đem thân mình xuống A tỷ địa ngục, chịu đủ 18 loại khổ sở đớn đau, cũng nhất thiết bảo vệ bình an cho Thánh Sứ Đại Nhân. Hình ảnh Đa Cát vỗ ngực thề thốt vẫn còn hiển hiện trước mắt, khi ấy gã chỉ cười cười cho qua, thế mà giờ đây, Đa Cát đã dùng tình mạng của chính mình để xác nhận lời thề ấy, Đa Cát. Trác Mộc Cường ba nén nối bi thương xuống đáy lòng, cất di vật của Đa Cát vào túi áp sát ngực, càn đảm xoay người lại, đại sư, chúng ta đi thôi. Lạt ma á la đã nhìn thấy trong mắt người đàn ông này lời lý giải về sinh mệnh sâu sắc hơn hẳn một bậc, lòng thầm nhủ, cường ba thiếu ra, cuối cùng cậu cũng dần lĩnh ngộ ra rồi, đây chính là con đường cậu phải trải qua đó, con đường của cuộc đời cậu. Chắc một cường ba không rơi nước mắt, gã phải mang theo sự cố chấp và kiên cường của đa cát mà đi tiếp hành trình này, gã đang dần tin chắc rằng tìm kiếm bạc ba la là sứ mệnh mà số phận đã an bài cho gã, đây là sứ mệnh của gã thông đạo này rất dài càng đi càng xa khỏi phần bị đám dây leo phủ kín đứng trước hai lối rẽ chắc mộc cường ba chọn hướng đi sâu vào bên trong vách đá gã tin rằng giáo sư phương tân và những người khác cũng sẽ chọn con đường này đi trong bóng tối hồi lâu cuối cùng hai người cũng tìm thấy lối ra đó là một cánh cửa ngầm cửa mở ra phía trước là thông đạo hình vuông màu đỏ son trên tường là hình anh y xá na thiên đang giảng yêu trừ ma xương cốt đầy đất hình vẽ thần ma chi chít trên tường mới đầu cũng khiến hai người chấn động mất một lúc nhưng chỉ trong chốc lát họ đã định thần trở lại ở chân tường mấy người bọn giáo sư phương tân đã để lại dấu hiệu rất rõ ràng dễ thấy trác mộc cường ba và lạt ma đưa mắt nhìn nhau cuối cùng cũng lộ ra một chút hân hoan bọn họ lần theo dấu vết để lại bắt đầu dở hết tốc lực đuổi theo nhóm người do lữ cánh nam dẫn đầu lúc này đám lữ cánh nam đã đi hết đường sau khi rời khỏi khối lập phương vách núi mé bên lại có một thông đạo hình vuông nữa Rộng chừng chục mét, bậc thang vô số, càng đi càng lên cao dần. Hai bên là giá nến đấu đèn, bên trên có phi thiên giả xoa bay trên không rõ nhìn xuống. Chân tường bên dưới chạm nổi vô số thần phật. Bên trong thông đạo là hai hàng chuyển kinh luân còn bảo tồn khá hoàn hảo, có xương cốt nằm phủ phục bên trên. Tận cùng con đường là một cánh cửa, đồ hình nhị thập bất tú trên gỗ mục vẫn còn lờ mờ nhận ra được. Một điều ở đây khiến người ta phải dùng mình là những cái xác khô đứng bên cạnh chuyển kinh luân tất cả đều hoàn toàn khác với những xương cốt la liệt dưới đất, đứng thẳng nghiêm trang, tựa như bảo vệ cho chuyển kinh luân vậy, thậm chí có xác khô còn đang kết thủ ấn, nhìn bề ngoài thì có vẻ như đều là những người đứng chết ở đây một cách hết sức an nhiên tự tại. Lữ cánh nam cẩn thận đẩy nhẹ hai cánh cửa gỗ ra, nhưng kết quả vẫn làm chúng đổ sập xuống, tung lên một đám bụi mù mịt. Không đợi bụi cát tan đi, bốn người trong nhóm đã xông vào trong nội điện. Đường Mẫn và Ba Tang đừng ở hai góc kiểm soát động tính của kẻ địch, lúc cần thiết thì trận đánh chúng bên ngoài. Gian nội điện chìm sâu trong vách núi này cực kỳ quái dị, đẩy cửa ra liền phát hiện bên trong chẳng qua chỉ là một vòng hành lang rộng đâu chừng 3 mét. Chính diện là một bức tường đá, trên tường có khá nhiều cửa, một số cánh cửa đã sập hoàn toàn, xác chết giải khắp xung quanh, trong cửa lại không phải lối thông, mà là những am Phật riêng rẽ, thờ phụng những vị thần Phật ba mắt hình dáng khác nhau. Cả phía bên kia bức tường cũng vậy, vách đá có vô số hốc khoét để thờ Phật, lớn nhỏ đủ cả, nhỏ thì chiều cao chiều rộng đều không quá 3 mét, lớn thì cao cả chục mét. Phòng hành lang này chiều ngang chừng 150 mét, chiều dài khoảng 200 mét, quây thành hình chữ nhật. Phòng đầu tiên đã có không dưới trăm pho tượng Phật lớn nhỏ, tất cả đều không bị phá hoại nghiêm trọng lắm, hầu hết vẫn còn giữ được nguyên vẹn. Đi hết phòng tượng Phật thứ nhất, ở giữa lại có một phòng tượng nữa, hết phòng này đến vòng khác, tổng cộng có bốn vòng tượng Phật như thế, lớn nhỏ có khoảng hơn 300 pho, cùng hướng mặt vào phía trong. Chính giữa là một tọa đài do vô số cánh tay dơ lên trời chống đỡ, bọc lấy tọa dài ở trung tâm như những cánh hoa, chỉ tiếc là trên đó chẳng có gì hết. Nhạc Dương thất vọng nhảy khỏi tọa đài, lắc lắc đầu. Giáo sư Phương Tân khập khiếng đi tới, vẻ tiếc nuối nói, bị người ta lấy đi rồi à? Chỗ này có lẽ là đàn tế quan trọng nhất rồi, thứ đặt ở giữa đi tuyệt đối không phải thánh vật tầm thường, nhìn cách sắp xếp những tượng Phật này có lẽ là một hình mạng đà la nào đó thì phải, ôi, thật tiếc quá. Trương Lập nói, xung quanh vẫn còn ba cánh cửa, chưa chắc đã không tìm thấy mà. Lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng súng vang lên, lữ cánh nam nói, bọn chúng đuổi tới nơi rồi, chúng ta đi qua cánh cửa phía tây, hỏa lực của ta không thể áp chế được chúng đâu. Gọi đường mẫn và ba tang rút trở về đi, để những tượng Phật này tạm thời làm chúng mê hoặc một lúc, còn chúng ta thì gắng sức tranh thủ thời gian, tìm hết một lượt tất cả những nơi còn lại. Gian phòng phía tây chưa toàn an lớn, đỉnh đồng, dương gỗ bọc thép to như quan tài, trên tường vẫn vẽ những tranh thần Phật không ai nhận ra nổi, ruột an giống không đựng gì, còn trong đỉnh đồng thì xếp gọn ghẽ một đống đầu lâu, một số đã bị phạt bay nắp sọ, lộ ra một lỗ tròn to hoác. Trong dương gỗ không hiểu có thứ gì, Trương Lập lấy hết can đảm lại gần mở một cái ra, phát hiện bên trong có nhiều bình gốm được xếp ngay ngắn gọn gàng, có vẻ giống như những bình gốm ở cánh cửa sinh mệnh, miệng bình đều được chát kín bằng vữa. Nhạc Dương ôm thử một cái lên lắc lắc, quả nhiên bên trong có nước, nhưng giáo sư Phương Tân cho rằng không nên tùy tiện mở ra. Lữ cánh nam cũng nghĩ nên đợi cán bộ chuyên trách nhà nước đến kiểm tra xem xét, cái dương gỗ thứ hai vậy là cũng không phải mở ra nữa. Một góc phòng chất đầy các thứ đạo của quái dị, trên tường treo rất nhiều mặt nạ trông như mặt nạ của bộ môn kịch Tây Tạng, kích cỡ chừng bằng hẳn một cái thuẫn bài, dưới chân tường chất đống đầy các vật khí như búa xương, chuông, chày kim cương. Chỗ này có vẻ như là một cái kho, không xem xét kỹ, cả đoàn người vội đi vào một cánh cửa khác chuyển sang gian phòng phía chính bắc. Ở đây trần thiết rất phức tạp, mấy chục cây trụ đá đều được tạc thành hình người đứng. Chính giữa là một pho tượng Phật nằm tư thế kỳ dị, ngửa mặt lên trời, trừ những cái đã gãy liệt, tổng cộng có 13 cánh tay dơ lên không chung, tựa như đang đòi giật thứ gì đó, lại tựa như đang vùng vẫy vật lộn, ba gương mặt đều vặn vẹo muốn nhìn thấy bầu trời, xếp thành một hàng thẳng. Nhìn tổng thể, pho tượng hệt như một con rết bị lật ngược, hai dãy cánh tay dài vẫn đang nhung nhúc chuyển động bên dưới tượng phật là giường khô lâu một con rắn mang bành quấn lượn xung quanh nghển cao đầu lên ở phía chính diện tượng phật nằm này dài khoảng hơn chục mét giường khô lâu bên dưới là dùng đầu lâu người thật sâu thành từng chuỗi mà ghép lại ngoài ra trong cả gian phòng không còn vật gì khác nữa bức bích họa lớn trên bức tường phía đối diện với cửa đã bị chóc lở nghiêm trọng xem ra có vẻ như lấy phần eo tượng phật nằm làm trung tâm giáo sư Phương Tân định kiểm tra kỹ xem nguyên nhân tại sao bích hỏa bị chóc ra, nơi đây khô giáo tĩnh lặng, những bức bích hỏa ở xung quanh đều vẫn còn nguyên vẹn, tại sao bức này lại chóc ra một mảng lớn như thế. Nhưng ông chưa kịp xem kỹ thì đã nghe nhạc dương thúc giục, đi thôi giáo sư, chúng ta đến gian phòng tiếp theo. Bước lên bậc thang cuối cùng, phía trước là cửa lớn mở rộng, trong túi sót vang lên tiếng tít tít, y lấy bộ điều khiển trông như chiếc điện thoại di động ẩy a thấy đã sáng đèn xanh, liền mừng rỡ nói, có tín hiệu rồi, xem ra chỗ này đã gần lên mặt đất, không còn bị nhiễu sóng nữa. Merkin nói, vậy còn không thả đám lính trinh sát của anh ra đi. Lần này tổn thất quá lớn rồi, tôi không muốn tăng thêm số thương vong nữa đâu. Sos gật đầu, chuyện ấy đương nhiên rồi. Dứt lời liền kéo ba lô, một con bồ câu đeo ăn tên trên đầu đập cánh phành phạch bay vào trong cánh cửa. Toàn bộ gian điện đường này là một hình chữ nhật, ngoài gian thiên Phật điện ở giữa ra, ba gian còn lại lần lượt ở ba phía đông, tây, Đi hết một vòng thì phát hiện ở đây không còn đường ra nào khác Lúc này sáu người đang ở gian điện phía đông Cũng là gian cuối cùng Còn bọn Merkin thì đã vào thiên phật điện Làm phát ra tiếng động rất lớn Trương lập nắm chặt khẩu súng trong tay nói Đành liều với bọn chúng vậy Lữ cánh nam đứng phía sau bức tường bên cạnh cửa nhẹ giọng nói Không vội Tạm thời chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta Dù chưa biết nơi này không còn lối ra nào khác Thì cũng không thể biết chúng ta đang ở đâu Cứ liệu tình hình rồi tính sau dù cho chúng vào theo hướng nào, chúng ta đều có thể thoát ra từ một cánh cửa khác. Cô đảo mắt nhìn quanh gian điện cuối cùng, nơi đây nhiều phần có vẻ giống một công trường khai thác đá hơn, vách tường đá bị khoét thành lỗ lớn ở khắp nơi, dưới đất để bừa bãi đủ kiểu tượng Phật thành hình và chưa thành hình, xen lẫn trong đám tượng đá là vô số xương khô. Giáo sư Phương Tân không dám chậm chế một phút nào, nội dung trong bốn gian đại điện quá đối phong phú, mà thời gian lại cấp bách, ông không thể quay phim hết toàn bộ được. Chẳng hạn, trên tường gian đại điện này treo đầy những bức thang ca màu đen, vì không có ánh sáng nên thực sự rất khó biết chúng mô tả gì, kể cả có thiết bị nhìn trong bóng tối thì cũng chỉ nhận được hình ảnh lờ mờ, nhưng chỉ riêng những hình ảnh lờ mờ ấy thôi cũng đã khiến giáo sư Phương Tân kinh hãi đến toát hết mồ hôi lạnh rồi. Vì những bức thang ca màu đen này hình như đều mô tả cảnh tượng tế máu, tế người sống và các vô thuật cổ của người xưa. Sau khi xem xét kỹ tính hình, đám người của Mức Kiên tiến vào thiên Phật Điện. Với sự hỗ trợ quan sát từ trên cao của trinh sát binh, mấy cơ quan nhỏ tự phát ra tiếng động bố trí trong điện đã hoàn toàn bại lộ, kế nghi hoặc kẻ địch của lữ cánh nam cũng vô tác dụng. Merkin nhảy lên bệ tượng Phật nhìn tay ở chính giữa gian điện, nhìn bệ tượng trống không và giấu chân bên cạnh, cuống cuồng kêu lên, bị chúng lấy đi mất rồi, mau đuổi cho tao. Gượm đã, Sauce lên tiếng, nhìn cho rõ, tuy vết chân này mới dẫm lên, những chỗ đặt đồ vật thì đã trống từ lâu lắm rồi. Không phải chúng lấy đâu, có lẽ là chúng ta lại một phen công toi vô ích rồi. Không thể nào, nhất định là ở đây. Merkin hơi nổi cáu, để mất bao nhiêu thủ hạ như vậy, thực sự hắn khó mà nghĩ cho thông được. Sauce đứng ở chính giữa bệ tượng nói, giờ có ba cánh cửa, cửa nào cũng đóng cả, chúng ta đuổi theo hướng nào đây. Merkin thầm tính toán trong đầu, chia quân làm ba đường thì không đủ người, tập trung vào một hướng thì có khi đối phương lén lút chạy mất cũng không chừng. Nghĩ đoạn, hắn liền sắp xếp, Lôi ba, đính, đạt kiệt, lâm, bốn thằng mày theo các truy kích chúng nó, đám còn lại ở đây canh cửa với tao, không để đứa nào thoát hết. Sauce cười khùng khục nói, có thể sử dụng thiết bị điện tử rồi thì chuyện gì cũng dễ cả thôi. Y đeo thiết bị hồng ngoại nhìn trong bóng tối lên, lắp microphone vào tai, ấn một cái nút trên thứ vũ khí đang cầm, thân súng to tướng bắt đầu xoay chuyển, mở ra bên cạnh một màn hình video, bên cạnh còn có một bao da nhỏ, chiếc máy điều khiển sinh vật của Sauce cắm vào hết sức vừa vặn những người khác cũng lần lượt gắn thiết bị thông tin, thiết bị nhìn trong bóng tối và các thiết bị điện tử khác, vũ trang đầy đủ đến tận răng. Sos thử liên lạc với Merkin qua thiết bị truyền thông, xác định tín hiệu không gặp trở ngại gì, liền một tay giơ súng tiến đến cánh cửa ở phía tây, xuất phát thôi các anh bạn. Chúng ta đi săn, nhưng chớ để con mồi làm bị thương đấy nhé. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là đứng ở chỗ cao nhất của quần thể kiến trúc lập thể, kinh ngạc thốt lên, đây là chỗ nào vậy? lạt ma á là cũng không trả lời được câu hỏi của gã chỉ trầm ngâm suy tư đây là đâu sao ta chưa từng nghe nói đến nhỉ trong các tài liệu cũng không hề có bất cứ ghi chép nào phải không nhỉ chẳng lẽ đây là trung tâm bí mật của thánh luyện đường hay sao nhìn hình dáng này rõ ràng là do cả nghìn cái huyết chỉ đan sen trồng chéo ghép lại mà thành ừm cần phải báo cáo về nơi này cho hội đồng trưởng lão mới được nói không chừng lại ẩn chứa bí mật về sự biến mất của thánh giáo chúng ta ông cất tiếng hỏi thế nào rồi có phát hiện ký hiệu của họ để lại không? Trác Mộc Cường ba bước đi mấy bước, chợt kêu lên, có rồi. Ở đây này, chúng ta xuống dưới đó thôi. Hai người lao nhanh vun vút giữa các gian huyết trì, hết gian này rồi lại đến gian khác, ký hiệu của mấy người trong nhóm giáo sư Phương Tân để lại hết sức rõ ràng, hiển nhiên là không đơn giản chỉ để chỉ dẫn phương hướng cho bọn gã. Nhóm của giáo sư từng tìm kiếm đường ra trong cái huyết trì nhiều tầng đan sen lẫn nhau này, nên có rất nhiều ký hiệu là để đánh dấu lối rẽ có được những dấu hiệu này, Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Trác Mộc Cường Ba chợt nhìn đến những màu sắc bắt mắt trên cầu thang, nói, những ký hiệu này không phải của mấy người trong nhóm giáo sư Phương Tân để lại, trông còn nổi hơn cả ký hiệu của chúng ta nữa. Lạt Ma Á La nghiêm túc nói, ừm, um, những ký hiệu này cũng vừa đánh vào thôi, không phải họ lưu lại, chắc là của bọn tên Ben chẳng sai. Bọn chúng cũng mò được đến đây rồi, chúng ta phải nhanh chóng tập hợp đội ngũ, không còn thời gian quan sát những gian phòng kỳ quái này đâu để nghiên cứu sau vậy đi thôi lời ông còn chưa dứt trong bóng tối xa xa bỗng có tiếng súng vẳng đến kèm theo cả tiếng lựu đạn nổ vang trên cao vẫn còn ba người nữa đang quan sát chắc một cường ba và lạt ma á la tên miệng rộng đầu nhọn ở mé ngoài nói với tên bên trái bọn chúng đi rồi chúng ta cũng mau bám theo thôi trong miệng hắn dường như đang ngậm thứ gì đó nếu có ánh đèn át hẳn sẽ nhận ra đó chính là thứ dây leo gặp nước sẽ phình to ra kia giờ đây một mẩu dây leo ấy đang bị hắn nhai trong mồm như nhai một con sâu béo mấm. Kẻ này tên là Lâm Nhân. Tên ở giữa trên mặt có vết sẹo rất nổi bật, rõ ràng chính là Tây Mễ. Chỉ nghe Tây Mễ thản nhiên nói, chứa đuổi gấp như vậy, sẽ bị phát hiện đó, chúng ta chỉ có ba người, còn chúng thì hình như là lần theo ký hiệu của đồng bọn mà đến đây, ai biết được phía trước còn bao nhiêu đứa nữa. Người đứng bên phai Tây Mễ tròm dâu cuốn cỡn nói, nếu không được thì chúng ta cứ theo đường cũ mà trở ra đi đằng nào thì cơ quan cũng dừng lại hết cả rồi tên này là hồ chi quân tây mễ nói xem tình hình thế nào rồi tính sau hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng súng sau mở cánh cửa phía tây ra nhưng không xông vào mà chỉ thả hai con bồ câu trinh sát mở đường bồ câu trao liệng trên không trung truyền về hình ảnh toàn cảnh qua ông kính nhìn đêm rồi bay một vòng theo mép tường thẳng đến gian đại điện phía đông trương lập thì thầm nói chúng đi phía bên kia, chúng ta xông ra nhê trên. Đợi chút đã, có vẻ không ổn lắm, hình như chúng chia làm hai nhóm, có một nhóm chân ở gian đại điện chính giữa. Lữ cánh nam ngoảnh đầu lại nhìn ba tang, ba tang cũng nhíu mày lại. Nhạy cảm nghề nghiệp đã cho hai người biết, nguy cơ đang từ từ áp sát đến. Ơ kìa, cái gì thế kia? Nhạc dương hạ giọng kêu lên đầy kinh ngạc, trương lập cũng trông thấy, ngay sau đó liền thở vào một tiếng. Có quái gì đâu mà phải kinh ngạc đến thế, chỉ là một con bồ câu thôi mà, bồ câu, ở đây sao lại có bồ câu được? Cả hai gần như cùng lúc lóe lên suy nghĩ này trong đầu, đều giật mình kinh hãi. Sos nhìn nét mặt kinh hoàng luống cuống của Nhạc Dương và Trương Lập trên màn hình, quay sang nói với Merkin, gian đại điện này đã bịt kín rồi, chúng ở sau cánh cửa phía đông, tôi xông vào đây, anh chặn cửa nhé. Hừ, không chạy thoát được đâu. Bị phát hiện rồi, Lữ Cánh Nam là người đầu tiên có phản ứng, tung chân đạp bay cánh cửa đã mục nát, ném ra hai quả lựu đạn sáng, trước tiên làm nhiễu loạn tầm nhìn và khả năng nghe của kẻ địch, kế đó vung tay lên, dẫn theo cả nhóm lui về phía sau, đồng thời gài một quả mìn khói hẹn giờ trên vách đá. Hai con bồ câu kia bay trong bóng tối, xem ra muốn tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn là không thể nào rồi. Những kẻ truy kích thông thường đều có mang trong tay hỏa lực mạnh hơn, điều này cũng tạo ra cho chúng tâm lý tự cao tự đại, nếu quay ngược trở lại phản kích phủ đầu, ít nhất phe mình cũng chiếm được ưu thế về tâm lý, lữ cánh nam nghĩ vậy, nên vừa rút lui vừa sắp xếp phương án tác chiến trong vài động tác gọn ghẽ. Hai nhóm cuối cùng cũng gặp nhau trong gian đại điện phía Bắc. Quả nhiên, Sox đang chạy đuổi không hề điều khiển bồ câu trinh sát, nghe thấy tiếng nổ trong đại điện và tiếng súng phản kích của bọn Merkin, y nghĩ một cách đương nhiên rằng, kẻ địch đang giao chiến với Merkin trong đại điện, còn mình thì vừa hay vòng ra phía sau tập kích, không ngờ đối phương lại rào hoạt quay đầu trở lại, thành ra lúc có bóng người xuất hiện trong thiết bị nhìn đêm, y còn tưởng đó là người phe mình nữa. Nói nổ súng là nổ súng ngay, hai tốp người đều nằm thụp xuống đất, bắn nhau tán loạn. Vì nhất thời sơ ý, nên các sản phẩm khoa hỏa kỹ thuật cao của SOS như là sinh vật điều khiển từ xa, súng quay ngoặt được, khóa điện tử. Đều không kịp mang ra sử dụng. Còn bọn kin thì bị lựu đạn sáng che mất tầm nhìn, tưởng kẻ địch thừa cơ tấn công, chỉ biết chĩa súng vào cửa mà bắn ầm ầm trong quầng sáng chói lòa, đợi đến khi nhận ra có điều bất ổn, thì mìn khói hẹn giờ lại đột nhiên bùng lên, Ngù ngù mịt mịt khiên bọn hắn không dám mạo hiểm xông vào cánh cửa phía đông đó. Đến lúc tiếng súng nổ đi đoàn vang lên trong gian điện phía bắc, Merkin lại lo có người nấp phía sau màn khói, đợi khi nào khói tan hết sẽ từ phía sau tràn ra tập kích, vậy nên vẫn không dám vọng động. Mặc dù vũ khí trang bị của bọn lữ cánh nam không bằng đám người Merkin, Sos, nhưng trong cuộc chiến này, vừa mới bắt đầu nhóm của cô đã chiếm được thế thượng phong rồi. Hai bên vây quanh tượng Phật nằm trong gian điện phía bắc triển khai chiến đấu, một bên tấn công một bên phòng thủ, tiếng súng vang dậy, lựu đạn nổ ầm ầm, ánh lửa không ngừng chớp nháy lóe lên, bụi đá bắn tung tóe mù mịt, chốc chốc lại có những phát súng bắn vào trụ đá chạch đi hoặc đổi hướng. Gian điện phía bắc này có rất nhiều trụ đá, lại thêm pho tượng Phật to tướng chắn ở giữa, bên nào muốn xông lên cũng đều hết sức khó khăn. Theo chỉ thị của Lữ Cánh Nam, nhân lúc cuộc chiến hỗn loạn vừa bắt đầu, Ba Tang và giáo sư Phương Tân đã chiếm được vị trí bên cạnh tượng Phật nằm. Còn Trương Lập và Nhạc Dương thì lợi dụng cánh tay tượng Phật nằm yểm hộ, lặng lẽ chiếm lĩnh cao điểm, nhìn qua khe hở giữa các cánh tay, hai người lần tìm vị trí nơi có ánh lửa lóe lên trong bóng tối. Merkin nói vào thiết bị liên lạc, chúng có bao nhiêu người. Sos đáp, ở đây hỗn loạn lắm, nhìn không rõ. Ừm, chó chết, súng nhỏ mà cũng gớm thật đấy. Merkin nhìn hai khung cửa một tối một sáng phá trước mặt, thấp giọng nói, cẩn thận, lập tức đến chi viện cho các anh đây. Nói đoạn hắn liền vẫy tay với Mắc đang đứng cạnh, ra hiệu cho tên thuộc hạ thân tín thử thăm dò hỏa lực đối phương. Mắc dẫn theo hai tên lính đánh thuê chĩa súng vào màn khói mù mịt bắn tỉa từng phát một, rồi bắn quét một loạt đạn dài, đều không có hồi đáp, kế đó liền sử dụng phương pháp đan sen hỏa lực yểm hộ lẫn nhau, chậm chậm tiến lại gần khu vực khói mù. Chiếu, một màn xương máu tung tóe bung ra, cú bắn tỉa của Trương Lập đạt hiệu quả rất tốt, một phát trúng đầu luôn. Nhạc Dương thấy thế liền quay sang phía anh giơ một ngón tay cái lên. Trương Lập đắc ý cười cười, dẫn mặt à, dù thế nào thì anh mày đây cũng xuất thân từ bộ đội đặc trùng, một chút công phu này thì vẫn phải có chứ. Bụp, Nhạc Dương cũng bắn trúng đùi một tên lính đánh thuê, tên đó đau quá ngã vật ra, liền để lộ hình tích, bị khẩu tiểu liên tự động 5,8 ly kiểu QBZ03 của ba tang hạ sát. Sao tức tối quát chửi, cái lũ ngu xuẩn, bọn chúng ở trên tượng Phật ấy, bắn tập trung vào cho tao. Nơi này có quá nhiều trụ đá, khiến không thể ném lựu đạn một cách chuẩn xác được, vì vậy thân thể tượng Phật nằm trông như lỗ châu mai này thành ra lại rất an toàn. Thật may là ưu thế nhỏ nhoi này đã được lữ cánh nam phát hiện ra trước đối phương một bước. Trương Lập và Nhạc Dương mỗi người bắn một phát súng xong cũng biết chắc chắn mình sẽ bị lộ, sớm đã trượt xuống khỏi tượng Phật, trước đó còn ngấm ngầm dở trò trên các cánh tay tượng đá, bây giờ cả hai anh chàng láo cá đều đang nấp dưới bệ tượng mà đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, Nhạc Dương vừa đếm dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, ầm ầm, một cánh tay tượng đá đã được cho nổ định hướng thành công, lao vù đến chỗ bọn Sos đang nấp. Cánh tay bay vào giữa trận địa của Sos, liền bùm một tiếng, lại nổ lần thứ hai, đá vụn bắn ra như những mảnh đạn nhỏ, tấn công đối phương trên phạm vi rộng. Gút, Nhạc Dương và Trương Lập giơ cánh tay còn lại ra đập vào nhau chúc mừng. Sos không thể không phát ra tín hiệu cầu viện, lớn tiếng gọi, làm cho gì thế? Có phải anh vẫn chưa đến không? Ben, nhanh lên, bọn chúng đều ở đây hết, không còn tên nào nữa đâu. Lúc này, trước ánh mắt nhìn chằm chằm xỉa sói của ông chủ, mắc đánh đánh liều nhảy thẳng vào màn khói, dương súng bắn liền một tràng, kết quả là nghe thấy sos lớn tiếng mắng chửi trong thiết bị liên lạc, bồ câu của tao, thằng chó ngu nào bắn đấy. Lôi ba tay to, một tay nắm luôn cả bốn quả lựu đạn, lấy dây thừng buộc chặt vào nhau, ghép lại thành một trái tạc đạn, vung ra, một tiếng nổ lớn làm cả gian đại điện rung lên vì chấn động. Cũng không rõ lôi ba đã ném lựu vào chỗ nào, chỉ thấy sau tiếng nổ, bức tường sau lưng tượng Phật nằm bất ngờ nổ ra một cửa hang lớn, không lệch không nghiêng, vừa hay chính vào vị trí bức bích họa bong chóc. Hang động bên trong tối om om, tựa như lại là một thông đạo khác nữa, khiến cả hai tốp người trong thoáng chốc đều ngẩn ra, bức tượng Phật khổng lồ dưới lòng đất này quả thức có quá nhiều điều khiến người ta không thể lường đến. Nhân khoảnh khắc cả hai bên đều ngẩn ra ấy, lư cánh nam đã quả quyết xông ra. Viên đạn từ nòng súng của LC sượt qua làm bị thương một bên vai của Sos. Y vội lùi về sau trụ đá, vẫy tay về phía sau, giơ ngón giữa và ngón trỏ hướng vào trong, kế đó là ngón cái hất ngang một đường, ý bảo tạm thời thoái lui, hỏa lực bên đoạn hậu. Ba người bọn Sos vừa mới rút vào kho bên mé phía tây, ba tang liền ném vào chỗ ngoặt nơi bọn y rút về một quả lựu đạn, sau đó lữ cánh nam lập tức dẫn theo các thành viên trong nhóm xông ra cánh cửa vỡ của gian điện phía bắc này, một quả đạn tín hiệu bắn vù qua, bọn Mekin liền lộ hình tích ngay tắp lự. Chẳng nói chẳng rằng, nhóm 6 người của Lữ Cánh Nam đã áp vào hành lang bên ngoài tấn công luôn. Bọn Merkin không ngờ Sox lại bị áp đảo nhanh như vậy, nhất thời cũng luống cuống chân tay, hai tên nấp vào gian điện phía đông, hai tên lăn vào giữa vòng tượng Phật trung tâm, trung tâm chiến trường lại chuyển dịch đến gian thiện Phật điện ở giữa. Các tượng Phật trong điện cung cấp cho cả hai phe chỗ ẩn náu rất tốt, nên muốn nhắm thẳng bắn chúng kẻ địch là điều hết sức khó khăn, vì vậy cả hai bên đều sử dụng lựu đạn, chỉ xem bên nào ném chuẩn xác hơn. Chuyện tiên hiệp, Sos lách vào gian điện phía tây, nghiêng tai lắng nghe liền biết ngay hai phe đã khai chiến trong gian thiên Phật điện ở giữa. Đạt Kiệt nói, chúng tiến về phía ông chủ rồi, chúng ta vòng ra phía sau giáp công thôi. Sos nói, thằng ngu, ở giữa toàn là tượng Phật, nấp vào giữa đám tượng Phật ấy thì có khác gì ở trong mê cung đâu, căn bản không tìm thấy mục tiêu, giáp công thì được nước mẹ gì chứ. Chúng mày yểm hộ tao, để tao cho bọn này biết thế nào là lợi hại. Vừa nói y vừa mở ba lô sau lưng, trong lồng vẫn còn hai con bồ câu và một con chuột, Sauce nghiến răng kèn kẹt nói, "Tao cho chúng mày thưởng thức thế nào là dưới đất và trên không nghiệp đồng tác chiến nhé." Y ném vũ khí đi, xòe tay lấy hai mảnh băng dán cá nhân kiểu như cái đồng hồ đeo tay dính vào bụng con bồ câu, ấn nút khởi động, đồng hồ bắt đầu tính giờ, đèn xanh sáng nhấp nháy. Xong rồi, Sauce lại làm y như vậy với con chuột bạch. Loại bom này mặc dù thể tích không lớn nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ chút nào, sử dụng loại thuốc nổ cực mạnh có tên gọi là Cuồng Phong Đen. Sos lấy bộ điều khiển ra, cười khùng khục đầy âm hiểm. Số lượng lựu đạn có hạn, mỗi người trong lữ cánh nam đều được phân phối theo tiêu chuẩn, tổng số lựu đạn sáng, lựu đạn khói và lựu đạn nổ không vượt quá 5 quả, ngoài ra còn một số trang thiết bị, nặng khoảng 5 cân, băng đạn súng trường và tiểu liên giảm thanh cũng có 5 băng, nặng khoảng 3 đến 4 cân, tóm lại tổng trọng lượng vũ khí nóng bị hạn chế trong khoảng 10 cân, còn số lượng vũ khí của kẻ địch thế nào thì chịu không biết được. Vì dọc đường đến đây bọn họ chỉ xung đột với từng nhóm kẻ địch nhỏ, nên về cơ bản đạn dược vẫn còn gần như nguyên vẹn, định là sẽ tiêu hao sạch sẽ trong bốn gian đại điện này. Theo chỉ thị của Lữ Cánh Nam, mọi người cố gắng ngắm chuẩn vị trí của kẻ địch rồi mới ném lựu đạn, cố gắng đạt tới hiệu quả mỗi quả lựu đạn đều sát thương được một tên địch. Bên bọn mất dường như cũng chung một quan điểm này, vì vậy hầu hết thời gian hai phía đều chỉ lách qua lách lại giữa các tượng Phật, quan sát động thái của nhau. Khi con bồ câu đập cánh lao xuống, từ xa Merkin đã nhìn thấy điểm sáng màu xanh lục trên mình nó, y không kịp nghĩ ngợi gì đã thụp người xuống đất, đồng thời ngoác miệng mắng, các, anh là thằng khốn nạn, có phải anh không biết uy lực của cuồng phong đen đâu. Ba Tang cũng phát hiện điểm sáng xanh trên không trung, mặc xác là cái gì, nhằm nó bắn luôn một phát. Tiếng nổ kinh thiên động địa làm đám người trong thiên Phật điện đều chấn động đến đầu váng mắt hoa. Con bầu câu trên không kia không ngờ làm đổ dạp toàn bộ các tượng Phật trong bán kính 10 mét xung quanh, những bức tượng ở ngay bên dưới nó vỡ toang hết cả. Chân ba tang bị đè bên dưới một tượng Phật, hai mắt gã trợn trừng trừng, miệng thở phì phì hít vào mấy hơi khí lạnh, mãi cuối cùng mới dựa vào nghị lực kinh người của mình mà đẩy được nửa pho tượng Phật vỡ sang một bên, một cơn đau nhói sộc lên. Bọn lữ cánh nam đều ở khá gần chỗ con chim câu phát nổ, lúc này hãy còn ù tai vang óc, đứng trên mặt đất mà mất cả trọng tâm, không hề có cảm giác chân dẫm lên đất bằng chút nào. Nhân lúc các thành viên trong nhóm còn chưa mất ý thức, Lữ cánh nam vội hạ lệnh rút lui, cho mọi người trở về gian điện phía bắc. Merkin nằm bò dưới đất, lắc mạnh đầu mấy cái liền, hất ra một mảnh đá vụn, rồi lại ngoác miệng mắng chửi, các, thu cái thứ đó của anh vào mau, uy lực mạnh quá, không thể tấn công hiệu quả trong phạm vi này được. Bọn chúng chạy về phía anh rồi đấy, cẩn thận, đột nhiên ánh mắt y bị một thứ hấp dẫn, Merkin thọc tay vào đống bụi đá lẫn lộn với xương cốt nát vụn, kéo ra một cuộn da, phủi sạch bụi bám rồi mở ra, một tấm bản đồ ra xói hiển hiện lên trước mắt. Bất ngờ quá lớn khiến Merkin sung sướng đến nỗi suýt chút nữa thì ngất đi. Tấm bản đồ cuối cùng hóa ra lại ở trong đống đổ nát này, chuyện vui từ trên trời rơi xuống không ngờ rơi trúng đầu y, Merkin không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức báo với Sauce, lấy được rồi, không cần liều mạng với chúng nữa, chúng ta rút thôi. Sauce lấy làm kỳ quái hỏi, cái gì? Cái gì lấy được rồi? Merkin kích động đáp, bản đồ chứ còn gì, bản đồ, tôi tìm thấy bản đồ rồi. Ha, kha 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 ha ha ha, lát nữa mới nói với anh, lập tức rút lui, có cần yểm hộ không? Vậy được, tôi sẽ thăm dò đường trở ra trước. Lúc này Mark mới xông đến hộ giá, mở miệng câu đầu tiên đã chửi luôn, thằng già sos chết tiệt, rõ ràng là muốn nổ chết chúng ta mà. Merkin vừa lấy được tấm bản đồ, tâm trạng đang tốt, nên chỉ ngắt lời Mark, đừng nói bậy, dù thế nào chúng ta cũng cùng một bọn cả. Mark chăm chăm nhìn gương mặt toát lên vẻ mừng vui của Merkin, thầm đoán mò xem ông chủ đang nghĩ gì lữ cánh nam và đường mẫn sông lên trước tiên mấy người bọn giáo sư phương tân theo sát phía sau đi được mấy bước lữ cánh nam đột nhiên ra hiệu dừng lại một âm thanh rất khẽ vang lên kế đó bọn họ thấy một điểm sáng xanh lục lập lòe trong bóng tối lữ cánh nam vươn tay đẩy đường mẫn ra phía sau một cây trụ đá bản thân cũng ngả người lao về phía một trụ khác mấy người giáo sư phương tân thấy vậy cũng đều nấp theo còn điểm sáng xanh lục kia thì vẫn tích 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 tiến lại gần bọn họ Lữ Cánh Nam ném ra một quả lựu đạn sáng, lợi dụng ánh sáng còn sót lại của luồng chớp lóe lên đó quan sát, trên tường liền hiện lên một bóng chuột khổng lồ, trên đầu còn gắn thêm một vật trông như cần anten. Chuột điều khiển, Lữ Cánh Nam biết không thể chậm trễ, trừ phi tiêu diệt con chuột này, bằng không nó sẽ không dừng lại. Cô bèn tính toán khoảng cách, rồi ném ra quả lựu đạn cuối cùng của mình, lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên. Sauce nhìn màn hình lắc đầu nói, tiếc thật, còn thiếu chút nữa là vào phạm vi nổ rồi thôi được, lần này là cú cuối cùng đây. Không đúng, vừa nãy chỉ thấy có 3 bóng người, tiếng súng từ phía sau vang lên. Merkin gọi mắc đến bên cạnh, lấy từ ba lô của tên thuộc hạ một quả bom hẹn giờ điện tử. Loại thuốc nổ cực mạnh cuồng phong đen này là hỗn hợp chứa Uranus Nitro Dioxide, nghe đồn cách thức chế tạo là do lãnh đạo cấp cao trong tổ chức yêu cầu một chuyên gia về bom mìn cung cấp, trong lĩnh vực quân dụng chỉ kém có loại mìn siêu cấp như bom hạt nhân mà thôi thí nghiệm Hess cho thấy lực nổ của nó lên đến 35 dặm ly mét. Chỉ cần một khối nhỏ bằng hộp diêm là đã đủ để phá hủy hoàn toàn một tòa nhà cao 20 mấy tầng rồi. Vậy mà lần này, bọn Merkin đã mang theo chắn 20 cân. Loại bom này thực ra chỉ chứa lượng thuốc nổ bằng cái cúc áo, đồng hồ điện tử gắn bên trên có thể đếm ngược, cũng kích nổ bằng điều khiển từ xa, hai cánh bên cạnh đều là keo siêu dính, chỉ cần bóc lớp màng chất dẻo ra là có thể dán vào bất cứ chỗ nào, bên trong đồng hồ điện tử lại có cả thiết bị cảm ứng áp lực, cứ hễ dán vào lập tức khởi động tính giờ, không thể nào gỡ ra được nữa. Merkin dặn dò, mày dẫn theo mấy thằng phụ trách ngăn ngừa chúng nó truy kích, dán mấy cái ở đây cho tao. Dán xong thì ra chỗ cầu thang của cái huyết trì khổng lồ bên ngoài kia, tao dùng màu sắc nổi bật đánh dấu hết cả rồi, dán hết vào đấy cho tao. Nói xong, hắn liền dẫn theo một tên lính đánh thuê rời khỏi gian thiên Phật Điện. Theo sắp xếp chiến lược của Lữ Cánh Nam, Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang ngấm ngầm đi vòng sang cửa chính của gian điện phía tây, còn Lữ Cánh Nam, Đường Mẫn và giáo sư Phương Tân ba người triệt thoái từ cửa chính gian điện phía bắc. Như vậy tình thế liền chuyển thành ba người bọn Lữ Cánh Nam, ba người nhóm Trương Lập, ba người nhóm Sos, bốn người bọn Mắc Kin mỗi bên chiếm một góc, mỗi tốp đều phải đối phó hai tốp khác trên cùng một đường thẳng, vốn là thế ỷ dốc, nhưng Mắc Kin đột nhiên rút quân, vậy là liền tạo thành thế nhóm của Lữ Cánh Nam giáp công mấy người bọn Sos. Bọn Ba Tang lợi dụng các đỉnh đồng, Dương gỗ lớn trong gian điện phía Tây yểm hộ, lẳng lặng vòng ra phía sau đánh úp mấy người do Sauce dẫn đầu. Bọn Sauce cũng phản ứng cực nhanh, tức khắc nấp vào phía sau các dương gỗ, nhưng bọn chúng còn phải phòng bị nhóm của Lữ Cánh Nam nữa. Lôi Ba và Đạt Kiệt một trước một sau yểm hộ cho Sauce. Sauce nhìn trên màn hình không thấy bọn Lữ Cánh Nam đâu, mà sau dương gỗ lại có tiếng súng nổ ầm ầm, y khẽ nhíu đôi hàng lông mày, điều khiển cho bồ câu quay lại, chuyển hướng bay ra chỗ bọn Ba Tang đang nấp. Ba Tang nhạc dương nấp sau lưng các giường gỗ lớn bắn cho đám SOS một chập trở tay không kịp đạn bay vù vù trong không gian tối om như mực vẽ nên những vật sáng trên không trung nhưng chỉ ngay sau đó khi ba người bọn SOS phản ứng trở lại bọn ba tang liền hoàn toàn bị áp chế tính năng của vũ khí hai bên có sự khác biệt rất lớn nhạc dương vừa thò đầu ra liền nghe víu một tiếng một viên đạn lướt vù qua má ba tang vội vàng kéo giật nhạc dương ngồi xổm xuống chỉ nghe nhạc dương lầm bầm chửi chó chết thật tôi thì chẳng thấy gì, sao bọn chúng ngắm chuẩn thế nhỉ? Ba tang đáp, thân súng của chúng có thể ngoặt sang được, lại gắn camera, liều lĩnh thỏ đầu ra thì chỉ có thành bia cho chúng bắn thôi. Trương lập nấp sau lưng một cái dương gỗ khác, miệng thở phi phi, cẩn thận vẫy tay ra hiệu, chỉ nghe một tiếng á, một viên đạn đã bắn trúng cánh tay anh. Ba tang ném ra một quả lựu đạn sáng, kêu lên, đạn xuyên giáp, bọn chúng có thể bắn xuyên qua dương gỗ, tản ra ba người bọn lữ cánh nam đều nấp phía sau trụ đá lực xung kích mãnh liệt từ vụ nổ không ngờ đã phá vỡ một nửa trụ đá lớn đường kính bốn người ôm nhưng từ lúc lữ cánh nam ném lựu đạn sáng đến khi ném lựu đạn nổ con chuột bạch đã được sau điều khiển tiến thêm được mấy mét nữa sóng xung kích mạnh mẽ hất văng đường mẫn lên từ phía sau một cây trụ đá đập vào một trụ đá khác hai người còn lại cũng đều bị thương nặng nhẹ khác nhau lữ cánh nam vội kéo đường mẫn ra phía sau một cây trụ đá tương đối an toàn để xem xét tình hình thương tích đường mẫn sắc mặt tái nhợt đi mồ hôi lạnh vã ra như tắm bám chặt lấy cánh tay lữ cánh nam cuống quýt hỏi gấp anh cường ba quay lại chưa vậy anh cường ba quay lại chưa vậy lữ cánh nam nói nằm yên đừng cử động không sao đâu không sao đâu không sao đâu trên người cô không có vết thương giờ cảm giác của cô thế nào có tức ngực không tai có u không có thấy đau bụng không bụng dưới đâu hả và nhẹ nhàng ấn lên vùng bụng đường mẫn giáo sư phương tân cầm cổ tay còn lại của đường mẫn lên nói mạch đập vẫn tương đối ổn định. Lữ cánh nam nói, cơ bụng căng, tổn thương do va đập cấp 1, có triệu chứng choáng giai đoạn đầu. Một tiếng nổ nữa vang lên, trên đầu cắt bụi lả tả rơi xuống, lại thêm một quả bom nữa vừa phát nổ. Con bồ câu ấy bị trương lập bắn rơi, một phát súng 90% là may mắn, không ngờ lại để anh chàng này ăn rùa được, nhưng quả bom nổ ở cự ly gần vẫn khiến ba người phải nếm mùi. Mấy cái giường gỗ lớn bị hất văng lên, đồ gốm xứ vỡ tung tóe giải khắp mặt đất, mà trong một cái dương còn chứa đầy chất lỏng, vô số thi thể ướt rượt được giữ nguyên vẹn bên trong đổ tràn ra, cả bầu không khí tức khắc nồng nặc một mùi hăng hắc điếc mũi. Còn bồ câu bị sauce điều khiển bay là là sát mặt đất, phát nổ ở cự ly gần, sóng xung kích mãnh liệt hất văng cả dương lẫn người lên. Nhạc dương rơi xuống góc tường chất đầy mặt nạ dùng trong các vở kịch của người tạc bà tang lăn lông lốc cùng mười mấy cỗ thi thể ẩm ướt, còn trương lập thì bị úp ngược trong một cái dương gỗ lớn, bên trên đè đủ thứ đỉnh đồng, ang vỡ. Sauce nhặt súng lên, Nhìn đám người đánh lén giờ không biết sống chế thế nào trong bóng tối, quay sang bảo Lôi Ba và Đạt Kiệt, "Đi, giúp thôi." Ra ngoài Thiên Phật Điện, Sauce thấy Mark đang bận rộn dán thuốc nổ. Theo lệnh của Merkin, Lôi Ba và Đạt Kiệt cũng phải ở lại giúp một tay. Sauce ngạc nhiên nói, "Chúng mày định cho nổ ở đây hả?" Mark gật đầu đáp, "Vâng, ông chủ dặn thế, thực ra thì tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà hết cách rồi, chúng tôi phải ở lại cản bước kẻ địch." Có điều tôi cảm thấy ông chủ đi trước một bước thế không ổn cho lắm, bọn tôi thì chẳng sao, nhưng ông Sos là bạn hữu hợp tác lâu năm với ông chủ vậy mà ông ấy cũng bỏ mặc. thật đúng là tôi cũng không biết phải nói ra làm sao nữa. Sos thầm nhủ, thằng cha Mckin này, thứ hắn thực sự muốn cho nổ e là cái huyết trì khổng lồ kia rồi, rốt cuộc hắn đã thấy gì ở đó vậy? Nghĩ đoạn, y liền quay sang bảo mắc, phải rồi, ông chủ mày làm sao mà phát hiện được bản đồ thế? Mắc hoang mang không hiểu gì, lắp bắp hỏi lại, bản đồ, bản đồ gì vậy? Sox nhíu mày hỏi, không có gì, để tao tự đi hỏi. Cứ làm việc của mày đi. Vốn là đặt ở trung tâm đàn tế kia, sau rồi bị người nào đó mang đi, nhưng người ấy chẳng đi được bao xa thì đã gặp phải trận đại đồ sát, vì vậy tấm bản đồ này mới rơi giữa đống đổ nát. Ừm, nhất định là vậy rồi. Merkin lấy làm tự hào với trí tuệ của mình, nếu không phải nằm dạp xuống đất, thì dù thế nào cũng không thể phát hiện nó trong đống xương khô được. Cái thứ da sói đặc biệt này trải qua ngàn năm cũng không mục nát, muốn giả mạo cũng không thể giả mạo được. Ha ha, không ngờ ta lại may mắn đến thế, xem ra hy vọng vẫn cứ đúng bên phía chúng ta rồi. Trên cầu thang bên trong huyết trì khổng lồ, Merkin mừng vui khắp khởi, phấn chấn đi phía trước, cầm tấm bản đồ hết dở ra rồi lại gấp vào, hết gấp vào rồi lại dở ra. Ừm, không phải đồ giả, không phải đồ giả, càng xem hắn lại càng mừng rỡ. Tên lính đánh thuê tên lục tài cầm súng chạy theo sau, bỗng nhiên bị một mũi dao săn cá mập đường kính lớn lao vút đến, hất văng khẩu súng trong tay đi. ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Mức là bị tập kích rồi. hắn không nghĩ ngợi gì thêm, tức khắc nhảy vào một gian phòng. Lục Tài ngây ra mất một thoáng, rồi mới sực nhớ mà nấp vào một gian huyết trì cạnh đó. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là vốn vẫn chạy lên chạy xuống bên trong huyết trì khổng lồ, những tiếng súng vang lên một hồi thật lâu. Ngoài ra còn có tiếng nổ rất lớn, khiến trong lòng gã vô cùng nôn nóng không hiểu chuyện gì đã xảy ra giả dụ mà mọc thêm được đôi cánh thì gã đã bay thẳng đến chỗ đó từ lâu rồi đột nhiên trông thấy bên dưới xuất hiện hai bóng người mà rõ ràng là từ phía bên kia chạy ra trác mộc cường ba chẳng buồn nhìn cho kỹ chỉ nhận ra đó không phải người phe mình lửa giận liền bừng bừng bốc lên không thể chế ngự được nữa tại sao tại sao chỉ có hai người này đi ra gã rút luôn con dao đeo bên mình từ trên cao ném thẳng xuống cộng với trọng lượng của bản thân con dao uy lực thực sự rất kinh người Hất văng luôn cả khẩu súng trong tay lục tài đi. Makin cũng giật bắn mình nhảy qua cầu thang vào một gian phòng khác. Lạt Ma Á La cũng không khỏi kinh hãi, lẽ nào cuộc chiến bên trong đó đã kết thúc rồi. Ông nói, tôi đi chặn hai người đó lại, cậu sang phía bên kia xem xem rốt cuộc là thế nào. Trác Mộc Cường Ba đã chạy được một quãng xa từ nãy. Lạt Ma Á La nhảy luôn từ cầu thang đang đứng sang một cầu thang khác, người nhô lên thụp xuống, cùng Thi Tài nhảy nhót với Makin trên không trung chẳng khác nào hai con thỏ tinh danh rào hoạt. Chẳng mấy chốc, Merkin đã nhảy xuống dưới đáy huyết trì, Lạt Ma Á La cũng nhảy xuống theo. Đây là lần đầu tiên hai người giáp mặt, tay phải Merkin đang chuẩn bị rút súng lục ra, chợt phát hiện tay Lạt Ma Á La cũng đang đặt ở thắt lưng, tựa hồ như muốn rút thứ gì đó ra. Merkin thoáng do dự, chỉ e đối phương không cho hắn cơ hội cất bản đồ vào chỗ nào an toàn nữa. Thậm chí cả rút vũ khí e cũng bị đối phương bất ngờ tập kích, chỉ còn cách nhét tạm tấm bản đồ vào cổ áo, điềm đạm cất tiếng, quyết ban á la, thiền phòng số 66 trong sắc lạp tự, vốn là kim cương thượng sư của Hồng giáo. Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào đối thủ, tỏ ý ta đây biết hết mọi việc hỏng chiếm phần hơn về khí thế. Lạt ma á la cũng không hề khoan nhượng nhìn thẳng vào đối phương, Ben Hai Merkin, mặc dù có quốc tịch cả ba nước Anh, Pháp, Mỹ, nhưng gốc gác lại là người bồ đào nha. Merkin thoáng biến sắc, không ngờ đối phương lại điều tra được cả việc này. Thế nhưng, ngay sau đó Lạt Ma Á la lại bồi tiếp thêm một lần nữa, 13 kỵ sĩ bàn tròn. Merkin sắc mặt tái nhợt đi, chấn động ngẩn người ra tại chỗ, tay chân run lên một chập, gần giọng nói mà chẳng hề có chút vững tâm, lão. Lão đang nói bậy cái gì đấy, lão thì biết gì chứ, không đợi Lạt Ma Á la đáp lời, hắn đã lao lên tấn công luôn. Audio điện tử võ tấn bền Vừa vào cửa điện, liền nhìn thấy tượng Phật am Phật khắp bốn phía, hai chân lạt ma á la loạn choạng kích động đến độ suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh đại mạn đà la chính thiền tông tế danh từ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và các pho mật sử xưa nay vốn luôn có cùng địa vị với trực tiếp thông thần nghe nói trong vô số cuộc chiến và các lần xung đột giáo phái nó cũng giống như vườn treo babylon và tượng alexander khổng lồ trong truyền thuyết đã bị hủy diệt thành cho bụi từ lâu lắm rồi giờ đây toàn tây tạng không toàn thể thế giới e là cũng chỉ có một đại mạn đà la tống tế này mà thôi ba người bọn Tây Mễ ở đằng xa quan sát mất kinh và lạt ma á la rằng co. Hồ tử quân lên tiếng hỏi, có cần xuống giúp một tay không? Tây Mễ nở nụ cười khinh miệt, nói, chúng ta cứ quan sát là được rồi, đây không phải là cuộc chiến mà hạng như chúng ta có thể xen vào đâu. Lâm Nhân đứng bên cạnh hỏi, đại ca, anh nói xem, ông chủ với lão khọm giả ấy thì phần thắng của ai nhiều hơn? Sụt sụt, hắn nhai khúc dây leo đó trong miệng, lấy tay kéo nó ra, rồi lại mút trở lại như mút mì, phát ra những tiếng sụt sụt đó. Tây mễ đáp, khó nói lắm, nhìn mất kinh cảnh giác thế kia, chứng tỏ lão giả ấy gây cho hắn áp lực rất lớn. Tôi thấy chưa chắc đâu, lâm nhân chân cháo nói khoác không ngượng mồm, lão giả ấy đã khọm đến thế kia rồi, tôi đây còn thịt được lão nữa là, sụt sụt. Tây mễ không chịu nổi nữa, quay sang của mắng, tao bảo cho mày biết, đừng có cái gì cũng nhét vào mồm nữa, tẩm bỏ mẹ đi ấy. Lâm nhân gật đầu cười xòa, nhét hết cả đám dây leo vào miệng, phát ra những tiếng nhóp nha nhóp nhép như nhai kẹo cao su. Lạt Ma vốn cho rằng cái tên này không có khả năng uy hiếp gì nhiều lắm, có lẽ đối phương sẽ thản nhiên thừa nhận, sau đó còn trở ngược lại dùng thân phận này để uy hiếp ông, chẳng ngờ Muckin lại phản ứng mạnh đến thế, điều này hoàn toàn nằm ngoài tính toán của ông. Lạt Ma á là khéo léo né tránh cú đấm thẳng của Muckin, thầm nhủ, ừm, bị vạch trần thân phận liền muốn giết người diệt khẩu à. Nghĩ đoạn cả người ông đã ngửa ra sau, lại tránh thêm một cước đá xoáy tạt ngang nữa của Mertzkin. Quyền pháp của Mertzkin càng lúc càng nhanh hơn, thân thể tựa như một cỗ máy bằng sắt thép, mỗi quyền đánh ra đều rít gió vù vù. Lạt ma Á la lại giống như một chiếc lá cây mềm mại nhẹ nhàng, gió thổi ông đi đâu, ông liền lướt nhẹ theo đến đó. Quyền của Mertzkin thảy đều rơi vào khoảng không. Mertzkin đánh liền một mạch hết bài quyền, không đợi đại sư lấy hơi, đã dở ngay một loạt chiêu thế khác. Quyền pháp dần dần trở nên âm độc vô cùng, móc hạ bộ, đâm mắt bóp cổ, đâm sườn, mỗi chiêu mỗi thức đều công kích vào các phần mềm trên cơ thể người. Lạt ma á la không khỏi biến sắc, vội xuất chiêu ngăn đỡ, bảo vệ những chỗ yếu hại trên cơ thể, rồi lật tay sử dụng công phu quấn lượn, khắc chế lại quyền pháp lúc cương lúc nhu cực kỳ âm hiểm của Merkin. Chỉ thoáng sau, hai tay đại sư đã khóa chặt hai cánh tay Merkin, chân ông dẫm lên mờ u bàn chân Merkin, thân hình hai bên cách biệt nhau quá lớn, một người gầy gò thấp nhỏ, một cao lớn lừng lững đôi tay gầy guộc như cẳng gà mà khóa chặt được cỗ máy cơ bắp lực lưỡng, sức mạnh chẳng ngờ không phân cao thấp đến vậy. Merkin có rằng giật thế nào cũng không thể thoát khỏi cặp vuốt gà của đại sư, đột nhiên bỗng hút mạnh đầu tới trước, thân thể lạt ma á la tức khắc hơi ngả ra sau. Merkin cảm giác như đập đầu vào một khối bông mềm mại, y lại đột nhiên ngẩng đầu, há miệng phu ra một luồng khí, tấn công hai mắt lạt ma á la. Diễn biến quá bất ngờ khiến lạt ma á la cũng không lường nổi. Kế đó sức mạnh của Merkin đột ngột bùng lên, nhân khoảnh khắc lạt ma á la chớp mắt hắn liền tung ra một đòn nặng. Đại sư lâm nguy mà không loạn, trong nháy mắt hai tay khóa chặt tay mất đã buông lỏng, hợp vào rồi tách ra, không hiểu bằng cách nào đã rút ngay ra được, kế đó cánh tay ông bỗng vươn dài, vuốt gà chộp vào ngực mất một cú, rồi cả hai người lộn ngược ra sau, tránh khỏi đòn truy kích của đối thủ. Đại sư liên tiếp lộn ngược, tốc độ cực nhanh, chỉ thoát cái đã ra ngoài xa 4-5 mét. Merkin đang định xài bước đuổi theo, bỗng thấy trước ngực nhói đau một chập, cúi đầu nhìn thử, liền thấy cả áo chống đạn bên trong cũng bị giật ra một mảng lớn, để lộ mảng ngực rậm dệt lông vàng. Lúc này hắn mới sực nhớ ra, đôi cẳng gà của lạt ma á là có một cái tên rất vang dội, đại lực ưng chảo, chộp vào là năm lỗ máu, giật ra là một tảng thịt. Người cuối cùng sử dụng loại võ công này trước mặt công chúng chính là anh hùng dân tộc Hoác Nguyên Giáp của Trung Quốc. Mặc dù lần này đại sư không giật của mức kinh tảng thịt nào, nhưng mà tấm bản đồ dắt trước ngực đã. Lạt Ma Á La đã chú ý đến tấm bản đồ mà Merkin nhét vào ngực áo từ trước rồi, ngay từ lúc ông còn chưa biết đó là thứ gì, nhưng sự coi trọng hắn dành cho nó khiến ông lập tức hạ quyết tâm phải lấy bằng được. Merkin nổi giận đùng đùng, lăn một vòng dưới đất, rút súng gác tay ngắm, tốc độ không thể nói là không nhanh được. Nhưng Lạt Ma Á La vẫn không cho hắn cơ hội, Merkin vừa giơ tay, ông đã ra tay trước một bước. Chỉ nghe đinh, một mũi phi châm mà bộ đội đặc trùng hay dùng bắn vút ra làm chạch nòng súng của Merkin, hai phát súng đều bắn vào khoảng không. Đợi Mekin điều chỉnh lại góc độ, Lạt Ma Á La đã lùi được một quãng xa rồi, ở nơi đâu đâu cũng đầy chướng ngại vật thế này, ngắm chuẩn hạ gục một người thân thủ nhanh nhẹn là điều hết sức không tưởng. Lạt Ma Á La cũng đã phát hiện ra, gã đối thủ cơ bắp phát triển gần đến mức như một con quái vật này quả thực sức khỏe kinh người, nếu không phải dựa vào ưu thế kỹ xảo để áp chế hắn, bản thân ông không thể giành nổi một lợi điểm nào. Vì vậy đồ vật vừa vào tay, đại sư liền chọn rút lui ngay tấp lực trên mặt đất bằng phẳng, tốc độ của lạt ma á là có thể không bằng mất nhưng ở nơi cầu thang lên xuống chóng mặt này, ông lại có dây móc trợ giúp, nhô lên hụp xuống vài bận, thoát cái đã đi được rất xa rồi. Trong lúc lạt ma á la ác đấu với mất kinh, chắc một cường ba sớm đã tránh được tên lính đánh thuê nấp trong gian phòng huyết trì gần đó, vội lần theo ký hiệu mấy người bọn giáo sư phương tân để lại, chạy thẳng đến thông đạo dẫn vào thiên phật điện. Dọc đường có chạy chéo qua với bọn Sox nhưng vì ở bên trên đối phương ba tầng nên không bị đụng mặt với bọn chúng trong đầu hiện rõ mồn một hình ảnh mất kinh mà gã vừa liếc thấy khi nãy, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi, có điều không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, lúc này gã chỉ nóng lòng suốt ruột chạy thật mau tới chỗ bọn giáo sư Phương Tân mà thôi. Nhạc dương giấy ruộng lăn khỏi đám mặt nạ kịch nghệ Tây Tạng, loạn choáng bước liền mấy bước, mặc dù trời đang xoay, đất đang chuyển, nhưng hai chân run rẩy của anh vẫn đứng vững vàng, ba tang bò dậy khỏi đám thi thể ướt rườn rượt, toàn là những thi thể thiếu nữ, ngực bụng bị móc rỗng không, lại bị ngâm trong thứ dung dịch kỳ quái ấy, giờ đã hơi biến sang màu vàng tai tái, nhưng căn bản nhất vẫn là cái mùi đó, một thứ mùi nồng nặc khiến người ta ngửi là muốn nôn ẹ. Sau đó ba tang và nhạc dương hợp lực đẩy cái dương úp lên người trương lập ra, mặt trương lập vùi giữa một đống mảnh gốm vỡ vụt, chất dịch có mùi rượu tưới khắp đầu khắp mặt, miệng vật còn ngậm một miếng trăng trắng giống như thái tuế, hai mắt lồi hẳn ra ngoài. Nhạc dương tưởng trương lập toi đời rồi, thì anh chàng đã phun cục thái tuế trong miệng ra, thở hồng hộc nói, may quá, vẫn còn sống. Nhạc Dương vuốt vuốt ngược nói, cái thằng khỉ này cứ làm tôi sợ cậu chết rồi. Trương Lập khó nhọc nhúc nhích thân mình, cuối cùng được Nhạc Dương và Ba Tang nửa kéo nửa đỡ đứng lên, thở dốc nói, đi thôi, đi. Xem giáo quan thế nào. Bọn lứa cánh nam đang yếu ớt chống trả những loạt đạn quấy rối ngoài cửa điện. Ba Tang, Nhạc Dương và Trương Lập đi vòng qua trụ đá lại gần chỗ bọn họ, thấy đường mẫn nằm dưới đất liền không nén nổi kinh hãi thốt lên, chuyện gì vậy? Trúng đạn rồi à? lữ cánh nam đáp vừa nãy nổ bom bị chấn động chắc là tổn thương nội tạng rồi giờ đang có triệu chứng sốc nhẹ ghét thật bọn chúng chặn ở cửa rõ ràng là không muốn chúng ta ra ngoài mọi người thì sao có ai bị thương nặng không trương lập lắc đầu chúng tôi ổn ít nhất vẫn còn đi lại được cửa điện phía tây hình như cũng có người không biết bọn chúng đang dở trò gì nữa định vây chết chúng ta trong gian điện này chắc làm thế thì có lợi gì cho chúng nhỉ Đường Mẫn kéo vạt áo rách dưới của Ba Tang hỏi, "Anh Cường ba trở lại chưa vậy? Anh, anh ấy có còn trở lại được nữa không?" Nhìn cô sao mà yểu điệu đáng thương, tựa như một đóa hoa tàn úa sắp lìa cành, ai nấy đều cảm thấy dầu lòng xót ruột. Nhạc Dương an ủi, "Không có chuyện gì đâu mà cô mẫn mẫn, yên tâm đi, Cường ba thiếu ra nhất định có thể trở về, dọc đường chúng ta đều để lại ký hiệu, họ sẽ đuổi kịp nhanh thôi mà." "Giờ cô đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có muốn uống chút nước không?" khóe môi tái nhợt của đường mẫn khẽ mấp máy, lắc đầu từ chối, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa gian đại biệt. như thể chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, bóng hình chắc một cường ba sẽ xuất hiện ở đó vậy, cho dù chỉ có thể nhìn thấy người yêu một lần nữa cũng được rồi. Merkin đuổi phía sau hét lớn, mau chặn lão lại, lão cướp bản đồ rồi. Sos ở tầng trên liền dẫn người dương súng ra cản, chỉ thấy lạt ma á là đùng đưa tung mình, thân thể trên không trung hơi xứng lại một thoáng, cổ tay co, bàn tay lật xuống xòe ra, một sợi thép mỏng liền bắn ra xuyên vào một dãy cầu thang, cả thân hình ông chẳng khác nào con nhện nhẹ nhàng đáp xuống cách đó 30 mét, kể đó ông lại đu thêm lần nữa, bao nhiêu đạn bắn ra thảy đều rơi cả vào khoảng không, Sos đâm ra ngờ vực là mình đã hoa mắt, lầm bầm nói, đây là cái gì vậy? khinh công của người Trung Quốc hả? Làm gì có khinh công nào như vậy chứ? Thế có khác gì người nhện xuất hiện đâu? Mơ tức đến nỗi thở hồng hộc chạy bên dưới, ngoác miệng mắng chửi, sao không cản lão lại? Chết tiệt thật, Sao cũng cáu tiết, giận dữ quát, sao anh không tự đi mà nhìn thử xem, có cản được không hả? Sao anh không bảo tôi lão biết bay? Đúng là đếch hiểu ra làm sao cả, khi ấy mà cùng đi thì làm sao xảy ra chuyện thế này chứ? Trong lúc đó, Lạt Ma Á là đang đu lượn trên không cũng ngẫm nghĩ, người đó đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ? À, là hắn, chính là người trong địa cung Erhis. Thiên Phật Điện, Mark và mấy tên khác đang nấp sau tượng Phật hút thuốc, chốc chốc lại quay lại bắn vài ba phát. Đạt Kiệt từ thông đạo bên ngoài chạy vào báo cáo, đã cài xong bom ở lối vào thông đạo hình chữ nhật rồi. Mắc đưa mắt nhìn đồng hồ hỏi, còn bao nhiêu thời gian nữa? Lôi ba đáp, chừng 10 phút sau sẽ cho nổ. Mắc nghĩ ngợi dây lát rồi nói, đợi thêm 2 phút nữa đi. Chúng nó đứa nào cũng bị thương nặng cả rồi, chắc cùng lắm chỉ còn 2-3 đứa chạy được nữa thôi, thế mà còn không cho nổ cho chúng chết nữa thì. Khục khục, ai, ngoài cửa bỗng thấy thấp thoáng một cái bóng lao vút vào bọn tên mắc còn chưa kịp nổ súng thì bóng người đó đã biến mất giữa các pho tượng Phật. Đó là Trác Mộc Cường Ba, bản thân gã cũng kinh hãi thoát đầm đìa mồ hôi lạnh, không ngờ trong chỗ tối của gian điện này vẫn còn kẻ địch ẩn nấp, nếu không phải nghe giọng không đúng, e là bản thân gã chết thế nào gã cũng không hiểu nữa. Cũng may trong gian điện này có nhiều tượng Phật, rất dễ ẩn tránh, Trác Mộc Cường Ba nhanh nhẹn chạy luồn trong đó, lách vào gian điện phía tây, trong lòng càng lúc càng thấy bấn loạn bất an, rốt cuộc là thế nào rồi. Thầy giáo, mẫn mẫn giờ bọn họ ra sao vừa nghĩ gã vừa rảo chân chạy nhanh hơn vòng qua chỗ ngoặt chợt nghe trong điện có người thấp giọng kêu lên bên phải có người kế đó lại có người kêu lên đừng bắn là người mình trác mộc cường ba nói tôi đây trong lòng tức khắc dâng trào một niềm cảm khái tốt rồi mọi người vẫn còn đủ cả sống mũi gã bỗng thấy cay cay a à, cường là anh giọng người nào cũng nghẹn đi một nửa giọng người nào cũng sao mà thân thuộc nhường ấy sinh tử trùng phùng, chỉ thoáng chốc mà như chảy cả kiếp người. Trác Mộc Cường Ba cũng không kiềm chế được nữa, lập tức lao lên phía trước. Trong ánh sáng yếu ớt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt gã là đường mẫn đang được mọi người vây quanh đang nằm dưới đất. Trác Mộc Cường Ba nhảy sổ tới gạt mọi người ra, một tay nắm chặt tay đường mẫn, một tay đỡ dưới gáy cô, Rối giết hỏi liên tục sao thế. Em sao thế, mẫn mẫn, anh đây mà, anh là Cường Ba đây mà, anh. Anh trở lại rồi, Gương mặt tím tái nhợt nhạt của đường mẫn lúc này đã ít nhiều ánh lên sắc hồng nhuật, ánh mắt cô chuyển động, nhìn chăm chăm vào mặt Trác mộc cường ba. Trác mộc cường ba nắm tay đường mẫn áp lên mặt mình, giọng dịu dàng hết sức, anh trở về rồi đây, không sao đâu, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Nhạc dương thì thầm hỏi Lữ Cánh Nam, sao giáo quan biết đó là cường ba thiếu ra thế? Lữ Cánh Nam ấp úng nói, tôi, tôi nghe ra tiếng bước chân của anh ấy, giọng cô không ngờ lại hơi khàn khàn lạc đi nhạc dương thoáng ngẩn ra trong chốc lát không biết nên nói gì mới phải trương lập lẩm bẩm tự nói với mình không biết đại sư và đa cắt thế nào rồi giọng đường mẫn nghe rất yếu ớt gần như không thể nghe thấy cô thều thào hỏi phải rồi anh cường ba anh đến rồi à anh đến đón em à hai mắt không ngờ đã nhắm nghiền lại trác mộc cường ba vội kêu lên một tiếng mẫn mẫn nhất thời luống cuống chân tay hoang mang không biết phải làm gì giáo sư Phương Tân vội chụp lấy cổ tay đường mẫn nói, mạch yếu lắm, tim đập nhanh lên rồi. Có cần tiêm một mũi adrenaline không? Lữ cánh nam đẩy chắc một cường ba đang thẫn thờ ngơ ngẩn ra, bắt đầu thăm khám kỹ cho đường mẫn. Bọn lính đáng thuê bên ngoài cũng nghe thấy tiếng kêu trong điện. Đạt Kiệt cười cười bảo, hình như mới thêm một đứa nữa. Mắc ném điếu thuốc xuống, dẫm cho tắt hẳn, đi thôi, chúng ta rút lui, kêu gào thảm thiết thế. Đúng là chịu không nổi lạt ma á là cũng đã đến nơi nhưng dừng lại bên ngoài cửa lớn hai hàng chuyển kinh luân hai bên làm ông thấy phấn chấn hẳn lên đồng thời những xác ướp đứng giữa các chuyển kinh luân lại càng khiến nội tâm ông thêm kích động khó có thể biểu đạt được thành lời đây đây lẽ nào chính là kinh thiên nhật hành là các vị đại sư tiền bối đã tu thành nhục thân phật hay sao bọn họ đều canh gác ở đây trong gian điện này rốt cuộc là ông đứng lặng một hồi lâu trước cửa trong lòng hiểu rất rõ những vị nhục thân Phật đứng ở đây, bậc tu hành của mỗi vị ấy đều cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Một lúc đột nhiên được trông thấy bao nhiêu vị cao nhân tiền bối như thế, cảm giác hệt như bất ngờ nhìn thấy chân thân của Phật Tổ Bồ Tát hiển linh vậy, bao sao ông không kích động cho được đây. Thời không phảng phất như dừng lại, nếu không phải có tiếng bước chân tán loạn vang lên, không biết Lạt Ma Á La còn đứng đó bao lâu nữa. Vừa nghe tiếng động, ông tức khắc nhận ra, những bước chân này nặng nhẹ khác nhau, lộn xộn bừa bãi là tiếng của ủng quân dụng cỡ lớn, tuyệt đối không phải người phe mình. Nhưng nơi này trước sau đều không có gì che chắn, đại sư bèn hướng ánh mắt về phía các vị Phật sống mà ông sùng bái, thầm nhủ, các vị đại sư trí giả, cầu xin các vị hãy dẫn đường chỉ lối cho kẻ tín đồ thành kính này. Mắc và đồng bọn nói nói cười cười sải chân chạy nhanh đến lối ra, căn bản không hề lưu ý đến trong các nhục thân Phật ở hai bên có một pho hơi nhô lên khỏi vách tường. Đợi mấy tên đó đi xa hẳn, Lạt Ma Á La mới cẩn thận lách người ra khỏi pho tượng nhục thân Phật, lại niệm một đoạn kinh, rồi mới nghiêm trang bước vào đại điện. Vừa vào cửa điện, liền nhìn thấy tượng Phật am Phật khắp bốn phía, hai chân Lạt Ma Á La loạn choạng, kích động đến độ suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Đại Mạn Đà La chính thiền tông tế, danh từ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và các pho mật sử, xưa nay vốn luôn có cùng địa vị với trực tiếp thông thần. Nghe nói trong vô số cuộc chiến và các lần xung đột giáo phái, nó cũng giống như vườn treo Babylon và tượng Alexander khổng lồ trong truyền thuyết, đã bị hủy diệt thành cho bụi từ lâu lắm rồi, giờ đây toàn Tây Tạng, không, toàn thể thế giới e là cũng chỉ có một đại mạn đà la tống tế này mà thôi. Lạt ma á là kích động vươn tay ra, giờ khẽ lên từng pho tượng Phật một. Chúng thực sự tồn tại, ông cảm nhận được sự trơn nhẵn, cái lạnh lẽo và cứng rắn khi chạm tay vào đó. Mỗi bức tượng này đều hướng đến một vị thần, chỉ cần có trái tim thành khẩn, ắt sẽ có thể giao tiếp với thần linh, nhận được chỉ dụ của thần thánh. Cứ giờ dẫm như thế, Lạt Ma Á là bỗng nhìn thấy một thứ thuộc về thế giới hiện đại, cực kỳ không hài hòa với những tượng Phật cổ nơi đây, bên trên có đồng hồ hiển thị, 05, 36,88. Mơ lên lên xuống xuống giữa các cầu thang, leo trèo thở hồng hộc như bò, khó khăn lắm mới nhập được với đám của Sos. Ông chủ, lại có thêm ba người nữa từ trên cao nhảy xuống, chính là nhóm người do Tây Mễ dẫn đầu. Sos nói, chúng mày cũng đến đây rồi hả, Sao mà tìm được chỗ này thế? Tây Mễ đáp, theo dấu hai tên phía trước, hình như chúng vừa đi vừa quan sát lần theo ký hiệu của đồng bọn để lại. Merkin nói xen vào, giờ đừng nói mấy chuyện này nữa, đuổi theo cho tao, bằng mọi giá phải cướp được bản đồ về đây. Sauce vừa chạy vừa hỏi, nói thực đi, lần này làm sao anh phát hiện ra bản đồ vậy? Hình như anh còn chưa kể với tôi chuyện này đấy nhé chúng ta cùng kiểm tra cái đàn tế ở giữa đó mà, chắc anh không định bảo với tôi là nhặt dưới đất lên phải không, lừa gạt chiến hữu lâu năm thì ít nhất cũng phải kiếm cái lý do cho ra hồn một chút chứ. Merkin mất máy miệng, rồi nhấn giọng nói, anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, chính là nhặt ở dưới đất lên đó. Sos im bật hồi lâu, không nói tiếng nào, đột nhiên buông một câu tiếng chung chẳng ra đầu ra đúa, cứt. Merkin ngẩn ra một lúc, cơ hồ không nhớ ra đó là phát âm tiếng nước nào, có ý nghĩa gì. Trác Mộc Cường Ba thấy mệt mỏi, tựa hồ sức sống của gã đang biến mất dần theo sự sống của Đường Mẫn. Gã cần một chỗ dựa, đã lâu lắm rồi gã không còn cảm giác bất lực như thế, mở mắt chân chân mà nhìn một người vô cùng thân thiết với mình từ từ rời xa ngay trước mắt, còn bản thân thì không thể nào làm nổi điều gì khác, chỉ biết mở mắt chân chân mà nhìn. Máu trong người Trác Mộc Cường Ba gần như đông cứng lại, cảnh tượng 20 năm trước đang tái diễn lại theo một phương thức khác, gã không dám nhìn thêm nữa. Gương mặt quen thuộc siết bao ấy liệu có còn mở mắt ra thêm lần nữa hay không, tất cả thầy đều như bọt nước. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, liền thấy giáo sư Phương Tân đang đứng một cách khó nhọc, nhưng ông đứng rất thẳng. Trong ánh mắt của ông tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, đó là sự quan tâm, sự cổ vũ, một thứ sức mạnh tinh thần mà lúc này Trác Mộc Cường Ba khao khát đồng thời cũng cực kỳ cần đến. Trác Mộc Cường Ba nhẹ nhàng dựa vào đấy, giáo sư ôm chặt gã đàn ông lưng hổ eo gấu đó, tựa như đang ôm con trai của chính mình. Chỉ một cái vỗ mạnh mẽ mà đơn giản vào lưng đã truyền đi một sự cổ vũ không lời, khiến gã thêm kiên cường. Adrenaline không công hiệu lắm, nhìn gương mặt mỗi lúc một thêm nhợt nhạt đi của Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam khẳng định, chắc chắn là xuất huyết nội rồi, đáng tiếc chúng ta không có dung dịch tinh thể mà chỉ có nước đường gluco, dùng môi khuếch tán, cô ấy cần truyền máu ngay lập tức. Đúng lúc này, Lạt Ma Á La sông tới, ông lao đến quá nhanh, lúc ấy tất cả mọi người đều tập trung hết sự chú ý vào Đường Mẫn. Đợi khi Ba tan nhớ ra Dương súng lên thì đại sư đã ở ngay trước mặt. Ông trợn mắt lên nhìn mọi người, miệng hét lớn, lập tức rút lui, bọn chúng, bọn chúng đã đặt bom ở đây rồi, số lượng, số lượng rất nhiều. Chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa thôi. Tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều thất thần ngây ra trong giây lát, uy lực của loại bom đó vừa nãy họ đã được thưởng thức qua rồi, số lượng rất nhiều là khái niệm thế nào bọn họ cũng tưởng tượng ra được. Nhưng trước mắt tạm không nói đến đường mẫn đã ngất xỉu chỉ riêng hai người bị thương ở chân là giáo sư Phương Tân và Ba Tăng đã cần có người dìu đỡ mới đi được rồi, còn tay trái tay phải của Trương Lập và Nhạc Dương thì chắc chắn đã gãy xương, mà lúc này trừ phi là chạy hết tốc lực, bằng không thì đừng hòng họ ra khỏi thông đạo từ đại điện đến huyết trì khổng lồ trong vòng 5 phút. Giáo sư Phương Tân và Lữ Cánh Nam cùng lức hướng ánh mắt về phía con đường bí mật vừa bị lựu đạn làm lộ ra. Thông đạo tối om mịt mùng ấy chẳng khác nào một cái miệng ăn thịt của người khổng lồ đang tham lam há hốc ra chờ họ nhảy vào vậy. Giáo sư cố nhịn cơn đau khom người xuống, nói với Trác Mộc Cường Ba, "Cường Ba à, nhanh lên, mau nâng mẫn mẫn lên đi." Lữ Cánh Nam lo lắng nói, "Liệu có mạo hiểm quá không?" Phải biết rằng nếu đó là một ngõ cụt, thì chẳng khác nào bọn họ đã chui đầu vào một thùng thuốc súng biết kín, sức ép kinh khủng của sóng xung kích do vụ nổ gây ra sẽ khiến tất cả biến thành bánh thịt khô. Nhưng trước mắt họ lúc này, ngoài đường hầm ấy ra, thực sự không còn lối nào khác nữa. Giáo sư Phương Tân nói, "Dù sao cũng chết đánh cực một phen còn hơn là chịu mệnh. Bọn họ dùng lều bạt xếp thành một cái cáng đơn giản, đặt đường mẫn vào rồi nhắc lên chạy về phía đường hầm. Bọn Mekin vẫn đang ở trên cầu thang chỗ huyết trì, lúc ấy lại gặp thêm Mark và mấy tên nữa chạy từ bên trong ra. Mark tiến lên trước đón đường, nói, ông chủ, mọi người làm gì vậy? Mekin đáp, đừng cản đường, quay lại cho tao, chúng nó cướp mất bản đồ rồi. Mark cả kinh, vội dơ đồng hồ đeo tay lên, ông chủ, không kịp nữa rồi. Chỉ còn 3 phút nữa là bom nổ, giờ quay trở lại chẳng phải vừa đến nơi thì bom đã nổ rồi sao? Merkin trợn trừng mắt lên như con cá vàng, hai tay chống nạnh thở hồng hộc, mày. Mày, là thằng chó chết. Mắc hoảng hốt, ông chủ, nếu bản đồ bị nổ tung thì chẳng phải nỗ lực của chúng ta sẽ tan thành mây khói hết hay sao? Merkin trợn trừng mắt lên, nghiến răng kèn kẹt quát, mày hiểu cái chó gì, chắc chắn là chúng nó không chết được. Sauce cũng thầm kinh ngạc, Ben không thể biết thông đạo mới lộ ra kia có thể thoát ra ngoài hay không mới phải chứ nhỉ, hắn dựa vào cái gì mà khẳng định chắc chắn thế. Nghĩ đoạn, y cũng lo lắng nói, đi thôi Ben, còn chưa biết là có thể lần theo đường cũ trở ra hay không nữa đó. Tây Mễ lúc này liền lên tiếng, có thể, các cơ quan trong thông đạo đã ngừng hoạt động hết cả rồi, đám dây leo cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Sau khi chết mất ba người, bọn chúng tôi liền nấp vào một góc, đến khi thấy đám dây leo không còn uy hiếp gì nữa mới đi ra mà. Merkin không cam lòng nhìn lên lối vào hình chữ nhật chỉ cách trong gang tấc nhưng lại phải lên lên xuống xuống mười mấy tầng cầu thang nữa mới đến được. Hàn học nói, từ đầu chí cuối chúng ta vẫn đi trước một bước, nếu không phải tại cái cơ quan chết tiệt kia thì làm sao bị chúng đuổi kịp được chứ. Đi, đặt bom hết cho tao, tao phải phá tung cái chỗ này ra. Nói đoạn, hắn lại liếc nhìn kiến trúc hình tổ ong một lần nữa, sức nhớ ra những hàng chữ khác trên đó, trong lòng càng thêm hàn học hơn. Không thể nào, cái tên đó, sao lại xuất hiện ở đây được chứ? tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào chú ý đến được. Sos thầm nhủ, thứ anh thực sự muốn cho nổ thực ra chỉ là nơi này thôi phải không? Ben, rốt cuộc là trên kiến trúc quái dị này khắc ký hiệu gì vậy? Anh muốn che giấu điều gì? Nơi này chắc là không có quan hệ gì với anh đấy chứ? Cả đoàn người bất mãn quay đầu đi theo đường cũ trở ra. Theo lệnh của Merkin, lôi ba, mắc, đạt kiệt đặt bom ở tất cả những nơi có ký hiệu, nhưng ký hiệu, nhưng ký hiệu quá nhiều, theo như cách nói của lôi ba, Chẳng hiểu bom nổ có làm sập cả vách đá này hay không nữa. Trong giờ khắc khẩn cấp quyết định sinh tử tồn vong, máu kháng cự của các thành viên trong đội đều bị kích động đến cực hạn. Nếu đổi lại là lúc bình thường, vết thương thế này của bất cứ người nào trong đội cũng đủ khiến họ gục ngã không bò dậy nổi, nhưng bây giờ, mỗi người đều nghiến răng vượt qua, hơn nữa còn kiên trì được một thời gian dài đến thế, không thể nói đó không phải là kỳ tích được. Không có lý do gì lại ngã xuống trước kẻ địch, ai nấy đều hạ quyết tâm trong lòng không có thuốc men, bao nhiêu đau đớn đều phải dựa vào nghị lực mà vượt qua hết. Thông đạo cao gần 2 mét này quả nhiên không phải là đường chết, cuối cùng dẫn đến một gian thạch thất kín. Mặc dù bị bít kín, nhưng không gian trong lòng thạch rất rộng, ít nhất cũng phải đến 200 mét vuông. Ngoài ra, đường đến đây còn phải qua hai chỗ ngoặt, lên hai cầu thang cao chừng mấy chục mét, sức ép của sóng xung kích vì vậy sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Chỉ 200 mét ngắn ngủi thôi mà các thành viên đều cảm thấy như mình đã chạy cả nửa thế kỷ, Ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác xương cốt trà sát vào nhau đau đớn khôn cùng. Không kịp quan sát kỹ thạch thất, vừa vào đến nơi, tất cả liền tự động áp sát hai bên cánh cửa, lặng lẽ, lặng lẽ chờ đợi làn sóng xung kích cuối cùng. Bóng đêm tĩnh lặng tưởng chừng cứ vĩnh viễn như thế, xung quanh yên ắng đến giận người, ai nấy đều cảm thấy nhịp tim mình chuẩn xác tựa nhịp nhảy của đồng hồ, tích tắc, tích tắc, tích tắc một ảo giác âm thanh y như nhau xuất hiện trong tai mọi người. Cánh cửa địa ngục hẳn sẽ mở ra trong khoảnh khắc tiếp sau. Truyền tới trước tiên không phải tiếng nổ ầm vang, mà là một cơn chấn động mãnh liệt, vách tường rung bần bật ở tốc độ cao như chiếc ghế mát xa, mức rung động khiến thân thể tê dần dần, rồi biên độ chấn động mỗi lúc một lớn, kèm theo tiếng động ầm ầm như sấm nổ từ xa dần gần lại, cả gian thạch thất tựa như một đường dây dưới bánh xe lửa nghiến qua. Khi ngọn lửa phun qua cửa thiêu đốt tất cả, vách đá chấn động dữ dội kinh hoàng, từng mảng bùn vữa, đá vụn rơi xuống lá tả như mưa, mặt sàn rung lắc, bắt đầu xuất hiện các vết nứt, hơi nóng hầm hập, tiếng nổ đùng đùng, chấn động dữ dội, bao nhiêu cảm giác ấy hòa quyện vào nhau, khiến người ta có cảm giác nơi đây đúng là địa ngục đích thực. Lưỡi lửa phun qua cửa dài đến mấy chục mét, sông lên đến tận đỉnh thạch thất, hết đợt này đến đợt khác như sóng biển lớp sau nối liền lớp trước, dồn hết năng lượng đã tích tụ đẩy ào ra trong một chớp mắt. Cuối cùng, ngọn lửa cũng nguyến cứng nhỏ dần đi, gian thạch thất sốt của cũng không bị chấn động làm đổ sập, chỉ có điều không khí ngập ngụa mùi khét lẹt. Con rắn lửa vừa rút đi, bỗng nghe bịch bịch, một người ngã vật xuống, vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lạt ma á la không ngờ đã hôn mê bất tỉnh. Cả nhóm vội làm cấp cứu cho ông, nhưng thực sự không ai hiểu nổi tại sao đại sư nói ngất là ngất luôn như thế. Nhạc Dương nói, chắc chắn đại sư đã bị nội thương cực nặng rồi, nặng đến nỗi không thể cầm cự được nữa. Trái tim lạt ma á la tựa như bị người ta ném vào cỗ máy xay thịt, đại mạn đà la tông tế, cái duy nhất còn lại trên đời, mỗi tiếng nổ đều như khoét đi một miếng trong trái tim ông. Sau khi biết Lạt Ma Á là chỉ tạm thời hôn mê, trước mắt vẫn chưa phát hiện ra thân thể có thương tích gì đặc biệt, giáo sư Phương Tân liền lê cái chân bị thương đi quan sát bên trong gian thạch thất, tựa hồ chẳng biết mệt mỏi là gì vậy. Gian thạch thất này rõ ràng rất khác những gian thạch thất bên trong tượng Phật khổng lồ, bốn bức tường và trần đều dùng gạch đất xây nên, có vẻ bích họa rất tinh xảo, kỹ thuật so với kiến trúc dạng cung điện ba tầng ở miệng tượng Phật khổng lồ còn cao hơn một bậc, rõ ràng không phải sản phẩm của hai thời đại khác nhau, nhìn rành rành là phong cách kiến trúc đặc sắc của vương triều cổ cách rồi. Trong thạch thất tích một lớp bụi dày, trên sàn phía đông thạch thất có những vệt dài rất rõ, mặc dù đã bị lưới lửa liếm qua, nhưng nhìn vẫn có thể nhận ra được đó là chỗ từng chất xương hòm, nhưng hòm xiển thì đã bị người ta dọn đi hết cả rồi. Trên bức tường phía tây có cửa, nhưng bị bịt kín sơ sài bằng gạch đất, bên ngoài phủ lên một lớp nữa. Giáo sư Phương Tân gọi Trương Lập, Nhạc Dương, ở đây có cánh cửa, dùng thuốc nổ dẻo phá ra đi, đừng, đừng đặt nhiều thuốc nổ quá. Trong lòng ông đầy nghi hoặc, chỗ này đã là quần thể kiến trúc cổ cách rồi à? Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu đây nhỉ? Khu chính giữa thạch thất bị một cái bàn đá to tướng chiếm, bảo là giống huyết trì thì hoàn toàn không đúng. Cái bàn đá này vừa nhìn đã biết so với huyết trì là hai thứ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau, giống sa bàn mô phỏng chiến trường thu nhỏ sử dụng trong chiến tranh hiện đại hơn, mà chất đá tệ hơn nhiều, nhiều chỗ đã hoàn toàn xa hóa, trông khá giống thổ lâm bên ngoài. Sát tường phía sau bàn đá là một cái bệ cũng bằng đá, chính giữa bệ đá có ba cái hốc xếp thành hình chữ phẩm, có lẽ là hai cái hình vuông, một cái hình chữ nhật, đồ vật đặt trong cái hốc hình chữ nhật và một trong hai cái hốc hình vuông đã bị người ta lấy đi mất, hốc hình vuông còn lại chỉ chứa một cái hộp trông nửa như đồng nửa như sắt. Giáo sư Phương Tân quan sát kỹ hai cái hốc giống, bên trong hốc hình chữ nhật không có gì, nhưng giữa hốc hình vuông thì có một lỗ nhỏ lót đồng, giáo sư nhìn biết ngay đây là mộng áp, bên trong nhét một trụ đồng hoặc que đồng gì đó, bên trên dùng hộp sắt đè xuống, chỉ cần hộp sắt bị lấy đi, que đồng sẽ bật lên, cơ quan cũng theo đó mà khởi động. Xem ra thứ đặt trong hốc hình chữ nhật thì có thể lấy đi được, nhưng hộp sắt trong hốc hình vuông lại có cạm bẫy, nếu chỉ lấy cái hộp không có mộng áp ra thì không sao, còn lỡ chọn phải hốc có mộng áp, chắc mười là sẽ đụng phải cạm bẫy chí mạng. Đây là canh bạc năm ăn năm thua, nhìn hiện trạng gian thạch thất này có thể thấy người lấy đi cái hộp sắt năm xưa đã thắng cược vậy bên trong cái hộp sắt còn lại chưa cái gì thuốc độc cơ quan tin tức giả thông thường đều là ba thứ này giáo sư phương tân lưỡng lự không biết có nên lấy cái hộp sắt còn lại này ra hay không xét cho cùng thì đây cũng là đồ vật của cổ nhân cố ý lưu lại cơ quan ở đây hay kể cả bản thân chiếc hộp ấy chắc là đều có ích cho đội ngũ của họ trong tương lai đúng đợi mọi người rút khỏi đây ta sẽ nhấc chiếc hộp sắt ra Giáo sư thầm hạ quyết tâm với mình, bạn đang đọc tại chấm cơm. Giáo sư, ông xem này, ba tang đứng thẳng chân, cố gắng không người cúi xuống để nhìn rõ được vật dưới đất. Giáo sư Phương Tân nghe tiếng bước đến, chỉ thấy chỗ ba tang đang đứng có một cái que gỗ nhỏ, vì trải qua năm tháng nên vị vùi lấp trong đống cắt bụi, chỉ lộ một chút phần đuôi. Giáo sư và ba tang vín đỡ lẫn nhau, cuối cùng cũng nhặt được cái que ấy lên, liền thấy một đầu que vẫn còn dấu vết bị đốt cháy. Giáo sư lẩm bẩm nói, lấy que gỗ nhỏ làm diêm, chuyện này phải đến đầu thế kỷ 19 mới có. Vậy thì, nhóm khách cuối cùng đến đây, có lẽ cách chúng ta chừng 100 năm, chắc là ông ta rồi. Ba tang đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân, ông ta mà giáo sư nhắc đến giờ đã là cái tên mà mọi thành viên trong nhóm này đều hết sức quen thuộc, Morgan Stanley. Giáo sư Phương Tân tiếp tục ngẫm nghĩ, Stanley đã đến đây, vậy ông ta đã lấy đi một cái hộp rồi, là một đại gia thám hiểm, chắc chắn ông ta hết sức quen thuộc với loại cơ quan này thế nên mới để chiếc hộp kia ở lại thế nhưng trong đường hầm còn để lại mấy công cụ tương đối thô sơ rõ ràng không phải do stanley làm chẳng lẽ còn có người nào đó đến sớm hơn nữa à ở đây đã là một gian phòng bí mật rồi nhưng rõ ràng còn cách một khoảng nửa mới đến tượng phật khổng lồ của mật giáo lẽ nào người cổ cách đã biết chuyện gì đó nên mới đào sâu xuống lòng đất tiếc thật chỉ chưa đầy một mét nữa là đào đến lối thông rồi ừm cái gì đây nhỉ bên cạnh que diêm Giáo sư Phương Tân lại phát hiện thêm vài thứ nữa, nhìn rất giống những mảnh da dê đã mùn mục, trên có vẽ hai ký hiệu kỳ quái, khá giống chữ cái tiếng Anh. Giáo sư Phương Tân ghi lại hai ký hiệu ấy, chuẩn bị với tay nhặt lên, không ngờ ông thở hơi mạnh, hắt ra một hơi đã làm nó tan thành cho bụi luôn. Giáo sư Phương Tân nói, mảnh da dê vụn này e không phải của Stanley mang đến, có thể là đồ từ thời vương triều cổ cách. Trác Mộc Cường ba từ nãy vẫn nắm chặt tay Đường Mẫn, có điều đến giờ gã cũng bình tĩnh lại phần nào. Đường Mẫn vẫn đang chơi với trên làn danh sinh tử, có thể ngọc nát hương tan bất cứ lúc nào. Nếu đúng là cô bị suất huyết nội thật, ngoài phẫu thuật mở ổ bụng ra thì không còn cách điều trị nào khác, nhưng bọn họ lại không hề chuẩn bị dụng cụ để phẫu thuật giã chiến, vì số lượng đồ đạc có thể mang theo rất có hạn. Lữ Cánh Nam đứng phía bên kia Đường Mẫn, từ đầu chí cuối vẫn không ngừng cổ vũ tâm lý cho Trác Mộc Cường Ba. Lạt Ma Á La đã dần già tỉnh lại, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn đau đớn khôn nguôi. Âm cửa đá đã được mở ra một cách thuận lợi. ngay sau đó không chỉ có bụi đá rơi ra mà còn cả xương người, áo giáp, lưỡi đao, thuẫn bài nữa. trương lập nhảy lui một bước, thốt lên: "oa, ở đây cũng có nhiều xương quá. cái chỗ này rốt cuộc là có bao nhiêu tử thi đây nhỉ?" giáo sư phương tân nói: "không, cậu nhìn cho rõ đi. chúng khác hẳn những bộ xương chúng ta thấy trong tượng phật khổng lồ đấy. áo giáp này trông giống như binh sĩ cổ cách vậy. giờ chúng ta đã đứng trong địa phận di chỉ cổ cách rồi." Nhạc Dương nói, vậy thì chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Tốt quá đi, lại có thể trông thấy mặt trời rồi. Ba Tăng nói, mau ra ngoài thôi, nếu bọn chúng cho nổ lần thứ hai bên trong tượng Phật thì hỏng bét đó. Mọi người đều đã ra khỏi thạch thất, giáo sư Phương Tân vẫn ngẩn ngơ đứng ở cửa, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngắm chuẩn hướng chiếc hộp sắt bắn dây móc ra, cái đó giật mạnh, chiếc hộp rơi xuống đất đánh cộp một tiếng, giáo sư cũng lập tức nhảy ra khỏi thạch thất, nhưng sau lưng dường như vẫn không có biến hóa gì. Giáo sư Phương Tân lấy làm nghi hoặc, ông kéo chiếc hộp vào tay, giao cho Lạt Ma Á La, rồi định trở lại xem rốt cuộc là thế nào. Lạt Ma Á La liền cản lại nói, chân anh đi lại không tiện, để tôi đi xem. Nếu có biến cố, nói không chừng tôi còn trở ra được. Lạt Ma Á La quay vào rồi lại đi ra, vẫn an toàn lành lặn, nói với giáo sư Phương Tân, hai hốc hình vuông đều không có mộng áp, cũng có nghĩa là ở đây chẳng có cơ quan gì hết, chỉ làm ra vẻ có cơ quan để dọa người ta thôi giáo sư Phương Tân mặc dù không tin lắm, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Ai nấy thương tích đầy mình, còn vết thương của mẫn mẫn thì cần phải cấp cứu ngay, hai người liền nhanh chóng đuổi theo cả nhóm. Đường hầm này vừa dài vừa hẹp, xác khô chất đầy thành từng tầng từng lớp, cả đoàn người cứ thế dẫm đạp lên xác khô mà đi ra, dưới chân chốc chốc lại vang lên tiếng rắc giòn khô, bụi bốc lên như dẫm phải nấm mốc, không khí nồng nặc hôi hám. Ánh sáng, những người từ bóng tối trở về, nhìn thấy ánh sáng, cảm giác mừng vui như thể được tái sinh. Mặc dù đó chỉ là ánh lửa, nhưng Nhạc Dương và Trương Lập đã xúc động muốn khóc hòa lên, vội khinh đường mẫn dảo nhanh bước chân tiến về phía trước. Đừng cử động, thằng khốn kiếp nào ở trong ấy đấy. Bên ngoài vang lên tiếng mở chốt súng, một giọng thô lỗ khàn khàn khiến các thành viên trong đội xứ người lại. Nhưng chắc Mộc Cường ba lại thấy giọng nói này hết sức thân thuộc, liền đó bỗng nghe Trương Lập mừng rỡ reo lên, đội trưởng Hồ. Đội trưởng Hồ Dương, là chúng tôi đây mà, tôi là Trương Lập, năm ngoái ở khả khả Tây Lý đây mà. Hà, hạ, hạ súng xuống, xuống, hạ súng xuống, xuống. Một người đàn ông cao lớn dâu xồm xoàm như tướng cướp xải bước xông đến, không phải đội trưởng Hồ Dương thì còn là ai vào đây được nữa. Anh chàng đội trưởng tính tình ngang bướng hoang dã này cười hình hịch nói, chỗ nào cũng gặp các cậu cả, lần này lại đến tìm bảo bối gì thế. Hừ, sao thế này? Trương Lập đáp, cô mẫn mẫn bị va đập, chắc là xuất huyết nội rồi, giờ đang bị choáng đội trưởng Hồ Dương vội vẫy tay sắp xếp, tổ y tế đâu, mau gọi thành viên tổ y tế đến đây. Anh Hồ, giáo sư Phương Tân từ phía sau lê chân lên. Anh Phương, không phải anh vẫn đi tìm chó sao? Sao lại đổi thành đi trộm mộ rồi vậy? Đội trưởng Hồ Dương lại gặp được người quen, vừa đến là vỗ một phát luôn. Giáo sư Phương Tân suýt chút nữa bị anh ta vỗ cho xuống xuống đất, vội kêu lên, nhẹ thôi, tôi giờ chỉ là nắm xương già, còn bị thương nữa, không chịu được anh giày vò đâu đội trưởng Hồ Dương lại thấy Trác Mộc Cường Ba, hai người ôm chặt lấy nhau, đoạn Hồ Dương vỗ vai gã nói, Trác Mộc Cường Ba, lại tráng kiện thêm nhiều rồi đấy. Thấy Trác Mộc Cường Ba vẫn nhìn chằm chằm vào đường mẫn, anh liền an ủi, yên tâm đi, bác sĩ tôi dẫn theo toàn là chuyên gia cả, không sao đâu. Sau một vòng giới thiệu, mọi người đã quen nhau. Lần này đội trưởng Hồ Dương được bạn mời đến cổ cách tham quan, đội khảo sát khoa học tổng cộng có 6 người đi chuyến này phát hiện được hầm xác khô thứ ba trong mật đạo dưới lòng đất của vương cung cổ cách mọi người ước đoán trong mật đạo này còn chứa văn vật từ thời cổ cách để lại nữa vì di chỉ cổ cách đã trở thành khu du lịch nên để đảm bảo cho lần khảo sát này được thuận lợi họ mời cả bộ đội địa phương đến nghiệp trợ không ngờ lại gặp bọn giáo sư phương tân trong hang động mới đầu còn tưởng là bọn trộm mộ nữa vừa gặp mặt trương lập và nhạc dương đã bắt chuyện với mấy đồng chí trong quân khu luôn rồi trác mục cường ba chỉ trò chuyện vài câu cho phải phép lịch sự tất cả tinh lực của gã lại dồn hết vào đường mẫn. Mấy bác sĩ nhìn có vẻ rất dạn dày kinh nghiệm kiểm tra xong liền nói, gần như có thể khẳng định là xuất huyết nội rồi, giờ cách tốt nhất là phẫu thuật mở ổ bụng đồng thời lập tức truyền máu, cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay. Còn nữa, mấy người này đều bị thương không nhẹ, cũng cần phải đến bệnh viện ngay. Được các bác sĩ và bộ đội giúp đỡ, mọi người nhanh chóng ra khỏi địa cung. Một bác sĩ họ cắt nói, từ đây đi ô tô đến bệnh viện gần nhất cũng mất nửa ngày rồi, Đừng nói là bệnh nhân bị sốc nặng này không chịu nổi, đến những người gãy xương các anh cũng khó mà cầm cự được tới lúc ấy, cần phải yêu cầu trực thăng đến chi viện thôi." Lữ Cánh Nam nói, "Chuyện này bác sĩ cứ yên tâm, vừa nãy tôi đã liên lạc rồi, trực thăng đang bay đến đây đó." Bác sĩ Cát vẫn nói, "Nhưng mà bệnh nhân này không thể kéo dài được lâu như vậy, chỉ sợ không đợi được trực thăng đâu." Trác Mộc Cường ba vội nói, "Bác sĩ, chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?" Bác sĩ Cát đáp, truyền máu, truyền máu có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng mà một là cần rất nhiều máu, hai là chúng tôi không biết nhóm máu của cô ấy, lần này tôi chỉ mang theo một túi cấp cứu, không lái xe cứu hộ đến đây. Tôi chỉ có thể thực hiện quy trình bơm trao đổi huyết tương đơn giản nhất thôi, mọi người có biết nhóm máu của cô ấy không? Chắc Mộc Cường ba chia tay ra luôn, truyền máu của tôi đi, trong nhóm chúng tôi chỉ có mình tôi và cô ấy nhóm máu o thôi lập tức có một thành viên khảo sát khoa học và một binh sĩ nói mình cũng nhóm máu o những người còn lại rất nhiều người không rõ mình thuộc nhóm máu gì bác sĩ cắt ngăn lại nói chúng ta chỉ có một bơm trao đổi huyết tương chỉ có thể lấy máu của một người thôi trác mộc cường ba nói luôn vậy lấy máu của tôi đi bác sĩ cắt lo lắng nói nhưng mà phải gượng tới khi trực thăng bay đến chỉ sợ cần lượng máu rất lớn đấy lữ cánh nam nói chúng tôi còn một túi cấp cứu nữa bác sĩ xem có dụng cụ gì sử dụng được không Bác sĩ cắt gật đầu, vậy được rồi, mau khiêng bệnh nhân qua đây, chúng ta cần sử dụng ô tô để tạo ra một môi trường vô khuẩn. Trong xe, bác sĩ cắt kiểm tra túi cấp cứu của Lữ Cánh Nam, mừng rỡ nói, tốt quá rồi, dụng cụ của các vị hoàn thiện quá, xem ra chúng ta còn có thể tạo vòng tuần hoàn truyền máu cho cô ấy nữa đó. Tôi đã sơ bộ xác định phạm vi xuất huyết rồi, đang chuẩn bị dẫn lưu, giờ sẽ tiến hành sát khuẩn, chỉ cần một trợ thủ và người tiếp máu thôi, những người không liên quan xin ra ngoài hết cho kiểm tra CVP, huyết áp, nhịp tim, hô hấp, tiêm thuốc tê. Ông anh à, giờ tôi chỉ có thể dùng mắt thường mà tiến hành dẫn lưu máu, kinh nghiệm cho tôi biết là có thể truyền máu tuần hoàn, như vậy cộng với máu của anh nữa thì có nhiều hy vọng hơn, nhưng có sử dụng máu của cô ấy để truyền ngược hay không thì cần trưng cầu ý kiến của thân nhân người bệnh. Sử dụng đi, bác sĩ, tôi đồng ý. À, anh là gì của cô ấy vậy? Chồng mỗi 100ml máu thêm 10ml chất chống đông máu 3,8% sodium citrate, lọc qua 12 gạc rồi truyền lại vào cơ thể. Bơm trao đổi huyết tương, bắt đầu rút máu, anh bạn à, thân thể anh xuất hiện tình trạng gì phải lập tức báo cho tôi biết ngay, tôi không muốn có hai người cùng chết trong tay mình đâu đấy nhé. Yên tâm đi bác sĩ. Trong khe sâu dưới lòng đất, Merkin ngoảnh lại nhìn 17 tòa tháp ngược bập bùng ánh lửa, cảm thán thốt lến, cảnh tượng thật hùng vĩ quá, sau này nói không chừng còn khai thác làm khu du lịch được ấy chứ. Mắc vội nói, phải rồi, phải rồi, ông chủ thật tinh tường, đây đúng là kỳ tích của nhân loại. Sau bực bội nói, tâm trạng khôi phục cũng nhanh nhỉ. Vừa mới rồi còn đùng đùng nổi giận nhảy trồm trồm, giờ đã lại thưởng thức cảnh đẹp được rồi, thật không thể hiểu nổi anh nữa. Kin nở một nụ cười thần bí, rồi anh sẽ hiểu thôi. Nói đoạn hắn quay lại nhìn đám người mệt mỏi ủ rũ phía sau, lúc đến hơn ba chục tên, giờ chỉ còn lại lác đác chưa đầy chục người. Đi được nửa đường, bỗng có cảm giác khe núi rung lên nhè nhẹ, tựa như chạc ba một cành cây cổ thụ bị sét đánh đang đung đưa muốn đổ vật xuống. Mơ kinh thầm kinh hãi, vội nói, không xong rồi, trong khe vực có biến động, hình như có thứ gì sắp sập xuống thì phải. Tăng tốc, chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này. Mắc lầm bẩm nói thầm, chẳng lẽ bị cái mõm chó của thằng lôi ba nói chúng rồi, cả vách núi này sắp sập xuống chắc. Merkin đoán không sai, phần đầu tượng Phật khổng lồ và vách đá vốn liên kết với nhau bằng thông đạo hình chữ nhật, đoạn có huyết chỉ chính là phần kết hợp giữa thông đạo và vách đá. Sau khi bị bọn Merkin phá hủy, tượng Phật khổng lồ mất đi lực chống đỡ, giờ chẳng khác gì cành khô cây mục, liền đổ vật từ phần hông xuống, kế đó là vô số tiếng động ầm ầm, cả pho tượng Phật cao nghìn mét đã vĩnh viễn chìm xuống vực sâu không đáy dưới lòng đất. Thời gian trôi qua chậm lại một cách lạ thường, trong xe chỉ có tiếng máy móc và tiếng từng giọt máu chảy tí tách, Trác Mộc Cường ba chỉ nhớ lúc trực thăng đến bên ngoài hình như có tiếng người hoan hô, lên máy bay được một lúc, gã mơ màng ngủ thiếp đi. Mẫn mẫn, mạng chúng ta gắn liền với nhau rồi, sống thì cùng sống, chết thì chết chung, bất kể là thế nào anh cũng không bỏ cuộc đâu. Đừng chết, anh phải đưa em đi xem chiến ngao, em hứa với anh rồi mà, chúng ta phải cùng đi tìm kiếm nó. Một quần sáng trắng mênh mang, Trác Mộc Cường ba từ từ mở mắt, xung quanh tất thảy đều tuyền một màu trắng. Anh tỉnh rồi giọng lữ cánh nam vừa dứt bên cạnh lại có người lớn tiếng reo cường ba thiếu ra tỉnh rồi trác mộc cường ba thích ứng với hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng nhận ra đây là bệnh viện tường màu trắng giường màu trắng quần áo mặc trên người cũng đổi sang đồ màu xanh trắng lữ cánh nam cũng mặc đồ y như vậy hình như từ đầu chí cuối vẫn ở bên giường của gã giường bệnh của trương lập ở phía sau lưng lữ cánh nam một tay anh ta bị treo lên bó đầy thạch cao mẫn mẫn đâu lữ cánh nam đưa mắt nhìn sang tay phải trác mộc cường ba trong một thoáng bất giác gã nhận thấy mắt cô đỏ lượn lên trác mộc cường ba ngoảnh đầu sang phải liền thấy ngay đường mẫn cô đang nằm lặng yên tựa như nàng công chúa bạch tuyết hai chiếc giường được xếp cạnh nhau hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau vậy mà trác mộc cường ba lại không có cảm giác gì máy theo dõi của hai người đặt bên cạnh hai chiếc giường lữ cánh nam nói hai người lúc hôn mê vẫn nắm chặt tay nhau tách thế nào cũng không tách được hết cách, họ đành kê giường sát vào với nhau. Phía sau đường mẫn là nhạc dương, cũng bị treo cánh tay lên. Trác Mộc Cường ba muốn ngẩng đầu, Lữ Cánh Nam liền giúp gã một tay, phía bên kia phòng bệnh là giáo sư Phương Tân, Ba tang và Lạt Ma Á La đang nằm, ngoài ra còn một giường trống dành cho Lữ Cánh Nam. Xem ra lần này thu hoạch không tệ chút nào, tất cả đều trúng số cả. Bác sĩ mau chóng bước vào, một bác sĩ khoảng chừng 50 tuổi dẫn theo ba bốn người khác trẻ hơn. Cả bác sĩ cát cũng có mặt, Bác sĩ cát giới thiệu, đây là chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện chúng tôi, đồng thời cũng là thầy giáo tôi, giáo sư Bùi Vũ Khánh. Giáo sư Bùi kiểm tra một lượt rồi nói, lần này hai người không chết đúng là kỳ tích. Mặc dù cậu học trò này của tôi có hơi làm bừa, nhưng may là cậu ta cược thắng, nếu thể chất yếu hơn một chút thôi, hai người đều chết là cái chắc rồi. Trên thực tế, trước đó giáo sư Bùi đã nói riêng với học trò của mình không biết bao nhiêu lần, hai người này sống được tuyệt đối là một kỳ tích. Có lẽ À không, nhất định là có thứ gì đó khiến họ không thể bỏ được chấp nhiệm mới có thể cầm cự để sống tiếp. Hai người đều mất trên một phần ba lượng máu trong cơ thể, đặc biệt là người đàn ông kia, anh ta gần như đã truyền một nửa lượng máu của mình vào cơ thể cô gái rồi, gần như là lấy mạng đổi mạng, như vậy mà không chết, thật không thể nào tin nổi, thật không thể nào tin nổi. Theo cách nói của các bác sĩ, cả đám người này ít nhất có 5 người cần vào phòng giám sát bệnh nhân nặng để quan sát 24 trên 24, nhưng những người tỉnh táo đều nhất trí yêu cầu được ở chung một phòng bệnh. Kết quả là gian phòng lớn này gần như đã bị cải tạo thành phòng giám sát bệnh nhân nặng mới luôn. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn nắm tay nhau bò trở về từ lần danh sinh tử, tất nhiên là không cần phải nói. Sau đó là đến Lữ Cánh Nam, nhìn bề ngoài thì không sao, nhưng toàn thân đều bị tổn thương các tổ chức mềm, 6-7 giây chẳng bị đứt, tụ máu dưới da trên diện rộng, nhiều chỗ xương cốt lệch vị trí đã bị ép đẩy lại, suýt chút nữa là hình thành viêm mô mỡ, Mỗi vết thương trên người đều đủ đau đớn đến mất đi, thậm chí có những vết thương có thể trực tiếp dẫn đến tử vong. Các bác sĩ trông thấy những vết thương trên mình Lữ Cánh Nam mà kinh hoàng, tất cả đều không biết cô gái này đã làm thế nào để chịu đựng được. Lúc làm phẫu thuật đã cho cô hít vào một lượng HTO cô mê rất lớn, đến cả voi cũng phải hôn mê hoàn toàn, vậy mà Lữ Cánh Nam vẫn giữ được tỉnh táo. Các bác sĩ phải ngầm thừa nhận với nhau rằng thần kinh và xương cốt của người đàn bà này đều rèn bằng thép cả các tổ chức mềm của lữ cánh nam và lạt ma á la là tổn thương nhiều nhất cũng nghiêm trọng nhất nhưng xương cốt hai người thì ngay cả một vết dạn nhỏ cũng không có so với sắt thép cũng không ngoa xem phim chụp x quang của cô tất cả đều mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm ra không hiểu rốt cuộc thế nào mới luyện được cho mật độ xương cao đến mức ấy đây đặc biệt là lữ cánh nam phẫu thuật xong hôm thứ hai đã xuống giường đi lại cầm điện thoại không ngừng liên lạc không ngừng sắp xếp nọ kia tác phong nữ cường nhân sấm dung chấp giật chẳng khác gì bà chủ của doanh nghiệp lớn trong bệnh viện có người đàn bà thép, danh hiệu này đã dần được các bác sĩ truyền miệng khắp, ai cũng biết cả rồi. Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân tuổi tác đều cao, người già bị thương nặng như vậy, không chết đã là kỳ tích lắm rồi. Nhưng lúc đến bệnh viện hai người vẫn rồi rào sinh khí, tinh thần quắc thước, lại khiến các bác sĩ thêm một mẻ ngạc nhiên đến rơi cả kính, chỉ biết nghĩ đến câu gừng càng già càng cay. Ba người trương lập, nhạc dương và ba tan trông thì có vẻ bị thương rất nặng, nhưng ngoài gãy xương và bị trúng đạn ra những vết thương khác đều không vấn đề gì lắm, thêm vào tuổi tác vẫn còn trẻ, chắc rằng sẽ hồi phục rất nhanh, càng về sau càng đỡ hơn. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Trương Lập như sực nhớ ra chuyện gì đó, câu đầu tiên đã hỏi ngay, lần khảo hạch này chúng tôi đã qua cửa chưa? Giáo quan, Lữ Cánh Nam nằm trên giường, ngước mắt nhìn Trần nhà nói, ừm, um, coi như qua rồi. Trương Lập cũng tự thấy tức cười, suýt chút nữa là chết cả nút rồi, vậy cũng coi là qua cửa à? lữ cánh nam tựa hồ đang chìm trong hồi ức, không nói gì thêm nữa. Thực ra, lần này mỗi thành viên trong nhóm đều mang đến cho các bác sĩ một sự ngạc nhiên không nhỏ, đặc biệt là bao nhiêu người cùng bị thương một lúc như thế. Nếu không phải hỏi hang biết được một số chuyện, các bác sĩ thật sự đã ngỡ rằng bọn họ cùng rủ nhau nhảy từ tầng năm xuống nhất rồi, đến cả ổ đả tập thể cũng không thể gây ra thương tích nghiêm trọng như thế được. Phải nói là một đám liều mạng mới đúng. Sau khi hỏi lại. Chắc Mộc Cường ba biết ra gã và đường mẫn hôn nguyên 5 ngày rồi, giờ đều đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ban đầu họ được cấp cứu ở bệnh viện huyện Chát Đạt, rồi ngay sau đó tranh thủ từng phút từng giây một đưa tới bệnh viện này, cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Đường mẫn trước đó đã tỉnh một lần, giờ đã lại ngủ thiếp đi. Đội trưởng Hồ Dương có đến thăm mấy lần, để lại rất nhiều hoa quả và đồ tẩm bổ, vì còn nhiều việc riêng, nên chắc muộn hơn anh mới trở lại được. Vừa quay lại bệnh viện, Hồ Dương liền giận giữ sổ cho Trác Mộc Cường Ba vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài một trận, nói Trác Mộc Cường Ba không ra gì, rằng cả bọn làm ra chuyện lớn như thế mà lại không nói với anh một lời. Trương Lập chỉ biết cười khổ giải thích giúp Cường Ba thiếu ra, nói khi ấy bọn họ cũng chẳng hề biết đó là nơi nào, lại càng không hề biết chuyện gì liên quan đến bạc ba la thần miếu, lại càng không thể ngờ sẽ lập thành một đội được huấn luyện đặc biệt để tìm kiếm, mà khi ấy lại cảm thấy hy vọng tìm được con chó đó chỉ như hạt cát giữa sa mạc, sao có thể đem chuyện chẳng đâu vào đâu ấy nói ra được cơ chứ. Về sau tham gia đội huấn luyện đặc biệt, từ đầu chí cuối đều là tiến hành tập huấn bí mật, đâu có liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Nghe đồn lúc họ mới nhập viện còn có cả phóng viên đến nữa. Trác Mộc Cường ba hỏi tại sao không ngăn lại, nhạc dương cười gượng bảo với gã, lúc đó mọi người đều đang đẩy xe hay khiêng cáng, ai cản lại được chứ. Giới truyền thông vốn rất thính mũi, dù sao cũng có bao nhiêu người bị thương không rõ nguyên nhân như thế kia mà, nhưng chuyện này giáo quan đã phản ảnh lên cấp trên rồi, đến hôm sau là không còn phóng viên gì đến điều tra thâm nhập nữa. Sau khi họ rời khỏi khe vực dưới lòng đất, nghe đâu đã xảy ra sự cố địa chấn, hai bên thông đạo đều sập hết, ước tính muốn dọn sạch đường vào khe vực ấy cũng phải tốn thời gian một năm, không biết tên Ben và đồng bọn đã rời khỏi đó chưa. Điều làm các thành viên phấn chấn nhất là họ đã tìm thấy hai tấm bản đồ. Lạt ma á la cướp được trong tay Ben một tấm, trong cái hộp sắt giáo sư Phương Tân lấy được ở gian thạch thất cuối cùng có một tấm khác. Sau khi so sánh, các chuyên gia đưa ra kết luận, hai tấm bản đồ này cùng một chất liệu, là sản phẩm của cùng một thời kỳ, thậm chí có chuyên gia còn nói rõ rằng, hai tấm bản đồ này được vẽ trên cùng một tấm da sói, sau đó mới cắt ra làm đôi. Nhưng nội dung bản đồ thì lại hoàn toàn khác nhau. Cả hai tấm bản đồ đều được ghi lại trong máy tính của giáo sư Phương Tân. Hôm thứ hai sau khi Trác Mộc Cường ba tỉnh lại, giáo sư liền đưa cho gã xem. Đây chính là thứ họ giành được sau hành động đem cả tính mạng mình ra đặt cược. Tấm bản đồ thạt có vẽ hình thế mạch núi, xung quanh núi non vây bọc, có chú thích phương hướng. Có điều, ở Tây Tạng, những ngọn núi như thế quả thực quá nhiều, chỉ riêng mạch núi lớn đã có 3 4 cái rồi, đỉnh núi thì không đếm xuể, muốn tìm được phương vị chuẩn xác từ tấm bản đồ này, xem ra không phải chuyện 1 2 tháng mà giải quyết được hai tấm bản đồ gốc đều giao cả cho nhóm chuyên gia để tiến hành giám định các thông tin ẩn tàng trong đó. Ngoài ra còn một nhóm người chuyên dùng vệ tinh để chụp ảnh núi non Tây Tạng sau đó tiến hành so sánh một trên một. Tuy nhiên Lữ Cánh Nam cũng lưu ý mọi người, với tốc độ so sánh như hiện nay, chắc cần phải một năm sau mới hoàn thành được. Về tấm bản đồ giả kia, nói theo kiểu của Nhạc Dương thì là làm giả cũng chẳng nên hồn, người ta vừa nhìn đã biết ngay là hàng giả rồi. Tấm bản đồ ấy cùng một chất liệu với tấm bản đồ còn lại, chỉ là nội dung thì khác tấm kia một trời một vực. Giáo sư Phương Tân hình dung nó thế này, dù là bản đồ giao thông tường tận nhất của Bắc Kinh cũng không phức tạp bằng nó. Tấm bản đồ ấy quả giống như bản đồ thành phố Bắc Kinh vậy, vẽ từng vòng từng vòng thành kết cấu mạng nhện, chia làm vòng 1, vòng 2, vòng 3, những vòng tròn đồng tâm bất quy tắc ấy tổng cộng có khoảng hơn trăm, những phần chi tiết không ngờ phải dùng đến kính lúp mới phân biệt được, còn những đường ngang dọc thì vươn ra mọi hướng. Nếu nói mỗi đoạn là một con đường nhỏ vậy thì trên bản đồ này chắc phải vẽ đến cả hơn vạn con đường, hơn nữa mỗi đoạn lại dùng những màu sắc khác nhau để biểu thị, tổng cộng có 5 màu đỏ, vàng, cam, xanh lam, xanh lục, bên cạnh một số ký hiệu tượng hình, nhìn cũng rất ra dáng bản đồ. Nhưng đừng nói là giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La, đến cả đội trưởng Hồ Dương Kiến Đa Thức Quảng cũng chưa từng nhìn thấy bản đồ nào như thế bao giờ. Hồ Dương nói, bản đồ thời cổ đại không chi tiết như thời nay đâu, thường chỉ phản ánh mạch núi, dòng sông, đường xá, nơi cư dân tập trung mặc dù tỷ lệ không thể đến mức tuyệt đối nhưng ít nhất cũng khiến người ta nhìn là hiểu ngay cái thứ này của anh là cái gì đây một yếu tố mà bản đồ cần phải chú thích cũng chẳng có nếu bảo đây là thông đạo vậy những cái chấm này là gì có nơi nào có cả hơn trăm lối ra lối vào không anh nhìn đi đây 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 cả đây nữa đâu đâu cũng là đường à cuối cùng thì thông đến đâu đây chỗ nào cũng chui qua được hết à thế thì bản đồ cái nước mẹ gì chứ về chuyện bản đồ này còn một vấn đề nữa, nghe kể lại là giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La đã thảo luận chuyện này vô số lần rồi. Hai ấm bản đồ cùng một chất liệu và cùng một thời kỳ, nên có thể cho rằng một tấm đã bị nhà thám hiểm Stanley lấy trong địa cung của vương triều cổ cách từ hơn 100 năm trước, nhưng tấm bản đồ mà Lạt Ma Á La lấy được lại là đoạt từ tay Ben. Mà Ben và đồng bọn thì chưa từng vào đường hầm bị nổ lộ ra đó cũng có nghĩa là tấm bản đồ trong tay Ben được phát hiện bên trong tượng Phật khổng lồ hoặc trong thiên Phật Điệt, khả năng thứ hai cao hơn một chút. Mà thông đạo núi giữa địa cung cổ cách với tượng Phật khổng lồ không thông hẳn, vì lựu đạn nổ nên mới lộ ra, vậy tấm bản đồ kia sao lại từ địa cung cổ cách vào trong tượng Phật khổng lồ được? Giáo sư Phương Tân đưa ra hai giả thiết, thứ nhất là Stanley lấy được một tấm bản đồ trong địa cung cổ cách, sau đó lại tìm thấy lối vào khe ngầm dưới lòng đất, lùng sụp toàn bộ tượng Phật khổng lồ, cuối cùng làm mất bản đồ trong thiên Phật Điện để Ben phát hiện ra được. Giả thiết thứ hai là, bản đồ vốn được đặt trong đàn tế giữa thiên Phật Điện, về sau bị người ta lấy đi một tấm, rồi đặt trong địa cung của Vương Triều Cổ Cách. Nhưng nếu thế thì tấm bản đồ Stanley đã tìm được lại từ đâu ra điều này giáo sư không thể giải thích được. Dù suy đoán thế nào cũng không thể giải thích được, dù suy đoán thế nào cũng thấy cực kỳ bất hợp lý. Nơi hai tấm bản đồ xuất hiện có vẻ như chỉ cách nhau có một bức tường, nhưng lại cách đến cả mấy trăm năm, trong khi đó các chuyên gia lại cứ đưa ra kế luận rất có khả năng chúng được làm từ cùng một bộ da sói nữa. Tất cả đều thật khiến người ta khó hiểu. Lúc Trác Mộc Cường ba hôn mê, Lạt Ma Á La đã kể lại những chuyện ba người gặp phải cho mọi người, ai nấy đều cảm khái khôn nguôi với sự việc của Đa Cát, nói mặc dù tư tưởng anh ta hơi truyền thống bảo thủ, nhưng đích thực là một trang nam nhi người tạng chính trực. Nhưng Trác Mộc Cường ba còn chưa biết, vào hôm thứ hai từ khi gã bắt đầu hôn mê, đã xảy ra một số chuyện khác nữa. Hôm ấy, Giáo sư Phương Tân và Ba Tang đi phẫu thuật, lữ cánh Nam thì bận lên bận xuống xử lý các sự việc liên quan. Trong phòng bệnh ngoài trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn đang hôn mê ra chỉ còn lại Nhạc Dương, Trương Lập và Lạt Ma Á La. Ba người bàn luận những chuyện xảy ra trong đảo Huyền Không Tự. Khi Nhạc Dương đắc ý khoe mình nhặt được trong đống xương cốt một cái thẻ bài nhỏ bằng đồng, Lạt Ma Á La liền lập tức nghiêm khắc ra lệnh cho anh chàng phải giao nộp tang vật, thứ đó cần phải trả về cho nhà nước. Nhạc Dương vừa lầm bầm lấy thẻ bài ra hai mắt lạt ma á la đã sáng bừng lên. Lạt ma nhảy phát dậy, nhún chân một cái đã lên giường nhạc dương, chẳng hề có chút dáng vẻ tôn nghiêm của bậc đại sư nào cả. Nhạc dương còn đang ấp úng giải thích, tôi biết mấy thứ này đều phải trả cho nhà nước, tôi có nói là muốn giữ riêng đâu, chỉ là lấy chơi mấy ngày thôi mà. Thì lạt ma á la đã giật lấy tấm thẻ bài, cầm trên tay ngắm nghía kỹ lưỡng, hai mắt sáng rực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu có biết dây là cái gì không? Theo cậu thì giá trị của nó thế nào? Đại sư bất thình lình hỏi, rồi nhìn chằm chằm vào nhạc dương. Ông nhìn lâu đến nỗi nhạc dương trột dạ, rồi mới giải thích, đây là một cái cao vàng, cậu xem đây. Nói đoạn, ông liền cầm tấm thẻ đồng ấy lên ấn ấn hai cái, cũng không hiểu đã làm động tác gì. Tấm thẻ đồng liền kêu cách một tiếng, mở bung ra, thì ra là một cái hộp đồng nhỏ. Kế đó, đại sư dùng ngón tay khẽ vê vê, không ngờ liền kéo ra được một mớ là vàng dài 3cm, đầu đuôi núi liền nhau, xếp lại thành một thép. Trên mỗi lá đều có chạm trổ các loại tượng Phật khác nhau, tượng nào cũng được cả hình dáng lẫn thần thái, sống động như thật. Nhạc Dương kêu lên, oa, tôi cầm bao nhiêu ngày rồi mà không biết bên trong cái hộp này lại có cơ quan như thế đâu nhé. Lạt Ma Á Lan nghiêm giọng nói, đây là hộp vàng. Cậu đừng coi thường cái cao ô này, giờ cả đất Tây Tạng không tìm được đâu ra năm cái giống như thế đâu. Trong chế độ cũ, phải có thân phận kham bố trở lên mới đủ tư cách đeo nó trên người đấy. Nói tới đây, Lạt Ma Á La không khỏi ngẩn người ra thoáng chốc, trong bụng thầm nhủ, đây chỉ là thứ nhạc dương tiện tay nhặt được trong đống xương cốt đó mà tượng trưng cho thân phận địa vị này rồi. Trong băng ghi hình có thể thấy số lượng các pháp khí trong đống xương tàn ấy phải tính bằng con số trăm, mỗi một thứ đều có thể xem như quốc bảo cả đó. Trời ơi, thứ mà chúng đại diện là một gian đoạn lịch sử đã biến mất. Có lẽ nào, núi xương cốt ấy đều là những giáo đồ hạt nhân của thánh giáo. Hỡi Đức Ma Hê Thủ La Vạn Năng, tại sao tại sao lại để tín đồ của người phải chịu tai nạn khủng khiếp như ấy? Đại sư nhớ lại đến vô số nhục thân hoạt Phật đứng trước thiên Phật Điện. Những vị Phật sống ấy, nếu giờ mà xuất hiện trong bất cứ ngôi chùa nào ở bên ngoài, ngôi chùa ấy ắt sẽ lập tức trở thành Pháp tự hoặc thậm chí là Đại Pháp tự, đó là nhục thân hoạt Phật cơ mà. Nhưng trong thánh luyện đường ấy, bên cạnh cánh cửa đó không ngờ lại có đến cả mấy trăm vị nhục thân hoạt Phật đang đứng xếp hàng. Những vị ấy đều là bằng chứng rằng các tiền bối cao nhân trong thánh giáo đã hóa mục nát thành thần kỳ, dù gặp phải cảnh hỗn loạn như vậy, cũng không người nào kinh động đến các vị nhục thân hoạt Phật ấy, vậy mà giờ đây. Lạt ma á la hồi tỉnh lại sau cơn bi thương, phát hiện ra nét mặt nhạc dương hơi có phần quái dị, liền lục vấn tiếp, cậu còn lấy thứ gì nữa? Mau giao ra đây. Nhạc dương ấp úng nói, vốn còn một tấm sắt nhỏ nữa, nhưng lúc ở gian địa điện có mấy quả trùy, đã bị nam châm hút mất rồi. Miếng sắt như thế nào? Vẻ mặt lạt ma á la lại trở nên hết sức nghiêm túc. Rất mỏng, bên trên có chữ thập, không phải chữ thập, mà là chữ vạn, chắc là chữ vạn rồi, ừm, bên trên có cái đầu thỏ, kiểu gì thì hai cái tai cũng dài lắm, giống như loài động vật gì đó, hay là hướng nhìn của chúng ta không đúng, chắc là phải nhìn ngang nhỉ, anh đừng có làm dối. Nhạc Dương và Trương Lập khua tay múa chân, tả lại miếng sắt một cách tường tận. Khi nghe Nhạc Dương nói đến cái đầu thỏ, Lạt Ma Á là đã hiểu là chuyện gì, nhưng ông vẫn ung dung thản nhiên hỏi, có lẽ là loại pháp khí nào đó chăng? Có rất nhiều điều mà chúng ta không hiểu về tôn giáo ấy, bao gồm cả thần Phật và pháp khí của họ nữa." Nhạc Dương lắc đầu, "Không, không giống như pháp khí. Tôi thấy những lá sắt đó bên cạnh rất nhiều bộ xương, hơn nữa còn cả các phù hiệu trên đó nữa, tôi có cảm giác những phù hiệu ấy không giống nhau." "Vậy theo cậu thì nó có thể là thứ gì?" Lạt Ma Á La hỏi. Nhạc Dương đáp, "Nếu cứ bắt tôi nói thì cảm giác của tôi là, những lá sắt ấy giống như thẻ bài đại diện cho thân phận vậy." Lạt Ma Á la đứng lên khỏi mép giường, lắc đầu nói, "Không thể nào, theo tôi được biết, trong tôn giáo không cần những kiểu thẻ bài như thế, tôi nghiêng về hướng nó là pháp khí nhiều hơn, có rất nhiều tín đồ thành kính đều mang pháp khí theo bên mình, giống như cái cao ô này vậy. Để tôi mang thứ này cho Lữ Cánh Nam xem trước, hai người để ý cường ba thiếu gia và cô mẫn mẫn cho tốt đấy." Phát hiện kinh người của Nhạc Dương. Lạt Ma Á la ra khỏi phòng bệnh, Trương Lập liền nói với Nhạc Dương, "Này theo tôi thì cái thứ ấy chắc chẳng có ý nghĩa gì hết đâu." Nhạc Dương lắc đầu, "Tôn giáo thì không cần thứ ấy, nhưng nếu không phải tôn giáo thì sao?" "Không phải tôn giáo thì là cái gì? Những tượng Phật, bích họa, điện đường ấy cậu cũng nhìn thấy cả rồi, cho dù là chúng có khác hẳn với những gì chúng ta đã từng thấy trước đó đi chăng nữa." Trương Lập nói. Nhạc Dương vẫn băn khoăn, nhưng 18 tòa tháp ngược dùng để tu luyện, chắc anh cũng không quên chứ. "Giáo quan nói đó là nơi tôn giáo thần bí kia dùng để tu hành." theo anh thì tại sao giáo đồ của tôn giáo ấy lại phải tiếp nhận phương thức rèn luyện tàn khốc như thế? Trương Lập nghĩ ngợi dây lát rồi nói, cậu nghĩ vậy thì cũng phải, mặc dù tôi nghe nói nhiều tôn giáo có các pháp môn khổ tu khác nhau, nhưng hình như chỉ là tạo ra cảm giác đau đớn trên cơ thể thôi, còn tôn giáo này lại dường như muốn rèn luyện người ta thành võ lâm cao thủ vậy. Ừm, cậu nói xem, liệu họ có giống như thiếu lâm tự, lấy võ đạo để tu Phật đạo không nhỉ? Nhạc Dương đáp, vấn đề chính là xuất hiện ở đây, tối muộn hôm qua tôi có hỏi giáo sư Phương Tân rồi. Anh có biết tại sao thiếu lâm tự lại có nhiều võ tăng thế không? Tương truyền thiếu lâm tung sơn ở nơi rừng sâu núi thẳng, trước đây các sư trong chùa luyện võ là để đề phòng giặc cướp, mãi đến khi thập tam côn tăng cứu giá lý thế dân, võ học thiếu lâm mới được phát triển mạnh mẽ. Trong lịch sử, tăng nhân thiếu lâm tự cũng từng có mấy bận trở thành một lực lượng quân sự đặc thù của triều đình. Vậy còn tôn giáo thần bí kia thì sao, mục đích luyện võ của họ là gì đây? Trương Lập nói, vậy theo cậu thì tại sao họ luyện võ? Vì chiến tranh, Nhạc Dương nói chắc nịch, gạt ra ngoài tất cả các yếu tố ngoại tại, vào thời cổ đại, chỉ có những quân nhân bất cứ lúc nào cũng có thể ra chiến trường, mới cần tiếp nhận huấn luyện siêu cường độ hàng ngày, nâng thể năng và khả năng phản ứng lên đến cực hạn. Cùng một lẽ đó, phương thức huấn luyện địa ngục tàn khốc ấy cũng chỉ hữu dụng đối với quân nhân, bởi trên chiến trường nếu không đủ khả năng chiến đấu, sẽ chỉ tổ liên lụy đến các quân nhân chiến hữu khác. Nếu như vậy, chỉ bằng cứ để những kẻ ấy chết luôn ở nơi huấn luyện cho rồi, kẻ nào không thể vượt qua huấn luyện thì không đủ tư cách ra chiến trường. Còn nữa, nếu đúng là quân nhân thì mảnh sắt kia cũng có thể là thẻ bài chẳng vấn đề gì cả. Đó là tiêu chí duy nhất để nhận biết thân phận trong quân đội, ký hiệu ở mặt sau nó tương đương với số hiệu quân nhân của chúng ta ngày nay, mỗi người có số hiệu duy nhất, như vậy còn có thể đề phòng gián điệp của kẻ địch trà trộn vào nữa. Nhạc Dương vừa nói, vừa giơ ngón tay gật gù không ngừng bản thân cũng lấy làm phấn chấn trước phát hiện của mình. Trương Lập trợn mắt nói, nếu đúng là quân nhân, vậy thân thủ những người ấy chẳng phải còn lợi hại hơn cả chúng ta cơ à? Thế là vô địch rồi còn gì? Làm gì có chuyện ấy cơ chứ? Vô địch, đạo quân ánh sáng, nhạc dương lại nghĩ xa hơn nữa, hứng chí vỗ xuống giường, nói với Trương Lập, đại sư Á là từng nhắc đến rồi, đạo quân ánh sáng vô địch. Có lẽ những gì cốt chúng ta tìm thấy chính là của các binh sĩ trong đạo quân ánh sáng ấy. Nếu các chiến sĩ của đạo quân ánh sáng đều trải qua huấn luyện trong 18 tòa tháp ngược, lúc ra chiến trường đương nhiên là họ đủ sức lấy một địch trăm. Nếu đúng là như vậy thì cả đạo quân ánh sáng ấy chính là cánh quân bộ đội đặc trùng mà Vương Triều Thổ Phồn huấn luyện từ 1.000 năm trước. Tất nhiên họ là vô địch rồi, còn ai dám tranh hơn nữa đây? Trương Lập nói, nhưng mà, theo như Lạt Ma Á La nói, đạo quân ánh sáng ấy có lẽ đã mang theo báu vật trong tứ phương miếu cùng đến Bạc Ba La rồi mới đúng chứ? Nhạc Dương lắc đầu, không, Hai chuyện này không hề mâu thuẫn. Nếu nơi đó là cơ sở huấn luyện bí mật, vậy thì những binh sĩ đã thông qua khảo hạch sẽ không cần ở lại đấy làm gì nữa. Những người chết bên trong, có lẽ đều là huấn luyện viên và các thành viên dự bị của đạo quân ánh sáng mà thôi. Anh còn nhớ không, Lạt Ma Á là có nói, không hiểu vì nguyên nhân gì, đạo quân ánh sáng đột nhiên cùng biến mất với các báu vật trong tứ phương miếu. Nếu nói những xương cốt chúng ta thấy trong đảo huyền không tự đúng là của đạo quân ánh sáng, vậy theo anh sự kiện đạo quân ánh sáng đột nhiên rời khỏi vương triều thổ phồn mà họ phải bảo vệ, liệu có liên hệ gì với những cái xác bên trong đảo Huyền Không tự không? Thấy Trương Lập có vẻ đã ngộ ra điều gì đó mà lại như không thể nắm bắt được điểm chính yếu, Nhạc Dương liền chỉ rõ thêm, thử nghĩ lại quá trình chúng ta phát hiện ra những bộ xương ấy xem. Lối vào ở hang động Nạp Nam Tháp bị dầm mười mấy mét đất, còn vị trí địa lý của đảo Huyền Không tự thì sao? Bức tượng Phật khổng lồ được xây ở bờ vực thẳm, bên trên là núi đất cao mấy nghìn mét bên dưới cũng là vực sâu mấy nghìn mét, dưới đấy vực sâu có lẽ còn có sông ngầm chảy rất xiết nữa, lối ra duy nhất chính là ở phía bên kia khe vực, khoảng cách giữa tòa tháp ngược gần nhất và bờ vực cũng phải 3 400 mét, không có xích sắt thì căn bản không có cách nào vượt qua được. Nhưng lúc chúng ta đến đó, bên trong thông đạo chưa từng bị ai mở ra đó, dây xích đã bị người ta chặt đứt từ lâu rồi. Còn cả hai cánh cửa lớn bên trong miệng tượng Phật khổng lồ kia nữa, đó là do bọn Mơ dùng thuốc nổ cực mạnh cho nổ bật ra đấy, vậy nghĩa là sao? nghĩa là cánh cửa ấy đã bị chèn chặt chỗ nhiều xác chết nhất chính là sau hai cánh cửa ấy loại cửa ấy mà bị chèn chặt vào sức người có thể đẩy ra được hay không chứ trương lập khó nhọc nói cậu ý cậu là nhạc dương đáp là âm mưu đóng chặt cửa lớn chặt đứt dây xích lấp đầy lối vào tất cả đều để chắc chắn rằng không một ai có thể sống sót trở ra bọn họ làm hết sức triệt để ngoài âm mưu kiểu này ra tôi cũng không thể nghĩ ra nổi còn cách gì khác có thể tiêu diệt hoàn toàn một đội quân dự bị có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế vậy vậy thì ai đã vạch ra âm mưu đó trương lập thắc mắc nhạc dương cười khổ nói chuyện này thì chỉ sợ thần tiên cũng không biết đáp án rồi có lẽ là bọn gián điệp bất mãn với chính quyền thổ phồn hoặc là chính kiến của lãnh đạo đạo quân ánh sáng không phù hợp với người thống trị tối cao của vương triều thổ phồn hoặc cũng có thể là nguyên nhân nào đó khác nữa nhưng có một điểm có thể khẳng định chắc chắn những người bên trong đó đích thực là đã chết sạch, không một ai có thể thoát ra ngoài. Nếu những suy luận trước của tôi là chính xác, căn cứ vào đó có thể suy ra, một nghìn năm trước, biến cố bất ngờ xảy đến với đảo huyền không Tử cùng sự kiện đạo quân ánh sáng rời khỏi thổ phồn, nói không chừng đúng là có quan hệ gì đó đấy. Có chứng cứ gì không vậy? Trương Lập hỏi một câu hết sức ngu ngốc. Nhạc Dương tỏ vẻ không vui đáp, không có. Nói thực lòng, Tất cả những suy luận này đều là giả thiết không có căn cứ của tôi thôi, anh hoàn toàn có thể coi như tôi đang một mình lầm bẩm lang nhăng cũng được. Nói xong, anh chàng liền lừa mắt nhìn Trương Lập một cái. Trương Lập thở dài một tiếng, một nghìn năm trước, trong đảo huyền không tự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Nhạc Dương không thèm trả lời. Một lúc sau, Trương Lập lại lên tiếng, được rồi, được rồi, tôi biết suy luận của cậu rất có khả năng là thật, nhưng chuyện này cũng thật khó khiến người ta chấp nhận được mà hơn nữa theo tôi ấy à quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức nếu nói bọn họ còn tín ngưỡng tôn giáo vậy đến lúc đó giữa tôn giáo và chính quyền thổ phồn rốt cuộc là họ sẽ nghe ai đây hả cậu nói xem liệu có phải vì tôn giáo của họ và chính quyền thổ phồn xảy ra mâu thuẫn nên mới dẫn đến âm mưu này và sự kiện ly khai của đạo quân ánh sáng phải không nhỉ nói đi nghe xem nào tôi biết phân tích của cậu là có lý nhất mà nhạc dương nói chúng ta không có chứng cứ chẳng qua chỉ là ngồi đây suy đoán tưởng tượng ra mà thôi. Trương Lập lầu bầu, cậu không phải người nhỏ nhen thế đấy chứ, tôi biết là sau khi từ đảo huyền không tự trở về tâm trạng cậu rất tệ, có phải liên quan đến người gặp trong thập tướng tự tại điện không? Lúc ấy tôi nghe cậu hét cái gì kiệt thế, tuy là về sau giáo quan không tra xét ngọn ngành chuyện này ra, nhưng trong tình huống ấy mà cậu lại không khắc chế được mình đến nỗi phải hét lên, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Nhạc Dương đột nhiên thoải mái buông một câu, làm gì có chuyện gì anh nghĩ nhiều rồi trương lập lại nói chúng ta có phải anh em không vậy cậu có chuyện gì giấu giếm chẳng lẽ tôi lại nhìn không ra chắc mặc dù từ lúc trở về đến giờ cậu luôn cố tỏ ra thoải mái như không có chuyện gì xảy ra vậy nhưng cậu cười miễn cưỡng lắm cái tên gì gì kiệt ấy là ai trước đây các cậu quen nhau à có phải trước đây hắn làm gì có lỗi với cậu nên cậu mới hận hắn thế nhạc dương không cười nổi nữa anh nghiến răng nói nếu còn coi tôi là bạn bè thì anh đừng có quản vào chuyện này. Mỗi người đều có bí mật riêng, xin anh để tôi giữ bí mật của mình, coi như là giúp tôi một chuyện đi, cũng đừng nói với Cường Ba thiếu gia hay người nào khác, được không? Tự tôi sẽ xử lý chuyện này, thế nào cũng có ngày ấy. Tay anh đột nhiên bấm chặt vào thành giường, tựa hồ như muốn bóp nát thứ gì đó. Trương Lập thấy Nhạc Dương nói kiên quyết như thế, xem ra dù thế nào cũng nhất quyết không chịu nói với mình, đành lựa lời khuyên giải, có nhận lầm người không? lúc ấy tối thế cơ mà, chúng ta lại đều rất căng thẳng nữa. Nhạc Dương chỉ đáp lại sáu chữ, hóa thành cho, cũng nhận ra. Lạt ma á là tìm được lữ cánh nam, đưa chiếc cao ô vàng cho cô, Nhạc Dương nói, cậu ta phát hiện ra huy hiệu của đạo quân ánh sáng trong tòa cung điện ba tầng ở miệng tượng Phật khổng lồ. Lữ cánh nam vội nói, ô, cậu ta nói thế nào? Lạt ma á là đáp, cậu ta còn chưa xác định được thứ mình nhìn thấy là pháp khí hay một dấu hiệu nhận biết thân phận nào đó, nhưng cậu ta vẫn kiên trì nhận định rằng thứ đó giống như thẻ bài vậy. Chỉ e là không bao lâu nữa, cậu ta sẽ phát hiện đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí chúng ta nói đến có quan hệ với nhau, hoặc giả sẽ cho rằng đạo quân ánh sáng chính là tôn giáo thần bí mà chúng ta vẫn nói đến. Lữ Cánh Nam thắc mắc, nhưng đó là chuyện sớm muộn gì cũng phải cho họ biết mà. Lạt Ma Á la nói, nhưng vấn đề ở chỗ, năng lực điều tra của cậu Nhạc Dương này quá mạnh, ta lo sẽ có một ngày Cậu ta sẽ phát hiện ra một số chuyện bất lợi cho chúng ta, đặc biệt là cho con đấy." Lữ Cánh Nam nói, "Nhạc Dương là một trong những học sinh ưu tú nhất mà con huấn luyện, về mặt phân tích và điều tra, năng lực của cậu ta sớm đã vượt qua con rồi, điểm này thì con hoàn toàn không hề nghi ngờ." Ý của á là đại nhân con đã hiểu, nhưng muốn tùy tiện tìm một lý do khiến cậu ấy ra đi thì sợ không được đâu." Lạt Ma Á La liền hỏi, "Tại sao vậy?" Lữ Cánh Nam cúi đầu đáp, trước khi xuất phát chuyến này con mới nhận được một số thông tin, vẫn chưa kịp báo với Á La Đại Nhân. Nhạc Dương đến đây, rất có khả năng là còn có một nhiệm vụ khác. Lạt ma Á La kinh ngạc thốt lên, ý con là, cấp trên không tin tưởng con cho lắm. Lữ cánh nam gật đầu, có khả năng đó. Xét cho cùng thì tôn giáo tín ngưỡng của con không phải bí mật gì với cấp trên cả, chẳng phải cũng chính vì nguyên nhân này mà con mới đến phụ trách đội khảo sát nghiệp dư này hay sao? Lạt ma Á La nói, con cho rằng nhạc dương nhận được mệnh lệnh mới từ khi nào vậy lữ cánh nam đáp có lẽ là cùng thời điểm gia nhập nhóm huấn luyện lạt ma á là thầm kinh hãi trong lòng nói chẳng hề nhận ra một chút nào lữ cánh nam gật đầu cậu ta học chuyên ngành này mà năm đó còn phải mất rất nhiều công sức mới dạy được cậu ta kỹ năng này trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để bất cứ ai nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào với thân phận mà cậu ta đang đóng vai có điều Cá nhân con cho rằng dù Nhạc Dương có phát hiện gì chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta và Cường Ba thiếu gia cũng là một và không hề xung đột gì với nhà nước hết, chúng ta chỉ lấy về thứ vốn thuộc về chúng ta mà thôi." Lạt Ma Á là đột nhiên hỏi, "Vậy có khi nào cậu Nhạc Dương này bị thế lực thứ ba sử dụng không?" Lữ Cánh Nam lắc đầu, "Chắc là không đâu, tại sao đại nhân lại hỏi vậy?" Lạt Ma Á là nói, "Hành vi của Mức Kinh lần này vẫn hết sức kỳ quặc." Ta còn nhớ con từng đề cập đến chuyện trong hồ sơ lý lịch của Nhạc Dương có 2 năm không rõ ràng, khoảng thời gian ấy liệu có xảy ra vấn đề gì không?" Lữ Cánh Nam khẳng định, "Không có đâu ạ, à, có điều con lại muốn biết điều gì khiến Á La đại nhân lo lắng?" Lạt Ma Á La đáp, "Hành vi của Moker rất cổ quái, trước tiên, nhóm người hắn dẫn theo có vẻ như toàn là người Trung Quốc, lần này hắn không sử dụng đến bọn lính đánh thuê người Nga." Lữ Cánh Nam nói, có lẽ hắn cảm thấy sử dụng lực lượng vũ trang nước ngoài không tiện bằng chiêu mộ luôn trong nội địa Trung Quốc. Hắn rất giỏi chiêu mộ đám tội phạm hình sự nghiêm trọng bán mạng cho mình, ở nước ngoài cũng thường xuyên dở trò này mà. Lạt Ma Á La lại hỏi, vậy thì tại sao hắn lại phải cho nổ tất cả ở đó vậy? Lữ Cánh Nam cũng lấy làm nghi vấn, điểm này thì đích thực rất kỳ quái, theo lý thì hắn cũng phải biết những sinh vật kỳ quái trong hang động ấy đã rửa sạch mọi thứ trong hang rồi dù là dấu vết để lại trong thập tướng tự tại điện và mạn đà la tông tế thì cũng không thể tra xét đến chỗ hắn được mới đúng. Trước mắt chúng ta chỉ có thể dựa vào hành vi mục đích của con người này, quy kết cho tính cách cẩn trọng đa nghi của hắn thôi, có lẽ hắn không muốn để lại bất cứ chứng cứ phạm tội nào của mình cả. Lạt ma á la lắc đầu, không, không phải vậy. Chắc chắn còn điều gì đó mà chúng ta chưa biết, nhất định phải nghĩ cách làm rõ mới được, con người này tương đối nguy hiểm. Còn cả kẻ đi bên cạnh hắn ta nữa, nếu ta không lầm thì người ấy là một tên thao thú sư đó. Thao thú sư, Lữ Cánh Nam giật mình kinh hãi thốt lên, vậy bọn hắn và 13 kỵ sĩ bàn tròn? Lạt Ma Á la gật đầu, chắc chắn chúng có liên quan đến 13 kỵ sĩ bàn tròn, khi Makin nghe ta nói ra mấy tiếng này, cả người hắn như biến đổi hoàn toàn, lộ ra vẻ lo lắng bất an, nếu không phải vậy, ta cũng thật không biết phải ứng phó với hắn thế nào nữa. Nếu bị kẻ còn lại kia đuổi kịp, ta tuyệt đối không phải địch thủ của bọn chúng. Lợi hại đến vậy sao?" Lữ Cánh Nam trầm ngâm nói, khi các trưởng lão trong giáo phái nhắc đến trong 13 kỵ sĩ bàn tròn có Thao thú sư đã biến mất của đất tạng chúng ta, còn vẫn còn chưa tin lắm, giờ xem ra. Lạt Ma Á La nói, bản thân Mơ Kim đã là một kinh địch rồi, khi đó hắn ra tay trong chiêu còn lồng chiêu khác, chưa dở hết toàn lực, mỗi lần xuất thủ đều để dành thời gian và không gian đủ để biến chiêu, theo như ta đoán, có lẽ hắn mới chỉ dùng năm phần sức mạnh mà thôi. Lữ Cánh Nam thốt lên, năm phần sức mạnh. Lạt Ma Á là gật đầu. Ừm. Lúc ấy ta vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, đã dùng đến 7 phần sức lực. Thêm vào đó là ra tay bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp nên mới may mắn đoạt được bản đồ. Nếu kiên dùng hết toàn lực, chỉ sợ ta cũng không dễ gì mà thoát thân. Càng đừng nói đến chuyện cướp được đồ trên người hắn. Đúng lúc ấy, một bác sĩ họ Trương bước tới hỏi, à, hai người đều ở đây cả. Ehem, tôi muốn hỏi một chút, hai người chính là chị gái và chú của anh Trác Mộc Cường ba phải không ạ? hai người khẽ gật đầu bác sĩ trương liền nói vậy vậy mời đi theo tôi chúng tôi có chuyện cần nói với hai vị hai người theo bác sĩ vào một phòng làm việc bên trong không ngờ đã tự tập sáu bảy bác sĩ nữa cả giáo sư bùi cũng có mặt giáo sư bùi lên tiếng trước tiên lần này gọi hai vị đến đây là vì chúng tôi đã phát hiện trên người anh trác mộc cường ba một vấn đề một vấn đề tương đối lớn hai vị đều là người thân của anh ấy phải chứ Lạt Ma Á La và Lữ Cánh Nam đều tỏ vẻ như đã biết trước sẽ là vậy rồi, từ lúc nhập viện đã ký tên xác nhận quan hệ thân thích trực hệ vào giấy đồng ý phẫu thuật của Trác Mộc Cường Ba. Đại sư nói, phải rồi, tôi là chú hai của nó. Lữ Cánh Nam cũng nói, tôi là chị ruột của nó. Một bác sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam, cảm giác cô chị ruột này còn trẻ hơn em trai của mình nữa. Giáo sư Bùi nói, ừm, um, là thế này, biết nói thế nào nhỉ, sức khỏe của anh Trác Mộc Cường Ba không ngờ lạt ma á la đã nói thẳng luôn là vấn đề về máu phải không lữ cánh nam cũng nói đã phát triển đến mức độ nào rồi giáo sư bùi nói hai người đã biết cả rồi ư vậy thì tốt tiểu thôi cậu giải thích cho họ nghe đi một bác sĩ trung niên đeo kính nghiêm túc đứng lên nói trong khi phẫu thuật máu anh chắc mộc cường ba giường như có gì đó rất quái dị vì vậy chúng tôi đã tiến hành tô màu tủy sống để chụp cho anh ấy kết quả có được khiến chúng tôi hết sức kinh ngạc tế bào bạch huyết và bạch cầu của anh ấy dường như đã xảy ra biến dị nhưng lại không giống với bất cứ dạng nào mà chúng tôi từng biết chúng tôi đã hỏi thăm các chuyên gia trong nước và đồng nghiệp quốc tế họ cũng tỏ ra rất hứng thú với mẫu xét nghiệm này nếu chúng tôi đoán không sai bệnh mà anh chắc mộc cường ba mắc phải là một chứng ung thư máu biến dị hoàn toàn mới giờ biến dị đã khuếch tán đến tủy sống và toàn bộ các tế bào máu hai người có hiểu không lạt ma á la lộ vẻ bi thương đau đớn hỏi tiếp tất nhiên là chúng tôi đã biết cường ba mắc bệnh này không phải một hai ngày. Bác sĩ, ông nói thẳng đi, theo phán đoán của các ông, cháu tôi còn sống được bao lâu nữa? Bác sĩ trung niên ấy cũng dứt khoát đáp luôn, vì đây là bệnh lạ chưa gặp bao giờ, cần phải quan sát một thời gian dài mới đưa ra kết luận chính xác được. Có điều, nếu đổi thành một chứng ung thư máu đã biết loại hình, cùng giai đoạn như vậy, với sức khỏe của anh chắc một cường ba, có lẽ, có lẽ nhiều nhất là sống được hai năm nữa. Đại sư và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn giống như những gì các vị trưởng lão ở thôn công bố đã nói. Giáo sư bùi lên tiếng, có điều, các vị cũng không cần phải quá bi thương. Nếu hai người đồng ý, xin hãy cho phép bệnh viện chúng tôi tiến hành trị liệu toàn diện cho anh Trác Mộc Cường Ba. Chúng tôi sẽ dùng đến những kỹ thuật tiên tiến nhất, sử dụng các loại thuốc mới nhất, và lại, chúng tôi còn có thể trị liệu hoàn toàn miễn phí cho anh Trác Mộc Cường Ba nữa. Nói xong, giáo sư ngước mắt nhìn hai người thân của Trác Mộc Cường Ba. Trong tình huống thông thường, khi bệnh viện đưa ra đãi ngộ như vậy, người nhà bệnh nhân sẽ không hề do dự gì mà đáp ứng ngay. Vị bác sĩ không ngờ lần này lại nhận được một lời từ chối thẳng, Lữ Cánh Nam nói, chúng tôi hiểu ý của bệnh viện các ông rồi, nói trắng ra thì chính là thí nghiệm y học trên căn bệnh mới chứ gì. Không cần tốn sức nữa, chúng tôi sẽ không đồng ý đâu. Tất cả các bác sĩ vốn đều có mấy phần thích thú pha lẫn kỳ vọng, vừa nghe cô nói câu này, ai nấy rất lấy làm thất vọng giáo sư bùi vẫn muốn thử một lần cuối cùng nhưng mà lạt ma á la liền ngắt lời chúng tôi hoàn toàn hiểu được ý của phía bệnh viện sở dĩ nói không cần là vì từ nhỏ cường ba đã mắc bệnh này chúng tôi đã đưa nó đi chữa trị ở rất nhiều bệnh viện ở anh đức mỹ và nhiều nước khác họ cũng đã cố gắng hết sức nhưng đều như nhau thôi không hề có một chút hiệu quả nào ngược lại những thứ thuốc men đó còn gây cho cường ba tổn thương lớn hơn trên thực tế cha nó cũng qua đời vì chứng bệnh này cả cha tôi tức là ông nội nó, cũng chết vì bệnh này. Đây có lẽ là căn bệnh có lịch sử di truyền trong gia tộc, chúng tôi không muốn làm cường ba tổn thương thêm nữa. Đại sư nói dối mà không hề chớp mắt lấy một lần, đến nỗi giáo sư bùi cũng lộ thần sắc thông cảm. Lữ cánh nam lại bổ sung thêm, sự thực là chuyện này trong gia tộc chúng tôi vốn chẳng phải bí mật gì nhưng chúng tôi vẫn luôn giấu cường ba, chỉ nói với nó đó là một căn bệnh bình thường, về cơ bản đã trị dứt rồi. Hy vọng phía bệnh viện có thể vì chúng tôi vì cường ba mà giữ kín bí mật này đến thời cơ thích hợp chúng tôi sẽ tự mình cho nó biết sự thực nói tới đây giọng cô dường như có chút nghẹn ngào các bác sĩ đều bày tỏ sự thương tiếc đồng thời gắng sức an ủi hai người nhà bệnh nhân sắp mất đi người thân này đảm bảo sẽ giữ kín bí mật vừa khuyên giải vừa tiến ra cửa lại còn dặn dò họ chớ nên quá đau lòng kẻo anh chắc mộc cường ba sẽ nhìn ra sơ hở ra khỏi gian phòng ấy lạt ma á la mới thở dài một tiếng Lữ cánh nam cũng thở hắt ra khe khẽ. Hai người bọn họ đều hiểu rất rõ, cổ độc không phải là thứ y học hiện đại có thể lý giải được, muốn giải độc thì phải bắt đầu từ bạc ba la thần miếu đã mất tích kia. Mấy ngày đầu khi chắc Mộc Cường Ba vừa hồi phục, hầu hết thành viên trong nhóm đều không xuống nổi giường, chỉ có thể ngồi trong phòng bệnh trò chuyện. Đặc biệt là những lúc giáo quan rời khỏi bệnh viện lo công chuyện, phòng bệnh liền ồn ào huyên náo hẳn lên, mọi người thi nhau kể về những chuyện mình trải qua sau khi chia tách, nói đến đoạn nào nguy hiểm, chốc chốc lại hít mấy hơi khí lạnh, cảm giác vẫn chưa hết ghê người, có băng tư liệu của giáo sư Phương Tân quay lại làm chứng, không thể nào giả được. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là rõ ràng có hứng thú nhất với kiến trúc như cung điện ba tầng, cứ xem đi xem lại ba bốn bận. Kiến trúc hùng vị ấy, phong cách đặc sắc ấy, cùng với vô số xác người trong đó, thật không biết đã trôn giấu bao nhiêu bí mật. Lạt Ma Á là lại càng nhận ra nhiều điểm nghi vấn, chỉ hận mình không thể lao vào màn hình máy tính, đem từng thi thể ra giải phẫu quan sát xem rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là khi Lạt Ma Á la xem đến những đoạn mấy người nhóm giáo sư Phương Tân phát hiện tư thế của tử thi có chỗ dị thường mà dì ống kính mày quay lại gần, trong lòng ông không khỏi chấn động. Thực lực mà những bộ xương khô ấy thể hiện, ít nhất cũng đều trên. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến họ tàn sát lẫn nhau như thế? Tại sao lại phá hủy tượng Phật? Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng Lạt Ma Á la lại cuộn trào lên, hồi lâu sau cũng không bình tĩnh lại được đến chuyện của ba người bọn Trác Mộc Cường ba thì mọi người càng hào hứng muốn nghe hơn. 18 tòa tháp ngược ai cũng đều tự trải nghiệm qua rồi, các cơ quan như thế mà chỉ được xem là khúc dạo đầu, vậy thì khảo nghiệm của bậc dũng sĩ chân chính sẽ như thế nào, không ai không nóng lòng muốn biết. Mặc dù Lạt Ma Á La cũng từng kể sơ qua một lượt, nhưng khả năng kể chuyện của Lạt Ma Á La so với khả năng đọc thuộc kinh văn của ông thật khác biệt quá lớn, kể cả là gặp phải các cơ quan như pháo khí hay hang gió, qua lời kể của đại sư cũng chỉ có mỗi một câu chỗ đó quả nhiên là nguy hiểm, tôi xông ra hai lần đều không được, vậy là hết chuyện. Trác Mộc Cường ba thì khác, nói gì thì nói gã cũng từng là lãnh đạo doanh nghiệp, cùng một chuyện từ miệng gã kể ra, so với lạt ma á là nói ra thì khác nhau một trời một vực. Mới đang màu đầu câu chuyện, đội trưởng Hồ Dương đã đẩy cửa bước vào. Anh lại mang hoa quả và đồ bổ đến thăm mọi người. Vậy là cả đám bệnh nhân liền mở đồ hộp gọt hoa quả, mời đội trưởng Hồ Dương nhập bọn, vừa ăn vừa kể chuyện. Trác Mộc Cường ba thuật lại chuyện họ trải qua đủ vô số hiểm nguy liên tiếp, khiến người nghe đều kinh tâm động phách, phòng bệnh liên tiếp vang lên những tiếng ồ à kinh ngạc. Nếu có bác sĩ đi qua, chị e sẽ tưởng đây là một đám tín đồ túc cầu giáo đang xem đá bóng mất. Trong lúc tối đen mà sử dụng áo rơi bay lượn, đó tuyệt đối là mèo mù vớ phải chuột chết, hoàn toàn chỉ dựa vào vận may. Nếu sau đó ba người không chạm phải thứ gì thì đúng là sinh tử khó biết thế nào mà lần. Chuyện kể đến đó, trái tim mỗi người nghe bất giác cũng như theo đấy mà treo ngược lên không chung. Còn thiết kế dựa theo cấu tạo bên trong cơ thể người của pho tượng Phật khổng lồ thì làm mọi người thêm một phen kinh ngạc. Nhóm của giáo sư Phương Tân căn bản không hề chú ý đến điểm này. Đường mẫn hơi có chút hiểu biết về y học, giờ ngẫm lại quả nhiên cũng thấy có nhiều phần tương tự thật. Khi Trác Mộc Cường ba nói về những bức bích họa cổ quái nhìn thấy trong thạch thất, không chỉ giáo sư Phương Tân hỏi rất kỹ càng, mà cả đội trưởng Hồ Dương cũng nghe hết sức chăm chú, hai nhân vật đẳng cấp chuyên gia đều có chút thành tựu ở lĩnh vực của mình đã tinh nhạy nghe ra trong lời kể của Trác Mộc Cường ba những thông tin không tầm thường. Nhưng có lạt ma á la ra sức dẫn dắt câu chuyện và ra hiệu ngầm, Trác Mộc Cường ba đã không nhắc đến chiến thú đồ. Khi nghe kể về những bước diễn võ trình chiến đồ, nhạc dương quay sang phía trương lập nhướng nhướng mày lên, tỏ ý suy đoán của mình chẳng phải là hoàn toàn bịa đặt. Đội trưởng Hồ Dương và giáo sư Phương Tân đều cho rằng đó là những tác phẩm hội họa của các thời kỳ khác nhau. Hồ Dương lại còn nhận định, những bức bích họa đó mới là thứ có giá trị nhất mà họ phát hiện được ở đảo Huyền Không tự lần này. Những bức tranh săn thú nguyên thủy cổ xưa nhất ấy rất có khả năng là tác phẩm của dân tạng gốc để lại từ thời đồ đá, còn vì sao những mãnh thú ấy lại khổng lồ như vậy, thì có lẽ là do dân tạng nguyên thủy muốn bày tỏ sự sùng bái của mình đối với sức mạnh. Đội trưởng Hồ Dương nói người xưa nhiều khi thích sử dụng những hình ảnh quái vật chắp phá để thể hiện khao khát sở hữu sức mạnh phá hoại, khả năng săn bắn và khả năng sinh dục mạnh mẽ đó. Diễn võ Trình Chiến đồ cổ cách đã được phát hiện ở nhiều nơi, thời thổ phồn rất nhiều, thời vương triều Tượng Hùng cũng có, chứng tỏ người Tạng cổ cũng như các dân tộc thiểu số Mông cổ, Mãn đều là dân tộc thượng võ. Nếu được xem tận mắt những bức bích họa đó thì thông qua phục sức và vũ khí, các chuyên gia chắc có thể đoán được niên đại tổng thể không khó. Tuy nhiên, cả đội trưởng Hồ Dương lẫn giáo sư Phương Tân đều không thể hiểu nổi bức tranh vẽ con thuyền quái dị đang bơi về phía bóng tối mà chắc Mộc Cường ba nhắc đến. Theo hình dung của họ, sông ngòi ở Tây Tạng nước chảy quá xiết, việc sử dụng thuyền bị hạn chế theo địa vực, tư liệu còn lại về việc này rất ít. Vì không nghiên cứu chuyên môn, nên ngoài thuyền ra châu ra, hai người cũng chẳng biết có loại thuyền nào lớn hết cả, mà nghe chắc một cường ba miêu tả thì đó nhất định phải là thuyền lớn có thể chở mấy chục, thậm chí hơn trăm người. Đám trương lập, nhạc dương nghe hai vị chuyên gia ngồi phân tích mãi đã chán ngấy ra, nằng nặc thúc dục chắc một cường ba kể tiếp. Bọn chắc một cường ba càng trèo lên cao, mức độ nguy hiểm gặp phải càng lớn, khi kể đến đám dây leo bất ngờ phình to ra ấy, tim mọi người cũng thắt lại, sắc mặt ba tang tái mét đi. Không nghi ngờ gì nữa, trong lần hành động này, ngoài chuyện đụng độ với bọn Ben Merkin, sự việc nguy hiểm nhất chính là gặp phải đám dây leo có thể tự do hoạt động trong hang ấy rồi. Hồ Dương thoạt nghe đã trợn mắt lên nói, có cả cái thứ này nữa sao? Mẹ kiếp, sao quái đản quá vậy? Nhạc Dương lè lưới, cũng may cái thứ đó cuốn tới tương đối chậm, mà anh ba tang thì phản ứng nhanh, bằng không cả bọn chúng tôi đều không biết đã chết thế nào rồi ấy chứ ba tang cũng lấy làm cảm khái cái thứ đó dù anh chỉ thấy một lần thôi thì cả đời cũng không thể nào quên được lạt ma á la nói mọi người có chú ý đến không hình như thứ dây leo này mọc có chỗ nhanh chỗ chậm đấy tốc độ sinh trưởng của đám dây leo chúng tôi thấy bụng tượng phật khổng lồ không hề đáng sợ như những dây leo mà mọi người gặp phải đâu giáo sư phương tân gật gù ừm um, theo tôi thì có lẽ tốc độ sinh trưởng của chúng được quyết định bởi lượng nước nhiều hay ít Trương Lập ngắt lời ông, đúng thế rồi, nhất định là như thế. Chỗ chúng tôi đi qua lúc đó rất ẩm ướt, tôi nhớ là từ cung điện ba tầng đi xuống vòng vèo một lúc lâu, nếu theo tỷ lệ bên trong cơ thể người, nói không chừng chính là ở vị trí trái tim đấy. Giáo sư Phương Tân nói, cái thứ đó, rất khó có thể nói là thực vật, tiếc là lúc đó chỉ lo chạy chối chết, không thu thập được mẫu vật. Biết đâu chúng lại là thứ sinh vật cổ đại đã bị tuyệt chủng nào đó cũng nên. Trác Mộc Cường Ba nói, Mặc dù những dây leo đó phình to lên một cách điên cuồng rất đáng sợ, nhưng so với loại sinh vật mà sau đó chúng tôi gặp phải thì chúng cũng chẳng nhầm nhò gì cả. Kế đó, gã lại kể chuyện bọn gã đã gặp phải một loạt thạch thất liên hoàn và bọn run khổng lồ trong dạ dày tượng Phật. Ai nghe cũng giận hết cả người, phòng bệnh vì thế bỗng im phát trong một thoáng. Sống trong hang đá, có thể phun axit, bề ngoài nhìn rất giống run, dài hơn 2 mét, thứ quái vật này ai bỗng nhiên nghe kể đến cũng đã dựng hết cả tóc gáy lên, huống hồ là gặp phải cả một đàn, Mọi người nghe chuyện đều nín thiên thiết, trong đầu không ngừng tưởng tượng, không biết nếu mình mà gặp phải lũ quái vật ấy thì biết ứng phó thế nào đây. Im bặt hồi lâu, nhạc dương đột nhiên lên tiếng, à, tôi nghĩ tôi biết đó là thứ gì rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người nhất loạt hướng sang phía anh, nhạc dương nói, hồi tôi đi lính ở Thanh Hải, từng nghe một anh chàng người nội mông kể ở chỗ bọn họ có một loại sâu gọi là sâu tử vong, bình thường thì ở dưới lòng đất, dài khoảng 1, 2 mét, người nhìn thấy chúng mà còn sống sót được không nhiều, con vật ấy có thể phun axit, lại còn có người đồn nó phóng được cả điện nữa, dài lòng thòng như ruột bò, màu đỏ sậm pha màu đen, vì vậy người địa phương gọi là sâu lòng bò. Nhạc Dương nói đến đây lẩm bẩm tự giễu mình, khi đó anh chàng ấy nói huynh hoang quá, chúng tôi còn tưởng anh ta đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm nữa cơ, thật không ngờ. Thật không ngờ đúng là có thứ quái đản như thế. Hồ Dương nói, ừm, tôi cũng có nghe nói. Hình như còn có cả chuyên gia nước ngoài đến khảo sát nữa. Giáo sư Phương Tân nói, nếu đúng là vậy thì rất có khả năng là cùng một loài một chi loài sâu đó sống trong bóng tối một thời gian dài màu sắc sẽ tự động nhạt đi thành ra màu phấn hồng vậy vậy thì đúng là giống hệt như run sán ký sinh trong ruột người rồi còn gì trương lập hỏi thế thế mọi người làm sao mà thoát ra được vậy trác mộc cường ba đưa mắt nhìn lạt ma á la đại sư liền nói khi phát hiện bọn run ấy không tấn công ba người chúng tôi tôi mới lờ mờ cảm giác được có thể trên người chúng tôi có thứ gì đó khiến chúng phải lùi bước liên hệ với chuyện các cơ quan trong thạch thất đều dùng thiên châu cảm ứng mà khởi động tôi đã nhận định rằng thiên châu chính là khắc tinh của chúng nhạc dương nói tiện nhắc đến cái thiên châu này tôi sớm đã nghi vấn từ lâu lắm rồi đại sư thiên châu rốt cuộc là có công dụng gì vậy tại sao vừa khởi động được cơ quan lại còn đuổi được bọn run khổng lồ đi nữa thế này thế này liệu có quái huyền hoặc hay không Lạt Ma Á là trầm ngâm không nói hết câu, chuyện này. Mặc dù ông biết Thiên Châu là thánh vật của tạng giáo, nhưng nguyên lý bên trong thế nào thì quả thực ông không được rõ. Giáo sư Phương Tân lên tiếng giải thích, thứ này thì tôi cũng biết sơ qua. Tôi có người bạn cũ chuyên môn nghiên cứu Thiên Châu. Thực ra nó được tạc từ đá mã não ở Tây Tạc, đồ án bên trên hoàn thành do sử dụng một phương án ăn mòn cực kỳ đặc biệt nghe nói đã thất truyền từ 800 năm trước rồi. Mặc dù hiện nay có rất nhiều loại thiên châu bán trên thị trường, nhưng đại đa số đều dùng công nghệ hiện đại để chế ra toàn là hàng giả hết thôi thiên châu độc đáo và đặc biệt chính là ở nguyên liệu và công nghệ chế tạo ra nó thứ mã não ấy không biết là khai thác từ ngọn núi nào mà có hiệu ứng từ trường rất mạnh trong tất cả các loại đá con người đã biết đến ngoài kim cương ra thì phạm vi ảnh hưởng từ trường của đá mã não làm thiên châu rộng nhất và mạnh nhất tôi nghĩ người xưa đã lợi dụng từ trường của thiên châu để chế tạo loại cơ quan khởi động bằng cảm ứng như thế còn nguyên lý cụ thể bên trong thế nào nhất thời khó mà làm rõ được. Thứ nữa nói đến công nghệ chế tạo Thiên Châu thì đã thất truyền mất rồi. Theo lời người bạn kia của tôi, vật liệu làm ra những đồ án trên Thiên Châu cũng rất đặc thù, với các loại đồ án khác nhau người ta phải sử dụng các vật liệu khác nhau. Có loại Thiên Châu đeo vào người thì được an thần yên tĩnh, hoạt huyết thông não, cũng có loại Thiên Châu khiến người đeo cường thân kiện thể, thông kinh hoạt lạc, lại có cả Thiên Châu tác dụng hoàn toàn trái ngược nữa. Những tác dụng đặc thù này, nếu dùng khoa học ngày nay để giải thích thì ngoại trừ do ảnh hưởng của từ trường mạnh tác động vào môi trường bên trong cơ thể người ra, phần còn lại chính là nhờ công hiệu kỳ lạ của những chất liệu đặc thù ấy đấy. Hồ Dương lại bổ sung thêm, còn về loài sâu tử vong, có lẽ chúng là một giống sinh vật dựa vào từ trường để phân biệt phương hướng. Rất nhiều sinh vật có vùng từ trường nhỏ của riêng chúng, đặc biệt là các loài chim di trú, vì dựa vào địa từ trường để nhận biết phương hướng nên bọn chúng mới không bị lạc trên cả chặng đường dài đằng đẵng có thể lũ sâu tử vong còn giữ lại đặc tính này của tổ tiên nên khi ở gần thiên châu chúng mất cảm giác về phương hướng và theo bản năng mà rời xa thiên châu ừm tôi nghĩ đúng là như vậy đấy nhạc dương nói oa thì ra thiên châu lại có công hiệu như thế kia à vậy chúng ta mỗi người đều đeo một cái đi chẳng phải có thể gặp hung hóa cát tránh quỷ trừ tà rồi không hồ dương cười khổ nói cậu tưởng ai cũng đeo thiên châu được đấy à giờ đa phần đều là hàng giả một cái thiên châu thật dù chỉ là tam nhân thiên châu cũng phải cả vạn tệ rồi, huống chi dân tạng tuyệt đối không bao giờ bán thiên châu đi cả. Trương Lập cũng nói, không sai, những người đeo thiên châu đều là các Lạt ma, pháp sư thân phận cao quý hoặc quý tộc thời trước. Khi những bậc đại sư ấy cho rằng cậu là người đại đức đại trí, họ sẽ lấy thiên châu ra tặng, thứ đó không phải để bán đâu. Nhạc Dương thấy không thể kiếm được thiên châu, không khỏi lộ vẻ thất vọng. Lạt ma Á la chợt lên tiếng, "Ừm, um, không ngờ thiên châu lại có tác dụng như thế." mọi người không cần lo chuyện này để tôi nghĩ cách cho chúng nhân giờ mới bừng tỉnh ngộ xét cho cùng thì đại sư cũng là người của phía tôn giáo mà trác mộc cường ba kể những trải nghiệm kinh tâm động phách của họ ra hết trọn ba tiếng đồng hồ thì kể đến đoạn đa cát hy sinh mặc dù mọi người đều đã nghe lạt ma á là nói đa cát chết vì cứu cường ba thiếu gia nhưng không ngờ anh chàng ấy lại chết theo cách như thế trong lòng không khỏi đánh giá sự trung liệt của đa cát thêm mấy bậc nữa Dũng Nhi vô ý, đến cả đội trưởng Hồ Dương là người chưa từng gặp Đa Cát bao giờ cũng nức nở không thôi. Đa Cát là một dũng sĩ chân chính, giáo sư Phương Tân đánh giá. Đường Mẫn chỉ có thể nắm tay chắc Mộc Cường ba qua khoảng cách giữa hai chiếc giường, an ủi gã, đây không phải lỗi của anh, đừng quá đau buồn. Không khí bỗng trở nên một ngạt. Hồ Dương phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy, vặn vẹo bàn tay nói, phải rồi, lúc ấy mọi người cũng không ngờ rằng đi một vòng lớn dưới lòng đất, Kết quả lại chui ra ở bên dưới di chỉ cổ cách đúng không? Trác Mộc Cường ba nắm chặt bàn tay đường mẫn, cảm kích nói, cũng may là có đội trưởng Hồ Dương ở đó, không thì chúng tôi thật không biết phải làm thế nào nữa. Đội trưởng Hồ Dương nói, bất kỳ đội khảo sát khoa học nào gặp phải tình huống ấy cũng đều giúp các bạn thôi. Đúng rồi, các bạn có hiểu biết gì về cổ cách không vậy? Trương Lập Nhạc Dương đều chưa nói với đội trưởng Hồ Dương rằng bọn họ chính là lần theo đầu mối của cổ cách Kim Thư mới truy đến được đảo Huyền Không Tự nhưng khi họ dùng ánh mắt thăm dò lữ cánh nam xem có thể nói hay không, liền nhận được câu trả lời phủ định. Giáo sư Phương Tân nói, chúng tôi biết được một chút, nói là hiểu biết thì không dám nói. Điều ông nói đây cũng là sự thực. Đội trưởng Hồ Dương nói, cổ cách có thể nói là một quốc gia sinh ra vì tôn giáo, mà cũng diệt vong vì tôn giáo. Sự diệt vong của vương triều cổ cách, cho đến nay vẫn là một câu đố, mặc dù các học giả nghiên cứu lịch sử cho rằng binh sĩ lạp đạt khác đã tấn công vương triều cổ cách, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn chưa được giải quyết. Theo lẽ thường, nếu một vương triều bị công chiếm, chắc chắn sẽ bị tàn phá đến đổ nát tan hoang, bao nhiêu đồ vàng bạc châu báu sẽ bị vơ vét sạch cho bằng hết, nhưng vương triều cổ cách này thì trái ngược hẳn, rất nhiều kiến trúc vẫn được bảo tồn hoàn hảo, các đồ đạc quý trọng đều còn giữ lại được, mãi đến thế kỷ 19 mới thực sự bị đào trộm trên quy mô lớn, bị đám nhà thám hiểm nước ngoài kia cướp đi hết. Còn nữa, tuy động sắc khô cổ cách đã nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng thứ mà người ta vẫn gọi là động xác khô không đầu chỉ là một hang nhỏ chứa các xác khô hầu như hoàn chỉnh cả. Ngoài động số 1 mà mọi người vẫn biết, chúng tôi còn bí mật khai quật được mấy cái động xác khô khác lớn hơn nữa. Vị trí chỗ mọi người chui ra hôm đó thuộc khu vực thông đạo mật nằm ngầm dưới lòng đất của Vương cung cổ cách, tức hang động số 7, cũng là động xác khô lớn nhất chúng tôi phát hiện được từ trước đến nay. Trong đám xác khô ấy, ngoài thi thể người cổ cách ra, còn có rất nhiều xác của những kẻ xâm lược lẫn vào. Điểm này thì không thể không khiến người ta sinh nghi cho được, cho dù có là đồ thành trang nữa, thi thể cũng phải được thanh trừ, chứ không thể vứt bừa bãi trong các đường hầm được. Vì vậy mới nói, những chuyện xảy ra trong lịch sử, qua mấy trăm năm thì không thể nào nói lại cho rõ được nữa rồi. Nghe đội trưởng Hồ Dương nói đến những nghi vấn tồn tại trong lịch sử cổ cách, cả bọn Trác Mộ Cường ba đều lấy làm kinh ngạc. Trong tư liệu của họ không hề thấy đề cập đến nhà thám hiểm thế kỷ 19 nào, liệu đó có phải chính là Stanley không? Trác Mộc Cường Ba càng nhạy bén hơn nhận ra, cổ cách có một lượng lớn xác khô, cả một núi xác chết trong đảo huyền không tự. Em mờ trận ở Mai ha, còn cả huyết trì nữa, những thứ này dường như có một liên hệ gì đó, nhưng rốt cuộc là liên hệ như thế nào thì gã nghĩ mãi cũng không thông được. Nhắc đến cổ cách, Trác Mộc Cường Ba nhớ ra câu chuyện Hắc Miêu Hoàng Hậu, bèn kể với đội trưởng Hồ Dương, đồng thời hỏi xem chuyện này đáng tin tới đâu. Anh chàng dâu rậm cười cười đáp, những truyền thuyết dân gian như thế chắc là nhiều lắm, nói thực một câu, Tôi cũng chưa nghe bao giờ, nhưng có thể hỏi bạn giúp, anh ta nghiên cứu cổ cách không chỉ năm một năm hai thôi đâu. Còn một điều nữa, người cổ cách đã đi đâu, đó cũng là một câu đố chưa tìm được lời giải đáp. Dựa vào những gì chỉ đã phát hiện cho đến thời điểm này, có thể thấy năm xưa cổ cách hẳn phải là một vương quốc cực kỳ phồn thịnh, nghe nói chỉ riêng vùng chát đạt này thôi đã có cả hơn trăm nghìn người sinh sống rồi. Nhưng sau khi cổ cách bị diệt phong, thần dân của nó cũng đột nhiên biến mất luôn, đến giờ vẫn chưa phát hiện được sách vở văn thư gì của vương triều này, Rốt cuộc là còn bao nhiêu di tích đang chôn vùi dưới lòng đất kia chúng ta hoàn toàn không biết một chút nào hết cả. Vì vậy mới nói, những bức bích họa ấy, tạm không quan tâm chúng là của cổ cách hay là của Tượng Hùng, cũng đều là bằng chứng lịch sử. Có còn nhớ bức bích họa chúng ta nhìn thấy ở sông Băng Khả Khả Tây Lý không, nhà nước đang chuẩn bị phái tổ chuyên gia nghĩ cách đến đó một lần nữa đấy, nói là Trác Mộc Cường ba đột nhiên ngắt lời, "Phải rồi, đội trưởng Hồ, sau khi chúng tôi đi, bọn săn trộm Hồ Lang ở Khả Khả Tây Lý thế nào rồi?" Đội trưởng Hồ Dương đáp, cậu nói vậy tôi mới sực nhớ ra đấy, hình như sau khi các cậu đi, đám hồ lang ấy cũng bật vô âm tín luôn, kỳ săn bắn mùa đông năm ngoái cũng không thấy chúng có hoạt động gì nữa, đúng là chuyện lạ. Trương Lập có ấn tượng rất sâu sắc với sự kiện lần ấy, vội vàng hỏi, Cường Ba thiếu ra, sao vậy, anh nhớ ra gì à? Chắc một Cường Ba điềm đạm nói, tôi nghĩ, bọn mà, mà chúng ta đụng độ trong đảo huyền không tự, chính là hồ lang. Cái gì, cái gì, Nhạc Dương và Trương Lập gần như cùng lúc kêu lên đầy kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba giải thích, từ lần tên Nhiêu Nhị Hoa mò đến trại huấn luyện của chúng ta, tôi đã bắt đầu nghi ngờ, dù hắn muốn báo thù cho anh trai chăng nữa, nhưng với năng lực của cá nhân hắn làm sao có thể tìm được nơi chúng ta huấn luyện cơ chứ, trừ phi là. Nhạc Dương nói, trừ phi là mất ở giữa cung cấp đầu mối, trong đám đối đầu với chúng ta hiện nay, chỉ hắn mới có khả năng này thôi. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, không sai, sau đó không phải giáo quan đã nói kẻ giao thủ với cô ấy là người Trung Quốc hay sao? Lần đấy ở khả khả Tây Lý, Merkin đã đi theo chúng ta, sau đó hắn có tiếp tục tìm kiếm chúng ta nữa hay không? Mà hắn lại rất giỏi chiêu tập một lũ bán mạng cho mình nữa, vì vậy tôi mới đưa ra suy đoán này. Nhạc Dương gật đầu, giờ xem lại thì suy đoán này rất có khả năng là thật đấy. Nói đến đây, mọi người ai nấy đều chịu nặng một bầu tâm sự, thảo luận thêm một lúc lâu nữa, không ngờ lại tăng thêm bao nhiêu điều lo ngại bạn đang đọc truyện được tải. Khoảng thời gian sau đó, mọi người đều ở bệnh viện dưỡng thương. Lữ Cánh Nam một mặt báo cáo công việc với các cấp lãnh đạo, mặt khác còn lo tổ chức nhóm chuyên gia giải mã diễn dịch các chỉ dẫn trên bản đồ, ngoài ra còn vô số công việc tổng kết và báo cáo về tính khả thi nữa, bận đến nỗi đầu bù tóc rối. Những người khác không có việc gì làm thì nằm trên giường bệnh nói chuyện phiếm, dối quá thì lấy những đoạn phim giáo sư Phương Tân quay ra phát lại, xem bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình cũng là chuyện vui vẻ hứng thú giáo sư Phương Tân cũng không ngừng làm việc, hễ có cơ hội là ông lại sử dụng mạng Internet liên lạc với bạn bè các nơi và tổ chuyên gia, cùng nghiên cứu những thông tin từ địa cung Aegis lần trước và một số tư liệu thu thập được trong chuyến đi cổ cách lần này. Nếu các bác sĩ không kịch liệt phản đối, e rằng giáo sư đã kéo thẳng dây mạng đến tận giường bệnh luôn rồi. Bác sĩ nói với ông, bác à, lần này bác may mắn lắm, chỉ bị dạn xương nhẹ, nhưng cơ bắp thì tổn thương rất nghiêm trọng. Tôi cần phải trịnh trọng cảnh cáo bác, trong vòng một năm thì không lặp lại hành vi nguy hiểm ấy nữa, bằng không, nhẹ thì cái chân này của bác sẽ tàn phế, nặng thì tính mạng cũng khó giữ nổi đâu. Máy tính máy tiếc rất không có lợi cho quá trình hồi phục của bác, bác nên bất tiếp xúc thôi, khi nào đỡ hơn thì phải ra ngoài nhiều để tập luyện hồi phục. Đúng là, tuổi tác thế này rồi mà vẫn còn làm công việc nguy hiểm như thế làm gì? Nửa tháng sau, Lư Cánh Nam nói với mọi người rằng bọn Mắc đã đáp máy bay rời khỏi Trung Quốc, hắn đi theo đường đại sứ quán, căn bản không thể chặn lại được. Hơn nữa bọn hắn cũng không để lại bất cứ chứng cứ nào, tất cả chứng cứ đều đã bị cho nổ sạch sẽ tan tành. Tuy giáo sư Phương Tân cũng quay được một số hình ảnh, nhưng hoàn cảnh chiến đấu trong bóng tối mù mịt ấy, người trong ảnh và cái bóng ma thật chẳng khác nhau là mấy. Nhưng tất cả đều hiểu rõ, bọn Mơ sẽ không bỏ cuộc như vậy, nhất định bọn hắn còn quay lại, thân thận thánh sứ của Mơ và ham muốn truy tìm bạc ba la thần miếu mãnh liệt của hắn, đến giờ vẫn là một câu đố. Hôm ấy, Trác Mộc Cường ba đang dựa lưng vào bậu cửa sổ đọc báo, đột nhiên có một người xông vào, tay sách theo một giỏ hoa quả. Nhạc Dương hỏi: "Ông tìm ai vậy? Có phải nhầm phòng rồi không?" Người kia không bận tâm đến nỗi mồ hôi đầm đìa trên trán, ánh mắt đảo khắp phòng, vừa tìm thấy Trác Mộc Cường ba liền mừng rỡ reo lên: "A, Cường ba, quả nhiên là anh ở đây." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cuối cùng Lạt Ma Á la nói: "Trận chiến với tượng hùng Tổ hợp người và ngao đã đánh bại tổ hợp sói và đại kim bằng, cái đó quét sạch 10 vạn đại quân của Tượng Hùng, từ đấy không còn địch thủ nữa. Trận chiến kinh thiên động địa ấy, cuối cùng cũng quét sạch chướng ngại cuối cùng ngăn trở Tạng Vương Tùng tán can bố thống nhất cao nguyên. Mô thức của thú chiến đã được viết lại một cách triệt để, thao thú sư trực tiếp tham chiến với thân phận binh sĩ, đó là chuyện chưa từng được nghe nói đến trong lịch sử của thú chiến. Và chiến ngao, thủ hộ linh hoàn toàn mới ấy cuối cùng cũng được người đời biết đến, bằng bá khí lấn nuốt cả thiên hạ ấy. Chúng đã tuyên bố với những thủ hộ linh khác rằng mình mới là loài thú chiến đầu mạnh mẽ nhất. Trác Mộc Cường ba quay đầu lại, cũng lấy làm kinh ngạc kêu lên, chính, sao lại là anh? Kế đó gã liền quay sang giới thiệu với Nhạc Dương, đây là phó tổng giám đốc công ty chúng tôi, đồng phương chính, là chiến hữu giám đốc cùng tạo lập sự nghiệp với tôi đấy. Vị này là thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt của tôi, trinh sát Nhạc Dương. Người mới đến không phải ai khác mà chính là đồng phương chính được Trác Mộc Cường ba ủy thác toàn quyền quản lý công ty đồng phương chính nói lần này anh đi liền một mạch hai năm chẳng có tin tức gì cả thời gian lâu hơn bất cứ lần nào trước đó nếu không phải tiền trong tài khoản vẫn không ngừng tiêu hao tôi tưởng anh đã hoàn toàn biến mất rồi đấy trác mộc cường ba nở nụ cười áy náy nói ừm um, từ đấy vẫn toàn huấn luyện bí mật vì vậy gần như tôi không có liên hệ với thế giới bên ngoài phải rồi sao anh biết tôi ở đây đồng phương chính đáp tôi xem chương trình tin tức trên tv nói bệnh viện này tiếp nhận một nhóm người bị thương nặng nghe đâu là một nhóm mạo hiểm tự phát tôi thấy có anh chàng lần trước cùng anh đến công ty liên đoán chính là mọi người quả nhiên trác mộc cường ba cười cười nói là trương lập đúng rồi tình hình công ty thế nào đồng phương chính lộ vẻ ái ngại tình hình không được tốt cho lắm sau khi anh đi công ty xảy ra mấy chuyện lớn năm đầu tiên là vụ khu nhà chó bị trúng độc tập thể mặc dù đã cấp cứu nhưng chúng ta vẫn mất đi hùng hùng tốt ti tiểu khôi tổng cộng 6 con ngao giống về sau điều tra ra, là do Tiểu Trương vì một số bất mãn với chuyện điều động công tác mà cố ý đầu độc, đã xét xử rồi, lần đó chúng ta tổn thất phải đến mấy triệu tệ. Sau đó lại xảy ra chuyện người mua không biết chăm sóc làm chó mắc bệnh dại, ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của công ty. Nguyên nhân chủ yếu là do giờ người ta đã nhìn thấy lợi ích thương nghiệp rất lớn của việc nuôi dưỡng chó ngao, người người đều nuôi ngao, bất kể họ có phải dân chuyên nghiệp hay không, chúng ta phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn từ thị trường tôi cũng đã tận hết tâm sức để duy trì công ty chỉ hận mình không thể mọc ra tám cánh tay thôi phải rồi cường ba à bao giờ anh định trở về công ty vậy trác mộc cường ba nhìn đồng phương chính mệt mỏi lo âu rồi lại ngoảnh đầu nhìn những giường bên trống mỗi chiếc giường đều đại diện cho một người anh em đã cùng vào sinh ra tử với gã trác mộc cường ba vỗ nhẹ lên vai đồng phương chính nói giờ công ty vẫn có thể hoạt động bình thường chứ đồng phương chính đáp hoạt động bình thường à đương nhiên chỉ là thời kỳ tiền vào như nước khi anh đứng đầu công ty thủa trước đã qua rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, chỉ cần vẫn hoạt động bình thường là tốt rồi, cho tôi thêm một ít thời gian nữa, chúng tôi đã nắm được đầu mối quan trọng nhất, sắp thành công tới nơi rồi. Khoảng thời gian này, chính là thời gian phong trào nuôi chó ngao lan rộng, thị trường sẽ gặp phải chấn động rất lớn. Với sự đào thải của thị trường, những kẻ không có tư chất nuôi chó ngao sẽ bị gạt ra ngoài thôi. Nếu lần này tôi có thể tìm được tử kỳ lân, chúng ta sẽ sở hữu giống cho ngao xuất sắc nhất, thuần chủng nhất thế giới. Chỉ cần giữ được qua khoảng thời gian này thì sẽ không còn vấn đề gì nữa, tôi tin rằng với năng lực của anh, chuyện này cũng chẳng khó khăn gì cho lắm. Đồng Phương Chính cười khổ nói, rốt cuộc còn cần bao lâu nữa? Có thể nói chắc được không? Chắc Mộc Cường Ba khó xử nói, chuyện này xác định dựa trên tình hình hồi phục của chúng tôi và cả việc giải mã đầu mối nữa, thời gian cụ thể thế nào tôi cũng khó đưa ra phán đoán lắm. Đồng Phương Chính lại cười khổ, cơ hồ như lơ đắng, đưa mắt liếc nhìn sang phía Nhạc Dương một cái, thấp giọng nói, Cường Ba à, tôi phải nói trước, nếu công ty kinh doanh không được nữa thì anh cũng không thể trách tôi đâu đấy nhé. Trác Mộc Cường Ba ấn hai vai Đồng Phương Chính, cười cười nói, anh làm việc, tôi yên tâm. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi Trác Mộc Cường Ba dặn dò Đồng Phương Chính phải giữ bí mật, vì sức khỏe cũng chưa hồi phục nên gã chỉ có thể tiến Đồng Phương Chính bằng ánh mắt. Một lúc sau, Trường Lập lết cánh tay bó bột trở lại, lẩm bẩm nói: "Bóng người lúc nãy sao mà quen thế, điệu bộ như thể nhiều tâm sự lắm, mà tôi nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai nữa." Bóng người, Trác Mộc Cường ba đột nhiên như nắm bắt được điều gì đó, đúng rồi, trong Đảo Huyền Không Tự, gã cũng thấy một bóng người quen thuộc lắm, hiểm nỗi lúc ấy quá tối tăm, gã có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra đã từng thấy cái bóng lưng ấy ở nơi nào. Thị trấn Lochaber, Scotland, Vương quốc Anh ở đây có một trang viên tràn ngập hơi thở đồng quê, toàn bộ trang viên tọa lạc trên miền núi bên bờ biển, nhìn về phía tây có thể ngắm đại tây dương ẩm ẩm sóng vỗ, nhìn sang phía đông có thể thấy núi Ben Mevis. Trang viên rộng khoảng 800 hecta, sau cánh cổng vòng khổng lồ màu trắng một đồng cỏ minh mông trải tới tận chân trời xanh ngắt. Ba cái hồ nhân tạo như ba cánh hoa vây lấy tòa lâu đài lớn vào giữa, một dòng sông ngoằn ngoèo uốn lượn như giải lụa phát lên nền cỏ xanh đường nét của con rồng Trung Quốc, đồng thời tạo thành ba dòng thác trên những bậc thang đan xen nhau vô số tượng kiểu La Mã, kiểu ý giải rác khắp nơi trên chẳng cỏ xanh bằng phẳng, nghệ thuật làm vườn Trung Quốc và Nhật Bản được dung hợp một cách vừa phải, một đường dây xe lửa chạy xuyên suốt cả trang viên, ngồi trên xe lửa nhỏ, chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ là có thể chạy hết một vòng quanh nơi đây. Chuyện tiên hiệp, nơi này là một trong những chỗ ở của Merkin tại Anh Quốc. Lầu đài tựa như cung điện Versailles của Pháp, Merkin rất thích lặng lẽ một lúc lâu trước cửa sổ kiểu Pháp trên tháp chuông 13 tầng, từ đây có thể thu gọn cả trang viên vào tầm mắt, cũng có thể nhìn thấy mặt trời khuất dần sau dặng núi Tây, thấy trăng sao nhô lên khỏi mặt biển, là căn phòng nơi Merkin dùng để suy nghĩ, một phòng sách khổng lồ. Lúc này, trong phòng chỉ có ba người, Merkin, Sauce và Mark đang ngược ngược xuôi xuôi lo bưng trà rót nước. Đã sắp xếp ổn thỏa cho đám kia chưa hả? Merkin hỏi. Mark đang pha trà, hình như hắn cũng nghiên cứu kha khá về phương diện này vì nói cho cùng muốn lấy lòng ông chủ thì cũng phải có năng lực để mà lấy lòng chứ. Chỉ nghe hắn đáp, vâng, giờ này chắc chúng nó đang chơi vui vẻ ở Las Vegas rồi. Merkin nói, ừm, um, tốt lắm, nếu không thỏa mãn ham muốn vật chất của chúng thì chúng cũng không bán mạng như vậy đâu. Lần này chỉ còn 8 thằng sống trở về, không biết lần sau còn được mấy thằng nữa đây. Còn lần sau nữa à, bản đồ cũng bị cướp đi rồi còn gì. Sauce cười hết sức thần bí. Ông chủ, tôi không hiểu, với thực lực của ông, sao lại bị cái lão giả ấy cướp mất bản đồ cơ chứ? Đây là câu hỏi mắc hỏi nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Mỗi lần nêu câu hỏi này ra, hắn đều phát hiện mất kinh thoáng lộ vẻ đắc ý, vậy là hắn liền tỏ ra thêm ngây ngốc đần đột, cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Mất kinh cầm chén trà lên, hắn rất thích thứ thức uống đến từ Trung Quốc này, điềm đạm nói, nói thực cho hai người biết, chớ có nên coi thường lão giả ấy. Có lẽ lão là người lợi hại nhất trong đám kia đấy, Kỹ thuật chiến đấu của lão cao cường hơn bất cứ người nào McKin tôi đã từng gặp trước đây đó. Sauce mỉm cười nhấp một ngụm trà, quay đầu ra ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, cảnh sắc nơi này quả thực là không tệ chút nào. Lần đầu tiên được ông chủ trả lời thẳng vào vấn đề, mắc vội tỏ vẻ thành khẩn lắng nghe, tiếp tục hỏi, nói vậy, chẳng phải lão còn lợi hại hơn cả ả à, nữ giáo quan kia sao? Ừm, um, McKin nói, lấy cuộc đụng đầu chính diện của tao và lão lần này làm ví dụ đi, lão vẫn chưa dở hết toàn lực ra đâu. Hà Mắc hơi run tay, suýt chút nữa thì làm bắn nước trong ấm trả ra ngoài. Có điều, Merkin mỉm cười bổ sung thêm, tao cũng vậy. Cái gì, tại sao vậy, ông chủ, Mắc thực sự không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Ha ha, sauce không nhịn nổi cười phá lên, uổng cho mày đi theo ông chủ bao lâu, đến cả ông chủ mày dùng kế sách gì cũng không nhìn ra được à. Gì, gì à, dùng kế, Mắc đần thối mặt, muốn ngu bao nhiêu thì có ngu bấy nhiêu, nhưng trong vẻ ngu ngốc ấy lại có chút đáng yêu nữa. Merkin cười khùng khục, nét đắc ý lộ rõ trên mặt. Sauce lên tiếng giải thích, có kẽ, từ lúc ở đáy cái hồ cánh cửa sinh mệnh gì đó, anh không giết thằng lùn đa cắt kia luôn mà lại nhốt nó trong lao ngục, là đã có chuẩn bị rồi đúng không, Ben? Merkin kiêu ngạo nói, chuyện gì cũng bị anh nhìn thấu hết cả. Sauce nói, bởi vì chuyện ấy không phù hợp với thái độ làm việc của chúng ta, muốn thằng lùn ấy câm miệng, cho nó một viên đạn là giải quyết luôn vấn đề rồi, cần gì phải tốn công tốn sức để hắn chết từ từ trong ngục nước, đây là cách làm rất kém cỏi. Phải biết là chỉ cần có nước, một người có thể sống đến 7-8 ngày, chắc chắn là anh đã tính toán trước thời gian bọn tên trác mộc cường ba kia đến cánh cửa sinh mệnh mà sắp xếp con cờ này. Merkin nói, tiếp đi. Sauce lại nói tiếp, lúc ấy anh đã sắp sẵn đường lui cho mình, cũng tức là hai sự lựa chọn. Thứ nhất, bọn trác mộc cường ba không thể đến đó không phát hiện ra đa cát vậy thì chúng ta đi tìm bản đồ tự tìm đường đến cái bạc ba la thần miếu kia thứ hai bọn chắc một cường ba kịp thời xuất hiện cứu đa cát đồng thời biết được hướng đi của chúng ta cũng đến được đảo huyền không tự tới khi ấy thì chúng ta đã có thể lựa chọn là tự mình lấy bản đồ mang đi hay là để chúng lấy bản đồ đi rồi maxer muốn hỏi cho bọn chúng cướp bản đồ thì có lợi gì cho chúng ta nhưng hai ông chủ đang nói chuyện hắn biết rất rõ khi nào thì mình nên đặt câu hỏi khi nào thì nên cầm cái mõm lại Merkin nói, anh bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào thế. Sos nói, từ lần bắn dây thường đầu tiên, anh không để lại người canh gác, lúc đó tôi đã cảm thấy việc này không phù hợp với tác phong hành sự của anh rồi. Sau đó ở tòa tháp ngược thứ 12 anh cũng không có ý định để người lại, cả lần bắn dây thường thứ ba cũng vẫn là như vậy, biết rõ bọn chúng đã đuổi đến nơi rồi, anh vẫn ung dung điềm tĩnh như không, lúc ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Còn nhớ chuyện tôi hỏi anh trước cánh cửa lớn của cung điện ba tầng không? Merkin gật gù, ừm, thì ra là bắt đầu từ lúc đó. Thực ra bản thân tôi cũng rất mâu thuẫn, không biết rốt cuộc nên chọn con đường nào thì hơn. Sos nói, là những cơ quan hiểm ác trong đảo huyền không tức đã giúp anh hạ quyết tâm này đúng không? Tôi thấy khi không phát hiện ra bất cứ thứ gì trên cái đàn tế đó, mặc dù ngoài miệng anh vẫn mắng chửi, nhưng ánh mắt lại rất cao hứng. Merkin cười đáp, quả nhiên là có mắt cú vọ. Không sai, tôi hy vọng bọn chúng có thể lấy được bản đồ, vì thế khi lão già lạt ma á la kia tỏ vẻ chú ý đến tấm bản đồ, tôi liền quyết định luôn, lập tức nghĩ cách để lão cướp được nó. Lúc đấu với lão tôi đã cố ý lộ ra mấy sơ hở, quả nhiên là lão đã trung kế, giờ nghĩ lại chỉ sợ lão vẫn vui đến khó mà ngủ được mất. Mắc tỏ vẻ nghi hoặc, Sos nhấp ngụm trà rồi nói, tao biết mày đang nghĩ cái gì mắc ạ? Mày đang nghi, tại sao ông chủ phải dở lắm cho thế làm gì, cuối cùng lại vẫn để kẻ địch cướp mất bản đồ, phải không? Để tao nói cho, không phải là mày không biết, ông chủ mày đã cài cắm người nằm vùng trong đám ấy rồi, nhất cử nhất động của chúng làm sao giấu nổi chúng ta. Lần này cố ý rời khỏi Trung Quốc chính là để chúng có cảm giác an toàn giả tạo đó thôi. Mày thử nghĩ mà xem, cơ quan trong đảo Huyền không tự đó lợi hại như thế, vậy thì tìm kiếm bạc Ba La thần miếu sẽ gian khổ khó nhọc đến chừng nào, chúng ta cần quái gì phải mạo hiểm quá vậy? Chuyến đi đảo Huyền không tự lần này chúng ta làm tiên phong mở đường cho chúng lần sau thì đến lượt chúng phải mở đường lớn cho bọn ta rồi. Ưm, ừ, trà này ngon lắm, pha trà giỏi lắm, mắc. Mắc lẩm bẩm, nhưng mà, lần này hy sinh cũng hơi nhiều một chút. Sauce vui vẻ bật cười, hừ, thằng mắc này trở nên nhân từ từ bao giờ vậy? Cái đám ấy là ai chứ? Bọn chúng chẳng qua là một bọn bán mạng đổi tiền mà thôi, chỉ cần có người cho tiền, bảo chúng nó giết mày luôn cũng chẳng ngại ngần gì đâu. Loại người này có bớt đi vài thằng cũng chẳng can hệ gì, bớt đi một khoản chi tiêu thôi. Hơn nữa, đây cũng là bố trí của ông chủ mày mà, lần này cố ý tỏ ra yếu thế hơn với kẻ địch, chứ thực ra, thực lực chân chính vẫn hoàn toàn chưa sử dụng đến đâu, phải không Ben? Mắc nói, nhưng mà, tôi vẫn còn một điểm chưa được hiểu cho lắm. Ông chủ, đâu phải chúng ta không có người, tại sao lần này chỉ dùng bọn hồ lang thôi? Tôi cũng nhìn ra được, lần này chết nhiều thủ hạ như thế, thằng Tây mẹ ấy sau lưng chắc là bất mãn lắm. Merkin cười gần lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không dám làm trái ý tao, không phải vậy à. Tao chính là muốn thủ hạ của hắn bớt đi mấy thằng đấy. Sos ở bên cạnh nói, chẳng lẽ mày vẫn chưa nhìn ra à? Mark, đám hồ lang ấy đối với ông chủ của chúng mày mà nói, dùng tốt thì là một thanh kiếm sắc, dùng không tốt thì có thể tự làm mình bị thương. Bọn chúng vốn đã là một băng nhóm, mà trong băng nhóm của chúng, tên cầm đầu Tây Mễ đó mới là người phát ngôn, con nhện đã được huấn luyện đặc biệt ấy rất khó khống chế, nếu để chúng lớn mạnh lên thì chỉ có hại chứ không có lợi cho kế hoạch của chúng ta đâu. Giờ thế lực của Hồ Lang đã đè nén cho bọn tử từ nước ngoài kia không ngóc đầu lên nổi rồi, vì vậy ông chủ mày mới cần phải áp chế bọn đấy, để hai lực lượng này giữ được cân bằng. Hơn nữa cho dù cả hai lực lượng này đều đi tong hết thì cũng chẳng can hệ gì, đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Merkin liếc mắt nhìn so vẻ không hài lòng, đoạn bảo với Mark, ở đây không còn chuyện của mày nữa, ra ngoài trước đi, mắc biết điều lui ra, chỉ là nếu Merkin trông thấy ánh mắt của hắn lóe lên trong khoảnh khắc cánh cửa sập lại, nhất định là sẽ vô cùng kinh ngạc. Sauce dừng dưng như không, sao vậy? Không vui vì tôi nói hết kế hoạch của anh ra à? Cái đuôi theo anh mười mấy năm rồi mà vẫn chưa yên tâm hả? Merkin lắc đầu, thằng mắc ấy không ngu xuẩn như anh thấy đâu, theo tôi bao nhiêu năm rồi, nó rất hiểu tôi thích cái gì, hỏi như vậy, chẳng qua là để làm vui lòng tôi thôi. Sự thực là, sau khi tấm bản đồ đó bị mất tôi đã dự định chỉ sử dụng hồ lang thôi Ừm Sos trở nên nghiêm túc điều này thì y cũng chưa hề nghĩ đến ý anh là hành trình của mark là do tôi đích thân sắp xếp như vậy mà cũng bị cảnh sát trung quốc để ý à không thể nào có chuyện này được mắc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sos nở một nụ cười khinh miệt chúng ta đã có thể tìm được người tiết lộ tin tức trong đội ngũ của chúng vậy thì nói không chừng cảnh sát trung quốc cũng có thể cài cắm một hai cái đinh bên phía chúng ta sau phân tích chia ra làm hai nhóm chỉ định hướng đi cho một nửa số người vậy là những kẻ không tham gia hành động lần này không thể báo cáo tường tận hành trình và những sự việc chúng ta gặp phải với bọn cảnh sát trung quốc nói như vậy có nghĩa là khi ở trong động bỏ gặp, anh để tất cả chạy tản ra không phải là quyết định tình thế mà là đã nghĩ đến trước rồi chỉ đang đợi một thời cơ thôi đúng không anh chia chúng ra thành từng nhóm từng nhóm nhỏ vậy thì càng dễ chốt được xem thằng nào bán tin tức nếu thằng thám tử ấy cho rằng thân phận đã bị lộ hoặc thấy không cần thiết phải theo chúng ta nữa, hắn sẽ nhân cơ hội này để giả chết mà quay lại với phía cảnh sát Trung Quốc, đây mới chính là mục đích của anh. Không cần chiến đấu mà khuất phục được sẽ địch, đó mới là thượng sách. Merkin như cười mà không phải cười, trong đầu hồi tưởng lại lúc ông nội hắn sắp qua đời. Cũng ở trong gian phòng này, ông già vươn đôi tay run rẩy ra, ôm chặt lấy hắn, ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói ấy sao mà kiên định, nhớ cho kỹ, bạc ba la thần miếu là thuộc về chúng ta, phải tìm thấy nó. Chớ để cho bất cứ kẻ nào tranh giành với cháu, hãy nhớ kỹ dòng họ quang vinh của cháu, Merkin. Sos hơi ngạc nhiên nhìn Merkin, người ở trước mắt y lúc này toát lên một vẻ cao thâm khó dò. Đây mới chính là cắp lửa, con người sở hữu trí tuệ và sự giảo hoạt như loài ma quỷ tà ác. Cả một bọn tự xưng là hồ lang với nhện xanh trước mặt hắn, cơ hồ chẳng đáng nhắc đến làm gì. Hắn không tin bất cứ người nào, và bất cứ người nào cũng không thể đoán biết được rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ben Sox nói, anh có thể cho tôi biết, cho nổ đảo huyền không tự rốt cuộc là có mục đích gì không? Merkin nói mập mờ, tôi đã biết kết quả rồi, vậy thì không cần để lại bất cứ đầu mối gì nữa. Sox còn đang định truy vấn tiếp thì Merkin lại nói, còn một việc nữa. Anh biết không, lúc đụng độ với lão giả á là ấy, lão có nói với tôi cái này, 13 kỵ sĩ bàn tròn. Cái gì? Sau kinh ngạc đến suýt chút nữa thì đánh rơi cả chén trà xuống đất, bàn tay cầm đĩa trà cũng không vững nữa, đĩa và tách phát ra những tiếng canh canh canh. Theo tiết tấu, lão nói vậy là có ý gì? Muốn dùng 13 kỵ sĩ bàn tròn để dọa chúng ta chắc? Rốt cuộc là chúng đã biết được những chuyện gì rồi. Sau không còn giữ được sự lạnh lùng thờ ở trước sau như một nữa, trong ngữ điệu đã để lộ ra vẻ kinh hoàng, gương mặt biến dị của y cũng vặn vẹo lạ thường. Merkin đáp, tôi thấy không giống cho lắm, chắc là chúng thu được một số thông tin về chúng ta qua đường nào đó, rồi cho rằng chúng ta có vẻ quan hệ với 13 kỵ sĩ bàn tròn thôi. Anh nói xem, liệu bọn chúng có cho rằng chúng ta chính là 13 kỵ sĩ bàn tròn không? Sos ngẫm nghĩ lại, đoạn nói, anh nói cũng phải đấy, hồi trước cơ cấu còn kiện toàn, chúng ta cũng vừa hay có 13 người mà. Thử nói xem, cấp trên sắp xếp như thế, liệu có phải chính là muốn kẻ địch hiểu lầm rằng mỗi nhóm đều là 13 kỵ sĩ bàn tròn hay không nhỉ? sắc mặt mắc kin sầm xuống, không biết nữa, tôi chưa bao giờ hỏi đến chuyện của cấp trên. Anh biết không, lúc đó khi lão nói ra cái tên này, tôi cũng giật thoát minh, đến nỗi trong lúc chiến đấu hoàn toàn không thể khống chế được nhịp độ, vốn còn định quần với lão một lúc nữa, không ngờ nhanh như thế đã bị cướp mất bản đồ rồi, thật không phục chút nào. Lần sau gặp lại lão, nhất định tôi phải đấu một trận ra trò mới được. Sao an ủi, nói cũng phải, chỉ riêng một kẻ định đoạt sách lược thôi đã khiến chúng ta kinh hồn bạt vía rồi, huống hồ là những kẻ đó." Nói đoạn y cúi đầu thầm nhủ, "Ben, có lẽ anh còn chưa biết, tên đầu bạc son kia cũng ít nhiều có quan hệ với chúng ta đó." "Hừ, anh có nhiều chuyện giấu giếm như vậy thì tôi cũng tạm thời không nói với anh chuyện này." McKin dựa người trước cửa sổ, nhìn dáng mây đỏ, hồ nước xanh, cất tiếng hỏi sos "Lần này đám kia bị thương rất nặng, tôi thấy không năm 3 tháng thì không ra viện nổi đâu." thêm nữa là chúng cũng cần thời gian để diễn dịch bản đồ ra nữa, cả một kỳ nghỉ dài như vậy anh có dự định gì không? Sos đáp, tôi không nhàn rỗi được như anh, tôi còn phải trở về Munich để chứng minh tính khả thi của luận chứng động thực vật phân hóa và dung hợp tiến hóa. Merkin thờ ơ cười cười nói, lý luận này anh đã nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, có thể đưa ra kết luận chưa vậy? Sos nói, trước kia thì chưa, nhưng lần này thì khác. Y lấy trong túi ra một mẩu dễ cây như que diêm, ngâm vào tách trà, dễ cây liền phình ra dữ dội, không ngừng ngọ ngậy như con sâu đo. Merkin kinh hãi kêu lên, đây không phải là. Sos gật đầu, đúng thế, chính là thứ chúng ta gặp phải bên trong thông đạo, kho không có nước hoặc thiếu nước, nó dùng trạng thái thực vật để duy trì tính chất và trạng thái nguyên thủy của mình, có thể sống trên nghìn năm hoặc lâu hơn nữa, một khi gặp phải lượng nước đầy đủ dôi dư, sẽ lập tức tràn đầy sức sống như cơ thịt. Mặc dù tôi vẫn chưa biết chúng tiêu hóa hấp thu vật săn như thế nào, nhưng phương thức săn mồi của chúng thì bọn ta đều đã được nếm qua rồi còn gì. Merkin đứng lên mỉm cười nói, được rồi, chúc anh thành công, đây sẽ lại là một tin tức kinh thiên động địa đấy. Một tháng sau, số lần đội trưởng Hồ Dương đến thăm thưa dần. Lữ cánh nam và lạt ma á la dường như hồi phục rất nhanh, giờ đã hoàn toàn bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trác một cường ba và đường mẫn mất máu quá nhiều, trong thời gian ngắn không thể bồi bổ cho lại được, mặc dù đã có thể xuống giường đi lại, nhưng bác sĩ cảnh cáo họ không được vận động mạnh, xương gãy ở tay chân bốn người trương lập, nhạc dương, ba tang và giáo sư Phương Tân cũng cần thêm thời gian để hồi phục, đặc biệt là giáo sư Phương Tân, tuổi tác đã cao, tốc độ hồi phục cũng chậm hơn một chút. Vì cả đám thương binh binh này khó có thể hồi phục nhanh chóng, không hiểu lứa cánh nam đã sử dụng đến thế lực nào mà giành được cả gian phòng bệnh bên cạnh phòng của họ làm văn phòng làm việc. Ở đó, cô giữ liên lạc với các nhóm chuyên gia ở khắp nơi, gửi những tư liệu cho họ sàng lọc, phân loại, phối kết hợp, để cuối cùng lại tập hợp về tay. Nghe nhạc dương nói, anh chàng này nhìn thấy rất nhiều cặp tài lai hụ được ôm vào phòng làm việc lâm thời của Lữ Cánh Nam. Hôm sau, chắc Mộc Cường Ba vừa mới xuống giường được đã vội vã đi thẳng vào văn phòng của Lữ Cánh Nam hỏi dò. Nghe Trương Lập nói, hành động lần này của chúng ta coi như đã thành công, chúng tôi đã vượt qua bài khảo hạch cuối cùng rồi, có phải vậy không? Lữ Cánh Nam gật đầu, đúng thế, tôi có nói như vậy. Chắc Mộc Cường Ba liền nói ngay, vậy chuyện mà cô đã hứa với tôi. Lữ cánh nam nói, vết thương của anh mới đỡ. Trác Mộc Cường Ba ngắt lời, tôi rất nôn nóng. Lữ cánh nam liền nhỏ ẩn miệng cười nói với Trác Mộc Cường Ba, chuyện mà tôi đã hứa, tự nhiên là sẽ thực hiện. Nói xong, cô liền đứng dậy mở chiếc tủ sau lưng, bên trong sắp xếp gọn gàng những tài liệu của chuyên gia mà Trác Mộc Cường Ba khao khát đã lâu. Trác Mộc Cường Ba sải chân lên trước, đang chuẩn bị rằng lấy đồng tư liệu, chuẩn bị Lữ cánh nam bước trước một bước chặn ngay trước mặt. Lữ cánh nam cảnh cáo gã, nhớ cho kỹ, có không biết bao nhiêu tổ chức nước ngoài đang thèm muốn nhỏ rãi những tư liệu này đấy. Nội dung chỉ có thể cho các thành viên trong nhóm cùng xem. Hơn nữa đây là bệnh viện nhiều người qua lại, các anh muốn xem tư liệu thì phải đến văn phòng này của tôi mà xem. Tư liệu ở đây đều được sắp xếp đánh mã theo mẫu tự, mỗi lần chỉ được lấy một tập. Chắc một cường ba thoáng ngẩn người, Lữ cánh nam lại nói tiếp, có vấn đề gì không? Gã lập tức đáp, không có vấn đề. Lữ cánh nam gật đầu nói, tốt lắm, ngó ai ra còn một số tư liệu ở dạng văn bản điện tử, tôi sẽ chép bản gốc vào máy tính của giáo sư Phương Tân, nhưng chiếc máy tính đó cũng không thể mang ra khỏi căn phòng này, thế nào? Trác Mộc Cường ba luôn miệng nói, được, được. Lữ cánh nam vừa tránh ra, gã liền vội vội vàng vàng lấy ngay một tập tư liệu ra tham lam đọc ngấu đọc nghiến. Số tư liệu do các chuyên gia tổng hợp này có thể nói là hết sức quan trọng đối với bọn Trác Mộc Cường ba, mặc dù không được xem trực tiếp bản gốc, mà chỉ là bản sao lại, nhưng so với những gì bọn họ có trước đó thì đã tốt hơn nhiều, nhiều hơn nhiều rồi. Từ đó trở đi, Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân và mấy người khác cứ ở lì suốt ngày trong văn phòng của Lữ Cánh Nam đọc như lúc đói khát, thường thường phải đến sáng sớm mới tắt đèn hoặc cứ thế đọc thâu đêm suốt sáng, khiến các bác sĩ phải ra lời cảnh cáo nghiêm trọng, nói ra những lời kiểu như nếu mấy người còn tiếp tục như vậy, đảm bảo không quá bao nhiêu ngày nữa thì cũng đừng hòng mà rời khỏi cái bệnh viện này. Hoặc là cứ tiếp tục như vậy, thương thế của mấy người cả đời cũng không khỏi được mới khiến họ bớt đi phần nào. Có câu chuyện tốt đi đôi, chưa đầy một tuần sau, Lữ Cánh Nam lại mang một cái đĩa thần bí đến đặt bên cạnh máy tính của giáo sư Phương Tân, nói với ông, đây là tài liệu điện tử của cổ cách kim thư, kể từ hôm nay, mọi người sẽ được nắm bắt hoàn toàn các tư liệu về bạc ba la. Hay quá, phòng làm việc vang dội tiếng hoan hô. Lữ Cánh Nam bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình. Bây giờ cô không còn tìm được chỗ ngồi trong chi in phòng làm việc của mình nữa, không biết làm siêu đành phải rời khỏi văn phòng sang bên phía phòng bệnh chờ đợi. Có một người không quá sốt sắng với đám tư liệu ấy, đó chính là Lạt Ma Á La, ông thường chỉ ngồi trong phòng bệnh tính tọa suy tư. Bước chân nhẹ nhàng của Lữ Cánh Nam không qua nổi đôi tai Lạt Ma Á La. Đại sư nhắm hờ mắt nói, không ngờ lại bị đẩy ra khỏi chính phòng làm việc của mình, chuyện này lúc đầu con cũng không nghĩ đến phải không. Lữ Cánh Nam cẩn thận liếc sang phía phòng làm việc rồi mới hạ giọng nói, vâng, thưa Á La đại nhân lạt ma á la nói ta cứ cảm thấy con giao tư liệu cho họ lúc này e là quá sớm phải không đây là bệnh viện ta vốn tưởng rằng con sẽ đợi đến khi nào trở về căn cứ mới lấy số tư liệu đó ra nữa cơ đấy lữ cánh nam nói chính vì đang ở trong bệnh viện thế nên con mới mang số tư liệu ấy ra ồ oh, lạt ma á la mở bừng hai mắt mỉm cười tán thưởng lữ cánh nam lại nói tiếp những tư liệu sao chép đó đều được sang lọc kỹ lưỡng bệnh viện là nơi rất thích hợp để truyền tin tức nếu Á là đại nhân có nghi ngờ ai trong số họ thì đây là một cơ hội rất tốt. điều con lo lắng nhất là nếu như không có ai truyền tin tức ra ngoài khi ấy mới đáng sợ. lạt ma Á là biến đổi nét mặt nói ý của con là nếu giả định đích xác là có nội gián ở trong hoàn cảnh này mà hắn cũng có thể nhẫn nhịn trước cám dỗ không truyền bất cứ tin tức nào ra ngoài vậy thì sự bình tĩnh và năng lực ứng biến của kẻ ấy chắc chắn vượt quá dự đoán của chúng ta. lữ cánh Nam nghiêm nghị gật gật đầu lạt ma á la nói con lo lắng sự an toàn của cậu ấy lữ cánh nam vội nói không lạt ma á la mỉm cười lại nhắm nghiền mắt lại giây lát sau mới nói sức khỏe ta đã hoàn toàn hồi phục có lẽ ngày mai phải trở về báo cáo tường tận tất cả cuộc hành chi in của chúng ta rồi không chiều nay ta đi luôn thì tốt hơn lữ cánh nam hiểu ý nói như vậy đại nhân sẽ có thể ở trong bóng tối lạt ma á la giơ một tay lên ra hiệu cho lữ cánh nam không cần nói nhiều. Trong lòng ông cũng dấy lên cảm giác lo lắng, bao nhiêu đầu mối đều cho thấy Merkin biết tin họ đi chơi Mỹ là do lọt từ chỗ họ mà ra, hơn nữa người này tuyệt đối không thể là tên Nghiêu Nhị Hoa chạy thoát tối hôm đó được. Không một ai có thể lại gần ông trong phạm vi 20 mét mà không bị ông phát giác, điểm này thì đại sư có thể tự tin mà khẳng định, trừ phi kẻ ấy sớm đã nấp ở đó từ trước, hoặc giả đã sử dụng đến một số trang thiết bị hiện đại mà cả hai việc này đều phải là người phe mình mới thực hiện được. vấn đề hiện nay là kẻ tiềm Âu bên cạnh ông rốt cuộc là ai. mặc dù lữ cánh nam cho rằng nhạc dương không thể nào bán đứng quốc gia, nhưng lạt ma á la thì không nghĩ như vậy. một vị trưởng lão đã từng nói, mỗi một người đều có khả năng bị mua chuộc, chỉ cần tìm được phương pháp mua chuộc hắn mà thôi. hơn thế nữa, nếu kẻ ấy có năng lực tương đương với nhạc dương, hoặc giả còn cao minh hơn nhạc dương nữa, không? đáng sợ quá lạt ma á là vôi ngăn mình không nghĩ tiếp nữa ở trong phòng làm việc mấy người bọn trác mộc cường ba quả thực hết sức phấn khích trong máy tính toàn là ảnh chụp kỹ thuật số của cổ cách kim thư đây có thể nói là tư liệu hàng đầu rồi kim thư được viết trên cuộn giấy dài chừng một thước trông như tấm hoành phi nhỏ các chữ vàng mặc dù đã cách cả nghìn năm vẫn ánh lên rực rỡ trên ảnh có một tầng phản quang mỏng rõ ràng là đã được chụp cách một lớp kính đặc biệt chữ trên cổ cách kim thư chi chít có chữ giống con run đang bò ngoằn ngoèo, có chữ lại giống tiếng phạt, đặc biệt là chụp qua mấy ảnh càng giống chữ tượng hình động vật, thoạt nhìn đã khiến người ta mắt hoa đầu váng. Riêng điểm này thì khiến họ cảm thấy hết sức kỳ quái. Vì theo những tư liệu họ tra cứu được, phần tự cổ cách lẽ ra phải là tiếng tạng được quy phạm hóa mới đúng, cho dù là kiểu chữ thảo thì cũng không thể giống thế này được. Giờ đây, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Lữ Cánh Nam nhiều lẫn nhắc đến cổ cách kim thư mà lần nào cũng dùng đến chữ giải dịch này rồi bên cạnh có chú thích bằng tiếng tạng, nhưng chỉ là ghi lại những chữ cổ cách đại biểu cho mẫu tự trong tiếng tạng chứ không dịch hết, những chỗ được dịch ra thành đoạn chỉ có vài đoạn rất ngắn, hầu hết những nội dung đều nằm trong phần lữ cánh nam đã nói với họ rồi. Giáo sư Phương Tân tìm trong máy tính rồi nói, những văn tự này nhìn có vẻ giống với thiềm thể do người tạo ra tạng văn, thôn di tang bố chát sáng tạo, nhưng lại hỗn tạp với kiểu hùng sư thời kỳ giữa thế kỷ 9. Xem vẫn chưa có bản dịch hoàn chỉnh, chúng ta chỉ có thể tự mình dịch lấy vậy thôi. Nhạc Dương phàn nàn, chắc phải già chết mới xong mất. Giáo sư Phương Tân xa sầm mặt nói, cậu già bằng tôi không? Nhạc Dương vội lè lưới quay đi. Trương Lập cũng nói, giáo quan cũng thật là, sao không đưa chúng ta bản dịch luôn đi nhỉ? Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói, phiên dịch không phải chuyện dễ, hơn nữa những tư liệu nguyên thủy này tốt nhất là tự mình dịch lấy, vì những người khác nhau thì sẽ đưa ra bản dịch khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những tư liệu này lưu lạc ở nước ngoài bao lâu như thế mà không người nào tìm được bạc ba la thần miếu cả. Hơn nữa, có một số thứ nếu không quen thuộc với hoàn cảnh và bầu không khí của tảng văn nguyên thủy thì căn bản không thể dịch ra được, chẳng hạn như chữ đạo trong tiếng Trung Quốc, chính là chữ đạo mà lão tử nói ấy, cậu dịch sang tiếng Anh thế nào hả? Nhạc dương há miệng, có điều thấy đường mẫn cũng nhíu mày suy nghĩ, anh chàng bèn thôi không phản bác nữa, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu thừa nhận, giáo sư nói cũng phải giáo sư Phương Tân lại nói tí ô, quan trọng nhất là lý giải của bản thân đối với tạng văn. Thế này nhé, tôi sẽ phân phát các tấm ảnh chụp kim thư ở đây cho mọi người, mỗi người dịch một phần, sau đó lại trao đổi bản dịch cuối cùng một người tập trung thảo luận đưa ra bản dịch cuối cùng vậy thì kết quả sẽ tương đối chuẩn xác. Ngoài ra, phần nào không thể dịch cũng có thể đưa ra để mọi người cùng thảo luận. Vừa nói dứt lời, liền nhìn thấy lữ cánh nam đang đứng ngoài cửa, mỉm cười cảm nhận không khí học thuật tích cực sôi nổi của mọi người. Trương Lập, nhạc dương thi nhau phàn nàn trách móc lữ cánh nam. Chỉ nghe cô nói, không phải tôi không đưa mọi người bản dịch, mà là căn bản không có bản dịch nào hết. Theo các chuyên gia khảo chứng, thời gian bộ kim thư này được hoàn thành áng chừng vào khoảng thế kỷ 17. Người soạn sách cố ý sử dụng kiểu chữ này, chứng tỏ rằng khi ấy thời điểm cổ cách diệt vong đã không còn xa nữa, và bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để ẩn náu, vì đây là một kiểu chữ ẩn. Chỉ riêng chuyện dịch được kiểu chữ ra thôi đã tốn của các chuyên gia thời gian gần một năm, cho đến lúc này, những nội dung đã phiên dịch được toàn bộ đều ở cả đó rồi đấy, các phần khác mọi người phải tự mình dịch lấy. Đương nhiên, bên phía các chuyên gia cũng đang không ngừng công việc họ đang làm, bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ phía họ, hoặc là giúp đỡ ngược lại họ. Nhạc Dương lấy làm kỳ quái hỏi, đã tìm được mẫu tự đối ứng trong tiếng tạng của cái kiểu chữ gì gì này rồi, chẳng lẽ lúc dịch ra vẫn còn khó thế ư? Lữ Cánh Nam mỉm cười nói, mọi người thử dịch thì biết ngay thôi mà kế đó cô vỗ vỗ tay tuyên bố các vị lạt ma Á là có một số chuyện bên phía tôn giáo phải xa chúng ta mấy ngày giờ đến nói chuyện với mọi người một chút lạt ma Á la xuất hiện ngoài cửa mọi người nói chuyện một lúc Trác Mộc Cường ba nhớ đến những bước bích họa trông thấy trong đảo Huyền Không Tự liền nhờ đại sư hỏi thăm giúp về thú chiến ăn xong bữa trưa đại sư liền rời khỏi bệnh viện mấy ngày sau đó dưới sự chỉ đạo của giáo sư Phương Tân cả nhóm bắt đầu phiên dịch thiềm sư văn tiếng cóc sư tử tên do nhạc dương đặt. Bọn họ nhanh chóng hiểu ra tại sao Lữ Cánh Nam nói các chuyên gia tốn cả năm trời mới chỉ dịch được mấy đoạn ngắn ngủn như vậy. Mặc dù những văn tự này vẫn tuân theo quy tắc 4 mẫu âm, 30 mẫu tự của thôn Di Tăng Bố Chát, nhưng bút pháp thì quả thực quá sức phức tạp. Nhạc Dương đã đem so sánh với các thể tảng văn khác, nói rằng kiểu chữ này còn khó nhận ra hơn cả chữ siêu mấy nữa. Đầu tiên, họ dùng bút nét nhỏ khoanh từng mẫu tự lại, sau đó tìm mẫu tự đối ứng trong bản dịch các chuyên gia cung cấp, rồi chép lại những mẫu tự đã dịch được bằng tiếng tạng quy phạm, sau khi chép hết thì công việc dịch thuật mới chính thức bắt đầu. Dù là như vậy nhưng vẫn thường xuyên xảy ra nhầm lẫn, toàn là kiến bò tranh ăn, vô số điểm chấm đen nhỏ chập lại với nhau, thoạt nhìn thì chữ nào cũng giống chữ nào, phải trợn chừng mắt lên nhìn thật kỹ mới phân biệt được. Về sau mọi người mới phát hiện ra, đánh dấu chữ rồi tìm từng mẫu tự đối ứng chỉ hơi phiền phức một chút, không phải là việc khó khăn nhất, khó khăn thật sự nằm ở bản thân việc giải dịch, chẳng hạn như đoạn mở đầu mà các chuyên gia đã dịch sẵn. Một cuộc đối thoại vào khoảng năm 860 đến năm 870 sau công nguyên chú thích của chuyên gia. Con trai của táng vương cuối cùng lãng đạt mã, Vi Tùng đã trưởng thành, mẹ Vi Tùng là sát bang tát bệnh tình nguy kịch, gồi si trai đến bên cạnh nói, con à, giờ đây cục thế hỗn loạn, khắp nơi rối ren bất ổn, tôi tớ bỏ đi, đại tướng chết trận, con, con là người kế thừa duy nhất của thổ phồn vương thống, nhất định phải giữ cho được huyết mạch của vương thất. Đi về phía tây đi, nơi ấy mới có hy vọng cho con phục quốc. Phi Tùng đáp, phía tây là đất xứ của tà giáo, dù nước mất nhà tan cũng không đi về phía tây. Phi thị chết. Chỉ riêng trong đoạn đối thoại đơn giản này, không ngờ đã bao hàm rất nhiều nội dung phức tạp. Ví dụ như tôi tớ, các chuyên gia giải thích là về mặt ý nghĩa của chữ thì tôi tớ có ý chỉ tôi tớ của mặt trời hay tôi tớ của ánh sáng, còn giáo sư Phương Tân thì cho rằng đó là để chỉ đạo quân ánh sáng. Đại tướng có lẽ là người ủng hộ Vi Tùng trong triều đình lúc đó, tức đại tướng Thượng Tư La, người này đã bị đại tướng phòng thủ biên cương Luân khủng nhiệt, là người ủng hộ một vị tân phổ khác giết chết, phía tây có lẽ là chỉ đất tượng hùng, tà giáo đương nhiên chính là bản giáo rồi. Các chuyên gia có chú thích đặc biệt rằng sau khi lãng đạt mã diệt Phật, hai người con của ông ta đều tin thờ Phật giáo. Vi Tùng thì từ 4 tuổi đã bắt đầu ngăn cấm diệt Phật, 5 tuổi đã quy y Phật giáo. Giáo sư Phương Tân cho rằng, đây là kết quả giáo dục của người lớn nhưng người đó là ai thì không thể biết được, có lẽ là đại thần, hoặc có lẽ là thầy giáo cổ y. Điểm quan trọng nhất là, nếu đoạn đối thoại này có thực, thì Vương thất thổ phồn, kể từ sau thế hệ của Vi Tùng bắt đầu dần dần dịch chuyển về phía tây trong chiến loạn liên miên, việc này có khả năng không phải do quân địch ép tới, mà là một cuộc rút lui có kế hoạch và đến cuối cùng thì dẫn đến các điều kiện cho cổ cách lập quốc. Đoạn đối thoại được đưa vào riêng rẽ, đặt ngay phần đầu của cả quyển trục, hoàn toàn không liên quan gì đến nội dung phía sau nhưng lý giải đoạn đối thoại này các chuyên gia đã ghi rất rõ ở phía dưới. Vi Tùng bị đại thần sát hại, con trai Y là Bối Khảo Tán xây dựng chính quyền ở vùng Nhật Ca Thích, về sau bị quân khởi nghĩa bình dân giết chết. Con của Bối Khảo Tán là các Đức Ni Mã Cổn tuân theo di huấn của tổ tiên đến vùng A Lý, phổ lan kiến quốc lập nghiệp. Sau đó các Đức Ni Mã Cổn liên hôn với tù trưởng A Lý, rồi chia đất cho ba con. Cổ Cách Phương mở rộng biên cương, phần giải thích nội dung đã dài hơn nguyên văn mấy chục mà có khi là cả trăm lần. Nhưng còn chuyện hy vọng Phú Quốc mà Vi Thị nhắc đến, các chuyên gia lại không đề cập, rõ ràng là không có bằng chứng hoặc tư liệu nào khác. Theo phân tích của giáo sư Phương Tân, di huấn của tổ tiên đó được truyền cho đời sau, nhưng hy vọng là chỉ thứ gì thì đã bị dần quên lãng theo thời gian rồi. Về điểm này, các chuyên gia cũng có nhận định y như vậy. Càng lâu về sau, mọi người càng nhận ra công việc dịch thuật này vô cùng khó khăn có rất nhiều nội dung đòi hỏi dịch giả phải hiểu biết tương đối về thời kỳ lịch sử chiến loạn thời đó mới có thể dịch được một cách chuẩn xác. Một danh hiệu, một địa danh, một tên người, nếu không hiểu biết về giai đoạn lịch sử này thì căn bản không thể làm được. Cũng may các chuyên gia đã khảo chứng rất nhiều, đồng thời giáo sư Phương Tân vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các chuyên gia tạng học, được họ giúp rất nhiều điều bổ ích. Tuy nhiên trong cổ cách kim thư có rất nhiều từ vựng đến cả chuyên gia cũng phải bó tay chịu thua không hiểu. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho đến giờ bộ cổ cách kim thư vẫn chưa có bản dịch đầy đủ. Các chuyên gia còn nói, bộ kim thư này cũng không phải bản hoàn chỉnh, mà chỉ là nửa đầu thôi. Một tuần trôi qua, mắt Trương Lập và Nhạc Dương đều sưng húp lên như gấu mèo. Với lượng kiến thức lúc này của họ, mới chỉ có thể chuyển những ký hiệu khiến người ta nhìn mà hoa mày chóng mặt kia thành tạng văn hiện hành, còn chuyện dịch nội dung văn bản thì bọn họ thường xuyên như thế này. Trương Lập cầm tấm ảnh lên nói với Nhạc Dương, Tôi cảm thấy đây là một cái tên người. Anh thấy vậy là đúng rồi. Phía sau nó có một địa danh, phía trước là thời gian, dùng cái lịch gì gì để biểu thị ấy, thời luân lịch hay là hầu la lịch. Anh thấy vậy là đúng rồi. Nhưng tôi không biết bối cảnh lịch sử của người này, địa danh cũng chẳng biết ở đâu nữa. Một ngày nào đó có ai đấy đi đến đâu đấy là chuyện gì đấy hả? Dịch như thế có được không? Anh đừng hỏi tôi, tôi không hiểu đâu. Cha, nếu là thổ phồn sử thì tốt quá rồi không có thổ phồn sử đâu. Di huấn của tùng tán can bố đều hết sức vụn vặt lẻ tẻ, còn cái gì mà hồng sử với thanh sử, đều là người mấy trăm năm sau viết cả thôi. Thì có tượng hùng sử cũng được mà. Cái đó thì càng không thể nào, tốt nhất là anh nên bỏ hy vọng ấy đi. Có sử sách nào khác của cổ cách làm đối chứng cũng được mà. Không có cổ cách sử nào khác đâu, thứ chúng ta có đây chính là cuốn cổ cách sử duy nhất, nói không chừng các chuyên gia khác còn đang đợi tư liệu do chúng ta dịch ra nữa đấy giáo sư, tên người và địa danh này và cả thời gian này nữa, giúp cháu tra lại một chút, xem xem các chuyên gia có chỉ thị gì không. Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói, các chuyên gia nói, họ cũng không biết đâu. Ở bên kia, chắc Mộc Cường Ba cũng gặp phải một từ hết sức quái dị, liền hỏi, thầy giáo, thầy lại xem từ này đi, lần trước cũng xuất hiện rồi, linh hồn bảo vệ kiên định, cao quý, thế này thì làm sao giải thích được. Giáo sư Phương Tân nghiêng người lại xem, nghĩ ngợi dây lát rồi đáp, ngữ pháp không đúng, điều chỉnh lại thứ tự một chút, có lẽ một lòng trung thành bảo vệ linh hồn, cậu thử xem như vậy có liên mạch được không, kỳ lạ thật, đáng lẽ nó phải là một danh từ mới đúng, không, không phải như vậy. Thủ hộ linh, thông thường chúng tôi đều dịch một cách đơn giản như vậy. Lạt ma Á La đứng ngoài cửa nói. Đại sư Á La, ngài đã trở về rồi. Bọn nhạc dương, trương lập vội nhau nhau đứng lên chào, hỏi thăm dối rít thực ra chỉ là muốn lười nhắc một chút. Lữ cánh nam cũng không ngăn trở bọn họ. Chào hỏi lạt ma á la xong, cô lại tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ văn kiện. Duy chỉ có chắc mộc cường ba và giáo sư Phương Tân vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào từ ngữ khó hiểu kia. Giáo sư cất tiếng hỏi, thủ hộ linh, từ này tôi đã từng thấy ở một nơi khác, hình như tần suất xuất hiện khá nhiều, liên quan đến cả chiến tranh lẫn việc tế tự. Theo tôi thì ở những phương diện khác nhau, từ ngữ này cũng có những cách giải thích khác nhau, không biết có phải vậy không. Lạt ma á là đón lấy cốc nước đường mẫn đưa cho, đến bên cạnh máy tính nói, chuyện này giải thích phức tạp lắm, thực ra cách nói thông tục chính là thủy thú bảo vệ bốn phương, có lúc lại dùng để chỉ một loại trong số đó thôi, như là chiến ngao chẳng hạn. Lời này vừa thốt ra, cả bốn phía thảy đều kinh động, đặc biệt là Trác Mộc Cường Ba. Dịch bao nhiêu này nay, lẽ nào từ ngữ khó hiểu mà gã gặp phải nhiều lần này lại chính là để chỉ chiến ngao hay sao? Gã vội đứng lên để lạt ma á la ngồi xuống bên cạnh giáo sư Phương Tân, đồng thời mừng rỡ nói, đại sư ngài đã hỏi giúp tôi chuyện liên quan đến thú chiến chưa vậy nhạc dương cũng quan tâm hỏi thú chiến là gì vậy còn thiên châu của chúng tôi đâu lạt ma á la ngồi xuống thấy mọi người đã ngồi vây xung quanh mình liền nói ừm um, thiên châu thì quên rồi nhưng không sao hết sau này tôi còn quay lại nữa lần này tôi đi là đặc biệt có ý hỏi chuyện liên quan đến thú chiến giờ nếu không sợ ảnh hưởng đến công việc dịch thuật của mọi người tôi có thể nói sơ qua một chút về thú chiến và lịch sử chiến ngao trong truyền thuyết Trác Mộc Cường ba đương nhiên là không có ý kiến gì, đây chính là điều mà gã muốn biết nhất. Lạt Ma Á la nhấc một ngụm nước, chậm rãi nói, tôi hỏi mọi người một câu, vì sao chiến ngao lại được gọi là chiến ngao? Bởi vì chiến tranh, chúng là loài chó ngao có thể tham gia chiến tranh, có thể chiến đấu. Trác Mộc Cường ba đáp. Lạt Ma Á la gật đầu, không sai. Vì vậy, nói đến lịch sử của chiến ngao, thì không thể không nhắc đến thú chiến. Thú chiến là một loại mô thức chiến tranh đã xuất hiện từ thời viễn cổ, nhưng khoảng gần nghìn năm trở lại đây đã bị người đời dần dần cho chìm vào quên lãng. Cường Ba Thiếu Gia và tôi đã từng trông thấy bích họa liên quan đến mô thức chiến tranh này trong đảo huyền không tự. Rốt cuộc thú chiến bắt đầu phát triển từ khi nào, đây là vấn đề không thể khảo chứng. Nhưng thông thường nền văn minh cổ nào lúc manh nha phát triển cũng đều có ghi chép về thú chiến. Có một số loại hình thú chiến vẫn còn gìn giữ được, chẳng hạn như chiến tượng ở Thái Lan, thần nghiêu ở Ấn Độ, còn số khác thì dã biến mất trong dòng sông lịch sử, như thú chiến ở Trung Quốc chẳng hạn. Thực ra trong những truyền thuyết sớm nhất về thời Tam Hoàng Ngũ Đế đã xuất hiện thú chiến cả rồi. Khi Hoàng Đế có chiến tranh với Vưu, đã có sự tích Vưu triệu tập các loài dã thú hung ác trong thập vạn Đại Sơn ra tác chiến, thời nhà hạ có thủy tộc xuất hiện trong chiến tranh, thời thương chu thì thuần hóa được chim trên trời, đến thời chiến quốc, thú chiến đã đạt đến đỉnh cao, xuất hiện cả hải lục không quân liên hợp tác chiến, chim trên trời đấu với chim trên trời, thú dưới đất đấu với thú dưới đất, thủy tộc đấu với thủy tộc sau đó trở đi thì vai trò thú chiến dần dần mờ nhạt, chỉ thi thoảng chúng mới xuất hiện trong các cuộc chiến giữa Hán và Hung Nô. Đến thời Tam Quốc, mô thức chiến tranh này lại sống dậy, trường giác có thể hoành hành một thuở giữa thời loạn thế chính là vì ý có thể chỉ huy vô số giã thú chiến đấu, còn như mông sung hỏa như trận, hỏa nha thiêu liên doanh về sau này, cũng đều được coi là mẫu mực của thú chiến. Đến thời sau thời nhà Nguyên, việc sử dụng thú chiến mới dần suy tàn, nhưng cũng không tuyệt tích hẳn vào thời Minh Thanh vẫn còn xuất hiện một trận kinh điển chuột đấu với voi nữa. Mọi người đều nghe mà kinh ngạc, rồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mà vẫn lấy làm khó hiểu, đặc biệt là Nhạc Dương và Trương Lập. Hai người này xuất thân bộ đội, đều cho rằng nếu quả thực tồn tại binh đoàn thú chiến thật, thì ít nhất họ cũng phải nghe nói đến, chứ không thể hoàn toàn mù tịt thế này. Đối với những người khác, điều Lạt Ma Á La vừa nói đa phần đều là những thứ chỉ có trong chuyện thần tiên trích quái hay tiểu thuyết thông tục, nhưng chiến tượng của Thái Lan và thần ngưu thiên binh của vương triều Khổng Tước bên Ấn Độ thì đúng là sự thật không thể tranh cãi. Thời xưa ở hai quốc gia này, hai loại động vật đó đúng là được phiên vào binh chủng riêng, đã từng lập nên những chiến công hiển hách trên chiến trường. Ở Thái Lan và Ấn Độ, hai loại động vật này vẫn còn được sùng bái kéo dài mãi cho đến ngày nay. Nhạc Dương hỏi, "Tôi, tôi không hiểu cho lắm, đại sư, nếu thú chiến có uy lực lớn mạnh như thế, tại sao không được vào biên chế chính quy của quân đội để phát dương mở rộng ra mà trái lại phải chìm dần vào quên lãng thế lạt ma á la nói không sai đây đúng là một vấn đề khiến người ta khó hiểu tôi có thể nói với mọi người một cách đơn giản ở đây có hai nguyên nhân thứ nhất đó là một chức nghiệp đặc thù cũng từng được coi là một trong những ba chức nghiệp bí truyền của đất tạng thao thú sư thuật sĩ điều khiển thú thao thú sư trác mộc cường ba thầm chấn động trong lòng lờ mờ có cảm giác như nắm bắt được điều gì đó Lạt Ma Á La nói: đúng vậy. Muốn dùng động vật làm một binh chủng chiến đấu không đơn giản chỉ nói mà được, phải có những người chuyên môn chỉ huy điều khiển bọn chúng, để chúng dựa theo phương sách đã định sẵn mà tiến hành mai phục, tấn công ban đêm, tập kích, bày trận mà không trở ngược lại làm tổn hại đến phe mình. Tất cả những việc này đều phải nhờ vào thao thú sư mới thực hiện được. Nói một cách đơn giản hơn, vai trò của họ cũng giống như những người huấn luyện thú dạy hổ nhảy qua vòng, cá heo hút bóng trong giạp siếc vậy. Nhưng điểm khác biệt là công việc của họ khó khăn hơn rất nhiều. Giữa chiến trường, trong chớp mắt đã có ngàn vạn biến đổi, muốn điều khiển một đám động vật có thể tiến lui như ý, tiến thì về phía trước mà lùi thì về phía sau, hai cánh hợp vây, chia đường xuất kích, diệt từng bộ phận, tiềm phục rồi tập trung, ngoài việc phải hoàn toàn nắm bắt được tập tính và ưu thế của các loài động vật ra, còn cần những thủ đoạn điều khiển thao túng đặc biệt khác những thủ đoạn này chính là tuyệt kỹ bí mật không bao giờ để người ngoài biết được của các thao thú sư. Đến giờ thì tôi có thể nói với mọi người tại sao thú chiến lại dần dần lui khỏi vũ đài lịch sử được rồi đó chính là vì các tuyệt kỹ của thao thú sư xưa, xưa nay vẫn là đơn truyền một mạch và chỉ truyền miệng khi một thao thú sư chết đi mà không có truyền nhân kế thừa thì cũng đồng nghĩa với một loại tuyệt kỹ điều khiển thú đã thất truyền có thể lấy một ví dụ đơn giản thế này trước khi triều thanh tiến vào sơn hải quan kỹ thuật điều khiển chim ưng hải đông thanh của họ đã trải qua năm triều đại liêu kim nguyên minh thanh đạt đến mức độ cao nhất của huấn luyện và thuần dưỡng động vật, từ bắt sụ ưng non, đến luyện ưng cất cánh, buộc thừng, giảm béo, thả ưng, cả quá trình hết sức hệ thống và khoa học, có thể nói là đã tổng kết được kinh nghiệm của những thế hệ đi trước, nhưng từ sau khi tiến vào quan nội, chưa đầy 100 năm, đã không thể tìm đâu ra một người luyện ưng chính thống nữa rồi. Càng không cần nói đến chuyện huấn luyện ra được trinh sát tiên phong trên chiến trường chiến ưng. Không thể nói là người cầm quyền trong triều đình mãn thanh không coi trọng, không thích mà nó tự thất truyền thôi chỉ đơn giản như vậy thôi không có nguyên nhân gì đặc biệt cả bọn trác mộc cường a nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu ra được phần nào giáo sư phương tân lại hỏi vậy còn nguyên nhân thứ hai lạt ma á là mỉm cười đáp nguyên nhân thứ hai càng dễ lý giải hơn thú chiến là phải cần đến các loài thú hung mãnh mà xưa nay chỉ dã thú mới có răng nhọn vuốt sắc nhưng cùng với sự phát triển và tiến bộ không ngừng của xã hội loài người các loài mãnh thú sở hữu những vũ khí sắc bén và sức mạnh đáng sợ đồng thời cũng trở thành kẻ địch lớn nhất của con người, không thể có chuyện ai ai cũng là thao thú sư được, thái độ của người bình thường đối với chúng xưa nay vẫn là giết chết không tha. Lãnh địa của loài người càng lúc càng mở rộng, số lượng hung cầm mãnh thú cũng mỗi lúc một ít, vậy thì còn thú chiến nỗi gì nữa? Vẫn lấy thí dụ là chim ưng hải đông thanh nhé, những người huấn luyện chim ưng thời đầu còn có thể đem tuyệt kỹ luyện chim ưng truyền cho con cháu nhưng các thế hệ sau đến con chim ưng trông như thế nào còn chẳng biết, cũng chẳng bắt được con hải đông thanh nào, vậy thì còn huấn luyện làm sao được. Tự nhiên là tuyệt kỹ cũng theo đó mà thất truyền thôi, hai nguyên nhân này bổ sung cho nhau, vậy nên muốn trùng diễn lại cảnh tượng trên trời dập cảnh chim ác chiến, dưới đất giã thú chạy cuồng loạn, các loài thủy tộc làm tắc cả dòng sông thời xuân thu chiến quốc trong thời nhà thanh là không thể được. Tôi nhớ có một vị thao thú sư từng để lại những lời đầy tiếc nuối thế này, thời thượng cổ, người bị thú bắt nạt, thời trung cổ, người và thú đồng cư, thời hậu cổ, người mạnh thú thưa, còn đến thời chúng ta bây giờ, cái được gọi là thú ấy, đại đa số đã thành động vật tuyệt chủng cả rồi, cho dù có còn lại, thì cũng là loài vật đang mấp mé bên bờ tuyệt chủng. Xã hội con người sẽ càng ngày càng thêm văn minh, mà xã hội văn minh thì sẽ không thể dung chưa được các loài dã thú. Nói đến đây, Lạt Ma Á la ngưng lại nhấp một ngụm nước. Nhạc Dương lấy làm lạ nói, theo cách nói của Đại sư, cái nghề thao thú sư này từ thời thượng cổ đã có rồi, Tại sao lại trở thành cái gì mà ba chức nghiệp bí truyền của Tây Tạng thế? Lạt Ma Á la gật đầu, ừm, chuyện này liên quan đến chủ đề mà chúng ta sẽ nói sau, tôi còn phải giải thích với mọi người thêm một chút nữa. Ít nhất mọi người đã hiểu rõ rằng trong lịch sử đã từng xuất hiện thú chiến và có một chức nghiệp là thao thú sư, nhưng bọn họ đã dần bị tiêu vong. Tuy nhiên, trên cao nguyên này, thú chiến lại đã tìm được mảnh đất phù hợp để phát triển. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tóm lại là đến thời kỳ Tạng Vương Tùng tán can bố việc sử dụng thú chiến trên cao nguyên đã phát triển đến đỉnh cao, giống như thời xuân thu chiến quốc ở vùng Trung Nguyên vậy, chức nghiệp thao thú sư lúc này cũng đạt đến sự đột phá xưa nay chứ từng có, đó chính là thao túng điều khiển một loại động vật tiến lên cùng lúc thao túng nhiều loại động vật. Thấy mọi người không hiểu, Lạt Ma Á la lại giải thích, chắc là mọi người vẫn chưa hiểu rõ, trước đó đại đa số các thao thú sư đều chỉ hiểu biết, quen thuộc và có thể thuần dưỡng điều khiển một loại động vật nào đó. Chẳng hạn như tổ tiên khai quốc của nước Tần là Tần Phi, Ông ta chính là một vị thao thú sư thực sự, kỹ thuật nhìn ngựa và huấn luyện ngựa của ông ta e rằng bá nha cũng khó bị nổi. Chính vì giỏi huấn luyện ngựa mà Tần Phi được vua nhà Chu coi trọng, ban thưởng cho cả đất phong, nhờ vậy mới có nước Tần. Còn trong thời kỳ chiến tranh tàn khốc nhất trên cao nguyên thanh tạc, những thao thú sư chỉ có thể thao túng một loài động vật đã không thể nào thỏa mãn được nhu cầu của chiến tranh nữa. Vì vậy đã ra đời thế hệ thao thú sư mới, có thể thao túng điều khiển nhiều loài động vật đồng thời biết rõ nhược điểm của thú chiến đấu của phe đối phương. Từ đó trở đi, những người có hiểu biết về chức nghiệp này đều chỉ coi những nhân vật nắm vững tập tính của nhiều loài động vật khác nhau, trong chiến đấu không những có thể thao túng thú chiến đấu của phe mình, mà còn có thể lợi dụng nhược điểm của thú chiến đấu phe đối phương để phản kích mới là các thao thú sư thuật sĩ điều khiển thú chân chính. Vì vậy, Tây Tạng cũng được coi là vùng đất phát nguyên của thao thú sư. Còn những con thú chiến đấu tham gia thú chiến trên cao nguyên thanh tạng này cũng có danh xưng riêng chúng chính là thủy thú bảo vệ bốn phương. Trác Mộc Cường ba thốt lên. Lạt Ma Á la mỉm cười, đúng vậy, trải qua thăng trầm lịch sử, trong quá trình tiêu vong của thú chiến, những con thú chiến đầu đã dần dần diễn hóa thành thủy thú bảo vệ bốn phương, hay còn gọi là thủ hộ linh. Trong lòng mọi người, chúng là thần thú may mắn bảo vệ nhà cửa quê hương họ, nhưng đại đa số họ lại không biết rằng những con thú may mắn này thực ra đã từng là một lực lượng chiến đấu không thể thiếu trong những trận chiến bảo vệ nhà cửa quê hương. Cường Ba Thiếu ra hiểu được đến đây, Vậy thì tôi có thể kể với cậu về lịch sử của chiến ngao được rồi. Còn nhớ khi ở châu Mỹ, tôi từng nói với cậu rằng trong lịch sử thổ phồn từng có một đạo quân, trong đó mỗi binh sĩ đều phối hợp với một chiến ngao và bọn họ đã trở thành thần thoại bất bại trong lịch sử chiến tranh hay không? Lạt Ma Á La vừa nhắc gần như tất cả đều khẽ kêu lên một tiếng, đạo quân ánh sáng. Mỗi người đều bừng tỉnh ngộ, đây chính là điều mà họ vẫn luôn muốn biết, nguyên nhân tại sao đạo quân ánh sáng lại bất bại? Trác Mộc Cường ba vỗ mạnh một phát lên chán, sao gã lại không liên hệ đạo quân ánh sáng với chiến ngao mà lạt ma á la nhắc đến trong rừng rậm nguyên sinh châu Mỹ chứ, bản thân thật đúng là quá ngu đột. Lạt ma á la nói, không sai, chính là đạo quân ánh sáng. Để mọi người hiểu sâu thêm nữa về quan hệ giữa đạo quân ánh sáng và chiến ngao, tôi cần nói trước về tình hình phát triển của thú chiến và hoàn cảnh lịch sử của cao nguyên thanh tạng lúc bấy giờ. Thực ra, trong rất nhiều câu chuyện của Tây Tạng đều có nhắc đến thú chiến, chỉ có điều mọi người xưa nay chưa từng chú ý đến mà thôi. thú chiến truyền vào tây tạng từ bao giờ hay từ thời cổ vùng đất này đã có sẵn hình thức chiến tranh ấy rồi. điểm này thì không thể khảo chứng, tôi cũng không có cách nào giải thích được. thú chiến xuất hiện sớm nhất trong các ghi chép lịch sử của thổ phồn có lẽ phải truy ngược đến tận thời kỳ thất sích thiên vương. giáo sư phương tân bỏ kính xuống, lấy mảnh vải lau lau. ông cũng biết thất sích thiên vương là bảy đời quân chủ khai quốc trong truyền thuyết của vương triều thổ phồn nghe nói đều là những thần nhân hạ phàm có phép thần thông sau khi chết thì hóa thành cầu vồng hoặc đi lên bậc thang trời mà trở về thiên giới nhưng trong ấn tượng của ông hình như chẳng hề có tư liệu nào liên quan đến thú chiến thời kỳ đó cả chỉ nghe lạt ma á la nói có lẽ mọi người đều biết tương truyền bảy đời quân chủ đầu tiên sau khi thổ phồn khai quốc đều không giống người thường trên đầu có trụ sáng cao một thước là do thần ban cho người tạng để làm vương sau khi chết không có di thể mà đều quy về quầng sáng trên đỉnh đầu nhưng từ đời tảng vương thứ 8, chỉ cống tán phổ, bọn họ không thể về trời được nữa, bởi vì chỉ cống tán phổ bị một đại thần của ông ta là La Ngang dùng tên bắn chết, chỉ cống tán phổ có nghĩa là vị tán phổ bị giết chết. Theo sách Đôn Hoàng Bản Thổ Phồn Lịch Sử Văn Thư ghi chép, vương này chỉ chỉ cống tán phổ, là con của thiên thần, dù thể hình như người bình thường, nhưng lại đặc dị khác hẳn người thường, có thần thông bay được cả lên thiên giới. Vương tin cuồng ngạo kiêu căng, thường lệnh cho thuộc hạ cùng mình tỉ võ thi tài lần cuối cùng ông ta gọi một vị đại thần tên là la ngang đạt tư đến tỷ võ la ngang tự nhận mình không phải là đối thủ của tán phổ không chịu so tài chỉ cống cứ bước ép bằng được vậy là la ngang đành nói với chỉ cống thần là thần tử ngài là quân chủ thần tử quyết chiến với quân chủ là đại nghịch vì vậy kính mong bệ hạ lúc quyết chiến hãy mang kính hộ tâm trên vai dùng da cáo làm trang sức khi bắt đầu hãy xoay đao múa trên đỉnh đầu thực ra đây chính là một cái bẫy dành cho chỉ cống vì chỉ cống có phúc của tổ tiên lưu lại và có thần hộ mệnh, La Ngang không thể giết nổi ông ta. Chỉ cống đã mắc mưu, La Ngang lại nói, lúc khai chiến thần sẽ dâng âm nhạc lên kính bệ hạ, ngoài ra xin cho phép thần mang theo 200 con bò. Chỉ cống không thèm để mắt đến những chuyện này, chỉ một lòng muốn quyết đấu ngay. La Ngang cho 100 con bò thổ muội than, 100 con khác buộc lông trên mình. Lúc khai chiến, La Ngang lấy danh ngẽ dâng âm nhạc lên gõ chiêng khua chống ẩm ý, đàn bò bị kinh động liền chạy tué ra tứ tán, lông và muội than bay lẫn vào nhau, bụi mù mịt che mờ cả bầu trời, tất cả binh sĩ đều không nhìn thấy gì, chỉ trông thấy kính hộ tâm trước ngực chỉ cống phát sáng. La ngang liền bắn tên giết chết chỉ cống, không hề dùng đến thiên quân vạn mã gì. Chỉ cống cũng không hóa đi trong ánh sáng như các tổ tiên của ông ta. Nghe hết câu chuyện, Trương Lập lấy làm thất vọng, khẽ lầm bẩm: đây mà là thú chiến à. Chỉ có chắc một cường ba và giáo sư Phương Tân là nhận ra chút gì đấy như hình thức ban đầu của thú chiến. Giáo sư Phương Tân nói, câu chuyện này thì tôi cũng biết, nhưng thế vẫn còn chưa hết, nó vẫn còn nửa sau nữa mà. Lạt Ma Á La nói, theo những gì chúng tôi khảo chứng được, nửa sau của câu chuyện bị ngờ là do đời sau thêm thắt vào, vì khi ấy cháu Ngao vẫn còn chưa xuất hiện trên vũ đài lịch sử. Ô giáo sư Phương Tân có chút thất vọng, vì đây là một trong những truyền thuyết lịch sử nổi tiếng nhất về cháu Ngao Tây Tạng mà họ biết. Lạt Ma Á La nói, đây chính là câu chuyện về thú chiến sớm nhất được ghi chép lại, cũng tương đối nổi tiếng. Những chuyện cũng khá nổi tiếng khác còn có vô chuột và quốc vương, bò hét trắng, anh hùng đẻ trứng. Trong các sử thi sau này như ban mã qua đường, cách tát nhĩ vương lại càng ẩn chưa nhiều thông tin về thú chiến, tôi không lấy ví dụ cụ thể nữa. Vậy là đến thời tạng vương tùng tán can bố, thú chiến đã phát triển hoàn thiện. Đồng thời trên cao nguyên lúc này các bộ tộc đã phát triển, nhưng đứng trước thú chiến đấu, sức mạnh quân sự của con người có phần yếu ớt, thành ra các thế lực đều chú ý phát triển một cách quy mô lực lượng thú chiến, quốc gia nào cũng có một hoặc hai loại thủ hộ linh của riêng mình. Loại thủ hộ linh phổ biến nhất trên cao nguyên chính là bò yắc, loài thú chiến đấu thể hình to lớn, lực đâm hút mạnh mà lại dễ thuần dưỡng này là quân chủ lực của thú chiến thời đó. Chẳng hạn như trong câu chuyện mọi người vừa nghe đó, thủ hộ linh của thổ phồn lúc đầu cũng là bò yắc. Thanh tạng cao nguyên thời kỳ này cũng hệ như thời xuân thu chiến quốc ở Trung Nguyên vậy, chư hầu tranh bá, phía đông thổ phồn có đa di, đảng hạng, bạch lan phía bắc có tô tì thổ dục hồn khoác nhĩ phía tây có tượng hùng các nước nhỏ hơn thì càng không đếm xuể thổ phồn ở giữa quân hùng cắt cứ xung quanh nhưng cũng không phải là quốc gia lớn mạnh nhất quốc lực chỉ hơn được tô tì bạch lan có thể nói là không phân cao thấp với đảng hạng thổ dục hồn còn cường thịnh nhất thời bấy giờ phải nói đến tượng hùng ở phía tây tượng hùng đất rộng người đông binh lực hùng hậu thủ hộ linh của quốc gia này lại càng là loại mạnh trong những loại mạnh Bích họa mà chúng ta thấy trong đảo huyền không tự đủ để chứng minh điểm này rồi, thủ hộ linh của họ chính là sói và đại kim bằng, dùng sói chiến đấu với bò yắc là đã có ưu thế bẩm sinh, thừa sức uy hiếp những nước nhỏ khác trên cao nguyên này. Chỉ có điều đến thời tạng vương tùng tán can bố, tượng hùng không biết tiến thủ, quốc lực ngày một suy vong yếu kém, nhưng lạc đà gầy chết cũng to hơn ngựa. Thổ phồn thực sự không nuốt trôi được khúc xương cứng tượng hùng này. Lạt ma á la ngưng lại một chút rồi tiếp lời, Tạng Vương Tùng Tán can bố, tương truyền từ nhỏ đã hùng tài đại lược, là một kỳ tài quân sự nghìn năm hiếm gặp. Cha bị gian thần giết hại, nghe nói chỉ mới 13 tuổi ông đã dựa vào trí tuệ hơn người của mình, bắt được tên hung thủ báo thù cho cha, 15 tuổi đã lực bạt sơn hề khí cái thế, hùng tâm tráng trí cao ngất, quyết ý nhất thống cao nguyên. Vị Tạng Vương trẻ tuổi cũng biết rằng, tượng hùng ở phía tây là cường quốc đứng đầu trên cao nguyên, lại ở phía sau nước mình, đánh tượng hùng thì không thể đánh được, mà nếu suốt binh tấn công các nước khác lại có khả năng bị tượng hùng thừa cơ lấn đánh, nhưng thổ phồn muốn phát triển cường thịnh vẫn buộc phải chinh phục tượng hùng trước. đúng lúc vị quân chủ trẻ tuổi không nghĩ ra kế sách nào, thì có thể nói là trời chiều lòng người. tượng hùng vương đã đích thân đem hai nhân tài đến tận tay tùng tán can bố. đó chính là những người đã sáng lập ra đạo quân ánh sáng, về sau trở thành hai đại gia tộc tay trái tay phải của các đời quân chủ thổ phồn và được sùng ái cho đến tận khi thổ phồn diệt phong gia tộc họ vi và họ nương. Nương thị và vi thị vốn là quý tộc tượng hùng, cảnh ngộ họ gặp phải tượng hùng được viết trong một bộ sử thi khác. Tóm lại là họ không còn bằng lòng với sự thống trị của tượng hùng vương nữa, mà chạy sang đứng dưới cờ của thổ phồn. Việc đầu tiên những người này nói với tạng vương tùng tán can bố khi vào diện kiến chính là họ sẵn lòng giúp tạng vương xây dựng một đạo quân vô địch. Đề nghị đó không hẹn mà trùng hợp với suy nghĩ của tạng vương trẻ tuổi. Vậy là tùng tán can bố liền giao hết việc này cho hai người hoàn thành, người ta vẫn nói chi nhân thiện nhập, chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi. Từ đó trở đi, vị bá chủ thổ phồn bắt đầu thay đổi khí khái coi thường cả thiên hạ trước đó, ẩn giấu khí thế, trong thì tạo phúc làm giàu cho quốc dân, sửa đổi pháp quy, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế, bên ngoài đối chọi với cường địch, thông hôn nhân, liên lạc với những nhánh đồng tông. Kết giao nước xa, đánh nước gần, ông ta ẩn nhẫn, chờ đợi, chờ đợi đến Nga đại quân vô địch kia có thể xuất chinh chiến đấu. Nếu nói nhà tần lớn mạnh nhờ thương ưởng biến pháp, thì thổ phồn lớn mạnh, kẻ biến pháp chính là bản thân người thống trị. Tùng tán can bố vừa có khí thế của sở bá vương, lại kiêm cả kỳ tài tuyệt thế của gia cát lượng. Cả cao nguyên cuộn lên dòng chảy ngầm mãnh liệt trong bầu không khí vừa căng thẳng lại vừa bình lặng, thay ngén một trận đại biến cố xưa nay chưa từng có. Một biến cố đã được trời cao định sẵn là do vị tảng vương vĩ đại nhất trong lịch sử cao nguyên, tán phổ tùng tán can bố thực hiện. Giọng của Lạt Ma Á la kể rất bình tĩnh, nhưng bọn ba tang, nhạc dương, trương lập nghe mà thấy máu nóng bừng bừng. Trước bọn họ chỉ biết Tùng Tán Can Bố được gọi là một bậc đại kỳ tài hiếm có của cao nguyên thanh tạc, nhưng công tích lớn lao mà ông lập nên khiến tất cả đồng bào người tạng đều lấy đó làm niềm kiêu hãnh của mình. Trước ông, chưa từng có vị vương nào làm nổi, sau ông, cũng không có vị vương nào vượt qua được. Giờ đây, tất cả những công tích của vị con trời này đang được tái hiện lại một cách sinh động qua lời kể của Lạt Ma Á La. Lạt Ma Á La lại tiếp tục, đạo quân ánh sáng từ ngày bắt đầu thành lập đã đặt ra mục tiêu không giống với bất cứ binh chủng nào khác. Nương thị và vi thị cho rằng, thú chiến đã phát triển đến tột đỉnh, rất khó có đột phá nữa, nhưng binh sĩ thì khác, bọn họ còn có thể mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Nếu không thể lay động khí thế thiên quân vạn mã đất dung núi chuyển của thú chiến, thì hãy sửa đổi sách lược linh hoạt, mà chỉ có người với người mới có thể phối hợp điều hòa với nhau tốt hơn, có thể phản ứng với muôn vàn biến đổi trong nháy mắt trên chiến trường, không thể nói là người lại không bằng thú chiến được. Dựa vào lý luận này bọn họ đã hoàn toàn phá vỡ cách biên chế binh chủng thông thường, đơn vị tác chiến nhỏ nhất là một tiểu đội 5 người, có một tiểu đội trưởng, 5 tiểu đội hợp lại thành một trung đội, có một trung đội trưởng và một trung đội phó, 5 trung đội biên chế thành một đại đội, có một đại đội trưởng và một đại đội phó cùng 4 tránh phó tham mưu. Khi đánh trận lấy đại đội làm đơn vị cơ bản, điều động thống nhất, đại đội trưởng chết trận thì đại đội phó chỉ huy, đại đội phó chết trận thì tham mưu chỉ huy, nếu các chỉ huy cao nhất của đại đội đều tử trận hết. Toàn bộ đại đội ấy còn có thể chia lẻ ra, phân thành các trung đội do trung đội trưởng dẫn đầu tác chiến. Nếu thực hiện các nhiệm vụ như tập kích, đánh chặn, ám sát thì mỗi tiểu đội là một đơn vị tác chiến, vì chỉ có biên chế 5 người nên tính cơ động và linh hoạt của họ rất cao. Nương thị và vi thị đã gắng hết sức lực tâm tư, quyết huấn luyện cho đội quân này dù chỉ còn lại một binh sĩ, thì binh sĩ ấy cũng phải có sức chiến đấu khiến kẻ địch khiếp sợ. Những binh sĩ này ngoài đặc điểm của quân nhân bình thường như có thân thủ hơn người, lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, còn có nhiều năng lực hết sức đặc thù khác, như có thể ngày đêm hành quân 200 dặm có kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã tuyệt hảo, có thể ẩn mình dưới lớp tuyết, cũng có thể ngụy trang thành một lùm cỏ di động. Trong tiểu đội 5 người, ít nhất có một lợi bản, có thể nhận biết các loài thảo dược, xem bệnh cứu người, đồng thời tinh thông giải phẫu, có thể thực hiện những ca phẫu thuật đơn giản trong lúc hành quân, một người là vu cổ sư, tinh thông các cá thức giết người và tra tấn, đồng thời sở trường dùng độc một trinh sát thông thuộc các loại địa hình có thể nhận biết dấu chân ngựa và vết tích của bò dê để lại mà biết được sĩ số cùng hướng đi của kẻ địch, một thần xạ thủ có thể kéo cung cứng, bắn xa ngoài 200 bước chân. Một người có biết thuật ngụy trang, có thể lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để bố trí cạm bẫy bắt người và dã thú. Lạt Ma Á là cứ thao thao bất tuyệt nói tiếp, ba người xuất thân là bộ đội là Ba Tang, Nhạc Dương và Trương Lập từ nãy đã thầm kinh hãi thốt lên trong lòng, biên chế của bộ đội đặc trùng. Không nghi ngờ gì nữa, Lúc này họ đang được nghe nói về một đạo quân bộ đội đặc chủng đã được huấn luyện từ hơn 1.000 năm về trước. Họ có lý do để tin rằng, với khả năng chiến đấu của đội quân này, ở thời kỳ ấy, nó thực sự không hổ với danh hiệu vô địch một chút nào. Nhạc Dương lại còn liên hệ cả đến đảo huyền không tự, chỉ luận về thân thủ, bộ đội đặc chủng ngày nay còn không bằng bộ đội đặc chủng cổ từ nghìn năm trước ấy chứ. Có điều rất nhanh sau đó anh lại tự phủ định ý nghĩ này của mình, khi ấy đảo huyền không tự vẫn còn nằm trong địa giới tượng hùng, vậy thì đợt huấn luyện đầu tiên của đạo quân ánh sang không thể nào ở bên trong đảo huyền không tự được. Cuối cùng Lạt Ma Á La nói, đương nhiên trong quân đội còn có cả các chức nghiệp đặc thì như thao thú sư, ảo thuật sư, cơ giới sư, thuật sĩ thiên khí về sau này. Những binh sĩ giữ chức này thông thường đều một người tinh thông nhiều loại kỹ năng. Đại quân đã hình thành, nhưng vẫn không dám vọng động, vì khi ấy tựa ngùng còn sở hữu thủ hộ linh mạnh nhất trên cao nguyên, còn đạo quân ánh sáng thì mới từng diễn luyện chiến đấu với quân bò hắc. Tạng vương phát hiện ra, quân ánh sáng ngoài chiêu tránh mũi nhọn tấn công của bò yắc, dẫn dụ cho chúng tản ra rồi tung đòn quyết định, thì rất khó chiếm được lợi thế nào khác trên chiến trường. Họ có thể chiến thắng quân đội tượng hùng sở hữu thủ hộ linh mạnh nhất cao nguyên hay không, điều này thực sự khiến người ta lo lắng. Vậy là, tạng vương quyết định, nhất thiết phải tìm cho ra các đặc điểm của thủ hộ linh nước tượng hùng, đồng thời, thổ phồn cũng phải có thủ hộ linh mới, một loài thủ hộ linh mạnh mẽ hơn nữa, có thể khắc chế được thủ hộ linh của tượng hùng. Ông gả em gái ruột của mình cho tượng hùng để biểu thị tình hữu hảo, đồng thời ký một loạt điều ước hòa bình, lấy được cảm tình của tượng hùng vương. Em gái tạng vương là trại mã cắt phụ trách nhiệm vụ nặng nề là thăm dò thủ hộ linh của tượng hùng. Nàng ta viết những thông tin thu thập được lên chiếc khăn đầu gắn đầy lục tùng thạch gửi về thổ phồn tặng cho tùng tán can bố. Người đời chỉ biết trại mã cắt bị chồng ghẻ lạnh, mới dùng lục tùng thạch và khăn đầu tượng trưng cho sự dũng mãnh của đàn ông và sự yếu mềm của đàn bà để kích động tùng tán can bố xuất trinh tấn công tượng hùng, chứ không hề hiểu rằng bên trong chiếc khăn ấy lại giấu bí mật của thủ hộ linh nước tượng hùng. Chữ viết trải mã cắt sử dụng chính là tạng văn, khi đó vừa mới được sáng tạo ra, vẫn còn là một bí mật cấp cao của thổ phồn. Đồng thời, với nỗ lực không ngừng nghỉ, Nương Thị và Vi Thị cũng phát hiện ra ở đảng hạng có một loài động vật mạnh mẽ gọi là ngao. Sau bao nhiêu năm chịu cảnh vô danh tiểu tốt trong hàng rào của các bộ lạc, trong vườn sau của các tộc trường, cuối cùng chó ngao Tây Tạng cũng gặp được bá lạc của mình để nắm bắt được phương pháp thuần dưỡng loài thủ hộ linh hoàn toàn mới này đồng thời phá giải thủ hộ linh của tượng hùng tạng vương tùng tán can bố hạ lệnh yêu cầu mỗi tiểu đội đều phải có binh sĩ tinh thông thuật thuần dưỡng không hạn chế là thuần dưỡng loài động vật nào vậy là một chức nghiệp hoàn toàn mới ra đời thế chiến ngao không phải là thủ hộ linh của đảng hạng à nhân lúc lạt ma á la ngưng lại lấy hơi dây lát nhạc dương tranh thủ đặt câu hỏi chuyện tiên hiệp khi ấy thì vẫn chưa lạt ma á la đáp khi ấy chó ngao ở đảng hạng chẳng qua chỉ là chó ngao thông thường, không thể coi là chiến ngao được, vì tính tình hung dữ, kiêu ngạo, ngỗ ngược nên từ đầu chó ngao đã là một loài mãnh thú cực khó huấn luyện thuần dưỡng rồi. Các thao thú sư thời cổ từng nói thế này, thuần hổ khó, khó hơn thuần sói 10 lần, nhưng thuần ngao còn khó hơn thuần hổ, nuôi ba con hổ cũng không nhọc sức bằng một ngao, nếu được chiến ngao, tay vin mái bạc khóc. Y muốn nói, thời gian để huấn luyện được một con ngao hợp tiêu chuẩn đủ để huấn luyện được ba con hổ, mà muốn huấn luyện con ngao đạt tiêu chuẩn ấy thành chiến ngao, thì tóc người huấn luyện đã bạc cả rồi. Và lại loài thú này sức khỏe vô cùng, thường tự làm theo ý mình, cho dù có đưa ra chiến trường cũng không thể khống chế nổi, nếu chỉ là binh sĩ thông thường còn có thể bị cho ngao kéo lê đi. Khả năng chiến đấu của đạo quân ánh sáng vượt xa quân sĩ thông thường, nên có thể khống chế được loài vật này. Khi ấy tùng tán can bố thu được 300 con ngao, chắc là mỗi tiểu đội được phân một con. Ngao đó cũng chưa thể coi là chiến ngao, bất quá chỉ có thể gọi là chó ngao trinh sát thôi, nhưng thị giác, thính giác, khứu giác của chúng đã hỗ trợ rất lớn cho đội quân vô địch này, đồng thời khiến họ trở thành một quân đoàn khủng bố có thể tác chiến cả ngày lẫn đêm. Từ đó trở đi, đạo quân ánh sáng bắt đầu rèn luyện trên chiến trường, trước tiên họ giúp thổ phồn thu phục các bộ tộc Tô Tì, Đạt Ba, phía bắc phá thổ dục hồn, phía đông trinh phạt đảng hạng, còn vượt xa đến tận Trung Nguyên, đã có mấy bận giao tranh với quân đại đường hùng mạnh. Chiến ngao trải qua chiến tranh rèn luyện, dần dần đã dung hợp với đạo quân ánh sáng, càng về sau càng ăn ý, từ 300 con thủa ban đầu, đến trước trận chiến cuối cùng với tượng hùng, đạo quân ánh sáng đã có hơn 5.000 con chiến ngao đạt chuẩn, đồng thời họ cũng tôi luyện bản thân thành một đạo quân sắt thực sự, mặc dù quân số không đông, nhưng người người đều có thể lấy một địch trăm. Đến trận quyết chiến cuối cùng, Tùng Tán can bố lại điều động từ đảng hạng thêm 5.000 chó ngao thường hoàn thành chỉ tiêu một người một ngao đội ngũ kỳ quái này chính là đạo quân ánh sáng mà đời sau vẫn xưng tụng là đạo quân vô địch đấy. Bọn họ vẫn giữ hình thức này cho đến cuối cùng khi toàn quân đều bị tiêu diệt. Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, khi đó đạo quân ánh sáng đã biết thủ hộ linh của tượng hùng là tổ hợp đại kim bằng và chiến lang, loài sói tính tình hung dữ, nanh sắc vuốt nhọn, lại có thiên bẩm tác chiến theo bầy đàn, khi chiến đấu thường tập trung thành từng nhóm từ 10 đến 15 con sói, chia nhau các hướng, tổng số toàn quân ước chừng 5 vạn, kim bằng ước chừng cũng có khoảng hơn nghìn con, số lượng tuy ít, nhưng hai mắt đại kim bằng như hai ngọn đuốc, thiện chiến trên không, từ trên cao bổ xuống. Thế lớn lực mạnh, không thể ngăn chặn cũng không thể đề phòng, hơn nữa đại kim bằng lại chuyên mổ mù mắt quân địch, tổ hợp sói ưng ấy đúng là rất khó phá giải. Nói tới đây, lạt ma á là thở hắt ra một hơi dài, hai mắt khép hờ. Mọi người bất giác đều nín thở chờ nghe về cuộc quyết chiến cuối cùng giữa đạo quân ánh sáng và tượng hùng một nghìn năm về trước, cả căn phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng dị thường. Ngữ điệu của Lạt Ma Á là thấp trầm mà mạnh mẽ, chỉ nghe ông chậm rãi nói, có điều cũng không phải là không có cách phá giải. Phi thị và nương thị cho rằng sói tính tình tham lam, khát máu lại ưa bạo lực, không giống như chó, không thể hoàn toàn thuần hóa, khi xuất chiến, phi tượng hùng nhất định sẽ mặc cho bầy sói phóng túng, tựa như mãnh hổ rời chuồng, để mặc chúng thi nhau cắn xem mục tiêu, vì thế có thể lợi dụng đặc tính khát máu tàn bạo này để phá năm vạn đại quân lang sói này họ đã cho chuẩn bị hai vạn con bò yắc, để người tượng hùng tưởng rằng thủ hộ linh của thổ phồn vẫn chỉ là bò yắc Tây Tạc, họ chất lên lưng bò những bao da nhồi đầy rơm dạ, bôi nọc độc chí mạng lên lông chúng, cứ bốn con bò hợp thành một tổ, phía sau kéo theo một khúc cây lớn. Hai vạn con bò yắc này chính là bữa ăn chí mạng dành cho lũ chiến lang của người tượng hùng. Còn đạo quân ánh sáng và chiến ngao ẩn mình phía sau lũ bò yắc, để đề phòng nanh vuốt sắc bén của đại kim bằng, các binh sĩ đều mặc giáp trụ đồng xanh, còn chiến ngao thì khoác áo giáp mềm dệt bằng sợi tơ vàng, chiến trường lúc ấy. Theo lời kể dù gì của Lạt Ma Á La, chắc một cường ba phảng phất như đã dứng giữa chiến trường cổ đại. Chiến trường thủa ấy ở ngay dưới chân ngọn thần Sơn Cương Nhân Ba, giữa hai cái hổ lớn, hai quân giản trận, xua thú chiến đấu ra. Bên phía quân tượng hùng, trên không trung một ngàn con kim bằng trải rộng đôi cánh, không ngừng rít lên chói tai, dưới đất, năm vạn chiến lang hú gào không dứt móng sắc cào xuống đất, trộn rộn chỉ muốn lao lên, các thao thú sư đứng sau bầy sói mình điều khiển dùng thảo dược xua quân, bên phía thổ phồn, hai vạn bò yắc tây tạng ngửa mặt lên trời kêu vang đầy bi thống, khối gỗ lớn kéo theo phía sau tựa như vũ khí của tử thần, chẳng những sẽ giết sạch kẻ địch mà đồng thời cũng nghiền nát cả thân thể chúng. Một vạn chiến sĩ đạo quân ánh sáng xếp thành trận thế hình vuông, mình mặc áo giáp trụ đồng xanh, tay cầm binh khí dài, lưng đeo cung tên cứng, bên cạnh mỗi binh sĩ là một con chiến ngao, tất cả đều khoác áo giáp mềm tơ vàng, không nộ không hờn, không ngồi không nằm, chẳng nhìn bầy lang với ánh mắt căm tức, cũng không e ngại trên không trung, thần quang thu cả vào trong, lặng như phỗng đá. Hai hồ minh mông bắt ngát, khí lạnh điều hưu, tựa như tử thần đang chăm chăm nhìn xuống mảnh đất này, nhoẻn miệng mỉm cười trước bữa thịnh yến sắp dâng lên. Chống trận ầm ầm như sấm, tù và nhất tề giúp vang, trên là trời xanh dưới là hoàng thổ, cùng tiếng gào thét gầm rú, đàn bò yắc dưới sự điều khiển của các thao thú sự hoàn hoại tiến lên, chậm chạp, vì địa thế hồ thần hơi cao hơn hồ quỷ một chút, các xúc gỗ chỉ cần được kéo đi, là sẽ tự lăn theo triền dốc mà xuống, lũ bò sẽ phải chạy càng lúc càng nhanh, bằng không sẽ bị chính những xúc gỗ khổ khổng lồ mà mình kéo lê lăn lên đè chết. Đồng thời những túi muội than trên lưng bò cũng bị sóc nảy mà tung sổ ra, như sương mù, như khói sớm, ngăn trở tầm nhìn của đại kim bằng trên không trung. lũ bò giữa màn sương mờ ấy đã không thể nhìn thấy gì, tất cả lại bị cố định thành từng nhóm bốn con một vào càng xe, nên không thể chạy ngang rẽ dọc tán loạn lung tung mà chỉ có thể chạy như điện theo đúng một phương hướng đó là những bước chạy đốt cháy sinh mạng vạn vó cùng tung lên đất sung núi chuyển nước hồ cũng vì vậy mà cuộn dâng sóng lớn đàn bò cứ thế mà xông thẳng vào giữa trận địa của lũ sói đang mắt lộ hung quang lấy tấm thân múa thịt ra mà cự lại với nanh sói sắc bén có lẽ trước khi xuất trình chúng đã biết trước vận mạng của mình cũng hệt như đám muội than phóng trên lưng nhẹ bấm hứng hờ máu tươi của chúng sẽ nhuốm đỏ vùng đất này những nơi vết chân chúng dẫm qua, nghìn năm sau nữa sẽ được người đời nhớ mãi và ca tụng, chứ không phải bọn chúng. Khi luồng máu tanh đầu tiên tản ra giữa bầy sói, cả bầy liền sôi trào lên, cái mùi từ thuở ngàn xưa đã khiến chúng tàn sát tranh giành kích thích giã tính nguyên thủy nhất bên trong chúng. Các thao thú sư ra sức kìm hãm bầy sói lại, nhưng không hề hiệu quả chút nào, khi con sói đầu tiên thoát ra khỏi đội ngũ sông lên trước, hệt như hiệu ứng domino, cả đàn sói năm vạn con liền như một cơn lũ tràn đê, sầm sập lao thẳng về phía mộ địa đã được chuẩn bị sẵn cho chúng. Lũ sói đã được huấn luyện biết cách đối phó với kẻ địch như thế nào, mười mấy con sói cùng lúc lao vào một con bò yắc vật ngửa đối thủ ra đất, cắn đứt cổ họng, cái đó lại bổ sang tấn công một con khác, chúng hiểu rất rõ, khi quét sạch chiến trường, cũng chính là lúc thịnh yến của chúng mở màn. Thu hoạch, bọn chúng đang khoan khoái thu hoạch mà chẳng hề hay biết tử thần cũng đang mỉm cười mở rộng vòng tay ra với chúng. Khi khói mù trên chiến trường đã tan hết, bầy hùng ưng nháo nhác lo âu trên bầu không chỉ chứng kiến mặt đất ngổn ngang thi thể và đàn sói đang co rút cúng gió, mà còn thấy phía bên kia chiến trường, không nghi ngờ gì nữa, trận thế hình vuông chỉnh tề có hai màu xanh đen và vàng kim chói lọi trộn lẫn chính là mục tiêu nổi bật nhất nhìn từ trên không trung, chúng liền lao thẳng về phía kẻ địch. Bên kia là đạo quân ánh sáng, một nửa đã dơ cao trường thương, một nửa quỳ xuống, dương cung lắp tên, hướng thẳng lên trời, còn bầy chiến ngao vẫn vững như bàn thạch, không nôn nóng cũng không cồn cào, bọn chúng biết rõ, khoảnh khắc thuộc về chúng vẫn còn chưa đến. Đại kim bằng lao nhanh, vận tốc phải trên 200 km h giỏi tấn công trên cao, chính là đòn tấn công nhanh nhất trên cao nguyên này. Các chiến sĩ đôi mắt kiên định ánh lên như ánh thép, không hề chấp lấy một lần. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi. Lũ chiến ngao dùng mắt đo khoảng cách giữa người và kim bằng, 2.000 m, 1.000 m, 500 m, 300 m, 100 m. Khi tiếng sủa phát ra trong cổ họng chiến ngao, tinh. Tiếng cung rời tên vang lên thê thiết, nghênh tiếp đòn tấn công của lũ kim bằng không phải là một mũi tên, hai mũi tên mà là một bức tường, một bức tường tử vong được xây bởi những mũi tên sắc nhọn. Đà lao của kim bằng đã đạt tới cực hạn, muốn vỗ cánh bay cao trở lại cũng không thể, mà những mũi tên như nước chiều, đợt trước chưa yên, đợt sau đã tới, bầy hùng ưng rơi xuống như sao xa, lao xuống hồ nước chết chóc, chẳng gợn lên chút sóng cồn. Kim bằng xếp cánh, sắc sói la liệt, Mười vạn đại quân tượng hùng nấp sau lưng thú chiến chưa đánh đã run, phảng phất như không phải đối mặt với một vạn quân địch mà là một cỗ máy giết chóc không biết ngừng nghỉ, là vực thẳm chết chóc sâu không thấy đáy. Chính trong khoảnh khắc đại quân tượng hùng còn chưa định thần lại ấy, tù và lại vang lên lần nữa chiến ngao bắt đầu dùng mình chuyển động, khắp núi khắp rừng tràn ngập những chú sư tử vàng rực. Thời khắc ấy là thời khắc chúng từ trời cao giáng xuống nhân gian, từng ngôi sao băng lao vút vào giữa đại quân tượng hùng, mang theo những nụ hôn của thần chết mặt hồ phản chiếu những tia chớp vàng chéo, rồi ngay sau đó đã bị sắc đỏ nhuộm rực lên. Các chiến sĩ đạo quân ánh sáng theo sát phía sau chiến ngao rút ra những thanh loan đao hình trăng lưỡi liềm, lưỡi đạo vung đến đâu không ai cản nổi. Cặp mắt các binh sĩ tượng hùng phủ một quần đỏ máu, ý chí chiến đấu đã tan biến, trong đầu chỉ tràn ngập một ý nghĩ duy nhất: chạy, chạy, chạy. Cuối cùng lạt ma á la nói: trận chiến với tượng hùng tổ hợp người và ngao đã đánh bại tổ hợp sói và đại kim bằng. Cái đó quét sạch 10 vạn đại quân của tượng hùng, từ đấy không còn địch thủ nữa. Trận chiến kinh thiên động địa ấy cuối cùng cũng quét sạch chướng ngại cuối cùng ngăn trở tạng vương tùng tán can bố thống nhất cao nguyên. Mô thức của thú chiến đã được viết lại một cách triệt để, thao thú sư trực tiếp tham chiến với thân phận binh sĩ, đó là chuyện chưa từng được nghe nói đến trong lịch sử của thú chiến. Và chiến ngao, thủ hộ linh hoàn toàn mới ấy cuối cùng cũng được người đời biết đến, bằng bá khí lấn nuốt cả thiên hạ ấy chúng đã tuyên bố với những thủ hộ linh khác rằng mình mới là loài thú chiến đấu mạnh mẽ nhất. Vùng đất tượng Hùng, nơi xảy ra cuộc chiến cũng được tụng ca thành nơi chiến ngao ra đời. Để kỷ niệm đạo quân ánh sáng bất bại vô địch, Hồ Thần đã được đặt tên thành Hồ Mã bảng ưng thác, dịch nghĩa là Hồ Bất Bại, còn Hồ Lạp Ngang thác phía bên Tượng Hùng, nơi âm hồn của 10 vạn đại quân không tan, oán khí ngưng kết thành âm phong, mỗi khi có người đi qua, bốn phía đều vang lên tiếng rú gào, trở thành hồ quỷ đây mới là nguồn gốc tên gọi thật sự của hồ thần và hồ quỷ nhưng đến ngày nay thì đã chẳng còn ai biết nữa chuyện về sau thì mọi người cũng từng nghe nói rồi đấy bộ tộc qua ba ở tượng hùng được biên nhập vào đạo quân ánh sáng nguyên nhân chính là vì đặc tính sống chung với sói của họ khi đặc tính này được vận dụng với chiến ngao tương truyền đã nảy sinh biến hóa về mặt bản chất lũ chiến ngao vốn cực kỳ khó thuần phục và người qua ba tựa hồ như được trời cao tác hợp phối hợp cực kỳ hoàn mỹ không một khe hở Đạo quân Ánh Sáng là do Vi thị và Nương thị sáng lập, vì vậy chức vụ thống soái tối cao của đạo quân này cũng do người trong hai gia tộc Luân Lưu đảm nhiệm. Từ đó họ trở thành hai đại gia tộc có quyền lực nghiêng ngả cả nước Thổ Phồn, mãi cho đến ngày đạo quân Ánh Sáng biến mất, hai gia tộc cũng trở mặt thành thù, mỗi bên phò trợ một vị tán phổ, cuối cùng dẫn đến vương triều Thổ Phồn bị tan rã sụp đổ. Sự biến mất của đạo quân Ánh Sáng và các thánh vật trong Tứ Phương Miếu cũng trở thành điểm nghi hoặc lớn nhất trong lịch sử Thổ Phồn. Nghe Lạt Ma Á là kể về cuộc chiến cuối cùng xong, mọi người ai nấy đều thở vào một hơi, bất giác mồ hôi đã lấm tấm khắp người. Lạt Ma Á là uống nốt ngụm nước cuối cùng, ấn nút trên bàn phím, chuyên chữ thủ hộ linh bằng tiếng tạng trên màn hình thành màu đỏ, nói với Trác Mộc Cường Ba, giờ thì cậu đã biết hàm nghĩa thực sự của thủ hộ linh là gì rồi chứ, Cường Ba thiếu ra. Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, thủ hộ linh không chỉ là thần thú mang ý nghĩa tôn giáo, mà thực sự là thú chiến đấu thời cổ đại, Mỗi bộ lạc đều có thú chiến đầu của riêng mình, vì vậy ở thời đó, thủy thú bảo vệ bốn phương của các quốc gia lớn mới không giống nhau. Trước đây tôi luôn lấy làm kỳ quái, tại sao sói tuyết cao nguyên lại là thủy thú phương Đông Bắc cho được. Giờ thì đã hiểu rồi, bởi vì chúng chính là chiến ngao. Mà đảng hạng, đất cung cấp chiến ngao lại nằm ở phía Đông Bắc thổ phồn. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên, còn nữa, trong cổ cách Kim thư có đoạn nhắc đến vi thị nói với con cháu bà ta, bảo họ lui về phía tây đó là bởi gia tộc bà ta đến từ tượng hùng, gia tộc ấy lại từng nắm quyền chỉ huy đạo quân ánh sáng, nhất định bà ta biết chuyện gì đó, vậy nên mới bảo con cháu mình chạy về tượng hùng. Ở đó có hy vọng phục quốc, có phải là bà ta muốn con cháu mình đi tìm kiếm phương pháp huấn luyện của đạo quân ánh sáng? Đại sư Á La, có một câu tôi luôn muốn hỏi ngài, cái đảo huyền không tự đấy, có liên quan gì đến đạo quân ánh sáng hay không? Tôi có cảm giác những tòa tháp ngược dùng để tu hành ấy, nói không chừng đã được cải tạo lại thành nơi huấn luyện các chiến sĩ của đạo quân ánh sáng sau khi thổ phồn chiến thắng tượng hùng cũng nên. Ngón tay lạt ma á là máy động, ông khẽ ho nhẹ một tiếng, nói, chuyện này, dựa theo những tư liệu chúng tôi hiện có trong tay, chỉ có thể chứng minh đó là nơi một tôn giáo bí ẩn dùng để tu hành, còn có quan hệ trực tiếp với đạo quân ánh sáng hay không thì đến giờ vẫn chưa có đầu mối. Kiến giải của cậu về vấn đề này như thế nào? Nhạc Dương nói, tôi đang nghĩ, nếu cổ cách vương biết được điều gì từ tổ tiên của ông ta, vậy thì vậy thì có thể giải thích về con đường bí mật mà chúng ta thoát ra khỏi đảo huyền không tự được rồi bởi vì họ biết đến sự tồn tại của đảo huyền không tự chỉ là không thể tìm thấy lối vào chính xác ở đâu do đó vương triều cổ cách chọn đóng đô ở đấy nhất định là có mục đích họ vẫn cứ không ngừng đào sâu xuống dưới hy vọng có thể tìm thấy đảo huyền không tự vì nơi đó chính là nơi có hy vọng phục quốc của họ những bức tranh tu luyện thú chiến diễn võ mà cường ba thiếu gia và lạt ma á la nhìn thấy trong thạch thất đối với một quốc gia đang khát khao lớn mạnh thời bấy giờ mà nói, chính là bảo vật trí cao. Bọn họ chỉ còn chưa đầy một mét nữa là đào tới được rồi. Không phải Đa Cát cũng từng nói, cổ cách vương phát hiện ra đảo huyền không tự, kinh hãi cho là trí bảo, liền xây cung điện bên trên hay sao? Tôi nghĩ ý của anh ta chính là muốn nói cổ cách vương biết được đảo huyền không tự ở đâu, hoặc giả đã nhìn thấy tượng Phật khổng lồ cao nghìn mét ấy rồi, nhưng lại không thể tìm được lối vào chính xác mà thôi. Lạt ma á la nghe mà kinh hãi trong lòng, thầm nhủ, nhạc dương, bộ não của cậu rốt cuộc là làm bằng gì vậy? Những điều này, cả trưởng lão trong giáo ta cũng chưa từng nghĩ đến đó. Nhưng ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói, ừm, um, cách nghĩ này của cậu rất sáng tạo, nhưng chỉ có thể dừng lại ở mức độ giả thiết, hơn nữa có lần theo đầu mối này tiếp tục tra xét, e là cũng không có kết quả đâu. Nói xong lạt ma á la lướt nhìn sang phía lữ cánh nam một cái, dùng ánh mắt ngầm bóng gió, học trò giỏi của con đấy. Giáo sư Phương Tân cất tiếng hỏi, tôi còn một vấn đề nữa. Mặc dù đại sư đã giải thích rất rõ ràng, nhưng sao chúng tôi lại không tìm được tư liệu nào nói đến mối liên hệ giữa chiến ngao và sói tuyết cao nguyên. Tôi từng hỏi thăm một số chuyên gia, bọn họ cắn không khẳng định chuyện này cho lắm, và lại, số chuyên gia ủng hộ thuyết nói sói tuyết cao nguyên chính là bò yắc còn chiếm đa số nữa. Lạt ma á là nở một nụ cười điềm đạm. thực ra, câu chuyện tôi vừa kể không được ghi chép trong mật điển hay thư tịch bí mật gì của tôn giáo chúng tôi cả, mà là một câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Thấy mọi người ngẩn cả ra, Lạt Ma Á La lại nói tiếp, về trận đại chiến này, mọi người có thể tìm thấy trong các sử thi cổ. Tôi còn nhớ, có một đoạn sướng lên thế này. Đại sư bắt đầu cất tiếng hát, hùng sư đại vương hạ lệnh một tiếng, sư tử đỏ và các binh sĩ dương cung tên chiếm cứ vùng đất cao, sư tử đen và các binh sĩ cầm thuấn bài sông lên phía trước, sư tử lam và các binh sĩ cầm trường thương theo sát phía sau, Sư tử trắng và binh sĩ mặc giáp nặng của đại vương nhất loạt sung phong, sư tử vàng cùng binh sĩ cầm đao từ hai cánh khép lại. Đại sư ngưng hát, hỏi ngược lại: Nếu nói sói tuyết cao nguyên chính là bò yắc, mọi người đã bao giờ thấy bò có nhiều màu sặc sỡ như vậy chưa? Trong đầu Trác Mộc Cường ba lần lượt hiện lên những hồng ngao, thiết pháo kim, hải lam thú, tuyết ngao, kim sư, mỗi con đều khiến tâm tình gã kích động bồi hồi. Từ trước đến nay xúc cảm ấy vẫn chưa hề giảm sút. Chỉ nghe lạt ma Á la lại tiếp lời thời cổ đại, loài chó đã được dân tạng thuần hóa từ rất sớm, chúng là trợ thủ không thể thiếu để chăn nuôi gia súc, hình bóng con chó săn cũng xuất hiện rất nhiều trên các bức nham họa tiền sử. Nhưng trong các di sản nhân văn, lại không có mấy câu chuyện thần thoại truyền thuyết liên quan đến chó, mà các loài động vật khác cũng gắn bó mật thiết với dân tạng như chim ưng, ngựa, bò yắc lại xuất hiện rất nhiều, lẽ nào mọi người không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Đó là bởi vì, người ta đã đem danh hiệu sói tuyết cao nguyên tượng trưng cho chiến ngao đổ hết lên bò yắc đấy mà thôi. Giáo sư Phương Tân khiêm tốn nói, cảm ơn đại sư đã cho chúng tôi biết nhiều thông tin rất hữu ích, tôi sẽ kiểm chứng lại thật kỹ càng. Lạt ma á là đột nhiên nhận ra mình đã động lòng mà nói hơi nhiều, vội vàng chắp hai tay, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống nói, phải rồi, tôi còn cần phải nói với mọi người về chức nghiệp thao thú sư này một chút. Trên chiến trường, họ có vai trò hết sức quan trọng. Những thao thú sư đã được tạng vương tùng tán can bố thay đổi hoàn thiện còn sở hữu cả năng lực thao túng điều khiển nhiều loại động vật khác nhau, về sau phát triển lên, bọn họ càng lúc càng thêm hiểu biết về bản tính của động vật, thậm chí không cần phải chuyên tuần dưỡng một loài động vật nào đó, mà chỉ cần dựa vào đặc tính sinh lý của chúng là có thể thao túng lợi dụng được rồi. Lấy sói làm ví dụ, khứu giác của sói rất nhanh nhạy, lại có trí nhớ rất dai, có thể nhớ rõ mùi của kẻ thù. Kẻ điều khiển thú lợi dụng chính đặc điểm khứu giác nhanh nhạy này của chúng mà dùng một thứ mùi đặc thù nào đấy làm cho bầy sói bị chọc giận, sau đó đem thứ mùi này phun lên người kẻ địch, như thế, cả đàn sói sẽ tự động tấn công những người mang mùi đó. Một cách như vậy, đồng thời cũng thích hợp để dùng với ong bắp cầy, gấu chó và nhiều loài động vật khác. Ngoài ra, thao thú sư còn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác để điều khiển các loài động vật mình muốn tấn công mục tiêu định trước. Vì vậy, có một điều luật vẫn lưu truyền từ cổ trí kim, đó chính là không bao giờ được đối đầu với một thao thú sư trong chốn rừng sâu đầy dã thú. Nghe Lạt Ma Á là nói với giọng hết sức nghiêm túc, mẫn mẫn không khỏi lấy làm kỳ lạ, tại tại sao lại nói chuyện này với chúng cháu vậy đại sư lạt ma á la nói bởi vì trong đám kẻ địch của chúng ta rất có khả năng có một thao thú sư cái gì hả nhạc dương nhảy dựng lên như bị ong bắp cầy đốt kinh hãi kêu toáng lên không không phải nói là đã tiêu vong hết rồi sao sao lại sao lại có thể ở trong đám kẻ địch của chúng ta lạt ma á la ra hiệu cho anh chàng chớ nên nóng nảy từ từ giải thích chuyện này chỉ là do tôi suy đoán thôi, có điều khả năng chính xác rất lớn. Tôi nói các thao thú sư dần tiêu vong, chứ không bảo họ đã tuyệt tích. Mặc dù ngày nay mọi người không còn thấy thao thú sư ở Tây Tạng nữa, nhưng vậy không có nghĩa là ở nơi khác cũng không có. Còn nhớ chuyện xảy ra trong rừng rậm châu Mỹ không? Thuyền của nhóm các cậu trong một đêm đã bị mối mọt ăn sạch, kế đó lại đen đuổi gặp phải bầy ong sát nhân, báo châu Mỹ, ếch độc, kiến hành quân vây bức truy đuổi. Theo lý thì chúng ta lần lượt xuất phát, chẳng có lẽ nào các cậu lại liên tiếp gặp vận rủi, bao nhiêu dã thú hung hãn đều gặp phải hết như thế. Về sau tôi mới chú ý đến, Cường Ba Thiếu Gia từng kể rằng trước khi xuất phát cậu đã bị một người thổi rắn tấn công trên đường phố Putumayo, trên đường đi, lại có một con chim cắt đớp mất tín vật cô Babato tặng cho các cậu. Vậy là tôi cứ nghĩ mãi, nếu nói lần đó ở trong rừng, có một thao thú sư bám theo các cậu, vậy thì những gì các cậu gặp phải không còn kỳ lạ nữa rồi. Trương Lập Căng thẳng nói, hắn, hắn muốn làm gì? chẳng lẽ lại muốn dùng bọn động vật ấy giết chết chúng tôi lạt ma á la nói không nếu hắn muốn giết các cậu các cậu sớm đã chết dục từ lâu rồi rừng rậm tuyệt đối là lãnh địa của thao thú sư ý đồ của hắn thật khiến người ta khó hiểu chính vì thế mà tôi mới không nghĩ đến thao thú sư cho đến lần này từ đảo huyền không tự trở về nhìn thấy bồ câu điều khiển từ xa trong đoạn phim của giáo sư quay lại khi ấy tôi mới liên tưởng đến chức nghiệp đặc thù này nhạc dương lại hỏi thế nghĩa là thế nào Lạt ma á la đáp, chức nghiệp thao thú sư này không phải là không bao giờ thay đổi, bọn họ cũng cùng tiến lên theo thời gian, trước nay vẫn xuất hiện ở trên chiến trường. Chẳng hạn trong thế chiến thứ hai có những lực lượng vũ trang phi chính quy như đại đội cảnh khuyển, bồ câu đánh bom, mới rồi trong đảo huyền không tự, kẻ địch của chúng ta không những có thể điều khiển được bồ câu, mà còn thao túng cả chuột bạch nữa, năng lực như vậy, người bình thường làm sao có. Về sau tôi có hỏi giáo quan Lữ Cánh Nam, cô ấy cho biết một số tin tức, đã kiểm chứng suy nghĩ của tôi chính xác. Mọi người lại dồn ánh mắt sang phía Lữ Cánh Nam, mặc dù cắm cúi viết lách, nhưng Lữ Cánh Nam vẫn để ý lắng nghe cuộc thảo luận. Cô đặt tài liệu xuống, nói với mọi người, "Còn nhớ cái người tên là Sauscan mà giáo sư Phương Tân nhắc đến không? Tuy rằng lúc ấy chúng tôi chưa chú ý đến y lắm, nhưng sau đó chúng tôi vẫn không bỏ qua bất cứ đầu mối nào mà tiến hành điều tra về người tên Sos này." Sự thực đã chứng minh, khi mọi người gặp nạn trong rừng già châu Mỹ, y cũng không ở trong nước, lần này chúng ta đến đảo huyền không tự, y lại một lần nữa rời khỏi nước Pháp, hành trình được sắp xếp rất chặt chẽ, đi một vòng lớn từ châu Phi đến Bắc Mỹ, cuối cùng thì không rõ hành tung ở đâu. Mặc dù không thể chứng minh y có quan hệ trực tiếp gì với sự kiện lần này nhưng cũng rất đáng ngờ. Sau scan giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam và Lạt Ma Á La dò hỏi, tựa như không dám tin vào tay mình. Lạt Ma Á La nói, phải biết rằng mỗi một thao thú sư, chắc chắn phải là chuyên gia trong lĩnh vực động vật học, chuyên gia trong các chuyên gia. Còn nữa, khi ở bên trong đảo huyền không tự, lúc tôi và Merkin quyết đấu, từng chú ý thấy một cái bóng, khi đó đã cảm thấy rất quen rồi, sau đó trở về nhớ lại, thì người đó chính là kẻ đã xuất hiện trong địa cung Aris, đồng thời cũng chính là người mà giáo sư cảm thấy rất giống Soskan. Giáo sư Phương Tân bóp bóp chán, dù thế nào cũng không dám tin. Còn chắc Mộc Cường ba lại đột nhiên được Lạt Ma Á là gợi điều gì đó, sực nhớ ra một chuyện khác. Căn phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng, không khí tức khắc trở nên căng thẳng lạ thường. Nhạc Dương và Trương Lập ngồi một bên dầm gì thảo luận, có lầm không đấy, một tên mất kinh chúng ta đã chẳng biết đối phó thế nào rồi, giờ lại thêm một tên thao thú sư so gì đó nữa. Đúng đó, anh sờ thử mà xem, tim tôi nhảy lên tận đây rồi này. Sờ cái đầu cậu ấy, phải rồi, ở Tây Tạng có động vật nguy hiểm gì cho hắn thao túng không nhỉ? Ừm, để tôi nghĩ xem nào, hình như báo tuyết còn ít lắm, không biết có còn hổ không nữa, ừm. Nghe nói hình như còn có sói, à, còn chuột cao nguyên nữa, à, chỉ cần hắn xua một đàn bò yắc hoang đến là chúng ta đã không sơi nổi rồi, cái thứ ấy thì nhiều lắm. Lạt ma á là an ủi hai người, không cần căng thẳng như vậy, thần hồn nát thần tính. Dựa vào những hiểu biết của chúng ta về kẻ nghi ngờ là thao thú sư này, dường như hắn mới chỉ có thể điều khiển một số động vật nhỏ hoặc côn trùng, chưa chắc đã khống chế được động vật cỡ lớn đâu, chỉ cần cẩn thận một chút thì chúng ta vẫn đối phó được. Chỉ là đại sư không hề hay biết rằng, lần phán đoán sai lầm duy nhất này của ông đã mang đến một hiểm họa tiềm tàng vô cùng to lớn của họ sau này. Chắc một cường ba thì cứ nhăn chán vào đầu suy tư, cái bóng lưng, cái bóng lưng trong đảo huyền không tự. Bóng lưng, bóng sau lưng của kẻ đó, hắn là ai nhỉ? a mất chắc một cường ba đột nhiên buột miệng thốt lên, tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi đã từng gặp mất lúc đó tôi vẫn còn chưa biết tử kỳ lân và cả bạc ba la nữa một lời này của trác mộc cường ba lại khiến mấy người xung quanh thêm một phen kinh ngạc gã liền kể lại câu chuyện mình vừa nhớ ra tiêu tiền vào những chỗ thế này thật đúng là đứng trước công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy đó trác mộc cường ba thầm khinh rẻ thói phô trương xa xỉ của đám nhà giàu nếu không phải biết rõ mình đang đứng ở khu ngoại ô philadelphia gã đã ngỡ mình đến lầm khu villa sang trọng trên đảo rốt rồi phía chính diện tòa biệt thự này sử dụng kết cấu kiến trúc miếu thờ Hy Lạp cổ đại, mấy chục cây cột lớn cao chừng hai chục mét, đường kính khoảng mét rưỡi chống mái nhà trao nhất, những tác phẩm điêu khắc phong cách phục hưng vô cùng xa hoa xuất hiện ở khắp các cột, trên cửa, trên tường và cả trên mái trần. Theo lời người giúp việc ra mở cả, những phần lấp lánh ánh vàng đó toàn bộ đề dùng vàng 24 kara lỏng phủ thẳng lên, pha lê và các loại bảo thạch đủ màu sắc đều được tuyển lựa kỹ càng từ tận nguồn cung cấp, các tượng điêu khắc đều là tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng, bởi vì chúng không phải tác phẩm điêu khắc hiện đại, mà được di rời toàn bộ từ các trang viên cổ khác đến đây. Vào trong đại sảnh, sàn nhà được lát toàn bằng gạch men sứ xanh vuông vắn mỗi chiều 30cm. Như thể khoe khoang, người giúp việc ấy lại cho Trác Mộc Cường ba biết, những viên gạch men sứ cỡ lớn này đều là sứ thanh hoa chính tông, những người biết loại này rất hiếm, trên thị trường muốn mua một viên cũng phải ấy chục nghìn đô la Mỹ. Sau đó lại nói đèn chùm pha lê là phong cách gì thế kỷ mấy, cái đèn treo tường là tác phẩm đắc ý của nghệ sĩ nào, bích họa có ý nghĩa gì. Trác Mộc Cường ba căn bản không nghe lọt tai trong lòng đã ngấm ngầm có chút ác cảm với chủ nhân nơi này rồi. Trong điện thoại người bạn giới thiệu đã nói với gã, có một vị tên là Merkin rất thích cháu ngao của công ty gã huấn luyện, muốn mua về canh nhà, còn kể tay Merkin này tài ba thế nào, cái gì mà là giáo quan danh dự của quân đặc chủng Hoa Kỳ, mặc quân trang hết sức oai phong lẫm liệt vân vân và vân vân. Trác Mộc Cường ba cũng không coi vào đâu, với những gì gã vừa nhìn thấy, tay Merkin này có vẻ giống với một kẻ giàu sổi, không thể kìm nén được mà muốn đem hết sự giàu có xa hoa của mình bày ra trước mắt mỗi một người bước chân vào tòa cung điện này. Đối với Trác Mộc Cường Ba, tòa biệt thự này quá lớn, lớn đến nỗi không giống nơi cho người ở. Khi gã đứng đó, đèn đuốc còn chưa bật sáng hết, tòa biệt thự lại càng giống những lâu đài âm u lạnh lẽo đáng sợ của bọn ma cà rồng. Sâu trong đại sảnh vẳng ra tiếng gầm gừ của dã thú kèm với tiếng bước đi lê theo xích sắt nghe đầy bất an, lấp ló những đôi mắt màu da cam sáng rực càng khiến người ta không lạnh mà run. Tay giúp việc kia vẫn không ngừng bô lô ba la liến thoáng, rằng trong đó có ba con cho sen Bernard, ở một chỗ khác xích hai con báo đen, ở cuối hành lang phía đông còn có hai con chó chăn cửa ốp chắc cơ, chắc một cường ba bắt đầu thấy hơi phẫn nộ, ở đây đã có nhiều mãnh thú như thế rồi, còn mua chó ngao làm gì nữa. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, hắn ta căn bản không hiểu thế nào là nuôi chó, hoàn toàn chỉ là nô dịch chúng mà thôi, hạng người này thì chắc Mộc Cường Ba hết sức coi thường. Đẩy một cánh cửa nữa ra, bên trong lại càng tối tăm hơn. Chắc Mộc Cường Ba đột nhiên có cảm giác gã đến nơi đây là một sai lầm. Xem ra chủ nhân căn biệt thự này cũng giống như bản thân nó vậy, bề ngoài thì hào hoa lộng lẫy, nhưng nội tâm lại hết sức tăm tối. Từ lối nuôi nhốt đám mãnh thú kia của y là có thể thấy con người này quen sống trong bóng tôi, lúc nào cũng giữ thái độ cảnh giác tuyệt đốt với tất cả mọi thứ xung quanh minh, không tín nhiệm kỳ ai e là cả lúc đi ngủ cũng cầm súng nữa cùng không chừng. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, chuyện tiên hiệp. Khi họ thực sự gặp mặt, Trác Mộc Cường Ba lại càng tức đến bốc hỏa trong đầu. Thằng cha kia không ngờ lại ngồi xoay lưng lại với gã, mặt hướng ra khung cửa sổ lớn kiểu Pháp, chỉ để Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy đường nét sau lưng. Trác Mộc Cường Ba đã giao thiệp với nhiều loại người khác nhau, nhưng cao ngạo và coi thường gã như thế này thì đây mới là lần đầu tiên gã gặp phải, liền quay đầu định bỏ đi luôn. Bóng người kia bỗng cất tiếng, ông Trác Mộc Cường Ba, rất vui được gặp ông. Trong bóng tối duy chỉ có cặp mắt kia là phát ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Nhiệt độ không khí trong căn phòng lập tức giảm xuống, bị cặp mắt ấy nhìn chằm chằm, cảm giác như thể đối mặt với loài rắn độc, còn cái thân hình cao lớn trong bóng tối kia thì chẳng khác nào một thi thể vừa bò ra khỏi mộ, tưởng như là hóa thân của loài ma quỷ trốn âm ti vậy. Nghe nói ông nuôi chó, tôi muốn kiếm mấy con về trông nhà, chỉ là không biết chó của ông có khỏe hay không. Vì thế, tôi hy vọng chó của ông có thể thắng chó của tôi nuôi. Y còn chưa nói hết câu, đã nghe Trác Mộc Cường ba hừ mạnh một tiếng, nói, tôi nghĩ là mình đến nhầm chỗ rồi, chó của công ty chúng tôi quyết không bán cho ông, một cọng lông cũng không. Loại người như ông, chỉ bằng đi mua mấy con chuột chuỗi về mà nuôi, tạm biệt và không gặp lại. Trác Mộc Cường ba đẩy cửa đi thẳng ra ngoài, ở một nơi thế này, lại bị kẻ đó dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm như vậy, gã không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Merkin lẩm bẩm, thằng lái buôn Trung Quốc vô tri chẳng có phong độ gì hết. Mày tưởng mày là ai chứ? Mắc lập tức hiện ra trong bóng tối, hỏi, có cần thịt nó không ông chủ? Mắc kiên hỏi ngược lại, mày, tưởng mày là xã hội đen à? Trác Mộc Cường ba nói, vậy đấy, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của thằng cha đó, chứ không thấy mặt, vì vậy lúc nhìn thấy tên của hắn, mới cảm thấy rất quen. Không thể nào vậy chứ, nhạc dương kêu lên, làm gì có chuyện khéo thế, đem đi viết thành sách bán lấy tiền cũng được đấy lạt ma á la và lữ cánh nam ngấm ngầm đưa mắt nhìn nhau người này nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt người kia trác mộc cường ba lại tiếp lời tôi không biết đây có phải chuyện trùng hợp hay không nhưng đúng là trước đây tôi và hắn đã tiếp xúc một lần rồi mọi người nêu ý kiến của mình nhưng không ai nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý trương lập đột nhiên a à lên một tiếng bộ dạng như vừa tỉnh ngộ ra điều gì đó đến cả nhạc dương cũng phải nhìn anh chàng bằng con mắt khác vội vàng hỏi, nghĩ ra gì rồi? Hồi lâu sau, Trương Lập mới quay sang hỏi Lạt Ma Á La, Đại sư, chẳng phải ngài nói Tây Tạng có ba chức nghiệp bí truyền sao, cái gì mà Tây Tạng tam đại mật truyền sư gì đó? Ngài mới chỉ nói về thao thú sư thôi, còn hai loại nữa cũng cho chúng tôi biết luôn đi. Nếu bên kẻ địch lại xuất hiện thêm một tên mật truyền sư gì gì đấy, chúng tôi đều không biết đối phó thế nào đâu. Chuyện này đối với chuyện Trác Mộc Cường Ba vừa kể hoàn toàn chẳng hề ăn nhập, nhạc dương nghe xong liền trách móc, chúng tôi đang nghĩ xem chuyện giữa cường ba thiếu gia và mất là như thế nào, anh lại đang nghĩ cái gì đấy. Trương lập lầu bầu, thật là, đột nhiên sực nghĩ ra thôi mà. Không sao lạt ma á la nói, chuyện của cường ba thiếu gia chúng ta lúc này chưa tìm ra được manh mối gì đâu. Mặc dù khả năng bên phía kẻ địch đồng thời xuất hiện cả ba chức nghiệp bí truyền là rất nhỏ, nhưng chúng ta không thể đảm bảo rằng đạo quân ánh sáng đã tuyệt tích hay chưa được. Trương lập kinh hãi thốt lên, ối cha, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm bạc ba la thần miếu, vậy chẳng phải sớm muộn gì cũng phải đối mặt với đạo quân ánh sáng hay sao? Chẳng may không hợp một lời, vậy chẳng phải là chết rồi không thể chết lại lần nữa à? Lạt ma á la nói, cũng không cần phải lo lắng đến vậy, chúng ta tập luyện đâu phải uổng phí, cho dù về mặt thân thủ có chỗ thiếu sót thì cũng có thể dùng ưu thế trang bị mà bù đắp vào. Hơn nữa sao cậu có thể đoán định được chúng ta và họ một lời không hợp chứ? Đạo quân ánh sáng có tồn tại hay không, đến nay vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải, người qua ba ấy chẳng phải đã nói, tất cả mọi người đều chết sạch rồi hay sao? Tóm lại, không cần phải quá căng thăng, nhưng nắm thêm nhiều thông tin thì cũng không có hại gì cho mọi người hết. Tam đại mật truyền sư của Tây Tạng lần lượt là, thao thú sư, phòng bao sư, mưa đá và thức tàng sư một. Thực ra, Tây Tạng cổ đại còn có rất nhiều nghề nghiệp thần bí khác nữa, chẳng hạn như ảo thuật sư, thiên táng sư hay cổ sư, khôi lỗi bạc sư, nhưng sở dĩ chỉ có 3 chức nghiệp này được gọi là mật truyền sư, là vì ở thời cổ đại, chúng là những nghề bí mật không truyền cho người ngoài, hơn nữa cũng không thể học trộm được. Chú giải: 1. Thao thú điều khiển thú vật, phòng bao, để phòng mưa đá, thức tàng, nhận biết các kho tàng. 2. Sâu độc. 3. Con dối Hai chức nghiệp đầu tiên, Thao thú sư và Phòng bao sư đều được sinh ra trong đạo quân ánh sáng, Thao thú sư thì tôi không cần nói nữa. Phòng bao sư hay còn gọi là thiên khí chú sư, nghề nghiệp này ra đời là bởi khi hành quân đánh trận thường xuyên phải đi qua những núi tuyết lớn không giấu chân người, tạm gác chuyện đường xá gian khó hiểm trở không nói, riêng thời tiết đã có những biến đổi rất lớn, nếu không thể giúp quân đội có phản ứng trước khi thời tiết thay đổi, tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Ngoài ra, còn cả những thương nhân từ xa đến, khách quý ở các nước lân bang, muốn ra vào cao nguyên đều phải vượt qua những con đường nhỏ hiểm trở ven núi rìa vực, lại còn cả thời tiết thay đổi thất thường nữa, nếu họ thường xuyên gặp phải chuyện bất chắc giữa đường, thì thông thương qua lại giữa cao nguyên và thế giới bên ngoài sẽ gặp phải trở ngại rất lớn. Vì vậy, Tạng Vương đã hạ lệnh chọn ra trong đạo quân ánh sáng một số binh sĩ giỏi quan sát, lại có trí nhớ tốt chuyên nghiên cứu các yếu tố khác nhau dẫn đến thời tiết thay đổi như tầng mây, hướng gió, độ ẩm không khí, từ đó mới sinh ra chức nghiệp phòng bao sư này. Thời kỳ đầu, vai trò của phòng bao sư giống như là nhân viên dự báo khí tượng ngày nay vậy, chỉ có điều là hiện nay người ta dùng ảnh mây vệ tinh để phân tích mà đưa ra dự đoán về tình hình thời tiết của 24 giờ sau đó, còn các phòng bao sư khi ấy chỉ quan sát tầng mây và tinh tượng mà đưa ra được kết luận tương đồng. Đến thời kỳ sau đó, khi đạo quân ánh sang đã phát triển hoàn thiện, phòng bao sư lại có thêm một chức năng mới, đó là trực tiếp tham gia vào chiến tranh, tạo ra gió lớn, mưa to, mưa đá ở những nơi kẻ địch cho rằng không thể xuất hiện gió lớn, mưa to, mưa đá, dáng cho quân địch những đòn nặng nề. Nhạc Dương không nén được thốt lên, chuyện, chuyện này hơi khoa trương thì phải, chẳng lẽ đại sư lại kể chuyện dân gian. Lạt ma á la lắc đầu, không, không khoa trương chút nào cả, mặc dù phòng bao sư ra đời cách chúng ta từ rất lâu rồi, nhưng nghề nghiệp này vẫn tồn tại kéo dài cho đến mãi trước giải phóng. Hồi nhỏ tôi đã từng tận mắt trông thấy một vị phòng bao sư xua mây đi, ngăn không cho mưa đá rơi xuống. Tôi biết là nghe ra có vẻ rất khó tin, cũng rất không khoa học, nhưng đây là một sự thực, Chuyện này có liên quan đến tư tưởng triết học của người châu Á chúng ta. Tổ tiên chúng ta chỉ coi trọng kết quả, còn những người phương Tây lại chú trọng đến nguyên nhân. Trong suy nghĩ của bọn họ, nếu không thể làm rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả này thì hẳn là phi khoa học. Như trung y chẳng hạn, cho đến ngày nay vẫn có nhiều người phương Tây không thừa nhận đó là y học có tính khoa học, vì có rất nhiều phương pháp và mẹo trị bệnh không thể giải thích bằng khoa học được, nhưng cũng không thể vì không giải thích được nguyên nhân mà phủ định đi hiệu quả trị liệu của trung y được phải không? Phòng bao sư cũng vậy, Trung Quốc cổ đại có một môn gọi là phong thủy học, cũng không thể từ bình diện khoa học mà giải thích rõ nguyên nhân, và chuyện nó có tác dụng thực sự hay không thì cũng rất khó nói, nhưng tôi cho rằng cách làm của phòng bao sư tuy khác nhưng cũng có cùng hiệu quả với phong thủy sư. Tôi còn nhớ hồi nhỏ đã từng thấy vị phòng bao sư ấy làm phép. Ông ta cắm cờ ở cửa khe núi, đặt vài cái xe trâu xe ngựa ở giữa đường, hoặc di động một vài tảng đá lớn hay cây cối gì trên đỉnh núi tất nhiên là cũng không thể thiếu được một số nghi thức và điều múa cầu khấn của tôn giáo, chỉ chốc lát sau đó tầng mây tụ mù mịt đã tan biến mất. Phương Tây có một lý luận thế này, tôi nghĩ chắc mọi người đều nghe nói quá rồi, một con bươm bướm đập cánh trên Thái Bình Dương, đến châu Mỹ có khả năng diễn biến thành một cơn lốc lớn, đây gọi là hiệu ứng bươm bướm, dùng để giải thích tính bất định và không thể dự báo của một số sự việc. Điều tôi muốn nói ở đây là, nếu nhất định phải giải thích một cách khoa học các hành vi của phòng bao sư, thì có lẽ là do cổ nhân đã nắm bắt được quy luật nào đó từ lúc bươm bướm đập cánh đến lúc diễn biến thành cơn gió lốc cũng không chừng. Bọn Trác Mộc Cường ba nghe mà thẫn thờ hết cả ra. Lạt Ma Á La lại tiếp tục giải thích, phương pháp mà các phòng bao sư sử dụng rất khác so với phương pháp nghiên cứu khoa học ngày nay, có lẽ là dựa vào một sự kiện hết sức ngẫu nhiên ban đầu. Chẳng hạn như đầu tiên người xưa nhìn thấy mây đen che kín bầu trời, tiếp sau đó là mưa đổ xuống, rồi lần thứ hai nhìn thấy mây đen che kín bầu trời, mưa lại đổ xuống, trong ký ức của họ sẽ dần hình thành một mối liên hệ, tức là mỗi khi mây đè che kín bầu trời thì sẽ có mưa. Số lần mưa càng nhiều, mối liên hệ này không ngừng được củng cố, tự nhiên sẽ hình thành một quy luật, vậy là từ đó trở đi, người xưa đã biết, mỗi khi mây đen che kín bầu trời, chẳng bao lâu sau trời sẽ đổ mưa. Đây chính là tư duy triết học thuần phác nhất, nguyên thủy nhất, không cần biết tại sao, chỉ cần thấy kết quả như vậy là đủ rồi. Phòng Bao sư cũng thế, hành vi của họ nảy sinh một cách ngẫu nhiên trải qua vô số lần thử nghiệm, cuối cùng đã đạt được hiệu quả lý tưởng mà học mong muốn, đồng thời thời gian cũng xác định được nên sử dụng phương pháp nào là hợp lý. Họ liền ghi lại phương pháp đó cho người đi sau tham khảo, thời gian trôi đi, các phương pháp được tích lũy mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một cụ thể tường tận hơn, thế nhưng, nếu nhất định phải căn vặn, rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến mây đen tan đi hoặc mưa lớn đổ xuống thì họ không biết. Cũng không cho người ta một suy đoán nào, đó, mọi người đã biết phòng bao sư là gì rồi, nhưng có lẽ sẽ cảm thấy thức tàng sư còn huyền hoặc khó tin hơn nữa đấy. Giọng lạt ma á la khàn đi, ông nhấp một ngụm nước cho thấm giọng, rồi nói tiếp, thức tàng sư, có thể nói là chức nghiệp có lịch sử lâu nhất, truyền thừa thần bí nhất. Trong tam đại mật truyền sư của Tây Tạng, thao thú sư đã tuyệt tích ở đất tạng này, phòng bao sư thì có lẽ đã biến mất trên thế giới này rồi, nhưng thức tàng sư có thể vẫn đang còn có truyền thừa tiếp nối. Bởi vì không một người nào biết ai là thức tàng sư cả, ai cũng có khả năng trở thành thức tàng sư, họ thường đột nhiên đốn ngộ trong một khoảnh khắc nào đó khụ khụ giọng lạt ma á la lại khản đặc nhìn vẻ mặt hoang mang của mọi người giáo sư phương tân tiếp lời tôi cũng biết một chút về thức tàng sư để tôi nói với mọi người trước nếu đại sư thấy cần bổ sung điều gì thì nói với tôi nhé lạt ma á là cầm cốc nước lên khẽ gật đầu giáo sư phương tân nói tôi sẽ kể cho mọi người theo cách của mình nhé thức tàng và phục tàng là hai công việc bổ trợ tạo điều kiện cho nhau phục tàng là gì bạc ba la mà chúng ta đang muốn tìm kiếm chính là phục tàng lớn nhất trên cao nguyên này ý là chỉ trước khi bị bức hại các tăng lữ trong tôn giáo đã nhận được tin báo trước hoặc nhận ra điều gì đó liền mang hết những kinh văn bảo vật và tất cả những rổ quý trọng của mình đem giấu đi để không ai có thể tìm được đây chính là phục tàng mọi người phải biết rằng các vị vương thời kỳ đầu của thổ phồn đều theo tín ngưỡng khác nhau mỗi khi có sự thay thế vương chủ với một tín ngưỡng khác tiên triều đa phần thường xuất hiện cục diện một tôn giáo này đè nén một tôn giáo khác. Về sau, tuy rằng Phật giáo đã dần chiếm được thế thượng phong, nhưng trong Phật giáo lại xuất hiện rất nhiều phái hệ, mỗi phái hệ chia nhau dẫn đầu mấy chục năm, nên từ cổ trí kim, trong lịch sử Tây Tạng xuất hiện rất nhiều phục tàng, triều đại nào cũng có hết. Những tăng lữ hoặc giáo đồ bản giáo đã trôn vùi bảo vật kia hầu hết đều bị bức phải đi xa hoặc bị hại chết, nhưng cả đời cũng không bao giờ tiết lộ địa điểm đã trôn giấu báu vật những kho tàng chôn sâu dưới lòng đất ấy liền trở thành câu đố mãi không tìm được lời giải. Nhưng nếu một tôn giáo nào đó bị đề nén áp bức một thời gian, rồi chính quyền thay đổi, lại đột nhiên được tôn sùng, thì các tín đồ tôn giáo ấy lúc này tất nhiên muốn tìm lại bảo vật cùng kinh điển mà các bậc tiền bối của mình đã tròn vùi, nghề khai quật kho tàng cũng theo đó mà sinh ra. Phương pháp của những người này khá khoa học, những điều họ làm rất giống với những gì chúng ta đang làm lúc này, đó là dựa vào các đầu mối để lại trong bút ký, điển tích hoặc các truyền thuyết dân gian, sau khi nắm được chứng cứ xác thực thì tiến hành đào bới trong một phạm vi đại khái. Đây gọi là phái quật tàng, nhưng tỷ lệ thành công của họ rất thấp. Nói tới đây, giáo sư Phương Tân không khỏi nở một nụ cười gượng gạo, nhưng trong rất nhiều phái quật tàng, lại xuất hiện một chức nghiệp cực kỳ khoa học, đó chính là thức tàng sư. Thức tàng sư có thể là người bình thường, hoặc là tăng lữ, cũng có cả cao tăng đắc đạo nữa. Bao giờ cũng là họ tình cờ đến một nơi nào đó, hoặc là đột nhiên đốn ngộ, vậy là hình thành nên một mối liên hệ thần bí nào đó với thần linh, sau đó họ sẽ nói với những người xung quanh, hoặc tự mình mang theo công cụ đến một nơi nào đó đảo bới, có thể nói là bỗng dưng họ biết được bên dưới đó có chôn giấu kho tàng từ mấy trăm hoặc thậm chí cả nghìn năm về trước. Hừm, mọi người có tin không? Lạt ma á là thấy mọi người đều mỉm cười, cùng lúc tỏ vẻ khó có thể tin được, chỉ có chắc một cường ba là nhíu mày suy tư, rõ ràng là gã cũng biết về chức nghiệp thức tàng xưa này. Chỉ nghe giáo sư Phương Tân thở dài nói, Tôi biết, chuyện này nghe thì có vẻ như là một việc hoàn toàn phản khoa học, nhưng đúng là nó có tồn tại. SPN nữa tỷ lệ thành công của cách thức tàng sư thường rất cao, gần như chưa bao giờ có chuyện bọn họ không đào được phục tàng cả. Phàm là chỗ nào được thức tàng sư chỉ ra thì đều được chứng thực là có bảo tàng cả. Thấy mọi người có vẻ không tin tưởng lắm, giáo sư Phương Tân liền ngưng lại. Nhạc Dương thấy thế liền hỏi luôn, giáo sư đã gặp thức tàng sư bao giờ chưa? Chưa, giáo sư Phương Tân lắc đầu. Có rất nhiều thức tàng sư cả đời chỉ có thể phát hiện ra một kho tàng nào đó, cũng có người phát hiện được hai ba chỗ, nhưng trường hợp này cực kỳ hiếm hoi. Trước khi bất ngờ hình thành mối dây liên hệ với thần linh, họ cũng chẳng khác gì người bình thường cả, thậm chí nhiều người còn chẳng hề biết gì về phục tàng cả. Tất cả bọn họ đều đột nhiên nhận được một sức mạnh kỳ dị, có lẽ là nhận được, thần dụ hay hiệu triệu gì đó cũng nên. Còn nữa, rất nhiều người trong số họ sau khi phát hiện ra địa điểm phục tàng thì lại trở thành người bình thường. Chính vì vậy nên thức tàng sư mới gọi là mật truyền sư được truyền thừa theo phương thức thần bí nhất. Đường mẫn lắc đầu, không thể nào, nhất định là truyền thuyết dân gian rồi. Giáo sư Phương Tân lại nói, phải, mới đầu tôi cũng không tin lắm. Có điều, tuy chưa gặp qua thức tàng sư nào, nhưng tôi đã từng gặp mấy vị nghệ nhân hát sướng được thần linh chỉ dạy, tôi biết địa chỉ của họ, ngay bây giờ cũng có thể dẫn mọi người đi gặp họ được luôn. Cường ba cũng biết mà, phải không? Chắc một cường ba gật gật đầu. Đường Mẫn thắc mắc hỏi, nghệ nhân hát sướng được thần linh chỉ dạy là chỉ gì thế? Trương Lập nói, người hát sử thi cách tát nhĩ vương ấy. Giáo sư Phương Tân gật đầu, cách tát nhĩ vương là bộ sử thi dài nhất, hùng vĩ nhất của Tây Tạng, à không, của toàn thế giới mới đúng. Những nghệ nhân hát sướng được thần linh chỉ dạy ấy hầu hết đều là dân du mục bình thường, thường là bị bệnh nặng, sốt cao một chân, hay là ngủ trên bãi cỏ nào đó tỉnh dậy, đột nhiên biết hát cách tát nhĩ vương luôn. Chẳng những vậy, ngoài cách tát nhĩ vương ra họ còn biết hát những bộ sử thi khác nữa chúng tôi cũng bởi không tin nên mới cất công đến thăm nhưng không thể không thừa nhận bọn họ hát rất hay hay hơn đại sư á la nhiều đường mẫn hồ nghi liếc mắt nhìn trác mộc cường ba rồi hỏi tiếp đúng vậy không anh cường ba trác mộc cường ba nắm tay cô gật gật đầu đường mẫn lắc đầu nói em không tin nhất định là họ đã thuộc lầu từ trước rồi chỉ là không ai biết đấy thôi trác mộc cường ba cười khổ một chú bé chăn trâu 17 tuổi, hay thậm chí chỉ 13-14, ung dung hát suốt 4 năm tiếng đồng hồ một bài sử thi dài mấy chục vạn dòng, mà lại còn sinh động giạt rào, giọng điệu truyền thần, cho dù có mời thầy về dạy cũng không giỏi đến thế được. Lúc nghe hát sử thi, gã có cảm giác những nghệ nhân ấy dường như không phải đang hát thuộc lòng, mà họ đã hoàn toàn bước vào dị thời không nơi cách tát nhĩ vương và yêu ma đại chiến, rồi chỉ miêu tả lại một cách chân thức những gì họ nhìn thấy mà thôi. Nhạc Dương và Trương Lập cũng đều nghe nói về các nghệ nhân hát sướng được thần linh truyền dạy, nhưng chưa được nghe họ biểu diễn bao giờ, đối với chuyện này cũng bán tin bán nghi. Đột nhiên, Nhạc Dương phát hiện Lạt Ma Á La đang thong rong nhấp nước, anh đoán chắc chắn đại sư biết chuyện gì đó, và cũng có một lời giải thích cho chuyện này, giống như về trường hợp của phòng bao sư vậy. Lúc này, Đường Mẫn cũng quay sang Lạt Ma Á La định hỏi, đại sư Á La. Cô vừa mở miệng, Lạt Ma Á La đã ngắt lời, ta biết cháu muốn hỏi gì rồi. Ta có thể nói với cháu một điều thế này, những gì giáo sư Phương Tân vừa nói đều là sự thật, cũng không hề khoa trương một chút nào đâu. Đường mẫn hấp tấp, thế. Lạt ma á là tiếp lời, chuyện này nghe thì có vẻ không có căn cứ khoa học gì, nhưng có một quan điểm có thể dùng giải thích. Quan điểm này là do các nhà khoa học phương Tây đưa ra, họ gọi là ký ức di truyền. Ký ức di truyền, mọi người cùng kêu lên kinh hãi, cả giáo sư Phương Tân cũng nghiêng tai lắng nghe. Đúng vậy, lạt ma á là nói. Từ khi được nêu lên, quan điểm này đã bị đưa ra tranh cãi rất nhiều, cuộc tranh cãi cho đến ngày nay cũng đã kéo dài gần trăm năm rồi. Những quan điểm liên quan đến cuộc bàn luận này, nếu có thời gian mọi người có thể đi tra trong các tài liệu, ở đây tôi không nói nữa. Điều tôi muốn nói là, có lẽ tổ tiên của chúng ta đã nắm bắt được phương pháp nào đó khiến gen di chuyển có thể mang theo thông tin về ký ức, truyền từ đời này sang đời khác. Vùng ký ức này ẩn trong một góc sâu của ý thức, cho đến khi gặp được điều kiện đặc thù nào đó, sẽ được kích hoạt nơi các hậu nhân thích hợp. Giống như giáo sư Phương Tân đã nói, sinh binh, nằm ngủ một giấc trên bãi cỏ, hoặc đến một địa điểm đặc biệt nào đấy, đây đều là những cách có thể kích hoạt lại ký ức di truyền. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu cũng không thể giải thích rõ ràng. Một lúc sau mới nghe đường mẫn lên tiếng, ký ức cũng có thể di truyền sao. Đương nhiên, Lạt Ma Á là nói, dây con vừa sinh ra đã biết chạy nhảy, cá vừa ra đời đã biết trồi lên mặt nước, chó con chưa mở mắt cũng biết tìm đầu về chó mẹ. Thuyết di truyền ký ức cho rằng, có một số động vật bậc thấp không bao giờ học hỏi được điều gì, chúng phải dựa vào ký ức di truyền mà sinh tồn. Ví dụ như bươm bướm chẳng hạn, cả đời con bướm phải trải qua bốn giai đoạn, trứng, sâu, kén, bướm. Điều này khiến cho con bướm đời trước và con bướm đời sau vĩnh viễn không thể gặp được nhau, nhưng sau khi hóa bướm nó lại có thể lặp lại một cách chính xác hành vi của con bướm đời trước, thậm chí còn nhớ cả chặng đường di chuyển dài mấy nghìn km nghe nói bướm vua ở châu mỹ còn có thể dừng nghỉ trên đúng cái cây mà con bướm đời trước nó đã từng nghỉ ngơi ai dạy chúng những điều này chứ làm sao để giải thích hành vi này vì vậy mới có người nêu quan điểm di truyền ký ức để giải thích những hiện tượng này con người chúng ta cũng không ngoại lên có một số thứ được gọi là bản năng đến một giai đoạn trưởng thành nhất định sẽ biến mất nhưng có bản năng lại giữ được cho đến cuối đời chỉ có điều là cho đến ngày nay con người vẫn chưa tìm được phương cách nào hiệu quả để truyền bá tri thức và ký ức thông qua di truyền đấy thôi. Nhạc Dương nói, vậy thì người xưa làm được bằng cách nào? Lạt Ma Á là mỉm cười lắc đầu, tư tưởng triết học phương đông quyết định rồi, họ chỉ cần kết quả, không cần nguyên nhân. Người thời xưa đã không biết nguyên nhân, chúng ta ngày nay lại càng không có cách nào mà đoán biết được. Nhưng thức tàng sư và nghệ nhân hát sướng đều thực sự tồn tại, khiến chúng ta không thể không tin, đích thực là người xưa đã làm được. Trác Mộc Cường Ba nói, ý của Đại sư là, tổ tiên của những thức tàng sư ấy rất có khả năng chính là những người đã trôn giấu bảo tàng, còn tổ tiên của những nghệ nhân hát sướng được thần dạy, vốn chính là những nghệ nhân hát sướng kể chuyện thời cổ đại, tuy cách nhau vài đời hay thậm chí là vài chục đời, nhưng gặp phải một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, đột nhiên trong số con cháu bỗng có người có được ký ức của tổ tiên, vì vậy mới biết kho tàng được trôn giấu ở chỗ nào, và cũng có thể đọc thuộc lòng cả bộ sử thi dài mấy trăm nghìn dòng. Nhạc Dương nói, cách giải thích này cũng tạm chấp nhận được, chỉ là hơi quá huyền hoặc, người xưa liệu có thể nắm được kỹ thuật thần kỳ như thế không? Lạt Ma Á La đáp, đây chỉ là một cách giải thích tương đối hợp lý trong rất nhiều cách giải thích về thức tàng sư, chúng ta cũng không có cách nào để chứng minh mà chỉ có thể tạm thời tin vậy thôi. Thông thường, các thức tàng sư sẽ đột nhiên có một đoạn ký ức khi đến gần hoặc ở nơi trôn giấu bảo tàng, điều này khá là khớp với thuyết ký ức di truyền, những hoàn cảnh tương đồng có thể làm khơi gợi lại ý thức tiềm ẩn, cũng khá là giống với tình trạng hiện nay của Ba Tang. Chúng tôi gọi quá trình đột nhiên sở hữu ký ức không nằm trong trải nghiệm bản thân này của thức tàng sư là thức tỉnh. Trác Mộc Cường Ba Jun bắn người lên như bị giật điện. Khi các trưởng lão thôn công bố nói đến chuyện thức tỉnh, nhiều lắm gã chỉ cười cười cho qua, nhưng giờ nghe Lạt Ma Á La nói vậy, có vẻ như đúng là có chuyện như thế thật. Mình sẽ thức tỉnh thật sao? Gã không nén nổi mà thầm tự hỏi. Mẫn mẫn lại rót cho Lạt Ma Á La một cốc nước khác. Ông mỉm cười nói tiếp, được rồi, vừa trở về đã nói bao nhiêu chuyện với mọi người rồi, để tôi đi nghỉ ngơi một lát nhé, được không? Lạt ma á là một mình ngồi tĩnh tọa trên giường. Không lâu sau, Lư Cánh Nam bước vào, cất tiếng hỏi luôn, sao rồi à? Lạt ma á la thở dài, chỉ sợ chuyện con lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Lữ Cánh Nam nhíu mày, sau đó nói, chuyện này cũng dự đoán được, nhưng còn chuyện cường ba thiếu gia vừa kể. Lạt ma á la nói, đây đúng là một chuyện quái dị Lữ cánh nam nói Á la đại nhân Ngài nói xem liệu có phải kim cố ý Lạt ma á la lắc đầu Không thể nói vậy Lúc đó cường ba thiếu ra đến cả tử kỳ lân ở đâu còn chẳng biết Ba chữ bạc ba la kia lại càng chưa từng nghe nói đến Hơn nữa quan trọng nhất là hắn muốn gặp cường ba thiếu ra để làm gì Lẽ nào hắn biết thuật tiên tri Muốn xem mặt đối thủ trong tương lai thế nào Còn nữa dựa vào biểu hiện sau này có thể thấy Merkin cũng cảm thấy kỳ lạ khi một thương nhân nuôi và kinh doanh chó ngao Tây Tạng đột nhiên lại biến thành đối thủ cạnh tranh tìm kiếm bạc ba la thần miếu với mình. Cường ba thiếu ra từng thấy bóng Merkin hai lần ở nhà mình và trong khách sạn, chứng tỏ từ lúc đó hắn mới bắt đầu để ý điều tra thân phận của cậu ấy, hơn nữa còn theo dõi cậu ấy, bắt cóc kẻ điên người qua ba, một loạt sự kiện này đều là do một tay hắn lên kế hoạch. Cũng nghĩa là, lúc gặp Cường ba thiếu ra lần đầu tiên, Tên Merkin này căn bản không hề hiểu gì về cường ba thiếu gia, cũng chẳng buồn để tâm đến cậu ấy. Không thông, không thông, lạt ma á la ngửa mặt lên trần nhà nói, không thông, không thông. Lữ cánh nam cũng trầm ngâm suy nghĩ, vậy thì lần đầu mất kinh và cường ba thiếu ra gặp mặt đúng là một sự trùng hợp ư. Lạt ma á la gật đầu, trước mắt, chúng ta chỉ có thể đặt giả thiết là như vậy thôi. Audio điện tử võ tấn bền Lữ cánh nam nhấp một ngụm nước, rồi lại nói, với những thông tin hiện nay chúng ta đang có, có thể nói tôn giáo thần bí kia đã từng vô cùng lớn mạnh. Tôi nghĩ, sau khi nếm trải các cơ quan trong đảo huyền không tự, mọi người chắc đều không phản đối tôi nói như vậy phải không? Thành tựu về mặt cơ quan học của họ có thể dùng hai chữ đỉnh cao để hình dung, theo những gì chúng ta được biết, bọn họ đã lợi dụng công trình thủy lợi một cách hoàn hảo để cung cấp động lực vĩnh cứu. Họ cũng có nghiên cứu rất sâu với các hiện tượng quang học, về mặt khí động lực học, họ cũng tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao thời bấy giờ. Đáng sợ hơn nữa là, hiểu biết của họ về sinh vật và vi sinh vật học thậm chí còn đạt tới trình độ cao khó thể với kịp. Về mặt này cả khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay cũng chưa thể bị kịp với tôn giáo từ nghìn năm về trước này. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã ba tháng qua đi, tình hình hồi phục của những người còn lại đều rất tốt, chỉ có vết thương ở xương đùi giáo sư Phương Tân là hồi phục tương đối chậm hơn. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng không ai nhàn rỗi, hơi khỏe lên một chút là bắt đầu tiến hành huấn luyện thích ứng, ngay cả giáo sư Phương Tân tạm thời chưa thể tập luyện hồi phục cũng mải mê vùi đầu nghiên cứu các tư liệu tranh ảnh thu thập được. Thời gian các thành viên trong nhóm ở cùng giáo sư gần như đã thành quy luật, sáng sớm chắc Mộc Cường Ba sẽ đẩy giáo sư ra vườn hoa bệnh viện tản bộ, đây là thời gian thuộc về riêng hai thầy trò bọn họ, cả đường mẫn cũng không đến quấy nhiễu, sau đó Lạt Ma Á La và giáo sư sẽ cùng lên mạng nghiên cứu những vấn đề về mặt tôn giáo gặp phải trong chuyến đi vừa rồi. Đại sư hết sức chú ý đến những hình ảnh mà mấy người bọn giáo sư Phương Tân quay được trong kiến trúc tựa như cung điện ba tầng kia, còn cả tòa Thiên Phật điện cuối cùng và ba gian điện xung quanh nữa, mỗi lần xem lại đại sư đều bồi hồi xúc động. Trong lúc đó các thương bệnh binh khác cũng đều đang phân tích chỉnh lý lại những tư liệu họ thu thập được trong đảo Huyền Không tự. Buổi trưa, tất cả tập trung ở phòng bệnh dùng bữa, Lữ Cánh Nam thông báo những tiến triển mới nhất và tình hình của đối thủ buổi chiều cũng là thời gian làm việc giáo sư và trác mộc cường ba chủ yếu phụ trách phiên dịch và liên hệ với các chuyên gia điều tra tư liệu xem tạng sử đường mẫn còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi xoa bóp cho giáo sư những người khác cũng đều bận rộn với công việc của mình trường lập phụ trách nghiên cứu về cơ quan trong đảo huyền không tự chuẩn bị cho lần xuất phát tiếp theo nhạc dương và ba tăng thì lo phân tích vũ khí và phương thức tác chiến của đám người ben dẫn đầu hy vọng có thể sử dụng máy tính tạo ra một chương trình huấn luyện mô phỏng với kẻ địch giả tường ngoài việc chăm sóc giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn còn phụ trách giao tiếp với các bác sĩ phía bệnh viện, tìm hiểu tình hình hồi phục của các bệnh nhân. Đồng thời, được giáo sư Bùi chỉ bảo, cô cũng tiến hành một số điều chỉnh thích đáng đối với các loại thiết bị mang theo, tăng thêm một số thiết bị phẫu thuật bằng hợp kim. Một điều đặc biệt đáng nhắc đến là, trong thời gian này, dường như Lạt Ma Á là có rất nhiều cảm mộ đối với những bích hỏa vẽ hình cổ nhân tu hành nhìn thấy trong thạch thất, hễ rảnh rỗi lúc nào là ông lại trầm tư mặc tưởng lúc ấy, những điều tâm đắc ghi lại kín cả mấy cuốn sổ dày, có lúc Trác Mộc Cường ba còn kinh ngạc phát hiện ra tư thế của Lạt Ma Á La hoàn toàn giống hệt như tư thế của các tăng nữ trên bức bích họa mà họ trông thấy trong thạch thất. Ngày hôm ấy, Trác Mộc Cường ba đang đẩy giáo sư Phương Tân tản bộ trong hoa viên như thường lệ, giáo sư đột nhiên cất tiếng, phải rồi, Cường ba à, các chuyên gia ở nước ngoài lại có phát hiện mới về di chỉ may A à kia đấy. Ừm, vậy sao, Trác Mộc Cường ba hờ hững đáp lại một tiếng, trong tâm trí gã, Mai A nói gì thì nói cũng cách Tây Tạng cả 10 vạn 8 ngàn dặm, cho dù có quan hệ gì đấy thì cũng chỉ hết sức mong manh nhỏ bé mà thôi. Giáo sư Phương Tân Tựa như nhìn thấu được nội tâm của Trác Mộc Cường Ba, mỉm cười nói, hình như cậu không để ý đến phát hiện ở di chỉ Maya lắm thì phải. Trác Mộc Cường Ba nói, ừm, um, thầy giáo, tôi cho rằng trước mắt chúng ta nên tập trung vào tấm bản đồ, chỉ có phá giải được thông tin trên bản đồ, hành động của chúng ta mới có đột phá quan trọng, còn chuyện ở Nam Mỹ kia thì, tôi nghĩ giáo sư Phương Tân nghiêm túc nói, Cường Ba à, cậu nghĩ như vậy là sai rồi. Đúng là Mai A à, cách chúng ta rất xa, nhưng cậu đừng quên sự tích xứ giả đến châu Nam Mỹ. Theo những ghi chép về việc đến Nam Mỹ trong lịch sử, thời gian đi lại chỉ cần 2 năm là đủ, nhưng trong tư liệu thì vị sứ giả đó đi về mất đến 10 năm đằng đẵng. khoảng thời gian này rốt cuộc ông ta đã làm gì ở châu Mỹ, không ai biết cả. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng chuyện này có liên quan đến chuyện chúng ta tìm kiếm bạc ba la thần miếu hay không? Giáo sư Phương Tân nói: "Ừm, um, tôi biết là cậu sẽ nghĩ như thế mà. Vậy tôi hỏi cậu nhé, theo những gì chúng ta đã biết, tấm bản đồ đó bị người ta lấy đi từ 100 năm trước rồi, tấm mà chúng ta lấy được có lẽ chỉ là bản sao thôi. Đám người kia đã nghiên cứu suốt 100 năm, tại sao vẫn không thể phát hiện ra vị trí chuẩn xác của Bạc Ba La Thần Miếu chứ? Chẳng lẽ cậu không cho rằng, đó chẳng phải là vì họ chỉ chuyên chú tìm hiểu bản đồ, mà xem nhẹ rất nhiều thứ khác hay sao?" Chúng ta phải suy nghĩ trên cơ sở kết quả của những người đi trước, phát hiện ra càng nhiều bí mật chưa bị phát hiện, không thể bỏ qua bất cứ đầu mối nào. Cậu không cho rằng, nếu chỉ dựa vào khoảng cách xa gần mà phán đoán những di tích cổ đó không có giá trị đối với hành động của chúng ta là quá võ đoán hay sao? Chắc Mộc Cường Ba vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng mà... Giáo sư Phương Tân ngắt lời, tạm thời đừng nói nhưng mà vội, tôi cho cậu xem một thứ này, xem xong rồi hãy đưa ra phán đoán giáo sư lấy trong lòng ra một cuốn sổ, đoạn nói, đây là văn bia trên trận đá do các chuyên gia dịch ra được. Lần trước đã phá giải một nửa, giờ đã được 80% rồi, những chỗ còn lại cũng có thể đoán ra được một phần ý nghĩa, tôi có chỉnh lý và sửa chữa lại trong cuốn sổ đó, cậu xem thử coi. Trác Mộc Cường ba cầm lấy cuốn sổ, xem lướt qua mấy hàng, nội dung đoạn đầu cũng giống như lần trước, kể chuyện người cu bôn ba vất vả, xây dựng nhà cửa quê hương, còn đoạn phía sau lại là phần đầu của một lời nguyên, một khi để máu tanh với bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tài ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, giáng xuống tất thảy mọi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống xài lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông. Đọc đến đây, chắc một cường ba không khỏi thần người ra, rồi sau đó giật thoát mình. Gã nhớ ra rồi, chẳng trách lần đầu tiên nghe đa cắt ngâm nga phần nguyển rủa này gã lại cảm thấy quen thuộc đến thế, thì ra lần đầu tiên gã nghe thấy lời nguyền này, lại chính là trong bài sử ca mà Babato đã hát dưới trăng đêm, chỉ có điều lúc ấy gã đã uống khá say nên đến giờ cũng không nhớ ra nổi. Nối kinh hãi trong lòng chặn cả lời nói, một hồi lâu sau chắc Mộc Cường ba cũng không thốt được nên lời. Giáo sư Phương Tân nói, sao thế? Có phải rất kinh ngạc hay không? Lời nguyền tương đồng, nội dung y hệt, có làm cậu có liên tưởng gì không? Khóe miệng chắc Mộc Cường ba khẽ giật giật, giáo sư Phương Tân lại nói tiếp, tạm thời đừng trả lời tôi vội, cứ đọc hết đi rồi hãng nói. Nửa sau của bài văn bia viết về tình hình sau khi tai nạn xảy ra. Tất cả các vương quốc đều phải đối mặt với nguy cơ diệt vong, tuyệt đại đa số mọi người đều rời khỏi các tòa thành, lẩn sâu vào trốn rừng hoang núi thẳm, chỉ có một số rất ít người vì một nguyên nhân nào đó mà ở lại. Phần nói về nguyên nhân ấy có rất nhiều ký hiệu lạ nên vẫn chưa thể giải đọc ra được, ở giữa là một đoạn ký hiệu rất sơ lược, những người ở lại đã đứng trước lăng mộ của tổ tiên mà thề ước, dù chết cũng phải bảo vệ bạch thành mà các bậc tổ tiên đã dùng máu và mồ hôi xây dựng nên, bày tỏ quyết tâm không bao giờ phản bội, phía sau là chú giải của chuyên gia, có 7 ký hiệu kiểu như ký tên. Đoạn văn dịch này hoàn toàn khớp với bài thành ca mà Babato từng ngâm hát, duy chỉ có nguyên nhân kia là thiếu, dường như lúc đó người may a hết sức kiêng kỵ việc đề cập đến nguyên nhân khiến họ diệt vong, ngay cả lời thề trên lăng mộ tổ tiên cũng mập mờ úp mở không nói rõ ra. Giã thú, cơn bão khủng khiếp, trận đá khổng lồ, bộ lạc ăn thịt người, Dừng mãng xà, Bạch Thành, địa cung a từng cảnh tượng như đoạn phim quay ngược hiện lên trong óc, những trải nghiệm của lần ấy đến giờ Trác Mộc Cường 3 vẫn còn nhớ rõ như in. Tất cả các phương quốc đều phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Tất cả các phương quốc, tai họa đáng sợ quất mạnh vào từng dây thần kinh của Trác Mộc Cường 3. Sau khi từ di chỉ Maya trở về, Trác Mộc Cường 3 cũng từng có thời gian chuyên nghiên cứu lại lịch sử Maya. Sự hủy diệt của nền văn minh này cũng thần bí hệt như sự ra đời của nó vậy tựa hồ như đây là một nền văn minh tự dưng xuất hiện, rồi sau đó lại tự dưng biến mất vậy. Có chuyên gia khảo cổ từng nói, là một lần mất mát văn hóa triệt để nhất, toàn diện nhất trong lịch sử loài người. Các chuyên gia có uy tín đưa ra nhiều giả thiết khác nhau, nhưng đều không có sức thuyết phục. Không ai giải thích được tại sao người Maya lại bỏ hết các thành trì, rồi làm thế nào lại mất cả nền văn minh. Chỉ biết rằng thời gian xảy ra sự kiện này đại khái vào khoảng năm 800 sau công nguyên. Bấy giờ, những người Maya mà người đời sau cho là nhận được tri thức từ người ngoài hành tinh ấy, tựa như được thần linh hiệu triệu, lũ lượt rời khỏi những thành trì hùng vĩ tiến vào rừng sâu rậm rạp đầy dã thú, ẩn mình rất kỹ. Khi xuất hiện trở lại trước mặt người đời, người Maya đã biến thành một đám người nguyên thủy sử dụng công cụ đá, mặc áo da thú, đã quên mất nền văn minh của mình, hoàn toàn không hề hay biết về một thuở xa xưa huy hoàng trói lọi. Đến nỗi mấy trăm năm sau người phương Tây khi phát hiện ra di chỉ Maya à cổ đại vẫn không chịu tin rằng những kiến trúc tồn tại như kỳ tích ấy lại do một đám người ăn lông ở lỗ, đốt giấy gieo hạt kiến tạo nên. Giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, chỉ thấy gã lật dở xem hết trang sổ cuối cùng rồi đứng ngẩn ra đó không nói một lời, tựa như đang suy tư. Ông lại điềm đạm nói, hai sự việc nhìn bề ngoài có vẻ hoàn toàn không liên quan đến nhau, kỳ thực lại có mối liên hệ không thể tách rời. Địa Cung Ahis đó có thể khiến giáo quan và đại sư Á La coi trọng như vậy, sao lại có thể nói là không có căn hệ gì nhiều đến công cuộc tìm kiếm bạc Ba La thần miếu cơ chứ? Trác Mộc Cường Ba đang suy tư, trong đầu óc lần lượt hiện lên hình ảnh trong tầng dưới cùng của Địa Cung Ahis, núi xác chết trong đảo Huyền Không Tự, động xác khô ở cổ cách, còn cả huyết trì nữa, những thứ này dường như có một sợi dây vô hình nối liền với nhau. Gã biết, đầu mối của sợi dây có thể chính là ở trong bạc Ba La thần miếu thần bí kia. Lúc này Gã mới hiểu dụng ý của giáo sư Phương Tân khi ông bảo gã cần phải nhìn lại di tích cổ Maya. Giáo sư đang nói với gã, "Đây là một đầu mối cực kỳ quan trọng đã bị những nhóm thám hiểm khác bỏ qua, nếu không thể nắm bắt được, nói không chừng cả nhóm của gã cũng chỉ có thể bước theo vết xe của những nhóm truy tìm bạc Ba La đi trước mà thôi." Trong ánh mắt người lên những tia sáng hy vọng, gã chân thành nói, "Thầy giáo, tôi hiểu rồi." Giáo sư Phương Tân nói, "Vậy là tốt nhất rồi." Mặc dù nói bạc ba la thần miếu không phải là mục tiêu tìm kiếm cuối cùng của cậu, nhưng đến gần thần miếu một bước cũng có nghĩa là tiến gần đến chiến ngao thêm một bước. Phải rồi, cậu còn nhớ tượng thần hình như đầu mã mà lần trước chúng ta thấy trong địa cung Âu không? Chắc một cường ba sao có thể quên được, ở tầng nào tượng thần ấy cũng xuất hiện, thậm chí còn ở nơi trung tâm nhất và ngang hàng với thần rắn tối cao của người Kukua. Nhưng gã cũng biết, dường như không thể tìm được tư liệu nào liên quan đến tượng thần đó cả giờ nghe giáo sư phương tân nhắc đến gã không khỏi bột miệng thốt lên đó là thần gì vậy giáo sư phương tân mỉm cười thần bí có quan hệ rất mật thiết với cậu đấy nhé thấy nét mặt nặng nề của trác mộc cường ba ông đoán là gã không nghĩ ra được lại gợi ý thêm có quan hệ rất chặt chẽ với công việc của cậu trác mộc cường ba nhíu mày vẫn không thể nghĩ ra giáo sư đành mỉm cười nói là thần chó thần thần chó trác mộc cường ba hết sức kinh ngạc bộ dạng như thế mà gọi là chó được ư. Giáo sư Phương Tân nghiêm mặt nói, các chuyên gia đã nhiều lần phân tích khảo chứng, cuối cùng xác định đó chính là thần chó trong tâm trí người Maya. Thần chó Hiluter là anh em ruột với thần Kukulkan, thần tối cao của người Maya, hàng ngày thần phụ trách lấy mặt trời dưới địa ngục nâng lên bầu trời, đến đêm lại đưa mặt trời trở về địa ngục. Trong tín ngưỡng của một số người Maya, thần chó thực sự có địa vị trí cao ngang hàng với thần rắn Kukulkan. Vị thần này chỉ được lưu truyền ở một số vùng nhất định, tượng hay hình ảnh rất ít. Hơn nữa hầu hết những tượng khai quật được cho đến thời điểm này đều là tượng bốn chân nâng chén, bước mà chúng ta quay được, có lẽ là bước duy nhất thể hiện thần chó ở tư thế đứng. Tuy nhiên, ở những nơi khác, tượng thần chó và thần rắn Kukulkan đều được đặt tách rời, vẫn có khác biệt nhất định về đẳng cấp. Chỉ có những người Maya trong bạch thành mới đặt thần chó ở địa vị quan trọng như thế. Về mặt này, có lẽ bên trong còn mối liên hệ gì đó nữa. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát rồi nói, thầy giáo, ý thầy muốn nói là có liên quan đến vị sứ giả kia phải không? Gã biết, trên đất tạng này, các địa phương khác nhau có những câu chuyện thần thoại khởi nguyên khác nhau, đại đa số dân tạng cho rằng tổ tiên của họ là khỉ, cũng có người nhận là chó, hay cả cá nữa làm tổ tiên. Nếu như vị sứ giả kia có địa vị vô cùng cao trong tâm trí người Maya, thì rất có khả năng tín ngưỡng của ông ta cũng được người Maya phóng đại đề cao lên. Bạn đang đọc chuyện được tải. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng thế, tôi suy đoán như vậy đấy. Vị sứ giả kia rốt cuộc đã làm gì ở châu Mỹ? Lời nguyên mà người may a cũng biết kia là như thế nào. Bên trong đó có ngàn vạn mối dây liên hệ với nhau, tôi tin nếu chúng ta có thể tháo gỡ những liên hệ này, chắc hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc tìm kiếm bạc ba la thần miếu đó. Trước mắt thì các bạn bè chuyên gia nước ngoài mà tôi tìm được, có một nhóm đang giải dịch thứ văn bia khó hiểu kia, ngoài ra còn một nhóm chuyên nghiên cứu những bức bích họa thần bí trong địa cung. Còn nhớ bức tranh trong lăng tẩm của vị vua Mai A ấy không? Các chuyên gia nước ngoài dường như đã tìm được điểm đột phá, không biết họ sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ gì nữa đây. Còn nữa, các đầu mối khác cũng quan trọng như vậy cả, các tư liệu lấy được trong đảo Huyền Không tự đương nhiên là rất quý trọng, mà trong thôn công bố chắc chắn cũng vẫn còn khá nhiều thông tin ẩn giấu. Cường Ba à, có vẻ sức khỏe cậu đã hồi phục rồi, không cần ngày nào cũng ở đây với tôi nữa, hãy đi điều tra những đầu mối bị xem nhẹ ấy đi. Cho tôi biết trước mắt cậu có dự định gì không? Trác Mộc Cường Ba nói, tôi định về nhà một chuyến trước đã, hỏi a Ba xem chuyện thánh sứ kia là như thế nào, xem gia tộc chúng tôi và bạc Ba La Thần Miếu rốt cuộc là có quan hệ gì không. Sau đó, sau đó tôi sẽ đến thôn công bố báo cho họ biết việc của Da Cát. Giáo sư gật đầu nói, ừm, um, vậy là tốt nhất, cậu phải tranh thủ. Nếu bắt đầu huấn luyện hồi phục kiểu khép kín thì không còn thời gian đâu. Trác Mộc Cường Ba cũng gật đầu, vậy được rồi tôi sẽ đi nói với Lữ Cánh Nam một tiếng. trác Mộc Cường Ba nói chuyện này với Lữ Cánh Nam, không ngờ cô lại lập tức đồng ý luôn, hơn nữa còn tuyên bố rằng hiện nay tình hình hồi phục của mọi người đều rất tốt, công việc dở dang cũng gần hoàn thành rồi, nên tất cả đều được nghỉ một tuần, mọi người có thể nhân khoảng thời gian này mà đi làm những chuyện mình muốn làm. Mỗi người đều có việc riêng của mình, Trương Lập, Nhạc Dương chuẩn bị về quê một chuyến, sau đó nếu còn thời gian sẽ về đơn vị thăm thú, Lạt Ma Á La sẽ trở lại chùa Sắc Lạc, còn ba tang thì về nhà chắc một cường ba gặp anh trai, đường mẫn muốn sang bệnh viện tâm thần Andrea thăm anh trai cô. Vậy là chắc một cường ba cũng điều chỉnh lại hành trình của mình một chút, trước tiên sẽ đưa đường mẫn trở lại Mỹ, sau đó về nhà, cuối cùng mới đến thôn công bố. Còn giáo sư Phương Tân thì muốn ở lại Hasa tiếp tục dưỡng thương. Chắc một cường ba biết chuyện liền hỏi ông, sao thầy không sang Canada thăm con trai? Giáo sư Phương Tân đáp, con trai tôi lớn rồi, nó cũng có chuyện riêng của nó, có gì mà phải thăm thú chứ. Giờ vác bộ dạng thế này đến thăm nó, chẳng phải là lại khiến nó thêm lo cho tôi hay sao? Mọi người cứ đi làm việc của mọi người đi, ở đây tôi còn rất nhiều tư liệu phải chỉnh lý lại, còn phải giữ liên lạc với chuyên gia các nước nữa. Hoàn cảnh ở đây cũng tốt lắm, không cần lo cho tôi đâu. Tối hôm đó mọi người tổ chức một cuộc liên hoan nho nhỏ, mời cả đội trưởng Hồ Dương, các bác sĩ phụ trách điều trị trong bệnh viện, ngày hôm sau ai đi việc nấy, còn Hồ Dương ở lại với giáo sư. Ngồi máy bay một ngày, cuối cùng cũng đến được ban Pennsylvania, nước Mỹ. Lúc gần đến bệnh viện, đường mẫn bỗng thấy thấp thỏm không yên. Cô hy vọng được trông thấy anh trai mình khỏe mạnh trở lại biết bao, nhưng lại sợ phải thấy bệnh tình của anh vẫn chưa hề khởi sắc, ngồi trên máy bay mà cứ ngơ ngẩn thất thần, nhắc đến anh trai là lại rơi nước mắt lã chả nơm nớp lo âu cứ như một chú thỏ con run rẩy. Trác Mộc Cường bao ôm chặt lấy bờ vai đường mẫn, bình tĩnh nói yên tâm đi em cũng biết các phương pháp chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện ấy cực kỳ tiên tiến mà anh trai em ở đấy chắc chắn là đã hồi phục phần nào rồi nói không chừng còn đã hoàn toàn bình phục rồi ấy chứ xin lỗi thưa cô anh trai cô đã được người ta đón ra khỏi bệnh viện này từ nửa năm trước rồi không ngờ câu trả lời của bệnh viện dáng cho họ một đòn phủ đầu choáng váng cái gì cô nói cái gì chắc chắn là nhầm rồi cô tra lại cho rõ đi anh trai tôi tên là đường thọ tang tao, phiên âm viết thế này này, cô nhìn rõ chưa? Ngoài tôi ra, anh trai tôi không có người thân trực hệ nào nữa mà. Đường mẫn lo lắng đến sắp phát khóc lên. Cô y tá tư vấn khẳng định, không sai, là đường thọ, người Trung Quốc, 27 tuổi, cao 1m7, nặng 86 cân. Đây là ảnh của anh ấy, có đúng không? Để tôi xem nào, đã được đón đi từ 7 tháng trước. Đường mẫn biến sắc, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, Sắp ngồi phịch xuống đất thì được Trác Mộc Cường ba nhanh tay đỡ dậy. Gã nghiêm giọng hỏi, theo quy chế của bệnh viện các cô, mỗi khi bệnh nhân thuộc diện ủy thác chăm sóc xuất viện hẳn hoặc bệnh tình có biến chuyển đều cần phải cho người thân trực hệ mà. Tại sao chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo gì vậy? Cô y tá tư vấn nhíu mày nói, thế này nhé, xin chớ lo lắng, để tôi tra lại giúp hai người. Đường, Thọ, à, ở đây này, mời xem. Cô y tá tư vấn chỉ vào số liệu trong máy tính, nói, khi đó Người ta trình công văn trực tiếp của viện kiểm sát, lệch tư cách là người giám hộ pháp định duy nhất của đường thọ mà đưa anh ta đi, bệnh viện chúng tôi không có quyền can thiệp. Còn việc thông báo với thân nhân trực hệ của người bệnh, vì phía bên kia là người giám hộ do pháp luật chỉ định, thế nên việc thông báo với những thân nhân khác của người